Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 91. Nếu mình giải quyết được chuyện này, có lẽ ông chủ sẽ rất mừng, không chừng còn điều mình đến trụ sở chính làm việc, đây là cơ hội tốt, mình không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lẽo, ông ta lấy bộ đàm ra, nói, gọi tất cả bảo vệ của khách sạn lên tầng 6, tôi chờ ở đây. Hai mươi mấy bảo vệ nhanh chóng hùng hổ xông lên tầng 6. Đội trưởng đội bảo vệ bước đến trước mặt Lý Giá, cung kính nói, quản lý, người tới hết rồi. Có chuyện gì, ông cứ dặn dò đi. Lý giã nhìn đám bảo vệ, nghĩ thầm, có hai mươi mấy bảo vệ ở đây, cho dù người thanh niên kia giỏi đánh nhau thì cũng không thể là đối thủ của nhiều người như thế nhỉ. Nghĩ tới đây, ông ta khoát tay, nói lớn, mọi người, đến phòng số 17 với tôi. Trong lúc nhất thời, hai mươi mấy bảo vệ lập tức hùng hổ tới phòng số 17. Dương Thanh đang đứng ở cửa phòng, thấy Lý Giã dẫn người tới, anh nhíu mày, hít mắt nhìn chằm chằm vào lý giã ông còn việc gì à bị dương thanh nhìn lý giã chợt nhớ đến cảnh tượng vừa xảy ra trong phòng đám thanh niên đến từ tài phiệt nước dương không khỏi dùng mình mẹ nó mày nói chuyện với quản lý lý kiểu gì thế chán sống à đội trưởng đội bảo vệ lập tức bước lên chỉ vào dương thanh hống hách nói bốp ngay sau đó dương thanh bỗng xuất hiện trước mặt đội trưởng đội bảo vệ giơ tay tát trước sự kinh hãi của tất cả mọi người cơ thể nặng cả trăm cân của đội trưởng đội bảo vệ bay xa mấy mét, nặng nề rơi xuống đất rồi lập tức hôn mê. Mấy tên bảo vệ vừa hùng hổ đều im re, mở to mắt, sợ hãi nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh không quan tâm đến họ, bỗng nhìn Lý Dã, Lý Dã run lẩy bẩy, thấy Dương Thanh nhìn mình thì càng e ngại hơn. Lý Dã lắp bắp, "Tôi, tôi đến hỏi xem cậu, cậu, cậu còn gọi gì không ạ? À? Tôi, tôi sẽ đích thân mang đến cho cậu." Dương Thanh chỉ lạnh lùng nhìn Lý Dã không định đáp lời. Đúng lúc này, thang máy tầng 6 bỗng kêu lên, ngay sau đó, cửa thang máy mở, một người trung niên bước ra ngoài. Khi thấy người trung niên, Lý Giã lập tức thở phào, vội bước đến, nói, ông chủ, rốt cuộc ông cũng đến rồi. Ông ta nói rồi chỉ về phía Dương Thanh, oán giận nói, ông chủ, hồi nãy tên khốn này đã đánh người của tài phiệt nước Dương, còn tuyên bố sẽ để bề trên của họ tới đón người nữa. Tên này đúng là quá hống hách, cậu ta nghĩ cậu ta là ai? dám tuyên bố sẽ để bề trên của người thuộc tài phiệt nước Dương đến đón người, đúng là không biết sống chết. Lý giã cũng không phát hiện, khi thấy Dương Thanh, ông chủ của ông ta lập tức run lên, vội dảo bước đến chỗ anh. Cậu Thanh, cậu đến lúc nào thế? Sao không báo trước một tiếng, nếu biết cậu tới, tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc rồi. Sau khi đến trước mặt Dương Thanh, ông chủ của bác viên hương cung kính nói dáng vẻ khúm núm của ông ta trước mặt dương thanh khiến lý giã sững sờ trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin lý giã biết rõ ông chủ của ông ta sống tốt ở yến đô đến mức nào khách sạn bắc viên hương chỉ là một trong vô số sản nghiệp của ông chủ ông ta hơn nữa bắc viên hương cũng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống lớn với nhiều chi nhánh trên khắp cả nước nghe nói ông chủ bắc viên hương còn là đồng hương với dương thanh chủ tịch tập đoàn nhạn thanh hình như họ có quen biết trong lúc lý giã đang khiếp sợ dương thanh nhìn ông chủ bắc viên hương thản nhiên nói, không ngờ Bắc Viên Hương lại là sản nghiệp của Chủ tịch Tô. Chủ tịch Tô vội nói, đều nhờ phúc cậu Thanh, nếu không được cậu giúp đỡ, nhà họ Tô chúng tôi đã không đến Yến Đô để phát triển rồi. Chủ tịch Tô không phải ai khác, chính là Tô Thành Vũ, người giàu nhất Giang Hải, hồi trước khi Dương Thanh còn ở Giang Hải, Tô Thành Vũ đã giúp anh rất nhiều chuyện, nhưng khi đó anh có ý thủ địch rất lớn với Vũ Văn Cao Dương, mà Tô Thành Vũ lại có quan hệ với gia tộc Vũ Văn, nên không được Dương Thanh chào đón không ngờ sau hơn một năm không gặp tô thành vũ cũng đã tới yến đô nghe ý ông ta nhà họ tô đã tập trung phát triển ở yến đô rồi dương thanh nhìn tô thành vũ nhà họ tô được như ngày hôm nay là nhờ công chủ tịch tô hết không liên quan nhiều đến tôi anh cũng không giúp đỡ nhà họ tô nên không cần tô thành vũ cảm ơn lý giã bên cạnh nhìn mà choáng váng đứng ngồi không yên để thể hiện trước mặt tô thành vũ hồi nãy ông ta đã chỉ trích hành động của dương thanh với thanh niên của tài phiệt nước dương kết quả Dương Thanh và Tô Thành Vũ lại quen biết, trông Tô Thành Vũ còn hết sức cung kính với Dương Thanh. Chuyện này khiến Lý Giã vô cùng căng thẳng, sợ Dương Thanh nói chuyện ông ta đã đối đầu với Dương Thanh thế nào cho Tô Thành Vũ. Nếu anh nói cho Tô Thành Vũ biết, đừng nói là làm quản lý của Bắc Viên Hương, có lẽ ông ta không sống nổi ở Yến Đô nữa, với năng lực của Tô Thành Vũ, chỉ một câu là có thể khiến ông ta không tìm được việc ở Yến Đô rồi. Lý Giã Trong lúc Lý Giã đang nơm nấp lo sợ, tô thành vũ bỗng tức giận quát ông ta không quên hồi nãy khi ông ta vừa bước vào đại sảnh lý giã đã nói dương thanh không đúng ngay trước mặt ông ta lý giã run rẩy vội nói ông chủ tôi đây ạ à. bốp tô thành vô tát lý giã tức giận quát đồ khốn dám động đến cậu thanh ông chán sống rồi à. chân lý giã mềm nhún lập tức quỳ xuống đất sợ hãi nói ông chủ rất xin lỗi tôi biết sai rồi tôi không biết đây là cậu thanh nếu biết là cậu ấy có cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám bất kính với cậu ấy. Xin ông chủ nể tình tôi tận tụy ở Bắc Phiên Hương, cho tôi thêm một cơ hội, sau này tôi không dám nữa đâu. Tô Thành vô tức giận nói, ông còn dám nghĩ đến sau này à? Bây giờ cút ngay cho tôi, Bắc Phiên Hương không cần một quản lý mắt chó, coi thường người khác. Lý giã lập tức trợn tròn mắt, có vẻ tuyệt vọng, ông ta biết Tô Thành Vũ thực sự muốn đuổi ông ta khỏi Yến Đô, nếu người khác biết ông ta bị đuổi khỏi bắc viên hương vì đắc tội với khách quý của tô thành vũ cho dù tô thành vũ không nhắm vào ông ta ông ta cũng không sống nổi ở yến đô nghĩ tới đây trên mặt lý giã tràn ngập vẻ sợ hãi ông ta vội cầu khẩn ông chủ tôi sai rồi tôi thực sự biết sai rồi xin ông cho tôi thêm cơ hội nữa tôi vừa vay tiền để mua một căn nhà nhỏ nếu rời khỏi bắc viên hương rồi sau này tôi trả nợ kiểu gì đây ông chủ tôi không thể thiếu công việc này xin ông cho tôi cơ hội cuối sau này tôi sẽ không bao giờ mắc sai lầm như thế nữa tô thành vũ quát người đâu đuổi tên khốn này ra khỏi khách sạn cho tôi vâng hai bảo vệ lập tức bước đến lôi lý giã ra khỏi khách sạn sau khi đuổi lý giã khỏi khách sạn tô thành vũ mới thận trọng nhìn về phía dương thanh hỏi cậu thanh tôi sắp xếp như thế cậu có hài lòng không ạ à? tô thành vũ hiểu rõ có thể nói mọi chuyện ở yến đô đều do dương thanh quyết định ông ta từng để lỡ cơ hội đi theo dương thanh Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận Dương Thanh, đương nhiên Tô Thành Vũ sẽ không bỏ qua rồi. Dương Thanh biết ý định của Tô Thành Vũ, cũng không nói trắng ra, chỉ nhìn chằm chằm vào ông ta, lần này tôi đắc tội với ba tài phiệt lớn nước Dương, tốt nhất ông nên giữ khoảng cách với tôi. Tô Thành Vũ thoáng sừng sốt, vội nói, "Cậu Thanh, cậu coi thường tôi rồi, tôi vốn rất ghét nước Dương, cho dù ông lớn nào đó của ba tài phiệt lớn nước Dương tới đây, tôi cũng không sợ." Ông ta nói rồi bảo thư ký bên cạnh Lập tức gọi người tới, tôi cũng muốn xem xem, người của tài phiệt nước Dương có thể hống hách ở Chiêu Châu chúng ta đến mức nào. Tô Thành Vũ hiểu rõ, đây là cơ hội tiếp cận Dương Thanh, một khi bỏ lỡ, đời này ông ta đừng mơ kéo gần quan hệ với Dương Thanh nữa. Chỉ cần Dương Thanh thắng, sau này nhà họ Tô sẽ là gia tộc hàng đầu ở Yến Đô, thậm chí cả Chiêu Châu. Dương Thanh nhìn Tô Thành Vũ bằng ánh mắt nghiền ngẫm, cũng không ngăn cản, để mặc Tô Thành Vũ gọi người tới. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc bước vào, còn cầm mấy cái túi trong tay. "Chủ tịch, quần áo mà cậu cần đây ạ." À? Lạc Bân bước đến trước mặt Dương Thanh, thở hổn hển. Sau khi nghe điện thoại của Dương Thanh, ông ta lập tức cử người đi mua một bộ đồ nữ rồi mang tới cho anh. "Sếp Lạc, chào ông, tôi là Tô Thành Vũ, chủ tịch tập đoàn Tô Thị." Khi thấy Lạc Bân, Tô Thành Vũ hơi căng thẳng, thậm chí sốt sáng hơn cả lúc gặp Dương Thanh. Ông ta đã quen biết Lạc Bân từ khi ở Giang Hải hồi đó địa vị xã hội của hai người vẫn ngang nhau nhưng bây giờ lạc bân đã đứng vững ở yến đô ngay cả chủ của gia tộc hàng đầu yến đô cũng phải cung kính trước mặt lạc bân giữa hai người có sự chênh lệch lớn đến thế cũng vì lạc bân luôn làm việc cho dương thanh tô thành vũ vừa căng thẳng vừa cảm khái lạc bân mỉm cười chủ động chia tay ra với tô thành vũ nói thì ra là chủ tịch tô lâu rồi không gặp dương thanh nói đều là bạn cũ cùng đến từ giang hải sau này hai người có thể qua lại nhiều hơn. Lạc Bân rất thông minh, hiểu ý Dương Thanh ngay, bây giờ tập đoàn Nhãn Thanh ngày càng mạnh mẽ, cũng sẽ thu hút nhiều kẻ thù hơn, nên cần vài người bạn. Tô Thành Vũ có thể trở thành người giàu nhất Giang Hải, tức là năng lực kinh doanh của ông ta không tệ, nhưng bây giờ đang thiếu người nâng đỡ, nên năng lực đó không được phát huy. Nếu tập đoàn Nhãn Thanh đồng ý giúp Tô Thành Vũ, với năng lực của Tô Thành Vũ, chắc chắn không lâu sau, ở Yến Đô sẽ có thêm một nhà họ tô ngang với tám gia tộc quyền thế ở Yến Đô lúc trước. Bây giờ giúp tô thành vũ, đến khi nhà họ tô lớn mạnh, Dương Thanh sẽ trở thành ân nhân trong lòng người nhà họ tô, như thế thì họ mới có thể hết lòng hỗ trợ anh. Lạc Bân mỉm cười, nhìn tô thành vũ, hôm nào tôi hẹn chủ tịch tô đi đánh gôn nhé. Tô thành vũ thoáng sướng sờ rồi mới hoàn hồn, nhịp thở cũng trở nên rồn rập, lập tức kích động nói, vâng, tôi chờ xếp lạc. Đúng lúc này, Thư ký của tô thành vũ nghiêm nghị bước tới nói với tô thành vũ chủ tịch tô người của ba tài phiệt lớn nước dương đã tới có khoảng hơn trăm chiếc xe. ạ. Nghe thấy thư ký nói thế trên mặt tô thành vũ tràn ngập vẻ lo lắng. Trước kia khi ở giang hải tuy ông ta là người giàu nhất nhưng đây là yến đô phải đối mặt với ba tài phiệt lớn nước dương sao ông ta không căng thẳng cho được chứ? Trong lúc ông ta đang vô cùng căng thẳng dương thanh nói cứ yên tâm tuy họ hùng hổ nhưng nơi này là chiêu châu họ vẫn phải kiêng rè. Một câu tùy ý của Dương Thanh đã khiến Tô Thành Vũ cảm thấy bớt áp lực hơn hẳn. Anh nói rồi cầm bộ đồ nữ mà Lạc Bân mang tới, vào phòng riêng số 17 rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Lạc Bân không biết đã xảy ra chuyện gì, ngờ vực hỏi, chủ tịch, có chuyện gì vậy? Chẳng phải ba tài phiệt lớn nước Dương khiêu chiến vào ba ngày sau ư? Sao bây giờ họ lại tới? Dương Thanh nói, tôi bảo họ tới đấy. Lạc Bân lập tức sững sờ. Tô Thành Vũ thấp thỏm đứng cạnh, chờ người của tài phiệt nước dương đến. Đúng lúc này, tiếng bước chân lộn xộn vang lên, hai mươi mấy người của tài phiệt nước dương hùng hổ bước tới. Dương Thanh ngồi trên ghế ở cửa ra vào, Lạc Bân và Tô Thành Vũ đứng bên trái bên phải anh. Mày đã đánh con tao à? Đúng lúc này, người của tài phiệt nước dương dừng cách đám người Dương Thanh 3-4 mét, một người trung niên để ria căm tức nhìn Dương Thanh, hỏi. Rõ ràng người trung niên trước mặt chính là bố Yoshida Taro. Dương Thanh thản nhiên nhìn đối phương, ông tên gì? Đối phương nói, Yoshida Mui. Dương Thanh nhìn về phía Lạc Bân bên cạnh, hỏi, ông đã bao giờ nghe nói đến cái tên này chưa thế? Lạc Bân lắc đầu, tôi biết hết những nhân vật quan trọng của tài phiệt Yoshida ở Yến Đô, nhưng chưa nghe nói đến cái tên này bao giờ, chắc là người của chi thứ. Dương Thanh như có điều suy nghĩ, bỗng nhìn chằm chằm vào Yoshida Mui, còn ông định quấy rối bạn tôi, sau khi bị tôi chế ngự thì lại ăn nói sằng bậy, nên tôi đã đánh gãy một tay hắn. Ông có ý kiến gì không? Nghe thấy Dương Thanh nói thế, khóe miệng của Lạc Bân và Tô Thành Vũ đều giật giật. Rõ ràng Dương Thanh đã đánh gãy tay con trai đối phương, còn hỏi đối phương có ý kiến gì không nữa. Yoshida nguy thoáng sướng sờ rồi lập tức thẹn quá hóa giận, hét lớn: Khốn kiếp! Mày chán sống rồi. Dương Thanh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đối phương. Chẳng lẽ khi gọi các người tới đón, còn các người không bảo các người xin lỗi à? chết tiệt, đánh gãy tay chân nó cho tôi. Yoshida Mui hoàn toàn nổi giận, bảo hai vệ sĩ bên cạnh. Sau mệnh lệnh của ông ta, hai vệ sĩ xông thẳng tới chỗ Dương Thanh, Tô Thành vũ thoáng do dự rồi vội chắn trước Dương Thanh, quát lớn, các người định làm gì. Việc Tô Thành Vũ đứng ra vào lúc này khiến Dương Thanh hơi bất ngờ. Yoshida Mui híp mắt nhìn chầm chầm vào Tô Thành Vũ, ông là ai? Rõ ràng ông ta cũng sợ sẽ trêu vào nhân vật lớn mà mình không đắc tội nổi, về phần Dương Thanh, ông ta không hề coi anh ra gì, đương nhiên cũng vì ông ta không biết Dương Thanh. Nếu ông ta biết thân phận của Dương Thanh, ông ta cũng không dám hống hách như thế. Thấy đối phương hỏi mình là ai, Tô Thành Vũ càng căng thẳng hơn, nhưng vẫn cố kiềm chế, ra vẻ bình tĩnh, tôi là ông chủ khách sạn này. Ra tay đi, Tô Thành Vũ chưa dứt lời, Yoshida Mui đã ra lệch, thì ra chỉ là ông chủ khách sạn, không là gì với ông ta hết. Tô Thành Vũ vô cùng sợ hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vệ sĩ của tài phiệt nước dương lao đến chỗ ông ta. Ông ta chỉ là người bình thường, nếu bị hai vệ sĩ của tài phiệt nước dương này đánh chúng, có lẽ ông ta sẽ phải nằm viện mấy tháng mất. Đúng lúc đòn tấn công của hai vệ sĩ sắp ập đến, Dương Thanh bỗng búng ngón tay. Phập, phập, hai chiếc đũa vừa được anh cầm lập tức xuyên thủng cổ tay hai tên vệ sĩ của tài phiệt nước dương như mũi tên. Hai vệ sĩ vừa giơ nắm đấm lên, còn chưa đánh tô thành vũ thì đã thấy cơn đau thấu tim lan khắp cánh tay từ cổ tay rồi. á, à, á. À. ngay sau đó, hai tiếng hét thảm thiết gần như vang lên cùng một lúc, vang vọng khắp khách sạn Bắc Viên Hương. hai tên vệ sĩ vừa hùng hổ đều ôm cổ tay, đau đến mức không muốn sống. tô thành vũ thở phào, nhìn dáng vẻ thê thảm của hai tên vệ sĩ, nỗi sợ trong lòng cũng biến mất tâm, còn cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Yoshida mui và đám người của tài phiệt nước Dương đều tròn mắt sợ hãi nhìn dương thanh đến giờ họ mới nhận ra họ đụng phải kẻ khó chơi rồi đúng lúc này lại có xe đỗ bên ngoài khách sạn hơn trăm người mặc đồng phục bảo vệ sông vào khách sạn lúc này thư ký của tô thành vũ kích động nói chủ tịch người của chúng ta đến rồi tô thành vũ lập tức vui mừng tự tin hẳn lên khoát tay nói đóng kín cửa khách sạn cho tôi nếu cậu thanh không đồng ý người nước dương đừng hòng đi đâu hết lạc bân thấy dương thanh vẫn thản nhiên nên không gọi người tới nữa dương thanh bình tĩnh nhìn yoshida mi mở miệng nói hôm nay tôi gọi các người tới đây là để các người đưa con đi và xin lỗi không ngờ các người lại định gây phiền phức cho tôi đã vậy hôm nay tôi sẽ chơi tới cùng với mấy tên khốn các người cho dù ông trời tới đây các người cũng phải trả giá đắt anh nói rồi nhìn về phía tô thành vũ cử người đưa mấy tên thanh niên khốn kiếp của tài phiệt nước dương tới đây vâng tô thành vũ vội đáp lập tức ra lệnh, một đám bảo vệ xông vào phòng riêng, kéo đám người Yoshida Taro ra ngoài. Khi thấy mặt con mình sưng húp, một tay đầm đìa máu, Yoshida Mui hết sức tức giận. Yoshida Mui nghiến răng nghiến lợi, mày dám khiến con tao bị thương nặng đến thế, chắc chắn mày sẽ hối hận. Nghe thấy Yoshida Mui nói thế, Dương Thanh nhếch môi mỉm cười, bỗng đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên Yoshida Taro. Thấy Dương Thanh đi về phía mình, Yoshida Taro lập tức sợ hãi lùi lại, Dầm. Ngay sau đó, Dương Thanh đá vào bụng Yoshida Taro, Yoshida Taro lập tức bay ra xa, đám người còn chưa hoàn hồn, Dương Thanh đã dẫm một chân lên đầu Yoshida Taro rồi. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Yoshida Mui, nói, ông vừa nói gì? Tôi không nghe rõ, phiền ông nhắc lại lần nữa giúp tôi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hạ Hà, Hà, Dương Thanh cười nói, đúng là người của tài phiệt đã tới, nhưng không sao, họ không dám làm gì đâu. Không thể không thừa nhận, Vóc dáng và nhan sắc của Hạ Hà, Hà đều thuộc loại xuất sắc hơn người, chẳng biết Lạc Bân đã mua bộ đồ này ở đâu, rất hợp với cô ta. Thấy dáng vẻ ung dung của Dương Thanh, Hạ Hà, Hà bớt lo hẳn, cô ta biết nếu gặp nguy hiểm, Dương Thanh sẽ không để cô ta đối mặt cùng. Từng giây từng phút trôi đi, thời hạn 10 phút mà Dương Thanh cho sắp hết, đúng lúc này, Lạc Bân gõ cửa, bước vào, nhìn Hạ Hà, Hà với vẻ hơi kinh ngạc rồi quay sang Dương Thanh, chủ tịch Người của ba tài phiệt lớn nước Dương đã chuyển 12 tỷ tiền chuộc vào tài khoản của tập đoàn Nhãn Thanh ạ. À. Dương Thanh gật đầu, nói, nếu đã nhận được tiền chuộc thì bảo họ cút đi. Vâng, Lạc Bân Tuân lệnh rời đi. Trong phòng chỉ còn Dương Thanh và Hạ Hà, Hạ Hà kinh ngạc nhìn Dương Thanh, tiền chuộc gì thế. Dương Thanh cười nói, hồi nãy tôi đã nhốt tất cả thanh niên của tài phiệt nước Dương trong phòng riêng kia ở đây, sau đó gọi bề trên của họ tới đón, mỗi người cần một tỷ tiền chuộc. Câu nói hời hợt này của anh lập tức khiến Hạ Hà sướng sờ. Cô ta kinh ngạc nói, anh bảo là, mỗi người một tỷ ư. Dương Thanh gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, anh trầm giọng nói, họ dám động đến người bên cạnh tôi, chỉ bắt họ bỏ ra 12 tỷ để rời đi đã là nhân từ lắm rồi. Hạ Hà không sao bình tĩnh nổi, nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp, vì Dương Thanh vừa nói cô ta là người của Dương Thanh. Rõ ràng Dương Thanh đang nói Hạ Hà là bạn mình, nhưng khi đến tai hạ hà, hà thì lại thành cô ta là người phụ nữ của anh bên ngoài nhanh chóng im ắng như trước người của tài phiệt rời đi hết lạc bân chào dương thanh rồi cũng đi sau chuyện vừa xảy ra hai người cũng không còn hứng thú ở đây nữa dương thanh đưa hạ hà, hà đến đoàn làm phim vừa tới đoàn làm phim người đại diện của hạ hà, hà vội chạy tới nói với vẻ bất đắc dĩ bà cô của tôi ơi cuối cùng cô cũng về rồi nếu không về bên thương hiệu sắp kiện chúng ta vì vi phạm hợp đồng rồi đấy, cô mau vào quay quảng cáo cho bên đó với tôi đi. Giờ Dương Thanh mới biết hạ hà, hà không rảnh, thì ra cô ta đang quay quảng cáo mà lại chạy đi ăn cơm với anh. Hạ hà, hà nhìn Dương Thanh với vẻ hơi lúng túng, mỉm cười rồi nói, cứ quyết định thế nhé, hẹn anh 9 giờ sáng mai. Dương Thanh gật đầu, mỉm cười, được. Xem như đã quyết định chuyện quảng bá, ngày mai sau khi Hạ hà, hà quay quảng cáo xong, bên Lạc Bân sẽ bắt đầu hành động, đầu tiên là đẩy thương hiệu chú nhan xương ra thị trường, rồi chờ 3 ngày nữa, để tài phiệt nước dương khiêu chiến cao thủ chiêu châu, dương thanh giành được quán quân là có thể khiến thương hiệu chú nhan xương này nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Chuyện tài phiệt nước dương khiêu chiến cao thủ chiêu châu đã lan khắp thế giới, bây giờ có rất nhiều người đang chú ý đến Yến Đô. Rất nhiều người nước ngoài đã tới Yến Đô, chờ trận chiến giữa hai bên. Bây giờ, hầu hết khách sạn ở Yến Đô đã được đặt trước, thậm chí ngay cả khách sạn ở mấy thành phố lân cận cũng kín phòng. Dương Thanh đang định rời đi, bỗng thấy hình như bên Hạ Hà, Hà có cãi vã. Người đại diện của Hạ Hà, Hà đang chắn trước cô ta. Dương Thanh nhíu mày, anh đã nghe thấy có người đang mắng Hạ Hà. Hà. Con danh này, cô tưởng mình hơi nổi tiếng là có thể lên mặt với tập đoàn Thuận Thiên chúng tôi chắc. Cô có biết đằng sau tập đoàn Thuận Thiên là gia tộc Yoshida, một trong ba tài phiệt lớn nước Dương không hả? Một người phụ nữ trung niên chỉ vào mặt Hạ Hà, Hà chửi ầm lên, thái độ vô cùng hống hách. Bà ta tức giận nói, quỳ xuống xin lỗi ngay, bằng không đừng trách tôi không khách sáo với cô đấy. Người đại diện của Hạ Hà, Hà vẫn đang thuyết phục, xếp phó, rất xin lỗi, Hạ Hà, Hà có việc gấp nên mới vội vã rời đi. Xếp phó cười lạnh, nghệ sĩ như cô ta có việc gấp gì chứ? Chẳng lẽ vội đi ngủ với đàn ông để lấy tiền à? Bà im miệng lại, Hạ Hà, Hà vô cùng tức giận, mắt đỏ hoe, tôi vốn không định quảng bá cho tập đoàn Thuận Thiên các người, các người uy hiếp chị Hồng nên tôi mới phải nhận quảng bá. Bây giờ tập đoàn Thuận Thiên là doanh nghiệp mà tài phiệt nước dương nắm cổ phần, tôi ghét người nước dương nhất, nếu các người không dùng thủ đoạn hèn hạ, có chết tôi cũng không quảng bá cho doanh nghiệp của người nước dương đâu. Cô ta nói rồi nhìn về phía người đại diện, chị Hồng, chúng ta không nhận quảng bá nữa, trong khoảng thời gian này, chị đi với em đi, bạn em rất lợi hại, không sợ người của tài phiệt nước dương. Nếu là trước kia, chắc chắn Hà Hà sẽ thỏa hiệp, nhưng hồi nãy ở khách sạn Bắc Viên Hương, sau khi chứng kiến sự lợi hại của Dương Thanh, cô ta không sợ hãi nữa. Hồi nãy, ba tài phiệt lớn nước Dương phải đưa cho Dương Thanh 12 tỷ thì mới đón được thanh niên của tài phiệt nước Dương đi. Chị Hồng cuống cả lên, vội nói, hạ hạ, em đừng nói gì nữa, cứ để chị xử lý chuyện này đi. Cô ta nói rồi nhìn về phía xếp phó, xếp phó, bà rộng lượng, đừng so đo với chúng tôi làm gì, lần này chúng tôi sai, chúng tôi sẽ giảm cho bà 50% trong lần quảng bá này, bà thấy được chứ? Cút. xếp phó đẩy chị Hồng ra, đi về phía Hạ Hà. Con danh này, dám sỉ nhục tài phiệt nước dương vĩ đại, để xem tôi có vả nát miệng cô không? Xếp phó nói rồi giơ tay, tát mạnh vào mặt Hạ Hà. Bốp, điều khiến mọi người kinh ngạc chính là, xếp phó còn chưa chạm vào mặt Hạ Hà, Hạ Hà đã tát cho bà ta một phát. Tiếng bà tai vô cùng rõ, nửa mặt bên trái của xếp phó lập tức đỏ lên dương thanh đang định nhúng tay đứng trong đám người mỉm cười nhìn hạ hà, hà nếu hạ hà, hà quá dịu dàng yếu đuối thì rất dễ bị người ta ức hiếp nếu là phụ nữ bình thường thì đã dựa vào thân phận của anh để vươn lên trong ngành giải trí từ lâu rồi nhưng hạ hà, hà chưa bao giờ vận dụng quan hệ với dương thanh cái tát vào mặt xếp phó của hạ hà, hà khiến mọi người sững sờ hạ hà, hà tức giận nói từ hôm nay trở đi tôi sẽ không nhận quảng cáo nào có liên quan đến nước dương nữa Xếp phó nhìn hạ hà, hà với vẻ không dám tin, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nói với vẻ mặt dữ tợn, con oát này, mày dám đánh tao. Vệ sĩ, bắt nó lại cho tôi. Bà ta vừa dứt lời, hai vệ sĩ lập tức bước đến, tóm lấy tay hạ hà. Hạ hà. Hà, hà không hề sợ hãi, nhìn chăm chăm vào xếp phó, nghiến răng nghiến lợi, cho dù bà đánh chết tôi thì tôi cũng không cúi đầu trước cho nước dương đâu. Chị Hồng thấy thế thì cuống cả lên, vội cầu khẩn, xếp phó, xin bà rộng lượng, đừng chấp nhặt với hạ hà, tôi xin cam đoan với bà, sau khi quay về, chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ cô ấy tử tế. Cút đi, xếp phó tát chị Hồng rồi bước đến trước mặt hạ hà, giận dữ nói, dám tát phó thanh mai tao à, tao sẽ cho mày nát mặt. Bà ta nói rồi lấy một con dao nhỏ ra. Audio điện tử võ tấn bền. Phó Thanh Mai tức giận đến cực điểm, bà ta là giám đốc của tập đoàn Thuận Thiên, lại bị một ngôi sao nữ sỉ nhục, bà ta không thể chịu đựng được thấy bà ta lấy dao ra chị hồng lập tức cuống phát khóc vội gọi nhân viên của đoàn làm phim các anh mau giúp hạ hà, hà với nhưng có phó thanh mai ở đây không ai dám tới giúp cả hạ hà, hà bị hai vệ sĩ giữ tay nhưng không hề e ngại cô ta nhìn chằm chằm vào phó thanh mai bằng đôi mắt đỏ hoe chắc chắn bà sẽ hối hận phó thanh mai tức giận nói con danh này đến lúc này rồi mà mày vẫn dám mạnh mồm ư chờ tao rạch mặt mày xong tao cũng muốn xem xem mày có thể tiếp tục tồn tại trong ngành giải trí không đấy. Bà ta nói rồi cầm dao, rạch về phía mặt hạ hà. Đừng mà, chị Hồng hô lớn, nhưng cô ta đang bị người của Phó Thanh Mai ngăn cản, không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn dao găm trong tay Phó Thanh Mai đến gần mặt hạ hà. Phập, ánh sáng kim loại sáng loáng bỗng lóe lên, ngay sau đó, bàn tay đang cầm dao của Phó Thanh Mai bị chặt đứt từ cổ tay, rơi xuống đất máu tươi vẩy ra nhuộm đỏ quần áo phó thanh mai những chuyện này đều diễn ra trong chớp nhoáng mọi người chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã thấy tay phải của phó thanh mai rơi xuống đất rồi ai cũng mở to mắt vô cùng sợ hãi á à, sau giây phút sững sờ ngắn ngủi tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp đoàn làm phim nhưng phó thanh mai cũng chỉ kêu một tiếng rồi im bặt vì bà ta đã đau đến mức hôn mê á à, mọi người đều kinh hãi rất nhiều cô gái nhát gan hét lên chói tai hạ hà, hà cũng sững sờ khi thấy dương thanh đi về phía này cô ta lập tức hiểu ngay trừ dương thanh ra còn ai cứu được cô ta chứ lúc này dương thanh đang cầm một con dao găm lóe lên ánh sáng bạc ở mũi dao có máu tươi không ngừng chảy xuống rõ ràng ánh sáng kim loại lóe lên hồi nãy đến từ dao găm trong tay dương thanh nhưng không ai biết dao đã quay về tay anh bằng cách nào hai vệ sĩ đang giữ tay hạ hà, hà như gặp kẻ địch mạnh trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm nghị họ đều là cao thủ nhưng hồi nãy họ cũng không rõ dương thanh đã chém tay phải của phó thanh mai từ khoảng cách mấy chục mét kiểu gì nếu họ không biết trên đời này có rất nhiều cao thủ với thực lực vô cùng đáng sợ có thể giết người từ xa thậm chí họ sẽ nghĩ tay phó thanh mai tự dưng rơi xuống đất cô không sao chứ dương thanh lo lắng nhìn về phía hạ hà trong mắt hạ hà có vẻ sợ hãi người hơi run tuy cô ta biết dương thanh chém tay phó thanh mai để cứu mình nhưng cảnh tượng máu me kia vẫn khiến cô ta sợ hãi hạ hà, hà nhìn dương thanh với vẻ mặt phức tạp lắc đầu tôi không sao dương thanh lại nhìn hai vệ sĩ bên cạnh hạ hà, hà khí thế mạnh mẽ lập tức bùng nổ từ người anh lập tức bao phủ hai vệ sĩ hai vệ sĩ chỉ cảm thấy vai mình như bị một ngọn núi lớn đè lên khí thế mạnh mẽ ấy khiến họ không sao kiểm soát nổi nỗi sợ họ có cảm giác một suy nghĩ của dương thanh cũng có thể dễ dàng giết họ các người là người của tập đoàn thuận thiên à dương thanh bỗng nhìn về phía một tên vệ sĩ hỏi Người kia vội gật đầu, chúng tôi chỉ là vệ sĩ do tập đoàn Thuận Thiên thuê mà thôi, chúng tôi cũng không có ác ý với cô hạ. Hai người nói rồi vội buông tay hạ hà ra. Dương Thanh nói, liên lạc với người của gia tộc Yoshida, cứ bảo tôi là Dương Thanh, họ có 10 phút để chuyển 3 tỷ vào tài khoản của tập đoàn Nhạn Thanh, nếu sau 10 phút mà vẫn chưa có tiền, tôi sẽ đích thân đi tìm người của gia tộc Yoshida để lấy. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, những nhân viên đoàn làm phim xung quanh đều có vẻ kinh ngạc có người dám đòi tiền tài phiệt Yoshida, còn là ba tỷ ư. Hai vệ sĩ của tập đoàn Thuận Thiên đều trợn tròn mắt, mẹ nó, đây là đe dọa à. Nhưng họ cũng không dám từ chối. Hai người vội lấy điện thoại ra, bắt đầu liên lạc. Dương Thanh nhìn về phía Hạ Hà, đi thôi, tôi đưa cô về nhé. Hạ Hà đến để quay quảng cáo cho tập đoàn Thuận Thiên, đương nhiên bây giờ không cần ở đây nữa. Trước ánh nhìn chăm chú của nhân viên đoàn làm phim, Dương Thanh dẫn Hạ Hà đi. Lúc này, trong một biệt thự tư nhân xa hoa, Yoshida Mui đã biết chuyện xảy ra bên đoàn làm phim của Hạ Hà, nét mặt cũng méo mó. Lại là Dương Thanh. Yoshida Mui nghiến răng. Một tiếng trước, con trai ông ta, Yoshida Taro vừa bị Dương Thanh giết ở khách sạn Bắc Viên Hương. Kết quả ông ta vừa quay về chỗ ở không lâu, lại nhận được tin Phó Thanh Mai đã bị Dương Thanh chém đứt tay rồi. Không những thế, Dương Thanh còn bảo gia tộc Yoshida chuyển 3 tỷ cho tập đoàn nhạn Thanh rõ ràng cũng như khi ở bắc viên hương mỗi người một tỷ ba người bên đoàn làm phim kia vừa đúng ba tỷ nhưng ông ta vẫn cứ phải chuyển tiền vì bây giờ những quý tộc tài phiệt như họ không thể làm gì được dương thanh yoshida mui cắn răng cứ để mày vênh váo mấy ngày sau khi cao thủ của thế gia võ thuật đằng sau tài phiệt đến đây tao sẽ bắt mày trả cả gốc lẫn lãi phía bên kia dương thanh lái xe đưa hạ hà, hà rời khỏi đoàn làm phim trên đường về nhà hạ hà, hà không nói năng gì sắc mặt hơi tái rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện xảy ra ở đoàn làm phim. Xe chạy rất nhanh, 20 phút sau thì dừng trước một khu biệt thự cao cấp ở Yến Đô. Lúc này Dương Thanh mới nhìn về phía Hạ Hà, Hà, nghiêm nghị nói, Hạ Hà, Hà, tôi biết cô rất phản cảm, cũng rất sợ hãi trước thủ đoạn tàn nhẫn vừa rồi của tôi, nhưng tôi phải nói cho cô biết, đấy chỉ là một phần thôi, đã có rất nhiều cao thủ chết trong tay tôi rồi. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Hạ Hà, Hà run rẩy, sắc mặt càng tái hơn. Dương Thanh nói tiếp, Thế giới này vô cùng tàn khốc, nhất là giới võ thuật lại càng khốc liệt hơn, ngày nào cũng có rất nhiều cao thủ bỏ mạng, có lẽ một ngày tôi cũng sẽ. Dương Thanh chưa nói dứt câu, Hạ Hà đã vội nói, không có ngày đó. Mắt Hạ Hà hơi ướt, cô ta mím môi, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh một lúc lâu rồi mới nói, anh nói những câu này chỉ để cho tôi biết, anh và tôi không cùng một thế giới, để tôi đừng ôm bất cứ hy vọng gì với anh, đúng không? Nhìn Hạ Hà đang kích động, Dương Thanh lập tức im lặng anh nói với hạ hà, hà như thế để đề phòng hạ hà, hà lún quá sâu anh không phải kẻ ngu trong chuyện tình cảm đã biết tấm lòng của hạ hà, hà với mình từ lâu rồi nhưng trừ tần thanh tâm ra trong lòng anh không thể chứa bất cứ người phụ nữ nào khác hạ hà, hà nói với đôi mắt đỏ hoe tôi hiểu ý anh cũng biết chúng ta không cùng một thế giới anh cứ yên tâm tôi sẽ không bám lấy anh sau khi quảng bá cho công ty của anh xong chúng ta đừng gặp lại nữa cô ta nói rồi mở cửa xe bước xuống nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt dương thanh Dương Thanh chỉ muốn tự và mình một phát, rõ ràng Hạ Hà, Hà không định tỏ tình với anh, kết quả anh lại nói những lời tổn thương Hạ Hà, Hà. Anh đứng trước cửa biệt thự Hạ Hà, Hà một lúc lâu, cuối cùng thở dài, quay người rời đi. Trong tình huống này, nếu anh tìm Hạ Hà, Hà xin lỗi thì có lẽ sẽ phản tác dụng, cứ để cô ta bình tĩnh một chút, ngày mai Hạ Hà, Hà quay quảng cáo cho chú Nhan Sương thì xin lỗi sau. Hạ Hà, Hà vẫn chờ Dương Thanh xin lỗi trong biệt thự, cô ta thầm nghĩ, chỉ cần bây giờ Dương Thanh vào xin lỗi. Cô ta sẽ tha thứ cho Dương Thanh, nhưng cô ta chờ 10 phút mà vẫn không thấy Dương Thanh đâu, lại thấy Dương Thanh lái xe rời đi. Nhìn chiếc xe đi xa dần, nước mắt hạ hà rơi không kiểm soát, cô ta ôm gối, không ngừng đập nó như đang chút giật, vừa đập vừa nói, Dương Thanh thối. Dương Thanh thối, tôi nguyền rủ anh ăn mì không có gói gia vị, lái xe bị trục chặt giữa đường. Cô ta nói rồi bỗng hơi lo, nói tiếp, xe trục chặt giữa đường thì nguy hiểm quá, nguyền rủ anh ăn mì không có gói gia vị là được rồi sau khi rời khỏi nơi ở của Hạ Hà, Hà, Dương Thanh về dinh thự Vân Phong. Cuộc chiến với người của tài phiệt nước Dương sắp tới, trước lúc đó, anh phải nghĩ cách rát vàng cho nhãn hiệu chú Nhan Sương. Sao Mã Siêu vẫn chưa có động tính gì? Dương Thanh vừa về dinh thự Vân Phong đã đi thăm Mã Siêu ngay, kết quả vẫn như mấy ngày trước, các dấu hiệu sinh tồn đều đã khôi phục bình thường, nhưng anh ta vẫn chưa thể tỉnh lại. Chuyện này khiến Dương Thanh hơi suốt ruột dù sao mã siêu cũng đã hôn mê nửa năm anh vô cùng lo lắng phùng tiểu uyển nói anh thanh anh cứ yên tâm chắc chắn anh siêu sẽ tỉnh lại trong vòng hai ngày tới thế thì tốt rồi nghe thấy phùng tiểu uyển nói thế dương thanh cũng yên tâm hơn hoài lam bước tới nghiêm nghị nói anh ấy có huyết mạch bách lý của gia tộc cổ võ trong người lại có thị huyết châu trí bảo của gia tộc bách lý theo truyền thuyết thị huyết châu có thể thôn tình ý thức cho dù bây giờ có giả hoa châu có thể bồi dưỡng ý thức với năng lượng của giả hoa châu chỉ kiên chỉ được nửa năm là cùng. hay nói cách khác, cho dù bây giờ anh ấy tỉnh lại thì cũng chỉ chịu được nửa năm thôi. sau khi năng lượng của giả hoa châu hết, sẽ không còn thứ gì áp đảo được thị huyết châu nữa. đến khi đó, tình cảnh của anh ấy sẽ càng nguy hiểm hơn. nghe thấy hoài lam nói thế, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. ngài lâm cuống cả lên, vội hỏi, cô nói thật à? hoài lam gật đầu, tôi từng đọc ghi chép về thị huyết châu trong một cuốn sách cổ năng lượng trong thị huyết châu vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp thực lực của người luyện võ tăng vọt, đến giờ vẫn chưa có bảo bối nào áp đảo được thị huyết châu. Theo ghi chép trong sách cổ, trên đời chỉ có một thứ có thể lấy thị huyết châu ra khỏi người mang huyết mạch bách lý, chỉ khi lấy thị huyết châu ra thì mới giải quyết được phiền phức này. Ngài Lâm vội hỏi, thứ gì thế? Hoài Lam nói, chí bảo của đế thôn, đế trượng. Dương Thanh nhìn về phía Hoài Lam với vẻ hơi kinh ngạc, không ngờ Hoài Lam cũng biết đế trượng. Lúc trước, sau khi mã siêu hôn mê vì thị huyết châu chui vào người có một người thần bí mặc áo choàng đen đeo mặt nạ kim loại sáng loáng đã xuất hiện đồng thời phong ấn thị huyết châu trong người mã siêu khi ấy người thần bí kia đã nói với dương thanh chỉ đế trượng mới có thể lấy thị huyết châu ra khỏi người mã siêu phải lấy thị huyết châu ra thì mã siêu mới có thể sống sót nhưng đế trượng là trí bảo đế thôn tuy dương thanh đã trở thành vương của yến đô đúng ra anh đã là người thừa kế đế thôn nhưng đế thiên cao thủ đế thôn từng xuất hiện lại nói cho anh biết, ít nhất phải đạt đến thiên cảnh thì mới vào đế thôn được. Chỉ khi Dương Thanh tiến vào đế thôn, đồng thời đạt được đế trượng thì mới có thể cứu mã siêu. Nhưng bây giờ, anh mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, cách thiên cảnh rất nhiều. Hoài Lam lại nói, giả hoa châu chỉ áp đảo được thị huyết châu nửa năm là cùng thôi. Nếu trong vòng nửa năm, anh không lấy được đế trượng, mã siêu sẽ gặp nguy hiểm thật mất. Đế trượng là gì thế? chúng ta phải làm gì thì mới có đế trượng ngài lâm xứng sở một lát rồi căng thẳng nhìn hoài lam hoài lam nhìn dương thanh rõ ràng cô ta đã biết dương thanh là người thừa kế đế thôn dương thanh nói đế trượng là trí bảo đế thôn bây giờ em cũng không biết đế thôn ở đâu một tiền bối của đế thôn từng xuất hiện rồi nói với em trừ khi ngày nào đó em bước vào thiên cảnh thì mới có tư cách tiến vào đế thôn nghe thấy dương thanh nói thế mọi người đều xứng sở chỉ khi Dương Thanh bước vào thiên cảnh thì mới có tư cách tiến vào đế thôn ư. Dương Thanh siết chặt nắm tay, nhìn về phía Ngài Lâm, nghiêm nghị nói, chị Lâm, chị cứ yên tâm, em sẽ cố gắng bước vào thiên cảnh trong vòng nửa năm. Em là người thừa kế đế thôn, chỉ cần tiến vào đế thôn, chắc chắn em sẽ có cách đạt được đế trược, đến lúc đó sẽ giải quyết được thị huyết châu trong người mã siêu. Tuy Ngải Lâm không phải cao thủ trong giới võ thuật, nhưng cũng biết cao thủ thiên cảnh mạnh đến mức nào, bây giờ dương thanh mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong muốn bước vào thiên cảnh trong vòng nửa năm khó như lên trời nhưng cô ấy cũng hiểu bây giờ chỉ có dương thanh mới có hy vọng cứu mã siêu dương thanh cảm ơn cậu ngài lâm nhìn về phía dương thanh với đôi mắt đỏ hoe một lúc lâu rồi mới nói anh thanh đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên vào lúc này mọi người đều nhìn về phía có tiếng nói dương thanh cũng nhìn sang chỉ thấy mã siêu vẫn nằm trên giường bệnh bỗng mở mắt đang nhìn về phía dương thanh tiếng gọi anh thanh của mã siêu lập tức khiến mọi người chú ý dương thanh bỗng quay lại nhìn về phía mã siêu đã ngồi dậy khỏi giường bệnh chỉ thấy anh ta nhìn quanh cuối cùng nhìn ngài lâm trong mắt tràn ngập tình cảm anh ta chậm rãi nói vợ nửa năm qua em vất vả rồi nghe thấy thế ngài lâm không kiểm soát nổi tâm trạng nữa nước mắt lập tức rơi như mưa cô ấy nhào vào lòng mã siêu rồi gào khóc thấy cảnh tượng này, những người khác trong phòng đều có vẻ vui mừng. Mã siêu đã hôn mê nửa năm, rốt cuộc cũng tỉnh, mọi người đã đợi ngày này lâu quá rồi. Đương nhiên Dương Thanh cũng vô cùng mừng rỡ, rốt cuộc người anh em đã vào sinh ra tử với mình cũng tỉnh lại, hai người có thể sát cánh chiến đấu bên nhau lần nữa. Nhưng nghĩ đến lời Hoài Lam vừa nói, trong lòng anh lại tràn ngập sự lo lắng. Tuy Mã Siêu đã tỉnh, nhưng trí bảo thị huyết châu của gia tộc Bách Lý vẫn ở trong người anh ta, đó là chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu anh không giành được viên Giả Hoa Châu có tác dụng bồi dưỡng linh hồn từ tay đồ đệ của Dược Vương, có lẽ Mã Siêu vẫn chưa thể tỉnh lại. Với tác dụng của Giả Hoa Châu, chỉ kiên trì được nửa năm nữa là cùng, trong nửa năm này, nếu Dương Thanh không lấy được Đế Trượng, Mã Siêu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ, hình như chỉ Đế Trượng mới có thể lấy thị huyết châu ra khỏi người Mã Siêu. Vợ chồng Mã Siêu và Ngải Lâm ôm nhau một lúc lâu rồi mới tách ra. Anh nhìn này đây là con chúng ta tên mã tĩnh an đấy ngài lâm vội bế bé tĩnh an đến kích động nói khi thấy bé tĩnh an mã siêu run rẩy vươn tay ra sợ mình sẽ tổn thương thằng bé anh ta muốn đón lấy bé tĩnh an từ tay ngài lâm nhưng lại không dám bé tĩnh an cũng đang nhìn mã siêu khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức ngây thơ vẫn đang cua tay chân trong lòng ngài lâm bố bé tĩnh an bỗng gọi nghe thấy thế mã siêu không kiềm chế nổi nữa nước mắt lập tức rơi không kiểm soát, dịu dàng đón lấy thằng bé từ tay Ngài Lâm. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều có vẻ cảm động, Phùng Tiểu Uyển, Phùng Giai Di và Hoài Lam đều lau nước mắt. Anh em nhà họ Tống mỉm cười, nhìn cảnh ba người đoàn tụ với nhau. Dương Thanh cũng cười, anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Mã Siêu vào lúc này, cũng như anh hồi trước, sau khi rời đi 5 năm, lúc anh quay về mới biết mình đã có con gái, tâm trạng ấy nấy đó từng khiến anh không thể tha thứ cho chính mình. Mã siêu hôn mê nửa năm rồi mới tỉnh, anh ta không biết nửa năm qua, Ngải Lâm đã gắng gượng ra sao. Vợ, xin lỗi em. Mã siêu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Ngải Lâm, nói với đôi mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau, Mã siêu và Ngải Lâm mới dần bình tĩnh lại. Mã siêu dụi đôi mắt hơi đỏ, nhìn quanh, cười nói, ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi. Dương Thanh mỉm cười đi tới, giang tay ra ôm Mã siêu, nói, người anh em, rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại rồi. Mã siêu cũng ôm chặt Dương Thanh, nói với đôi mắt đỏ hoe, anh Thanh, em đã khôi phục ý thức mấy ngày nay, Ngải Lâm đã kể hết chuyện xảy ra trong nửa năm qua cho em biết rồi, em biết hết. Anh Thanh, cảm ơn anh. Từ khi dạ hoa châu được đeo lên người mã siêu, anh ta đã có ý thức, có thể nghe hết những chuyện xảy ra bên ngoài và lời mọi người nói rồi, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. Tuy mã siêu đã tỉnh, nhưng vì hôn mê tận nửa năm nên lúc xuống giường cũng đi không vững, lảo đà lảo đảo, nếu muốn hồi phục hẳn, có lẽ vẫn cần thêm một khoảng thời gian. Nhưng cũng không vội, có Phùng Tiểu Uyển ở đây, vấn đề nhỏ ấy sẽ được khắc phục nhanh chóng. Dương Thanh xem thử cảnh giới của Mã Siêu, giống anh em nhà họ Tống, đều là siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, cảnh giới này có liên quan rất nhiều đến thị huyết châu trong người Mã Siêu. Mã Siêu mới đến siêu phàm nhất cảnh, nhưng bị thị huyết châu kích hoạt máu tổ bách lý trong người nên mới phát huy hết tiềm lực. Tuy bây giờ anh ta mới đến siêu phàm ngũ cảnh, nhưng trong số những người cùng tuổi, trừ Dương Thanh ra, thiên phú của anh ta đã hết sức nghịch thiên rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Dương Thanh lái xe đi đón Hạ Hà. Khi anh gặp Hạ Hà, mắt Hạ Hà vẫn hơi sưng, quần thâm cũng đậm, rõ ràng đêm qua ngủ không ngon giấc. "Hạ Hà, chào buổi sáng, chắc cô chưa ăn sáng nhỉ? Để tôi đưa cô đi." Dương Thanh nhìn Hạ Hà, cười nói. Hạ Hà thản nhiên nói, "Không cần, đưa tôi đến chỗ đoàn làm phim mà tôi sẽ quay đi." nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của hạ hà, hà dương thanh cười khổ lập tức nghiêm nghị nói hạ hà, hà hôm qua tôi không đúng nói sai rồi cô rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này được không hạ hà, hà có ân tình rất lớn với tiêu tiêu dương thanh vẫn luôn khắc ghi ân tình này tuy anh đã giúp hạ hà, hà rất nhiều nhưng trong lòng anh hạ hà, hà là ân nhân của tiêu tiêu đáng để anh tốt với cô ta cả đời trong lòng anh hạ hà, hà là một người bạn vô cùng quan trọng anh không muốn mất người bạn này nhìn dáng vẻ chân thành của dương thanh hạ hà, hà bỗng thấy mềm lòng đêm qua cô ta ngủ không ngon đã quyết tâm sau khi quay quảng cáo giúp tập đoàn nhạn thanh hôm nay xong cô ta sẽ không dính dáng gì đến dương thanh nữa hơn nữa cô ta còn quyết định từ hôm nay trở đi cô ta sẽ coi dương thanh như người xa lạ nhưng bây giờ sau khi gặp dương thanh cô ta lại mềm lòng không sao quyết tâm nổi hạ hà, hà bỗng không biết phải nói gì một lúc lâu sau mới nói tôi bỗng thấy hơi đói đưa tôi đi ăn sáng đi Tuy Hạ Hà không nói sẽ tha thứ cho Dương Thanh, nhưng câu nói này đã cho thấy thái độ của cô ta rồi. Dương Thanh lập tức mừng rỡ, vội cười nói, được được, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi ăn sáng ngay. Xe nhanh chóng dừng trước một quán ăn sáng trông rất bình thường, quán không lớn nhưng bên trong đã kín người. Dương Thanh cười nói, đồ ăn sáng của quán này rất ngon, tuy quán hơi nhỏ nhưng hương vị rất tuyệt, rất giống đồ ăn ở nhà, sau khi cô nếm thử, chắc chắn sẽ thích thôi. Hôm nay chúng ta đến muộn đấy, chứ nếu tới sớm hơn nửa tiếng, có lẽ còn phải xếp hàng một lúc lâu. Trong lúc họ nói chuyện, vừa hay có người ăn sáng xong, Dương Thanh vội kéo Hạ Hà, Hà cướp một cái bàn. Dương Thanh đưa thực đơn trên bàn cho Hạ Hà, Hà, cười nói, cô xem xem, đây là thực đơn bữa sáng, cô muốn ăn gì để tôi đi gọi. Hạ Hà, Hà cũng đi lên từ cái nghèo, không hề chê hoàn cảnh ở đây, cô ta gọi hai cái bánh bao và một cốc trà sữa. Dương Thanh nhanh chóng bưng bữa sáng tới, đặt cốc trà sữa lớn trước mặt Hạ Hà, Hà cười nói, trà sữa ở đây được pha từ hồng trà và sữa bò, không hề có phụ gia, có thể thêm đường hoặc muối. Hạ Hà bưng trà sữa lên, nhấp một ngụm rồi khen, đúng là rất ngon, dễ uống lắm. Cô ta nói rồi cắn một miếng bánh bao, vừa cắn xong, nước thịt từ bánh bao lập tức ứa ra khắp khoang miệng. Hạ Hà lập tức thèm ăn hơn hẳn, nhanh chóng giải quyết xong hai cái bánh bao mà vẫn chưa thỏa mãn lắm, hình như tôi có thể ăn thêm hai cái nữa, nhưng không được, tôi phải bóp miệng lại thôi. Dương Thanh cười nói, muốn ăn thì cứ ăn đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô là được, để tôi mua cho cô hai cái bánh bao nữa. Anh nói rồi đứng lên. Nhưng anh vừa đứng dậy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng ập đến, anh lập tức biến sắc, vội chắn trước hạ hà, giơ tay đỡ. Dầm, đối phương đá mạnh vào đôi tay đang chắn trước ngực của Dương Thanh. Cú đá này khiến Dương Thanh lùi về sau mấy bước, suýt sâu ngã hạ hà, bởi vậy có thể thấy thực lực của đối phương mạnh đến đâu. Dương Thanh. Lúc này Hạ Hà mới hoàn hồn, hô lên kinh hãi. Sắc mặt Dương Thanh vô cùng u ám, nhìn chằm chằm vào cao thủ vừa đánh lén mình. Đối phương là một người trung niên vạm vỡ, có khí thế vô cùng mạnh mẽ, nhìn cách ăn mặc, chắc đối phương là người nước Dương. Trong mắt người đàn ông trung niên vạm vỡ có vẻ kinh ngạc, hình như không ngờ Dương Thanh lại đỡ được chiêu này. Phải biết rằng hồi nãy ông ta đã dùng hết sức, nhưng chỉ khiến Dương Thanh lùi về sau mấy bước mà thôi nếu hai bên đánh thật thì chưa biết thắng thua thế nào. Không hổ là thanh niên dám khiêu khích tài phiệt nước dương, đúng là không đơn giản, chắc cậu đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong rồi nhỉ. Đối phương chợt nói, quả nhiên là người nước dương, âm điệu nước dương rất rõ. Dương Thanh lạnh lùng nói, thì ra là người của tài phiệt, không ngờ lại đến nhanh như thế, không nắm chắc về việc khiêu chiến cao thủ chiêu châu hai ngày sau nên thăm dò tôi trước à. Theo sức mạnh ẩn chứa trong đòn vừa rồi của đối phương, chắc đối phương đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nếu Dương Thanh muốn giết đối phương luôn thì dễ như bỡn, nhưng bây giờ anh không thể bộc lộ thực lực thật của mình. Tuy anh vừa bị đối phương đẩy lùi mấy bước, nhưng trên thực tế, anh không ngờ mình lại bị đánh lén ở đây nên đã đỡ đòn vừa rồi bằng cơ thể mình. Đối phương nhìn chằm chằm vào Dương Thanh một lúc lâu rồi cười lạnh, cậu chưa đủ tư cách để tài phiệt nước Dương chúng tôi đến thăm dò đâu. Dương Thanh lạnh lùng nói, thế à? Ngay sau khi dứt lời, anh lập tức xông thẳng tới chỗ đối phương. Hừ, đối phương hừ lạnh, không hề bất ngờ trước việc Dương Thanh chủ động lao về phía mình. Khí thế trên người ông ta lập tức bùng nổ, ông ta dậm mạnh chân xuống đất, một tiếng động rất lớn vang lên, trên mặt đất xuất hiện vết chân lõm xuống. Ngay sau đó, ông ta đã phóng tới chỗ Dương Thanh. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, Dương Thanh bị đối phương đấm trúng ngực, lập tức bay ra xa rồi hộc máu. Dương Thanh. Hạ Hà thấy cảnh này, cảm thấy trái tim mình như tan nát, cô ta hét lên. Dương Thanh nặng nề rơi xuống đất, hơi thở hết sức huệ hoài. Dưới sự giúp đỡ của Hạ Hà, anh lồm cồm bò dậy, tức giận nhìn đối phương, nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn ông sẽ hối hận. Hừ, người đàn ông trung niên hừ lạnh, nói, nhớ lấy tên tôi, tôi là Yoshida Yu, trên sàn đấu hai ngày sau, tôi sẽ khiến giới võ thuật chiêu châu khiếp sợ. Yoshida Yu nói rồi quay người rời đi, cũng không ra tay với Dương Thanh nữa, theo ông ta thấy, Dương Thanh không có tư cách để ông ta đích thân ra tay. Hạ Hà căng thẳng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dương Thanh, sắp khóc đến nơi, nghẹn ngào nói, Dương Thanh, bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện nhé. Những người đến ăn sáng xung quanh đều không dám thở mạnh, căng thẳng nhìn Dương Thanh. Đối với người bình thường như họ, cảnh Dương Thanh đánh Yoshida Yu rồi bị đối phương hạ gục trong một đòn đúng là đã mắt. Chúng ta đi thôi dương thanh kéo hạ hà, hà rời khỏi quán ăn sáng sau khi lên xe hạ hà, hà hết sức lo lắng cô ta nhìn dương thanh bằng đôi mắt đỏ hoe dương thanh rất xin lỗi nếu tôi không đòi ăn sáng thì đã không xảy ra chuyện này nhìn vẻ mặt tự trách của hạ hà, hà dương thanh hơi cảm động bỗng mỉm cười cô nghĩ tôi yếu đến thế ư sau khi dương thanh nói xong khí thế yếu ớt của anh bỗng biến mất như biến thành người khác tràn trề sức lực nào giống bệnh nhân vừa bị thương nặng hạ hà, hà nhất thời ngơ ngác kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cười nói, cô cứ yên tâm, nếu tôi dễ bị đánh bại như thế, tôi đã không cược lớn với người của tài phiệt rồi. Hạ hà, hà khó mà chấp nhận nổi, cô ta nói, anh vừa bị cao thủ nước Dương kia đánh bay, còn hộp máu cơ mà. Dương Thanh cười nói, mọi chuyện đều là giả vờ. Tôi đã đoán cao thủ của tài phiệt nước Dương sẽ đến thăm dò tôi, nên cũng nghĩ cách đối phó từ trước. Nếu hồi nãy tôi đánh bại đối phương, họ sẽ tìm cao thủ mạnh hơn tới, Tôi vẫn chưa rõ bây giờ họ có mục đích gì. Nếu họ gọi hết cao thủ hàng đầu nước Dương tới thì sẽ tạo thành tổn thất nặng nề cho cao thủ Chiêu Châu trong trận đấu hai ngày sau. Để tránh xảy ra chuyện này, tôi chỉ có thể giả vờ không đánh lại, phải khiến họ khinh địch thì chúng ta mới có phần thắng lớn hơn trong buổi đấu võ hai ngày sau. Thông thường, cao thủ siêu phàm cửu cảnh sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục. Hơn nữa, Chiêu Châu cũng có rất nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh, thậm chí còn có cao thủ thiên cảnh nữa nhưng tài phiệt nước dương không dám trắng trợn cử cao thủ siêu phàm cửu cảnh đến chiêu châu khiêu khích nếu làm vậy thật có lẽ họ tới bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu rõ ràng yoshida yu vừa đến thăm dò dương thanh cũng là cao thủ hàng đầu mà tài phiệt nước dương tìm đến cho dù không phải chắc chắn ông ta cũng có thứ hạng rất cao trong số cao thủ mà tài phiệt nước dương cử tới tuy dương thanh đã giải thích rõ nhưng hạ hà, hà vẫn không yên tâm trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ lo lắng dương thanh cũng không thể giải thích nữa Dứt khoát thôi, lái xe đến tập đoàn Nhãn Thanh. Hôm nay, Hạ Hà, Hà sẽ quay quảng cáo cho tập đoàn Nhãn Thanh ở ngay nơi này. Lạc Bân đã nhận được tin tức từ trước, đang chờ sẵn ở tập đoàn Nhãn Thanh, khi thấy Hạ Hà, Hà xuất hiện, ông ta vô cùng vui mừng. Cùng lúc đó, Yoshida Yu đã về tới biệt thự mà gia tộc Yoshida mua ở Yến Đô. Đại nhân, có phải Dương Thanh rất mạnh không ạ? Trong biệt thự, Yoshida Dazuo vội bước đến, đứng trước mặt Yoshida Yu, thái độ vô cùng cung kính thận trọng hỏi. Yoshida Yu cười lạnh, nhìn Yoshida Dazuo, bất mãn nói, cậu ta vô cùng lợi hại, nhưng cũng không khoa trương như các người tả, nếu không vì cuộc đấu với người luyện võ của Chiêu Châu sắp tới, hồi nãy tôi đã giết Dương Thanh rồi. Nghe thấy thế, Yoshida Dazuo lập tức mừng rỡ, ông ta là người phụ trách của gia tộc Yoshida tại Chiêu Châu, nhưng lại gặp khó khăn ở chỗ Dương Thanh. Bây giờ gia tộc Yoshida lại cử cao thủ đỉnh cao tới, rốt cuộc ông ta cũng được vinh váo rồi. Ngày mai, Phó hội trưởng Yoshida Kakeru sẽ tới, ông sắp xếp nghi lễ đón tiếp đi. Yoshida Yuchun nói. Nghe thấy thế, Yoshida Dazuo lập tức giật mình, Phó hội trưởng Yoshida Kakeru sẽ đích thân đến ạ. Yoshida Kakeru là Phó hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước Dương, có thực lực rất mạnh. Yoshida Yu có vẻ kính trọng, ông ta trầm giọng nói, nghe nói Phó hội trưởng đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, lần này ông ấy tới Chiêu Châu để chấn giữ cho tài phiệt, dù sao đây cũng là chiêu châu, không ai có thể cam đoan cao thủ siêu phàm cửu cảnh của chiêu châu sẽ không xuất hiện hết. Có phó hội trưởng chấn giữ, lần này chúng ta thắng chắc rồi. Hạ hà nhìn mình trong gương với vẻ không dám tin, cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Hiệu quả của chú nhan xương mạnh quá rồi đấy. Một lúc lâu sau, hạ hà mới nhìn sang Dương Thanh đang cười ha hả bên cạnh. Mười phút trước, Dương Thanh đã cho cô ta một lọ chú nhan xương nhỏ, còn bảo cô ta chỉ bôi lên nửa mặt bên trái thôi, bây giờ nửa mặt bên trái của cô ta như vừa thay ra, làn da thay đổi hẳn. Vì đêm qua cô ta ngủ không ngon nên mắt hơi có quầng, nhưng sau khi bôi chú nhan xương xong, quầng thâm mắt hoàn toàn biến mất. Dương Thanh cười nói, cô nên bôi chú nhan xương lên nửa mặt bên phải của cô trước đi, bằng không lát nữa không gặp được ai đấy. Hai bên má như đến từ hai khuôn mặt khác nhau, lúc này hạ hà mới hoàn hồn, vội bôi chú nhan xương lên nửa mặt bên phải. Thêm 10 phút sau, hai bên mặt hạ hà mới đều màu. Hạ Hà nhìn mình trong gương, vô cùng vui vẻ. Tôi đã tưởng tượng được ngày chú nhan xương nổi tiếng toàn thế giới rồi đấy. Hạ Hà nhìn Dương Thanh, mỉm cười. Dương Thanh cười nói, nếu không còn vấn đề gì, bây giờ chúng ta đi quay quảng cáo thôi. Ừ, bên tập đoàn Nhạn Thanh đã sắp xếp xong xuôi từ trước, biểu hiện của Hạ Hà cũng rất tốt, theo kế hoạch, họ sẽ phải quay quảng cáo 2 tiếng, kết quả chỉ mất nửa tiếng là xong rồi. Hạ Hà còn có việc ở đoàn làm phim quay quảng cáo xong thì rời đi. Tiếp đến, Dương Thanh không cần làm gì nữa, có Lạc Bân ở đây, chắc chắn hiệu quả tuyên truyền chú nhan xương sẽ tốt vô cùng. Xế chiều hôm đó, quảng cáo chú nhan xương được đăng lên mạng. Hạ Hà vốn đã nổi tiếng, sau khi được đăng lên, chỉ sau nửa tiếng ngắn ngủi, quảng cáo chú nhan xương đã leo lên top tìm kiếm của các trang web lớn. Nhân cơ hội này, Lạc Bân cũng tổ chức một buổi họp báo cho chú nhan xương, ông ta đích thân lên bục giải thích hiệu quả của chú nhan xương còn tặng cho các phóng viên có mặt một lọ nhỏ chú Nhan Sương phiên bản giới hạn nữa. Tối hôm đó, chú Nhan Sương đã đứng đầu danh sách tìm kiếm, các phóng viên vốn đang bất mãn vì chỉ lấy được một lọ chú Nhan Sương nhỏ, cho rằng tập đoàn nhãn thanh quá keo kiệt. Nhưng sau khi phỏng vấn, sử dụng chú Nhan Sương, tự cảm nhận công dụng thần kỳ của chú Nhan Sương, các phóng viên đang định bôi nhỏ chú Nhan Sương lập tức xóa bài, soạn lại tin khen ngợi có sự tuyên truyền từ các phóng viên và sự quảng bá mạnh mẽ của tập đoàn Nhãn Thanh, chú Nhan Sương lập tức hot. Buổi tối, Lạc Bân gọi tới, kích động nói, chủ tịch, chú Nhan Sương quá hot, thậm chí nhiều kênh tiêu thụ còn chưa có hàng mẫu mà đã chuyển tiền đặt cọc trước rồi. Trong khoảng thời gian này, Lạc Bân cũng phải chịu áp lực khổng lồ, bởi vì Dương Thanh không ở đây, tài phiệt Yoshida lại nhắm vào tập đoàn Nhãn Thanh, khiến thành tích của tập đoàn Nhãn Thanh giảm mạnh. Bây giờ chú Nhan Sương lại hot, lập tức khiến doanh thu của tập đoàn Nhạn Thanh tăng vọt, nên ông ta vô cùng kích động. Dương Thanh cười nói, hot là được rồi, ông phải nắm bắt cơ hội này, cố gắng tăng số lượng sản xuất của chú Nhan Dương nhé. Vâng, Lạc Bân kích động nói. Phùng Tiểu Uyển nhìn khuôn mặt tươi cười của Dương Thanh, cũng rất mừng. Thấy Dương Thanh cúc máy, Hoài Lam cười nói, anh Thanh, lần này may mà có Tiểu Uyển, anh phải thưởng cho em ấy thật nhiều đấy. Dương Thanh cười ha hả, nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển, chú nhan xương do tiểu Uyển nghiên cứu, chắc chắn phải thưởng lớn rồi, anh đã dặn Lạc Bân sẽ trích 20% lợi nhuận từ chú nhan xương cho em. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, Phùng tiểu huyền lập tức giật mình, vội lắc đầu, anh Thanh, em không cần gì hết, tuy em nghiên cứu ra chú nhan xương, nhưng cũng dùng tiền của anh để mua rất nhiều dược liệu thì mới thành công được. Dương Thanh cười nói, đây là những gì mà em đáng được nhận, anh Thanh cho em thì em cứ lấy đi. Sau đó anh hỏi, mã siêu thế nào rồi? hoài lam cười nói anh cứ yên tâm anh ấy ổn lắm hồi chiều tiểu huyền đã châm cứu trị liệu chân cho anh ấy bây giờ có thể tự đi lại rồi hồi sáng mã siêu vẫn cần người đỡ thì mới có thể chậm rãi bước đi không ngờ nhanh như thế anh ta đã có thể đi bộ mà không cần ai đỡ rồi phùng tiểu huyền nói theo tình hình này cùng lắm nửa tháng nữa chân anh ấy sẽ khôi phục bình thường trong lúc cô ta nói gia đình ba người kia bước vào ngài lâm đang bế bé tĩnh an mã siêu lảo đảo đi theo cũng không cần đỡ. Chậm thôi, anh vội gì vậy? Mã siêu đi hơi gấp, suýt ngã sắp mặt, ngải lâm vội nói. Ha 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 ha, tất cả mọi người đều mỉm cười. Dương Thanh nhìn cảnh tượng ấm áp trước mặt, mỉm cười, bỗng nhớ đến tần thanh tâm và tiêu tiêu. Sau trận chiến giữa tài phiệt nước Dương và người luyện võ Chiêu Châu, anh cũng nên đi đón người nhà về. Nhưng nghĩ đến việc bây giờ Tần Y đã trở thành thánh nữ thánh cung, anh lại thấy lo lắng. Anh biết rõ, Việc một người bình thường trở thành cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ khó tới mức nào? Tuy anh không rõ Tần Y đã gặp chuyện gì, nhưng có thể khẳng định Tần Y có kỳ ngộ rất lớn, bằng không, người bình thường như cô ta không thể trở thành cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ trong một năm ngắn ngủi được. Tốc độ tăng cảnh giới này nhanh hơn anh nhiều. Anh Thanh. Trong lúc Dương Thanh nhớ người nhà, Phùng Tiểu Uyển bước tới, ngồi cạnh Dương Thanh, lo lắng hỏi, "Anh Thanh, anh không sao chứ?" Dương Thanh mỉm cười, lắc đầu, anh không sao, em yên tâm. Phùng Tiểu Uyển bỗng lấy một cái lọ sứ trắng ra, đưa cho Dương Thanh. Dương Thanh hỏi, đây là đan dược gì thế? Phùng Tiểu Uyển nghiêm nghị nói, đây là hoàn linh đan mà em vừa nghiên cứu, sau khi uống thì có thể khôi phục linh khí nhanh nhất. Ngày kia là lúc tài phiệt nước Dương khiêu chiến người luyện võ chiêu châu, người nước Dương nham hiểm xảo quyệt, anh phải cẩn thận. Dương Thanh lập tức cảm thấy ấm áp, khẽ mỉm cười, gật đầu, em cứ yên tâm, anh Thanh của em rất lợi hại, Đám rác rưởi nước Dương không thắng nổi đâu. Sáng sớm hôm sau, Dương Thanh vừa ra phòng khách thì đã thấy Hoài Lam bước vào, còn cầm một bức thư mời. Thư mời của Võ Minh, 12 giờ trưa nay, hội nghị Võ Minh sẽ được tổ chức ở nhà hàng Yến Đô, họ mời anh tham dự. Hoài Lam nói rồi đưa thư mời cho Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, Võ Minh á? Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến thế lực này. Dương Thanh nhìn thư mời do Võ Minh gửi tới, nhíu mày. Anh nhìn về phía Hoài Lam, Võ Minh có quan hệ gì với hiệp hội võ thuật? Hoài Lam lắc đầu, chắc không có quan hệ gì đâu, bây giờ hiệp hội võ thuật chỉ là một thế lực vô cùng nhỏ yếu, nghe nói hội trưởng của họ còn không bước nổi vào siêu phàm cảnh. Đây cũng là lần đầu tôi nghe nói đến Võ Minh, chắc nó tạm thời được lập ra để đối phó với cao thủ nước Dương. Đương nhiên, có lẽ mục đích thực sự của đối phương là để lôi kéo cao thủ, tạo thêm một thế lực hàng đầu nữa. Dương Thanh gật đầu, nói nếu nó được tạm thời thành lập thì đi tham dự cũng không sao. Thế ra võ thuật đằng sau tài phiệt nước dương khiêu chiến tất cả người luyện võ chiêu châu, ai cũng có tư cách tham gia trận đấu võ này. 11 giờ 30 buổi trưa, Dương Thanh đang định đi thì anh em nhà họ Tống bước tới. Tống tả nói, cậu Thanh, để chúng tôi đi cùng với cậu đi. Dương Thanh lắc đầu, gần đây có rất nhiều cao thủ từ nơi khác đến Yến Đô, hai người cứ ở lại đây đi, nhớ xảy ra chuyện gì, có hai người thì tôi cũng yên tâm hơn. Nghe thấy thế, hai anh em gật đầu. Dương Thanh một mình lái xe đến nhà hàng Yến Đô. 11 giờ 55, Dương Thanh đã tới nhà hàng Yến Đô. Lúc này, ở cửa nhà hàng có rất nhiều xe sang đắt đỏ, bên ngoài còn có vô số người đứng xem nữa. Dương Thanh vừa xuống xe thì lập tức bị mấy phóng viên bao vây. "Cậu Thanh, xin chào, tôi là phóng viên của truyền thông Triều Dương, xin hỏi cậu nghĩ sao về việc tài phiệt nước Dương khiêu chiến người luyện võ Chiêu Châu ạ?" "Cậu Thanh" xin chào tôi là phóng viên của truyền thông tân thế kỷ nghe nói cao thủ hàng đầu của tài phiệt nước dương đã lần lượt tới yến đô cậu là vương của yến đô có mấy phần chắc thắng dương thanh cũng không ngờ mình lại nổi tiếng ở yến đô như thế vừa xuống xe đã bị phóng viên của các công ty truyền thống lớn bao vây dương thanh nhìn quanh nói tôi chỉ có một câu bạn tới thì có rượu còn sói tới thì có súng săn chờ đám phóng viên còn chưa kịp hoàn hồn dương thanh đã lướt qua họ tiến vào nhà hàng yến đô Cậu Thanh, xin chào, cậu tới tham gia hội nghị Võ Minh ạ, à. mời cậu đi bên này." Dương Thanh vừa bước vào, một người trung niên mặc vest vội bước đến, cung kính nói. Anh đi theo người trung niên đến phòng tiệc ở tầng cao nhất của nhà hàng. Lúc này, trong phòng tiệc rộng rãi đã có rất nhiều người, ai cũng có khí thế của cao thủ siêu phàm cảnh. Rất nhiều người đang trò chuyện, thấy Dương Thanh xuất hiện, họ lập tức nhìn sang. Là vương của yến đô, Dương Thanh đấy. Vương của Yến Đâu còn trẻ như thế à? Ông đừng xem thường cậu ta, nghe nói cậu ta đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh. Sao có thể chứ? Cậu ta chưa đầy 30 tuổi mà, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cao thủ siêu phàm ngũ cảnh dưới 30 tuổi đâu. Đám người bàn tán ẩm ý, sau khi biết thực lực của Dương Thanh, rất nhiều người có vẻ kinh ngạc. Nhưng họ không biết, bây giờ Dương Thanh đã là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, anh có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Dương Thanh không quan tâm đến đám người, anh nhìn quanh, chẳng có ai quen hết. Một ông lão mặc trang phục đời đường đang ngồi ở ghế chính, xung quanh có rất nhiều cao thủ. Lúc này, một khí thế mạnh mẽ bỗng nhắm vào Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, nhanh chóng tìm ra người gây áp lực cho mình, chính là ông lão mặc trang phục đời đường ngồi ở ghế chính. Hừ. Dương Thanh hừ lạnh, cũng không quan tâm đến áp lực do đối phương tạo ra. Từ khí thế của đối phương, Dương Thanh biết thực lực của đối phương cũng ngang anh, đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong rồi. Nhưng chút áp lực này không là gì với anh hết. Thấy Dương Thanh không quan tâm đến áp lực do mình tạo ra, ông lão mặc trang phục đời đường nhướng mày, bữa tiệc hôm nay là do lão ta tổ chức, lão ta lại có cảm giác không nhìn thấu Dương Thanh. Cậu là Dương Thanh, người tự xưng là vương của yến đô à? Đúng lúc này, một cao thủ siêu phàm lục cảnh bên cạnh ông lão mặc trang phục đời đường bỗng nhìn về phía Dương Thanh khi nhìn dương thanh đối phương có vẻ bề trên trong giọng nói còn tràn ngập vẻ chất vấn và khinh thường dương thanh lạnh nhạt nhìn đối phương ông là ai đối phương ngạo nghễ tự giới thiệu tôi đến từ nhà họ đinh thuộc năm gia tộc phía bắc tên đinh văn trác ông ta là đinh văn trác của nhà họ đinh phía bắc à ở phía bắc nhà họ đinh và bốn gia tộc khác được xưng là năm gia tộc lớn phía bắc còn đinh văn trác lại là cao thủ mạnh nhất nhà họ đinh cũng là nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng ở phía bắc không ngờ nhà họ Đinh lại cử cả Đinh Văn Trác đến, xem gia đình thể hiện trong trận chiến ngày mai rồi. nghe nói chủ gia tộc họ Đinh vô cùng coi trọng Đinh Văn Trác, đã tuyên bố có thể truyền vị trí chủ gia tộc cho ông ta bất cứ lúc nào. sau khi Đinh Văn Trác tự giới thiệu xong, xung quanh lập tức xôn xao, rất nhiều người kính nể nhìn về phía Đinh Văn Trác. Dương Thanh Thản nhiên nhìn đối phương rồi nhìn quanh, sau đó bước thẳng tới cái bàn trống ở phía trước nhất dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ngồi vào ghế chính ở bàn này. Thấy thế, mọi người đều có vẻ kinh ngạc. Dương Thanh, ai cho phép cậu ngồi đó? Thấy Dương Thanh ngồi vào ghế chính của cái bàn trống đó, Đinh Văn Trác biến sắc, nghiêm nghị quát, cậu phải chờ chọn ra minh chủ của Võ Minh, bề dưới như cậu không có tư cách ngồi vào ghế của minh chủ. Dương Thanh nhíu mày, anh không biết còn phải chọn minh chủ Võ Minh gì đó, càng không biết vị trí này dành cho minh chủ Võ Minh. Nếu đối phương ăn nói tử tế, có lẽ anh sẽ không làm gì, nhưng từ khi anh bước vào phòng tiệc Đinh Văn chắc cứ tỏ vẻ bề trên, nói chuyện cũng rất trôi tai. Ông lão mặc trang phục đời đường ngồi cùng ông ta cũng lạnh lùng nhìn Dương Thanh, tuy lão ta không nói gì nhưng Dương Thanh đã cảm nhận được áp lực do đối phương phóng ra. Những người khác cũng nhìn Dương Thanh, rất nhiều người đều có vẻ trêu ngươi, hơi chờ mong về chuyện sắp xảy ra. Dương Thanh không quan tâm đến Đinh Văn Trác, ngồi ở ghế chính, rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Anh không thèm để tâm đến ánh mắt của người ta. Đinh Văn Trác thấy thế, càng tức giận hơn, bước thẳng đến chỗ Dương Thanh, vừa đi vừa giận dữ nói, tôi bảo cậu đứng dậy, cậu không nghe thấy à. Dương Thanh vẫn ngồi yên tại vị trí của mình, chẳng thèm liếc nhìn Đinh Văn Trác lấy một cái, chỉ nhấc chén trà, chậm rãi nhấc một ngụm. Trong phòng tiệc, cao thủ khắp nơi đều kinh ngạc ra mặt, dường như không ngờ Dương Thanh lại dám ngó lơ Đinh Văn Trác. Đinh Văn Trác chính là người thừa kế của nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc. Nghe nói, trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc, sau lưng mỗi gia tộc đều có một gia tộc cổ võ giúp đỡ. Nhà họ Đinh là một trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc, dĩ nhiên sau lưng cũng có gia tộc cổ võ nào đó hỗ trợ. Có thể nói, địa vị của năm gia tộc lớn của phía Bắc ở Chiêu Châu ngày nay có thể ngang với hai hoàng tộc cổ xưa lớn nhất. Cao thủ đứng đầu năm gia tộc lớn này có thể không bằng cao thủ đứng đầu của hoàng tộc cổ xưa nhưng sau lưng năm gia tộc này còn có những gia tộc cổ võ, còn hoàng tộc cổ xưa thì phải dựa vào chính mình. Dương Thanh không biết điều này, nhưng dù biết, anh cũng chẳng để ý tới Đinh Văn Trác. Hỗn sược, cậu ăn gan hùm mật gấu đấy à? Dám ngó lơ tôi, cậu tưởng mình là vương của Yến Đô thật ư? Đinh Văn Trác thấy thế liền giận dữ vô cùng, giơ tay đấm vào đầu Dương Thanh, thế võ hung ác tột cùng. Cao thủ khắp nơi đang có mặt trong phòng tiệc thấy Đinh Văn Trác ra tay tấn công thì đều kinh ngạc hết sức. Đinh Văn Trác dốc hết toàn lực tấn công, thế này là muốn lấy mạng Dương Thanh đây mà. Bọn họ đều biết, cảnh giới võ thuật của Đinh Văn Trác đã bước vào siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, còn thực lực của Dương Thanh thì mới tới siêu phàm ngũ cảnh thôi. Đương nhiên, hiểu biết của bọn họ về thực lực của Dương Thanh còn dừng lại ở một năm trước, khi Dương Thanh mới trở thành vương của Yến Đô. Chết đi! Đinh Văn Trác hét lớn một tiếng, nắm đấm hùng hổ giáng xuống đầu Dương Thanh. Bạc! Đúng lúc nắm đấm của Đinh Văn Trác gần rơi xuống đầu Dương Thanh, Dương Thanh bỗng giơ tay, dùng hai ngón tay kẹp chặt cổ tay ông ta, cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ. Đám đông ngây mặt nhìn cảnh tượng lạ lùng kia, Dương Thanh chỉ vươn hai ngón tay, vậy mà có thể giữ chặt cổ tay Đinh Văn Trác. Đinh Văn Trác chính là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, nếu tung ra một chiêu dốc toàn lực thì cao thủ siêu phàm ngũ cảnh làm sao chống đỡ nổi. Nhưng thật bất ngờ là Dương Thanh đã chặn được, không chỉ có thế, anh chỉ dùng hai ngón tay đã chặn được một đòn toàn lực của Đinh Văn Trác. Đinh Văn Trác trợn trừng mắt, Cảm giác như cổ tay mình đang bị một cái kìm sắt kẹp chặt, ông ta nỗ lực dẫy ra nhưng không sao thoát được. Ai có thể cho tôi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Vì sao một chiêu toàn lực của Đinh Văn Chắc lại bị hai ngón tay của Dương Thanh chặn đứng chứ? Chẳng lẽ Đinh Văn Chắc đột nhiên thu sức à? Dù sao ông ta cũng là tiền bối, hay ông ta lo rằng nếu tùy tiện ra tay tàn nhẫn với một bề dưới thì sẽ tổn hại đến thanh danh của ông ta? Có lẽ vậy, bằng không, Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh thì làm sao có thể chặn đứng chiêu tấn công của Đinh Văn Trác chỉ bằng hai ngón tay? Chắc chắn Đinh Văn Trác nể tình nên nương tay rồi. Các cao thủ khắp nơi bắt đầu xôn xao bàn tán khắp phòng tiệc. Đinh Văn Trác đã đỏ bừng mặt, ông ta hùng hổ tấn công Dương Thanh, kết quả là dù ông ta đã dồn toàn lực, chuẩn bị giết chết Dương Thanh trong nháy mắt rồi, nào ngờ một đòn mạnh nhất của mình lại bị Dương Thanh nhẹ nhàng chặn đứng chỉ bằng hai ngón tay. Ông ta là người thừa kế của nhà họ Đinh một trong năm gia tộc lớn đến từ phía bắc vậy mà lại thua dưới tay một tên oát con nếu chuyện ngày hôm nay bị truyền ra ngoài thì mặt mũi ông ta biết để đâu mặc dù không cam lòng nhưng đinh văn trác chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi nói buông tay ra một câu buông tay ra đã khiến đám người đang mải mê bàn tán ẩm ý phải lập tức ngậm miệng lại căn phòng rộng thênh thang rơi vào tĩnh lặng tất cả đều dại mặt ra vậy có nghĩa là không phải đinh văn trác nương tay mà là ông ta không cách nào thoát khỏi hai ngón tay của dương thanh à nghĩ tới đó tất cả mọi người đều vô thức hít sâu một hơi chẳng lẽ cảnh giới võ thuật hiện giờ của dương thanh đã vượt trên cả siêu phàm lục cảnh sơ kỳ rồi sao bởi nếu không phải thì vì sao đinh văn trác một cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ lại không thể thoát khỏi ngón tay anh dương thanh vẫn lặng im nãy giờ bỗng nhìn về phía đinh văn trác lạnh lùng hỏi chỉ vì tôi ngồi ở vị trí này nên ông định lấy mạng tôi à dĩ nhiên dương thanh cũng đã cảm nhận được vừa rồi đinh văn trác đã dốc toàn lực muốn giết chết anh Đinh Văn Trác cắn chặt răng, ánh mắt ghim chặt vào Dương Thanh, gần giọng: tôi đến từ nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn của phía Bắc, cậu biết sau lưng nhà họ Đinh là gia tộc nào không? Dương Thanh cười lạnh một tiếng, rõ ràng sống chết của ông đang nằm trong tay tôi mà còn dám lớn lối với tôi như vậy, đã thế, tôi cũng không cần nhiều lời vô ích với ông làm gì. Dứt lời, anh dồn sức vào hai ngón tay đang kẹp chặt cổ tay Đinh Văn Trác. Chỉ một chớp mắt, Đinh Văn Trác cảm nhận được xương cốt nơi cổ tay mình đang vỡ vụn ra a à, ông ta không nhịn nổi phải la thảm một tiếng Rắc, kèm theo tiếng la thảm thiết của ông ta là một tiếng xương vỡ giòn giã cổ tay ông ta đã bị dương thanh dùng hai ngón tay vặn gấy bấy giờ dương thanh mới buông lòng tay lạnh lùng nhìn đinh văn trác nói cái này coi như dạy cho ông một bài học còn dám nói năng lỗ mãng với tôi tôi sẽ giết ông nói xong anh đứng lên ánh mắt quét quanh khắp phòng lạnh lùng nói hôm nay gia tộc võ thuật của nước dương mời cao thủ chiêu châu chúng ta đấu võ lẽ ra chúng ta nên bắt tay lại để đối phó nhưng điều khiến tôi vô cùng thất vọng là các vị tụ hội ở đây không phải để tìm cách đối phó với lời thách đấu của gia tộc võ thuật nước dương mà để tranh quyền đoạt thế nếu đã thế tôi cũng không cần lãng phí thời gian ở nơi này xem các vị tranh đoạt vị trí minh chủ võ minh nói xong anh quay người định rời khỏi đó sao anh lại không thấy rõ đám người này tụ tập ở đây chẳng qua chỉ vì vị trí minh chủ võ minh thôi Đinh Văn Trác nhảy nhót kêu gào trước mặt anh là để lấy lòng ông lão mặc trang phục đời đường ấy. Tuy Dương Thanh cũng không rõ ông lão mặc trang phục đời đường đó là ai nhưng căn cứ vào hơi thở võ thuật tản ra trên người đối phương, anh cũng có thể đoán được người này có thân phận không tầm thường. Nếu anh đoán không lầm thì ông lão mặc trang phục đời đường đó chính là cao thủ hàng đầu của gia tộc cổ võ sau lưng nhà họ Đinh. Đối với thế tục, các gia tộc phía Bắc đã là những thế lực vô cùng hùng mạnh, Đinh Văn Trác lại chính là người thừa kế của nhà họ Đinh, địa vị và thân phận vô cùng hiền hách, ấy vậy mà vẫn phải lấy lòng ông lão mặc trang phục đời đường kia, bởi vậy có thể thấy được, chắc chắn thân phận người này còn phải cao hơn Đinh Văn Trác. Bản thân ông lão đó đã đạt tới cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, ngoài người của gia tộc cổ võ thì còn có thể là người đến từ đâu nữa. Mọi người trong phòng tiệc cứ thế chờ mắt nhìn Dương Thanh thong thả rời khỏi đó. Đứng lại, đúng lúc Dương Thanh sắp rời khỏi phòng, ông lão mặc trang phục đời đường đang ngồi ở vị trí cao nhất kia bỗng lạnh lùng nói, nơi này là hội nghị võ minh, người tới góp mặt đều là người trong giới võ thuật của Chiêu Châu, cậu chỉ vì đôi lời bất mãn mà vặn gãy cổ tay Đinh Văn Trác, làm vậy là đang tỏ ý không coi chúng tôi ra gì à. Dương Thanh dừng chân, quay người, nhìn về phía ông lão mặc trang phục đời đường vừa lên tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, vẽ thành một nụ cười khinh thường. Ông nói đúng đó, tôi thật sự không coi cái đám rác rưởi chỉ biết ra vẻ đạo mạo như các người ra gì đâu. Dương Thanh vừa dứt lời, tất cả những người có mặt ở đó đều tức giận ra mặt, Ông lão mặc trang phục đời đường kia đã xa sầm mặt xuống, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cậu vừa nói gì? Ông lão kia nhờ mắt, nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, hỏi. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, cũng nhìn lại lão ta, gần từng chữ, tôi nói, các người chỉ là một đám rác rời ra vẻ đạo mạo, đương nhiên đám rác này bao gồm cả ông. Âm, um, sát khí khủng khiếp chợt tràn ra từ trên người ông lão mặc trang phục đời đường đó. Đại nhân Bách Lý, tên oát con này quả thực quá kiêu ngạo nhục mạ chúng tôi chưa nói, đây lại dám nhục mạ cả ngài. Đại nhân Bách Lý, xin ngài hãy ra tay, đánh chết tên khốn này ạ. À. Thoáng chốc, đám cao thủ vây xung quanh ông lão mặc trang phục đời đường đó đều nhao nhao lên tiếng. Bọn họ giận dữ nhìn về phía Dương Thanh như thể chỉ muốn xé xác anh ngay tại chỗ. Dương Thanh cũng đã biết thân phận của ông lão mặc trang phục đời đường này, ngay cả Đinh Văn Trác, người đến từ một trong năm gia tộc lớn ở phía Bắc còn phải cung kính gọi lão ta là đại nhân Bách Lý, thân phận người này đã được nói rõ rồi, lão ta đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Bách Lý Yến có quan hệ gì với ông? Dương Thanh bỗng lên tiếng hỏi lão ta. Ông lão mặc trang phục đời đường kia chợt nheo mắt, hình như rất bất ngờ khi nghe Dương Thanh có quen biết Bách Lý Yến. Dù cậu có quen biết Bách Lý Yến thì hôm nay tôi cũng phải giết cậu. Lão ta lạnh lùng nói, trong gia tộc họ Bách Lý, Bách Lý Yến chỉ là một con sâu cái kiến, dù ông ta có mặt ở chỗ này, tôi muốn giết cậu thì ông ta cũng không dám ngăn cản đâu. Thật không ngờ trong gia tộc họ Bách Lý, lão già này còn có thân phận cao hơn cả Bách Lý Yến. Bách Lý Yến ép bố ruột của Mã Siêu phải chết, vì vậy Mã Siêu mới phải mượn sức mạnh của thị huyết châu trong cơ thể, phát huy thực lực ngang với siêu phàm bát cảnh, liều mạng đánh một trận với Bách Lý Yến. Chỉ đáng tiếc, tuy Mã Siêu có được sự trợ giúp từ thị huyết châu trong người, dù Bách Lý Yến không địch lại Mã Siêu nhưng vẫn kịp thời trốn khỏi hoàng tộc họ Phùng. Dương Thanh không ngờ rằng, trở về Yến Đô lại có thể gặp người của gia tộc họ Bách Lý. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, lão già khốn kiếp này còn tưởng anh dựa thế Bách Lý Yến nên mới dám phách lối trước mặt lão ta như vậy. Lão già mặc trang phục đời đường chợt lên tiếng, danh con, hiện giờ cậu quỳ xuống xin lỗi, sau đó chủ động nhường lại vị trí vương của Yến Đô, tôi có thể cho cậu một con đường sống. Cho đến giờ phút này, Dương Thanh mới biết mục đích thực sự của đối phương là đế thôn. Người đời đồn rằng, kẻ nào có được đế thôn sẽ có được cả thiên hạ nhưng muốn thừa kế đế thôn thì nhất định phải trở thành vương của yến đô dương thanh đã dùng thực lực của mình để chứng tỏ bản thân trở thành vương của yến đô không chỉ có thế anh còn gặp được cao thủ của đế thôn là đế thiên chỉ có điều đế thiên truyền chiến thần quyết cho anh xong liền rời đi trước khi đi còn nói với dương thanh trừ khi cảnh giới võ thuật của anh bước vào thiên cảnh bằng không anh sẽ không có tư cách tiến vào đế thôn ánh mắt dương thanh càng thêm âm u anh nhìn chằm chằm vào lão già mặc đồ đời đường kia rồi nói, thật đúng là dối trá, muốn lấy đế thôn thì cứ nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng, mời tôi tới tham dự hội nghị võ minh rồi bắt tôi nhường lại vị trí vương của Yến Đô. Lão già mặc trang phục đời đường kia căm giận nhìn Dương Thanh, trong mắt lóe lên sát khí, có lẽ cậu còn chưa biết rõ thân phận của tôi, tôi đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý, tôi là Bách Lý Trường Không, là thành viên thuộc nhánh chính của gia tộc họ Bách Lý, Bách Lý Yến cậu vừa nhắc đến chỉ là một thành viên thuộc một nhánh phụ còn con trong vô số nhánh phụ của gia tộc tôi thôi. Những cao thủ đến từ các nơi khắp Chiêu Châu đều nhìn Bách Lý Trường không với ánh mắt kính nể. Bọn họ chỉ biết Bách Lý Trường không đến từ một gia tộc cổ võ, lại không rõ về địa vị của Bách Lý Trường không ở trong gia tộc họ Bách Lý ra sao, bây giờ mới biết Bách Lý Trường không lại là thành viên nhánh chính trong gia tộc. Hừ, Dương Thanh cười lạnh một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Bách Lý Trường không một cái rồi quay đầu định bước đi. Anh chẳng muốn lãng phí thời gian với đám rác rưởi này. Đồ khốn, đứng lại. Bách Lý Trường không tức giận quá to. Nhưng Dương Thanh còn chẳng thèm để ý đến lão ta, cứ tiếp tục cất bước. Ngay khi Bách Lý Trường không đang chuẩn bị ra tay ngăn cản, bỗng có một đám người xông vào, chặn kín lối ra. Nhìn đám người kia, Dương Thanh nhíu chặt mày lại. Người nước Dương. Có người kêu lên kinh ngạc, từ cách ăn mặc của những người này, không khó đoán được thân phận bọn họ. Hơn nữa, trên người bọn họ đều có khí thế cực kỳ hùng mạnh. Cao thủ cầm đầu mang hơi thở vô cùng kinh khủng, đã đạt tới cảnh giới siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong, thậm chí gần như đã bước vào cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Loại cao thủ ở cấp bậc này thường được gọi là cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh. Thật náo nhiệt làm sao? Tôi nghe nói các người đang định thành lập võ minh để đối phó với cao thủ nước tôi à? cao thủ cầm đầu có thực lực ngang với bán bộ siêu phàm cửu cảnh nheo mắt cười nói. Bách Lý Trường không cũng đã cảm nhận được thực lực của đối phương, lão ta cao mày, lạnh lùng nhìn về phía đám cao thủ nước dương, nói, nơi này không chào đón các người, cút ngay ra ngoài cho tôi. Các cao thủ khác của Chiêu Châu cũng đều tức giận ra mặt. Ông ta là cao thủ số một của tài phiệt Aoki, Aoki Yamato đấy. Bỗng có người nhận ra cao thủ cầm đầu bên đám người nước dương, bèn kêu lên kinh ngạc. Aoki Yamato nhìn sang, híp mắt cười nói, xem ra tôi cũng có chút danh tiếng nhỉ, ở Chiêu Châu mà cũng có người biết đến tên tôi. Vừa nghe đến cái tên Aoki Yamato, Bách Lý Trường không lập tức nhíu chặt mày. Dĩ nhiên lão ta cũng biết cái tên Aoki Yamato này. Ở nước Dương cũng có mấy gia tộc võ thuật lánh đời, những gia tộc này đều có sản nghiệp khắp nước Dương. Giống như ba tài phiệt lớn của nước Dương, sau lưng các sản nghiệp đó đều có thế gia võ thuật hỗ trợ. Aoki Yamato này chính là người của gia tộc Aoki một thế gia võ thuật của nước dương Aoki Yamato chỉ là một cao thủ do gia tộc Aoki phân công tới để trấn thủ tài phiệt Aoki mà thôi ngày mai mới là lịch hẹn đấu võ giữa chúng ta chẳng lẽ các người định khai chiến ngay hôm nay à một cao thủ chiêu châu căm tức nhìn Aoki Yamato hỏi Aoki Yamato nhìn về phía đối phương cười nói sao thế được nếu chúng tôi đã ấn định lịch khiêu chiến với các người là ngày mai thì dĩ nhiên ngày mai mới đấu. Cao thủ của Chiêu Châu kia lại chất vấn, vậy hôm nay các người tới đây làm gì? Aoki Yamato nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt, nói, dĩ nhiên là đến xem xem, rốt cuộc đám người các vị có tư cách để cao thủ đứng đầu nước dương chúng tôi ra tay không? Ông ta vừa dứt lời, khí thế võ thuật trên người bỗng tăng vọt. Toàn bộ phòng tiệc này dường như đều đã bị một khí thế vô cùng đáng sợ bao phủ, thậm chí vài cao thủ có thực lực hơi yếu đã bị ép đến độ sắp quỳ xuống đất. Tuy Bách Lý Trường không rất kiêng rẻ Aoki Yamato, nhưng lúc này, gần như mọi cao thủ mạnh nhất của Chiêu Châu đều đã có mặt ở đây, tất nhiên lão ta không thể lùi bước, vì thế, lão ta bước lên, khí thế võ thuật trên người cũng bùng nổ. Hai luồng khí thế võ thuật cực mạnh va chạm nhau, bấy giờ mọi người mới cảm thấy dễ chịu hơn. Bách Lý Trường không lạnh lùng nói, Aoki Yamato, tôi khuyên ông nên dẫn người của mình rời khỏi nơi này ngay nơi này là địa phương tổ chức hội nghị võ minh không chào đón các người mặc dù lão ta đang muốn trục xuất aoki yamato nhưng giọng điệu không còn được cứng rắn như lúc đối mặt với dương thanh dương thanh đang định rời khỏi nơi này thì aoki yamato đã dẫn người tới chặn cửa ra vào không cách nào đi được cút ngay dương thanh bỗng quát lớn dứt lời anh sải chân bước thẳng về phía trước tiếng quát đanh thép của anh lập tức thu hút được vô số ánh mắt. Aoki Yamato vốn đang định so đấu với Bách Lý Trường Không, nghe thấy thế lập tức quay phát về phía Dương Thanh. Lúc này, trước mặt Dương Thanh còn có hơn chục cao thủ nước Dương chắn đường, anh thản nhiên như không, xảy bước về phía trước như chẳng hề bận tâm. Trong vòng 3 giây, rời khỏi tầm mắt của tôi, bằng không, phải chết. Dương Thanh đi tới trước mặt một cao thủ nước Dương, bình thản nói. 3 giây trôi qua trong nháy mắt, cao thủ nước dương kia diếu cợt nhìn dương thanh, lạnh lùng quát, danh con ở đâu ra. Đủ lông đủ cánh chưa mà dám đe dọa cao thủ nước dương chúng tôi. Uyên, gã vừa dứt lời, thân thể đã bay vèo ra ngoài. Ngay sau đó, lại một tiếng hụt vang lên, thân thể cao thủ nước dương đó nặng nề nện mạnh vào vách tường rồi té xuống đất, mất mạng. Cảnh tượng đó đã khiến mỗi người có mặt đều phải chấn động tận tim gan. Một cao thủ nước dương cứ thế mất mạng à? đám cao thủ còn lại đang chắn trước mặt dương thanh đã sợ đến choáng váng thấy dương thanh cất bước đi về phía trước bọn họ vội vã nhường đường đám cao thủ của chiêu châu nhìn theo bóng dương thanh thong thả rời đi sắc mặt vô cùng phức tạp họ bỗng có cảm giác bầu nhiệt huyết trong người đang sôi trào trước mặt bao nhiêu cao thủ nước dương như thế dương thanh hoàn toàn không hề e ngại thậm chí còn ra tay giết chết một gã cao thủ trong nháy mắt chưa bàn đến việc thực lực của dương thanh có được bao nhiêu chỉ riêng sự quyết đoán này không ai có thể so được Cộp cộp. Thấy Dương Thanh đã sắp ra khỏi phòng, Aoki Yamato đột nhiên nổi giận gầm lên, đứng lại ngay. Ông ta vừa quát lên, lập tức có vài cao thủ nước Dương bước ra chặn lối Dương Thanh. Dương Thanh nhíu mày, nhưng vẫn chưa quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm đám cao thủ đang chặn đường mình, lạnh nhạt nói, trong vòng 3 giây, cút khỏi tầm mắt của tôi, bằng không, giết không tha. Anh vừa thốt lên những lời đó, đám cao thủ nước Dương tức thì căng thẳng tột cùng. Nhưng Aoki Yamato đã lên tiếng, dù bọn họ sợ hãi đến đâu cũng không dám nhường lối. Hôm nay bọn họ tới đây là để gây sự, nếu để cho Dương Thanh nhẹ nhàng rời đi thì bọn họ quá mất mặt rồi. Aoki Yamato nhìn chầm chầm về phía Dương Thanh, ánh mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Ông ta chưa ra tay, chỉ chăm chú nhìn Dương Thanh, muốn xem xem rốt cuộc thanh niên này có dám mạnh mẽ xuống tay giết người hay chỉ cố làm ra vẻ đáng sợ mà thôi. Bách Lý Trường không nhíu chặt mày, hôm nay lão ta vốn định thể hiện, nhưng lúc này lại bị dương thanh lấn át hết chỉ riêng với hành vi giết một cao thủ nước dương trong nháy mắt dương thanh đã khiến rất nhiều cao thủ chiêu châu sùng bái ra mặt bách lý trường không đột nhiên lên tiếng dương thanh cậu làm gì thế hả nếu không muốn chết thì cút qua đây ngay cho tôi cậu mất mạng chúng tôi đây cũng mất mặt chỉ có điều dương thanh chẳng thèm để ý đến lão ta chỉ thờ ơ nói đã hết ba giây nếu các người đã muốn chết tôi giúp các người toại nguyện dứt lời trong mắt anh bỗng hiện lên một tia đỏ máu gã cao thủ đang chắn trước mặt dương thanh nhìn vào mắt anh bỗng có cảm giác như vừa bị thần chết để mắt đến cả người run lên bần bật uy win uynh giây tiếp theo dương thanh biến mất khỏi vị trí cũ đợi khi anh xuất hiện trở lại thì người đã di chuyển ra tới cửa phòng sau lưng anh năm sáu gã cao thủ nước dương đã bay lên không người còn chưa chạm đất dầm 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 ngay sau đó Năm, 6 gã cao thủ đồng loạt rơi bịch xuống. Điều khiến tất cả mọi người có mặt ở đây khiếp sợ hơn cả là, toàn bộ đám cao thủ đó đều đã chết hết. Giờ khắc này, căn phòng rộng thanh thang lại chìm trong tĩnh lặng. Ngay cả Aoki Yamato cũng khiếp sợ tột cùng. Những cao thủ ông ta mang tới hôm nay tuy không phải là những kẻ đứng đầu nhưng yếu nhất cũng là siêu phàm ngũ cảnh, vậy mà cả đám không có một ai đỡ nổi một đòn của Dương Thanh. Vừa rồi, đám cao thủ bị dương thanh giết trong nháy mắt còn có cả cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ nữa mặc dù vậy những người này vẫn đều không đỡ được một chiêu của dương thanh bị giết trong chớp mắt ngay cả ông ta cũng không dám cứng miệng khẳng định mình có thể nháy mắt giết chết một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ mà dương thanh không chỉ giết một người chỉ bằng một chiêu anh hạ gục năm sáu gã cao thủ siêu phàm thất cảnh và bát cảnh trong chớp mắt đợi khi mọi người hoàn hồn dương thanh đã rời khỏi phòng thái độ thờ ơ như thể những chuyện còn lại đều chẳng liên quan gì đến anh cả. Aoki Yamato tức giận tột cùng, hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch, chỉ muốn đuổi theo giết Dương Thanh ngay tại chỗ, nhưng ông ta hiểu rõ, mình chưa chắc đã đánh lại Dương Thanh. Hôm nay bọn họ tới đây là để nhằm vào võ minh. Còn chưa đến thời gian hẹn đấu võ mà cao thủ của Chiêu Châu các người đã dám ra tay tấn công cao thủ nước Dương chúng tôi, các người thật sự cho rằng cao thủ nước Dương chúng tôi chỉ toàn lũ vô dụng à. Aoki Yamato căm tức nhìn về phía Bách Lý Trường không, lớn tiếng mắng. Bách Lý Trường không ngây mặt, chẳng phải lời này các người nên đuổi theo Dương Thanh mà mắng sao? Vì sao lại nhầm vào tôi thế này? Thằng danh đó không phải người của võ minh chúng tôi. Thế nhưng Bách Lý Trường không vẫn giải thích một câu. Lão ta biết, mình không phải là đối thủ của Aoki Yamato. Có điều, lời giải thích của lão ta khiến tất cả đám cao thủ chiêu châu đều kinh ngạc ra mặt, Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ được, Bách Lý Trường không lại đi giải thích với kẻ địch như vậy, hiển nhiên lão ta đang sợ Aoki Yamato. Còn chưa bắt đầu cuộc chiến đã sợ đối thủ. Dĩ nhiên Aoki Yamato cũng nhận ra thái độ kiêng rẻ của Bách Lý Trường không đối với mình, ông ta cười lạnh một tiếng, mắt nhìn chằm chặp vào Bách Lý Trường không, chất vấn, nói vậy, ông chính là minh chủ võ minh. Bách Lý Trường không ngạo nghễ đáp, đúng vậy, tôi chính là minh chủ võ minh bách lý trường không đang lo không biết nên làm thế nào để trở thành minh chủ võ minh aoki yamato nói vậy không khác gì cho lão ta một cơ hội khẳng định dù lão ta không thừa nhận aoki yamato sẽ buông tha lão ta sao chắc chắn không thể nếu đã không thể vậy thì chỉ còn một cách kiên trì được nếu đã thế tôi sẽ đánh với ông một trận trước xem sao aoki yamato bỗng nói bách lý trường không vung tay lớn tiếng hô các anh em trong võ minh nghe đây người nước dương không tuân thủ lời hẹn, đến đây khiêu khích, chúng ta liều mạng với chúng. Chỉ có điều, lão ta hô rất hùng hồn nhưng lại không một ai xông lên, các cao thủ chiêu châu đều hoang mang nhìn bách lý trường không. Rõ ràng Aoki Yamato vừa tuyên bố muốn khiêu chiến ông, ông lại yêu cầu chúng tôi liều mạng, liều mạng gì? Bách lý trường không thấy không ai xông lên, lập tức giận dữ nói, còn đứng được ra đó làm gì? Ra tay đi chứ. Bấy giờ, một cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đứng ra, nhìn Bách Lý Trường Không, nói, Bách Lý Trường Không, ông trở thành minh chủ võ minh từ bao giờ vậy? Hơn nữa, vừa rồi, người mà đối phương muốn khiêu chiến chính là ông. Audio điện tử võ tấn bền Nghe thấy người này nói thế, các cao thủ chiêu châu khác đều nhìn về phía Bách Lý Trường Không với vẻ không vui. Tuy họ đều là người luyện võ nhưng không ngu, sao lại không rõ Bách Lý Trường không đang định lấy họ ra làm bia đỡ đạn chứ? Khí thế của Aoki Yamato vô cùng mạnh, trong số những người đang có mặt, có lẽ chỉ Bách Lý Trường không mới miễn cưỡng đánh được một trận với ông ta. Hơn nữa người mà Aoki Yamato muốn khiêu chiến cũng là Bách Lý Trường không, Bách Lý Trường không lại ra lệnh cho cao thủ của Chiêu Châu xông lên. Ông Đỗ Trọng nói không sai, ông trở thành minh chủ của chúng tôi bao giờ chứ? Đỗ Trọng chính là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ vừa chất vấn Bách Lý Trường không? Bách Lý Trường không, nếu ông đã thích thể hiện như thế, vậy ông đánh với cao thủ nước dương trước đi, dù sao họ cũng muốn khiêu chiến ông mà. Không sai, cao thủ nước dương muốn khiêu chiến ông cơ mà, ông lên trước đi. Trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ chiêu châu thi nhau bảo Bách Lý Trường không. Sắc mặt Bách Lý Trường không u ám tới cực điểm, lão ta đến Yến Đô để thành lập võ minh, sau đó lấy thân phận minh chủ để truyền lệnh cho cao thủ thế tục của chiêu châu. Tuy thế tục cũng không nhiều cao thủ đỉnh cao, nhưng không có nghĩa là không có, ở thế tục cũng có rất nhiều cao nhân lánh đời, nếu có thể tập hợp những người này lại thì sẽ là chuyện tốt với gia tộc Bách Lý. Nhưng lão ta không ngờ, võ minh còn chưa được thành lập, cao thủ nước dương đã đến gây sự, hơn nữa thực lực của cao thủ dẫn đầu bên đối phương còn hơn lão ta. Aoki Yamato và đám cao thủ nước dương đều nhìn Bách Lý Trường không với vẻ mặt dí dỏm, họ rất vui khi thấy cao thủ chiêu châu lục đục với nhau. Được rồi, nếu đã vậy, chúng ta dùng võ thuật để quyết định minh chủ võ minh nhé ai đánh bại được Aoki Yamato thì sẽ là minh chủ võ minh, các người có ý kiến gì không? Bách Lý Trường không bỗng nhìn quanh, hỏi. Bây giờ lão ta không còn lựa chọn nào nữa, tuy khí thế của Aoki Yamato sánh ngang với bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng sau cùng vẫn chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Dù sao lão ta cũng đến từ gia tộc cổ võ của Chiêu Châu, có chút thủ đoạn, nếu lão ta dùng những thủ đoạn này thì chưa biết ai thắng. Được, Đỗ Trọng đáp đầu tiên rồi nói tiếp, chỉ cần ông đánh bại Aoki Yamato, sau này ông chính là minh chủ võ minh. Bách Lý Trường không bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào Aoki Yamato, lạnh lùng nói, tôi khuyên các người một câu cuối cùng, mai mới là lúc các người khiêu chiến cao thủ chiêu châu, nếu bây giờ các người rời đi, tôi sẽ xem như không xảy ra chuyện gì. Aoki Yamato bỗng mỉm cười, trong giọng cười tràn ngập sự khinh thường, ông ta mỉa mai, chỉ bằng ông, một con tép siêu có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mà cũng dám nói thế trước mặt Aoki Yamato tôi à. Đừng nói nhảm nữa, tới đi, để tôi xem xem rốt cuộc cao thủ đỉnh cao của Chiêu Châu các người yếu đến mức nào. Lời Aoki Yamato nói khiến cao thủ Chiêu Châu đang có mặt vô cùng tức giận, nhưng họ cũng bất lực, Aoki Yamato quá mạnh, trong số các cao thủ Chiêu Châu ở đây, chỉ mình Bách Lý Trường không có thể đấu lại ông ta. Nếu ông đã muốn chết, tôi sẽ giúp. Bách Lý Trường không nói rồi hơi nhích chân, xông thẳng tới chỗ Aoki Yamato. Aoki Yamato vẫn đứng im, thậm chí không định hành động, chỉ nhìn Bách Lý Trường không xông về phía mình với vẻ mặt trêu ngươi. Ngay sau đó, Bách Lý Trường không đã xông tới trước mặt Aoki Yamato, giơ tay đấm một phát. Bộp! Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ chính là Aoki Yamato đang đứng im chỉ cần vươn tay ra là đã giữ được nắm đấm của Bách Lý Trường không nắm đấm của Bách Lý Trường không không thể tiến về phía trước nữa. Tất cả người luyện võ Chiêu Châu đều sướng sờ, có vẻ không dám tin. Tuy họ không ưa dáng vẻ ngạo mạn của Bách Lý Trường không, nhưng cũng biết Bách Lý Trường không có thực lực mạnh nhất trong số họ. Nhưng bây giờ, Bách Lý Trường không chủ động tấn công, mà nắm đấm của lão ta lại bị Aoki Yamato dễ dàng đỡ được. Chẳng lẽ cao thủ nước dương trước mặt đã mạnh đến mức có thể ngó lơ đòn tấn công của cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong ư? Quá chậm! quá yếu, từ lúc ông bước ra bước đầu tiên, tôi đã biết đòn tấn công của ông không có hiệu quả gì với tôi rồi. Aoki Yamato chỉ dậy, cười híp mắt nhìn chầm chầm vào Bách Lý Trường không. Sắc mặt Bách Lý Trường không lập tức khó coi tới cực điểm, lời Aoki Yamato nói đúng là sỉ nhục lão ta. Đồng thời, lão ta cũng vô cùng chấn động. Tuy cảnh giới của lão ta không bằng Aoki Yamato, nhưng cũng chỉ thua một nửa cảnh giới nhỏ, lão ta không ngờ Aoki Yamato lại mạnh đến thế lão ta đấm một phát chẳng những bị đối phương dễ dàng đỡ được mà lão ta còn không thể rút tay về hay nói cách khác bây giờ aoki yamato đang dùng một tay để giữ nắm đấm của lão ta sau đó lão ta đã dốc hết sức mà vẫn không tránh được bách lý trường không đánh ông ta đi đánh mạnh vào cho ông ta biết người của võ minh chúng ta không dễ ức hiếp đúng thế đánh mạnh vào đánh cho mẹ ông ta cũng không nhận ra ông ta đi bách lý trường không cố lên chỉ cần ông đánh bại ông ta ông sẽ là minh chủ võ minh dưới sự dẫn đầu của đinh văn trác một số cao thủ chiêu châu thi nhau nói bách lý trường không tái mặt lão ta cũng muốn đánh bại aoki yamato rồi trở thành minh chủ võ minh lắm chứ nhưng bây giờ lão ta còn không rút được tay về thì đánh kiểu gì đây đinh văn trác vẫn đang hưng phấn nói đây chỉ là bắt đầu thôi đại nhân bách lý đến từ gia tộc cổ võ họ bách lý ông ấy chưa phát huy thực lực thật đâu các vị cứ nhìn là được đại nhân Bách Lý sắp bùng nổ đấy. Bách Lý Trường không chỉ muốn đánh chết Đinh Văn Trác. Aoki Yamato giữ nắm đấm của Bách Lý Trường không bằng một tay, nói với vẻ dí dỏm, hình như ông có danh vọng rất cao trong đám người này nhỉ. Bách Lý Trường không nhìn về phía Aoki Yamato, trong mắt còn có vẻ cầu khẩn. Nhưng Aoki Yamato lại làm như không thấy, vẫn giữ nắm đấm của Bách Lý Trường không. Bách Lý Trường không nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy nể mặt tôi tôi sẽ rời khỏi trận chiến ngày mai lão ta nói rất nhỏ nhưng lão ta tin chắc cao thủ có cấp bậc như aoki yamato sẽ nghe thấy ông là cái thá gì chứ cũng xứng để tôi nể mặt ông à chỉ với kẻ vô dụng còn không rụt được tay về như ông cho dù ông rời khỏi trận chiến ngày mai hay không thì có khác gì với nước dương chúng tôi chứ nào ngờ aoki yamato không hề nể mặt bách lý trường không còn quát lớn lời aoki yamato nói khiến cao thủ chiêu châu sững sờ mọi người đều nhìn về phía Bách Lý Trường không với vẻ không dám tin, tên khốn đến từ gia tộc cổ võ này lại định rời khỏi trận chiến ngày mai á. Mặt Bách Lý Trường không đỏ lên, đã bị vạch trần, lão ta cũng không cần giả vờ nữa, bèn nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần ông thả tôi đi, tôi sẽ cho ông một viên huyết nộ đan. Chắc cao thủ có cấp bậc như ông cũng nghe nói về huyết nộ đan rồi nhỉ. Cho dù là cao thủ siêu phàm cửu cảnh uống nó thì cũng có thể phát huy thực lực hơn lúc đầu một cảnh giới đấy. Chỉ cần ông để tôi đi, bây giờ tôi sẽ đưa huyết nộ đan cho ông lời bách lý trường không nói khiến các cao thủ chiêu châu sững sờ sau khi nghe đến huyết nộ đan ánh mắt aoki yamato trở nên nóng rực tuy ông ta là cao thủ nước dương nhưng cũng biết đến huyết nộ đan của chiêu châu cho dù là ở thế gia võ thuật nước dương loại đan dược cấp bậc này cũng là bảo vật hàng đầu bách lý trường không đỗ trọng cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đã trách bách lý trường không trước đó tức giận nghiến răng nghiến lợi ông biết mình đang làm gì không hả Bách Lý Trường không không quan tâm đến đỗ trọng, nhìn chằm chằm vào Aoki Yamato, chỉ cần Aoki Yamato đồng ý, ông ta sẽ thẳng thừng giao huyết nộ đan ra. Aoki Yamato cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Trường không, định đổi lấy mạng ông bằng một viên huyết nộ đan à. Mạng ông rẻ tiền như thế. Sắc mặt Bách Lý Trường không lập tức cứng đờ, huyết nộ đan đã là vật quý giá nhất trên người lão ta, tên khốn này còn định đòi nhiều thứ tốt hơn nữa. Trên người tôi chỉ có một viên huyết nộ đan thôi. Bách Lý Trường không lạnh lùng nói, nếu ông đồng ý cho tôi một con đường sống, bây giờ tôi sẽ giao huyết nộ đan cho ông, nếu ông không đồng ý, tôi chỉ có thể tự uống huyết nộ đan vậy. Thực lực bây giờ của tôi không bằng ông, nhưng nếu tôi uống huyết nộ đan, chắc chắn tôi sẽ đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, đến lúc đó ông còn là đối thủ của tôi chắc. Nghe thấy Bách Lý Trường không nói thế, Aoki Yamato lập tức nhướng mày, ít mắt nhìn chầm chầm vào Bách Lý Trường không, ông đang uy hiếp tôi à? Bách Lý Trường Không lạnh lùng nói, "Tôi nói, Huyết Nộ Đan là vật phẩm quý giá nhất trên người tôi." Aoki Yamato không nói gì, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Trường Không một lúc lâu rồi mới nói, "Được, tôi đồng ý với ông, chỉ cần ông giao Huyết Nộ Đan ra, bây giờ tôi sẽ để ông đi." Bách Lý Trường Không không hề do dự, lấy một cái lọ sứ trắng ra khỏi túi quần rồi ném về phía Aoki Yamato. Bộp, nhưng đúng lúc này, một bóng người bỗng nhoáng lên cướp mất lọ sứ trắng đang bay về phía Aoki Yamato. Ai làm? Bách Lý Trường không lập tức biến sắc, quát lớn. Aoki Yamato cũng có vẻ tức giận, nhìn chầm chầm vào thanh niên vừa xuất hiện cách đó không xa. Lúc này Bách Lý Trường không cũng nhìn thấy người kia, lập tức kinh ngạc nói, Dương Thanh, là cậu. Mọi người thi nhau nhìn sang, chỉ thấy Dương Thanh đang cầm một lọ sứ trắng, ai cũng biết trong lọ sứ trắng này chứa một viên gian dược có thể tăng thực lực của cao thủ siêu phàm cảnh lên một cảnh giới. Dương Thanh lạnh lùng nói, quả nhiên người của gia tộc Bách Lý đều không tốt lành gì. Anh không có thiện cảm gì với người của gia tộc Bách Lý, lúc trước khi ở hoàng tộc họ Phùng, bố ruột Mã Siêu đã bị Bách Lý Yến của gia tộc Bách Lý dồn ép đến mức phải tự nổ. Cũng vì thế mà Mã Siêu phải vận dụng sức mạnh của thị huyết châu, suýt nữa mất mạng, còn hôn mê nửa năm mới tỉnh. Sắc mặt Bách Lý Trường không u ám đến cực điểm, lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, cậu mau trả huyết nộ đan cho tôi, tôi sẽ xem như không xảy ra chuyện gì. Dương Thanh cười lạnh, tung lọ sứ trắng lên rồi lại bắt lấy. Anh vừa tung hứng lọ sứ trắng vừa nói, huyết nộ đan đang trong tay tôi, ai muốn thì tự đến lấy đi. Trước đó anh đã rời đi rồi, nhưng anh chợt nghĩ, cao thủ Chiêu Châu đang gặp phải cao thủ nước Dương, cho dù cao thủ Chiêu Châu nhắm vào anh thế nào, họ vẫn là người Chiêu Châu. Anh xuất thân từ chiến vực, có lòng căm hận vô cùng mãnh liệt với người nước Dương, trong số cao thủ Chiêu Châu ở phòng tiệc, người mạnh nhất là Bách Lý Trường không mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nhưng cao thủ của tài phiệt ao nước Dương đã đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi, Dương Thanh có khả năng đối phó, đương nhiên không thể để người nước Dương giết người luyện võ chiêu châu. Khi thấy Bách Lý Trường không bước ra, anh vốn cũng ôm chút hy vọng, nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng, Bách Lý Trường không lại định dùng một viên huyết nộ đan để sống sót rời đi. Nếu hồi nãy Bách Lý Trường không dám đánh với Aoki Yamato, anh sẽ tạm thời bỏ qua thù hận của mình với gia tộc Bách Lý để cứu Bách Lý Trường không, nhưng Bách Lý Trường không không làm thế. Thì ra cậu chính là Dương Thanh, kẻ đã khiến người của ba tài phiệt lớn chúng tôi chịu thiệt ở Yến Đô. Aoki Yamato nói, hồi nãy khi Bách Lý Trường không gọi tên Dương Thanh, ông ta mới biết đây là Dương Thanh. Dương Thanh nhìn về phía Aoki Yamato, lạnh lùng nói, mai mới là lúc hai bên so đấu với nhau, có ân oán gì thì để mai, nếu bây giờ ông dẫn người rời đi, tôi sẽ xem như không xảy ra chuyện gì. anh cũng không muốn ra tay sớm thế để người nước dương biết thực lực thật của anh. nếu có thể không ra tay thì vẫn là tốt nhất. đương nhiên nếu Aoki Yamato không biết điều vẫn muốn ra tay, anh cũng không sợ sẽ đích thân dậy lũ hồn nước dương này cách làm người. Aoki Yamato không nói gì, hơi hít mắt với tư cách là cao thủ đến từ thế gia võ thuật nước dương, đương nhiên ông ta biết thực lực của Dương Thanh. lần này thế ra võ thuật nước Dương tung tin sẽ khiêu chiến cao thủ Chiêu Châu, thật ra là đang nhắm vào Dương Thanh. Đương nhiên Aoki Yamato sẽ không nghĩ Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong thật. Thái độ của Dương Thanh hống hách tới cực điểm, nhưng lại khiến các cao thủ Chiêu Châu có cảm giác máu nóng sôi trào. Cao thủ đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý vinh váo ngạo mạn trong mắt họ lại khúm núm trước mặt người nước Dương, thậm chí định dùng một viên huyết nộ đan vô cùng quý giá để thoát thân. Người thanh niên vừa bị họ đuổi đi lại dám mắng bách lý trường không và Aoki Yamato trước mặt mọi người, đây mới là người luyện võ chiêu châu, có sự quyết đoán nên có. Đỗ trọng kích động nói, cậu Thanh, trước đó chúng tôi không rõ chân tướng nên đã đuổi cậu ra ngoài, về chuyện này, đỗ trọng tôi xin được bày tỏ sự ái náy sâu sắc với cậu, hy vọng cậu sẽ bỏ qua hiểm khích lúc trước, gia nhập võ minh. Ngay sau đó, lại có một cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bước ra, mở miệng nói, cậu Thanh, tôi tên Vương Khôn, cũng rất xin lỗi vì đã đuổi cậu ra ngoài, tôi cũng hy vọng cậu có thể gia nhập võ minh. Tôi cam đoan, chỉ cần cậu đủ mạnh, chúng tôi sẵn sàng coi cậu là minh chủ. Đúng thế, chúng tôi muốn thành lập võ minh để đối phó cao thủ nước dương, trừ chuyện đó ra, chúng tôi còn muốn tạo ra công bằng thực sự. Ở võ minh, kẻ mạnh làm vua, ai có năng lực, ai có thực lực mạnh, người đó sẽ là chủ của võ minh. Cậu Thanh, trước đó là do chúng tôi sai, mong cậu bỏ qua hiểm khích lúc trước, gia nhập võ minh chúng ta sẽ cùng đối phó cao thủ nước dương. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiệc, tất cả cao thủ chiêu châu thi nhau nói. Sắc mặt bách lý trường không khó coi tới cực điểm, với tư cách là người của gia tộc cổ võ, lão ta mới là người thích hợp nhất cho chức minh chủ võ minh, nhưng bây giờ, mọi tiếng tăm đã bị Dương Thanh cướp hết rồi. Dương Thanh cảm thấy ấm áp, anh cứ tưởng cao thủ võ minh đều là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, thì ra không phải thế, vẫn có rất nhiều người muốn hợp sức đối phó cao thủ nước Dương. Dương Thanh Trần nói lớn, được, tôi sẽ gia nhập võ minh. Nghe thấy thế, tất cả cao thủ chiêu châu đều reo hò, sắc mặt bách lý trường không càng thêm u ám. Lão ta bỗng cười lạnh, Dương Thanh, tôi đã giao huyết nộ đan cho ông Ao Kỳ, bây giờ viên huyết nộ đan này thuộc về ông ta, tôi khuyên cậu nên trả huyết nộ đan lại thì hơn, bằng không trong cơn nóng giận, chẳng những ông Ao Kỳ giết cậu mà còn giết hết mọi người ở đây đấy. Lão ta nói rồi nhìn cao thủ chiêu châu, lạnh lùng nói, các người vội để cậu ta gia nhập võ minh như thế, không sợ bị cậu ta liên lụy ư. Quả nhiên, sau khi nghe lão ta nói khích xong, một số cao thủ võ minh cũng có vẻ lo lắng. Nhưng điều khiến Dương Thanh vui mừng chính là, không có ai đứng ra vào lúc này, đòi đuổi Dương Thanh vừa gia nhập võ minh đi. Đỗ Trọng lạnh lùng nói, Bách Lý Trường không, ông đừng châm ngòi ly gián ở đây nữa, cậu Thanh gia nhập võ minh là vinh hạnh của võ minh chúng ta, nếu người nước Dương dám ra tay, võ minh cũng dám liều mạng một trận đúng thế, liều mạng một trận. Liều mạng một trận. Lời đỗ trọng nói đã giấy lên sĩ khí của võ minh, tất cả cao thủ võ minh đều khoát tay, hô lớn. Chuyện này khiến Bách Lý Trường không càng thêm giận dữ, lão ta nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, đều do anh cả. Dương Thanh nhìn về phía Aoki Yamato, hít mắt, ông nghĩ sao rồi? Dẫn người cút đi, hay đánh ngay bây giờ đây? Trong mắt Bách Lý Trường không tràn ngập vẻ khinh thường, lão ta không tin Aoki Yamato sẽ bị Dương Thanh đe dọa. Lão ta đã tự cảm nhận sự mạnh mẽ của Aoki Yamato, ông ta chỉ cần dùng một tay để dễ dàng đánh bại lão ta. Dương Thanh là cái thá gì chứ? Nếu Aoki Yamato muốn giết Dương Thanh thì dễ như bớn, sao có thể bị một câu của Dương Thanh quát lui được? Trong lúc Bách Lý Trường không nghĩ thế, Aoki Yamato bỗng mỉm cười, nhìn về phía Dương Thanh, tôi nghĩ cậu Thanh nói không sai, thời điểm người luyện võ nước dương chúng tôi khiêu chiến cao thủ chiêu châu là ngày mai, nếu đánh bây giờ thì mai nên làm gì chứ? Đã vậy thì tôi sẽ nể mặt cậu Thanh, hẹn mai gặp. Ông ta nói rồi quay người rời đi, các cao thủ nước dương vừa hùng hổ đến cũng theo sau Aoki Yamato. Aoki Yamato cũng không nhắc đến huyết nộ đan mà Bách Lý Trường không đưa cho ông ta nữa, như thể viên đan dược này không hề tồn tại. Chỉ còn người của Võ Minh, trong lúc nhất thời, phòng tiệc rộng rãi lặng ngắt, mọi người đều có vẻ kinh ngạc, Aoki Yamato dẫn người rời đi thật à. Nhất là Bách Lý Trường không, lão ta càng ngạc nhiên hơn, có vẻ không dám tin, Aoki Yamato nói đi là đi luôn, không cần cả huyết nộ đan có giá trị khổng lồ hả. Không hổ là vương của Yến Đô, chỉ một câu đã khiến Aoki Yamato lùi bước, tôi xin bái phục. Đúng lúc này, Đỗ Trọng bỗng nhìn về phía Dương Thanh, chắp tay. Dương Thanh mỉm cười, nói, may mà có các anh em võ minh, Aoki Yamato không hề chùn bước trước lời tôi, mà bị các anh em võ minh dọa đấy. Đỗ Trọng nhìn Dương Thanh với vẻ nghiền ngẫm. Trong số các cao thủ võ minh, Đỗ Trọng có thực lực gần với Bách Lý Trường Không. Có lẽ người khác không hiểu, nhưng ông ta đã thấy rõ mọi chuyện. hồi nãy khi Dương Thanh không ở đây, thái độ của Aoki Yamato vô cùng hống hách, khinh thường cả Bách Lý Trường Không nếu Bách Lý Trường không không lấy huyết nộ đan ra để xin tha, có lẽ lão ta đã bị Aoki Yamato giết rồi. Nhưng sau khi biết tên Dương Thanh, Aoki Yamato lại không dám ra tay, thậm chí bỏ qua cả huyết nộ đan quý giá, dẫn người rời đi ngay tức khắc. Rõ ràng Aoki Yamato kiêng rè Dương Thanh. Đinh Văn Trác đã bị Dương Thanh bẻ gãy cổ tay bằng hai ngón tay trước đó chợt nói, nếu người luyện võ nước Dương đã rời đi, có nên tiếp tục hội nghị võ minh của chúng ta không nhỉ? chúng ta vẫn chưa chọn được minh chủ đâu. Ông ta nói rồi nhìn về phía Bách Lý Trường không, hồi nãy, nếu đại nhân Bách Lý không đứng ra, chắc chắn người luyện võ nước dương đã ra tay với chúng ta rồi. Hơn nữa trong số chúng ta, đại nhân Bách Lý có thực lực mạnh nhất, tôi nghĩ nên để ông ấy trở thành minh chủ võ minh. Người chơ chẽn có thể khiến ma quỷ khiếp sợ. Không ngờ Đinh Văn Chắc có thể nói câu chơ cháo như thế, rõ ràng Bách Lý Trường không đã lấy huyết nộ đan ra để đổi lại mạng mình, qua lời đinh văn chắc thì lại thành bách lý trường không cứu võ minh đỗ trọng cười lạnh ông biết xấu hổ không thế về phần hồi nãy đã xảy ra chuyện gì mọi người đều không ngu bách lý trường không lấy huyết nộ đan ra để đổi lại mạng sống của mình nếu không có cậu thanh aoki yamato sẽ bỏ qua cho chúng ta chắc bách lý trường không nhíu mày hít mắt nhìn đỗ trọng lạnh lùng nói võ minh vốn được xây dựng theo hướng kẻ mạnh làm vua nếu các vị đã nghi ngờ thực lực của tôi vậy ai muốn tranh giành chức minh chủ với tôi thì cứ việc tới. Nghe thấy Bách Lý Trường không nói thế, mọi người đều có vẻ kinh ngạc, hồi nãy khi Aoki Yamato ở đây, tên khốn kia còn định dùng một viên huyết nộ đan để đổi lấy mạng sống. Giờ Aoki Yamato dẫn người đi rồi, lão ta lại bắt đầu nhắm đến chức minh chủ võ minh. Đỗ trọng tức giận đến mức run rẩy, chỉ vào Bách Lý Trường không, Bách Lý Trường không, ông còn cần mặt mũi không thế loại tiểu nhân hèn hạ chỉ muốn mình sống sót khi gặp nguy hiểm như ông cũng đòi làm minh chủ võ minh à. Tôi là người phản đối đầu tiên. Bách Lý Trường không lạnh lùng nói, nếu ông không đồng ý thì tới đi, tôi cũng muốn xem xem ông tài giỏi đến đâu mà dám hống hách trước mặt tôi đấy. Đỗ Trọng tức giận nói, được, vậy để tôi xem xem, siêu phàm bát cảnh đỉnh phong và siêu phàm bát cảnh hậu kỳ tranh nhau nhiều đến mức nào. Ông ta nói rồi bỗng rậm mạnh chân, lao tới chỗ Bách Lý Trường không nhanh như chấp. Dương Thanh đứng lẫn vào đám người, nhìn đỗ trọng lao tới chỗ bách lý trường không, thầm gật đầu. Ban đầu, tuy anh có xích mích nhỏ với người của võ minh, nhưng bây giờ xem ra, không phải ai cũng trơ cháo như bách lý trường không, vẫn có người trung nghĩa. Trong nháy mắt, đỗ trọng đã xông tới trước mặt bách lý trường không, bỗng giơ tay đấm vào ngực lão ta. Hừ, bách lý trường không hừ lạnh, đang định ra tay. Giác, lão ta còn chưa kịp ra tay, cổ tay bỗng nhói đau, không sao giơ nắm đấm lên được. Dầm, đỗ trọng đấm mạnh vào ngực Bách Lý Trường không, một tiếng động lớn vang lên, Bách Lý Trường không lùi về sau năm, sáu bước. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ. Ngay cả đỗ trọng cũng kinh ngạc. Ông ta biết rõ mình và Bách Lý Trường không tranh nhau nhiều đến mức nào, ông ta không thể là đối thủ của Bách Lý Trường không, chỉ không ưa Bách Lý Trường không nên mới ra tay. Ông ta không ngờ mình đánh trúng Bách Lý Trường không thật, Bách Lý Trường không bị đỗ trọng đẩy lùi năm, sáu bước, sắc mặt u ám tới cực điểm. Lúc này trong đám người, Dương Thanh hơi nhếch môi, còn cầm một chén trà, nhẹ nhàng lắc lư, nước trà trong chén không ngừng dập dờn. Hồi nãy anh đã ra tay. Anh tu luyện được sức mạnh nguyên tố thủy, hồi nãy anh đã biến nước trà thành một giọt nước lớn bằng sức mạnh nguyên tố thủy rồi đánh mạnh vào tay Bách Lý Trường không cho dù bách lý trường không là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong thì cũng không ngờ thứ vừa khiến cổ tay mình bị thương lại là một giọt nước bách lý trường không chẳng phải ông là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong à chẳng lẽ ông chỉ có chút thực lực ấy thôi hả sau khi đẩy lùi bách lý trường không đỗ trọng tự tin hẳn lập tức ngạo nghễ nhìn bách lý trường không bách lý trường không bị chọc giận cắn răng ông chán sống rồi lão ta nói rồi chủ động phóng về phía đỗ trọng đỗ trọng không dám khinh thường vội dốc hết sức nghênh chiến. Đỗ trọng xong rồi, ông ta đã hoàn toàn chọc giận Bách Lý Trường không, dù sao Bách Lý Trường không cũng là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, đỗ trọng mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, không thể đánh lại được. Rõ ràng Bách Lý Trường không đang định nghiêm túc, có lẽ sẽ biết thắng thua ngay, nếu đỗ trọng thua, trong số chúng ta không có ai là đối thủ của Bách Lý Trường không hết. Để người như Bách Lý Trường không làm minh chủ võ minh, tôi không cam lòng. Thấy hai người sắp va vào nhau, đám người bàn tán ầm ý không ai coi trọng đỗ trọng bách lý trường không quá mạnh phần thắng của đỗ trọng rất thấp gần như bằng không chết đi cho tôi trong nháy mắt hai người lại xông tới trước mặt nhau bách lý trường không tức giận quát bỗng đấm về phía tim đỗ trọng nếu đòn này chúng tim đỗ trọng thật có lẽ trái tim đỗ trọng sẽ vỡ nát mất mạng ngay đỗ trọng cẩn thận có người hô lên kinh hãi vô cùng lo lắng đỗ trọng cũng nhận thức được nguy hiểm định lùi ra sau nhưng đã muộn, bây giờ hai người đã xông tới gần nhau, không còn đường lùi nữa. Ông ta cũng không ngờ tên khốn bách Lý Trường không này lại định dồn ông ta vào chỗ chết ngay khi vừa ra tay. Nếu nắm đấm này đánh trúng tim ông ta, ông ta chỉ còn con đường chết. Nhưng bây giờ, ông ta không quan tâm được nhiều nữa, cũng không thu nắm đấm lại được, chỉ có thể dốc toàn lực, đấm mạnh vào ngực bách Lý Trường không. Dầm! Ngay sau đó, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ lại xảy ra nắm đấm của đỗ trọng lại dáng mạnh vào ngực bách lý trường không bách lý trường không lại lùi năm sáu bước bách lý trường không còn không chạm được vào người đỗ trọng sắc mặt bách lý trường không hơi tái tuy cảnh giới của lão ta cao hơn đỗ trọng nhưng chỉ hơn một cảnh giới thôi bị đỗ trọng đánh mạnh vào một chỗ hai lần lão ta cũng hơi không chịu nổi nhưng lão ta không sao hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì lần đầu tiên khi sắp đánh chúng đỗ trọng cổ tay lão ta bị thứ gì đó đánh trúng sau đó lập tức mất khả năng hành động, bị Đỗ Trọng đấm vào người. Lần này cũng không khác gì, lão ta đã vung nắm đấm lên, dốc toàn lực sắp đánh trúng tim Đỗ Trọng, cổ tay lại bị trúng gì đấy. Cao thủ so đấu có thể biết thắng thua trong nháy mắt. Việc cổ tay bị đánh trúng đã ảnh hưởng lớn tới đòn tấn công của lão ta, nên Đỗ Trọng mới có cơ hội đánh trúng lão ta. Bách Lý Trường không cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, thậm chí hơi nghi ngờ tay mình có vấn đề bằng không tại sao lão ta lại cảm thấy cổ tay bị đánh chúng hai lần liên tiếp chứ? Đỗ Trọng đẩy lùi Bách Lý Trường không hai lần, tuy cũng rất kinh ngạc nhưng đã bị niềm vui khi chiến thắng làm choáng váng. Ông ta nói lớn, thì ra ông cũng chỉ được cái mát, tuy có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong nhưng thật ra chỉ là kẻ vô dụng, nhận thêm một đấm của tôi đi. Đỗ Trọng nói rồi lại phóng tới chỗ Bách Lý Trường không. Trong mắt Bách Lý Trường không lóe lên vẻ tàn nhẫn, tràn ngập sát khí mãnh liệt, lão ta hơi nhích chân, nghênh chiến lần này lão ta không tấn công bằng nắm đấm nữa, khi cách đỗ trọng có 2, 3 mét, lão ta dơ chân đạp vào đầu đỗ trọng. Đỗ trọng thầm hoảng hốt nhưng cũng không lùi bước, đấm một phát. Dầm, cảnh tượng khiến người ta khiếp ở lại xảy ra, khi sắp đá trúng đầu đỗ trọng, chân bách lý trường không bỗng đổi hướng. Chỉ trong nháy mắt, đòn tấn công của đỗ trọng lại giáng trúng người bách lý trường không. Lần này bách lý trường không hộp máu, bay ra xa. Cảnh tượng này khiến mọi người sững sờ, ai cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đỗ trọng tuy đỗ trọng cũng rất mạnh nhưng lại kém bách lý trường không một cảnh giới nhỏ đừng coi thường cảnh giới nhỏ này sau khi bước vào siêu phàm bát cảnh các cảnh giới nhỏ tranh nhau rất nhiều nhưng đỗ trọng lại dễ dàng đánh bại bách lý trường không với thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bách lý trường không bị đỗ trọng đánh mạnh vào ngực ba lần liên tiếp ngã ra đất trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin sao có thể chứ ông chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ còn tôi là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn đến từ gia tộc cổ võ, sao tôi lại thua một cao thủ thế tục được. Bách Lý Trường không có vẻ không tin, nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc ông đã dở trò gì. Tại sao mỗi khi tôi định tấn công, cổ tay tôi lại đau đớn, không dùng sức được chứ? Trong mắt người của gia tộc cổ võ, trừ họ ra, những người khác đều là người của thế tục. Đỗ Trọng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy bách lý trường không nói thế ông ta lập tức nổi giận ông nói nhảm ít thôi tôi đánh bại ông là dở cho chắc chẳng lẽ cao thủ đến từ gia tộc cổ võ các ông chỉ có thể thắng chứ không thể thua à bách lý trường không tức giận nói tôi đến từ gia tộc cổ võ họ bách lý tu luyện bí pháp của gia tộc cổ võ một người luyện võ thế tục rác rưởi như ông có công pháp gì hay sao có thể đánh bại tôi được tốt nhất ông nên khai báo thành khẩn rốt cuộc ông đã dở cho gì nếu ông nói dối tôi sẽ gọi cao thủ của gia tộc Bách Lý, đưa ông về gia tộc Bách Lý để điều tra. Lời lão ta nói khiến rất nhiều người nhíu mày. Theo lời Bách Lý Trường Không, cao thủ thế tục không thể đánh bại cao thủ của gia tộc cổ võ, cao thủ thế tục chỉ tu luyện công pháp xác rời. Dương Thanh không ngờ mình chỉ âm thầm giúp Đỗ Trọng dạy dỗ Bách Lý Trường Không một chút, mà lão ta lại lôi gia tộc Bách Lý ra để uy hiếp Đỗ Trọng. Đỗ Trọng tức giận đến mức run rẩy, nhưng lúc này ông ta cũng nhận ra sự khác thường. Tuy Bách Lý Trường không nói khó nghe nhưng cũng là sự thật, bí pháp tu hành của gia tộc cổ võ đều vô cùng cao thâm. Hơn nữa, Bách Lý Trường không đến từ gia tộc cổ võ, còn ông ta chỉ là tán tu thế tục, đúng là công pháp mà ông ta tu luyện kém xa công pháp của gia tộc Bách Lý. Quan trọng nhất chính là, ông ta kém Bách Lý Trường không một cảnh giới nhỏ, nhưng lại dễ dàng đánh bại Bách Lý Trường không. Lần tấn công nào, Bách Lý Trường không cũng khượng lại một chút. Tuy ông ta ngờ vực nhưng sẽ không nói ra, ông ta nhìn Bách Lý Trường Không, bỗng cười lạnh, Bách Lý Trường Không, ông đúng là chơi chẽn thật đấy, ông thua một cao thủ thế tục, bèn nghĩ cao thủ thế tục dở trò, còn lôi gia tộc Bách Lý ra để uy hiếp tôi. Theo quan điểm của ông, có phải sau này gia tộc Bách Lý sẽ bắt hết cao thủ thế tục có thể đánh bại cao thủ của gia tộc Bách Lý về điều tra không thế? Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, một cao thủ thế tục khác cũng bước ra, căm tức nhìn Bách Lý Trường Không, Bách Lý Trường Không, ông đúng là khiến gia tộc Bách Lý mất mặt, thua chính là thua, còn không chịu nhận nữa. hồi nãy khi chạm trán cao thủ nước Dương, chúng tôi cũng không thấy ông hống hách như bây giờ, còn đưa một viên huyết nộ đan có giá trị không nhỏ cho đối phương để đổi lấy mạng sống. vẫn có rất nhiều người theo chính nghĩa. có Đỗ Trọng và cao thủ này, cao thủ của các thế lực chiêu châu cũng đứng ra chỉ trích Bách Lý Trường không. Bách Lý Trường không, ông còn tính là người chiêu châu không thế chỉ biết đe dọa người chiêu châu bằng gia tộc Bách Lý, trước cao thủ nước dương thì lại khúm núm vô cùng. Ông đã hống hách như thế thì gọi cao thủ của gia tộc Bách Lý đến đây luôn đi, bắt hết người của Võ Minh về gia tộc Bách Lý mà điều tra này. Đúng thế, ông đưa hết chúng tôi đi đi, tôi cũng muốn xem xem sau này gia tộc Bách Lý các ông sống ở dưới cổ võ kiểu gì đấy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều chỉ trích Bách Lý Trường không. Bách Lý Trường không tức giận đến mức run rẩy siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Lão ta chỉ muốn ra tay ngay, giết hết mọi người ở nơi này, nhưng hồi nãy lão ta đã thua đỗ trọng, có nhiều cao thủ võ minh như thế, nếu lão ta định giết người thì có lẽ sẽ bị đánh hội đồng ngay. Dương Thanh đứng ở góc như người không liên quan, khoanh tay, nhìn Bách Lý Trường không với vẻ mặt dí dỏm. Anh cũng muốn xem xem Bách Lý Trường không sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Im hết cho tôi. Bách Lý Trường không bỗng giận dữ quát nhìn quanh bằng ánh mắt hung tợt, nghiến răng nghiến lợi, nếu có ai dám nói thêm câu nào, tôi đảm bảo sẽ không bỏ qua cho người đó. Trong lúc lão ta nói, khí thế mạnh mẽ cũng lan ra từ người lão ta, bao trùm cả phòng tiệc. Lúc này đám người mới hoàn hồn, Bách Lý Trường không là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật, hơn nữa còn đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Đỗ trọng lạnh lùng nhìn Bách Lý Trường không, Bách Lý Trường không, có giỏi thì đi mà ra oai với người nước dương, đừng hống hách ở đây nữa. Võ Minh chúng tôi còn phải họp tiếp để chọn ra Minh Chủ sẽ dẫn dắt Võ Minh đối phó với cao thủ nước Dương, nơi này không chào đón ông, ông đi đi. Bách Lý Trường không tức giận bật cười, giỏi, giỏi lắm, các người dám đuổi tôi khỏi Võ Minh, tôi cũng muốn xem xem nếu không có tôi, ngày mai các người đấu với thế gia võ thuật nước Dương kiểu gì. Lão ta nói rồi nhìn quanh, cuối cùng nhìn Đỗ Trọng, hít mắt, Đỗ Trọng, tôi nhớ ông rồi đấy. Đỗ Trọng hừ lạnh, không quan tâm. Bách Lý Trường không quay người định rời đi, nhưng vừa quay người, lão ta chợt thấy Dương Thanh đang đứng xem trò vui, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, lão ta chìa tay ra với Dương Thanh. Dương Thanh thoáng sửng sốt, ông có ý gì? Bách Lý Trường không căm tức nhìn Dương Thanh, giao huyết nộ đan ra đây. Lúc này Dương Thanh mới nhớ ra, anh vừa cướp một viên huyết nộ đan của Bách Lý Trường không? Anh mỉm cười dí dỏm, tôi giành được nó bằng bản lĩnh, sao phải đưa cho ông chứ? Sao nào, ông chịu thiệt trước cao thủ nước dương, lại thua cao thủ võ minh, thấy tôi dễ ức hiếp nên định chút giận lên tôi ư. Đỗ Trọng vội bước lên trước, căm tức nhìn Bách Lý Trường không, Bách Lý Trường không, ông định làm gì? Cậu Thanh là thành viên của Võ Minh, nếu ông muốn động đến cậu ấy thì phải hỏi mấy trăm anh em Võ Minh đã. Các cao thủ Võ Minh khác cũng tức giận nhìn Bách Lý Trường không. Dương Thanh khinh thường nhìn Bách Lý Trường không, có vẻ chế diễu anh không coi Bách Lý Trường không ra gì, nếu ra tay thật, anh có thể dễ dàng giết chết Bách Lý Trường không. Bách Lý Trường không ít mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thanh với vẻ đằng đằng sát khí, tôi nhắc lại lần cuối, giao huyết nộ đan ra đây. Nhìn dáng vẻ hùng hổ của Bách Lý Trường không, sắc mặt Dương Thanh u ám dần, anh ít mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, nếu muốn thì tự lấy. Anh nói rồi lấy lọ sứ đựng huyết nộ đan ra, tung hứng lên xuống, trông rất trêu ngươi. Mặt Bách Lý Trường không lạnh tanh, lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, chỉ hận không thể băm vằm anh bằng ánh mắt. Đỗ Trọng thấy thế, vội bước đến bên cạnh Dương Thanh, căm tức nhìn Bách Lý Trường Không, Bách Lý Trường Không, ông đừng quá đáng, bây giờ Dương Thanh là một phần tử của võ minh chúng tôi, chúng tôi quyết không cho phép ai ức hiếp người võ minh. Hơn nữa, viên huyết nộ đan này cũng không thuộc về ông, ông dựa vào đâu để đòi nó từ tay Dương Thanh thế. Bách Lý Trường không tức giận bật cười, không thuộc về tôi á. Chẳng lẽ thuộc về ông à? Đỗ trọng cười lạnh, đừng quên, tự ông đã đưa viên huyết nộ đan này cho người ta, ngay cả người luyện võ nước Dương cũng không đòi huyết nộ đan về, ông dựa vào đâu để đòi chứ. Dương Thanh có vẻ tán thưởng, anh cứ tưởng đỗ trọng sẽ bảo anh trả huyết nộ đan lại, dù sao Bách Lý Trường không cũng đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, tuy hồi nãy đỗ trọng thắng, nhưng ông ta cũng biết rõ bản thân không thắng bằng thực lực của mình. Nếu chọc giận Bách Lý Trường không thật thì chẳng tốt cho ai. Nhưng Đỗ Trọng vẫn kiên trì đứng về phía Dương Thanh các cao thủ võ minh khác cũng nhìn chằm chằm vào bách lý trường không, như thể chỉ cần bách lý trường không dám cướp, họ sẽ vây đánh ngay tức khắc. Đinh Văn chắc cuốn cả lên, vội nói, đều là người một nhà, sao phải vậy? Ông ta nói rồi nhìn về phía Đỗ Trọng, Đỗ Trọng, võ minh vừa được thành lập, đang là lúc cần người nhất, dù sao bách lý trường không cũng là cao thủ của gia tộc cổ võ, có ông ấy ở võ minh thì cũng chẳng hại gì. Ông ta nói rồi lại lại nhìn về phía bách lý trường không, đại nhân bách lý, ông đừng nóng, ngày mai chúng tôi còn cần ông giúp chúng tôi đối phó với người nước dương, nếu bây giờ ông rời khỏi võ minh, chúng tôi biết đối phó với cao thủ nước dương kiểu gì chứ. Đinh Văn Trác là người của nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn phía Bắc, còn gia tộc Bách Lý lại đứng sau nhà họ Đinh, có thể nói, nhà họ Đinh chính là gia tộc đại diện cho gia tộc Bách Lý ở thế tục. Đương nhiên Đinh Văn Trác sẽ không bỏ qua cơ hội giữ Bách Lý Trường không lại võ minh, chỉ cần có Bách Lý Trường không ở đây, địa vị của ông ta cũng cao hơn hẳn nếu không có Bách Lý Trường Không, ông ta chẳng là gì ở Võ Minh hết. Bách Lý Trường Không là người của gia tộc cổ Võ mà vẫn tham gia Võ Minh ở thế tục, đương nhiên là vì trở thành minh chủ Võ Minh, nắm giữ Võ Minh trong tay. Lời Đinh Văn Trác nói vừa hay cho lão ta cơ hội xuống nước, đương nhiên lão ta sẽ không từ chối, ngạo nghễ chờ người của Võ Minh chủ động giữ lão ta lại. Đỗ Trọng lập tức nhướng mày, tuy ông ta vô cùng khinh thường hành vi của Bách Lý Trường Không khi đánh với người luyện võ nước dương, nhưng cũng biết nếu có cao thủ của gia tộc cổ võ ở Võ Minh, chắc chắn Võ Minh sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Rất nhiều người của Võ Minh cũng im lặng, rõ ràng đang nghĩ đến chuyện này. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng cười khẩy, nói, một cao thủ cổ võ thấy người luyện võ nước Dương là quỷ có thể mang lại lợi ích gì cho Võ Minh đây? Bách Lý Trường không còn không thắng nổi cao thủ nước Dương vừa tới kia, chẳng lẽ còn bảo ông ta đi đối phó với cao thủ nước Dương mạnh hơn ngày mai á? Mọi người không sợ khi không đánh lại, ông ta sẽ quỳ xuống xin cao thủ nước dương tha cho mình ư lời anh nói khiến mọi người kinh hãi việc dương thanh cướp huyết nộ đan của bách lý trường không đã khiến người ở đây kinh ngạc lắm rồi kết quả bây giờ dương thanh còn dám sỉ nhục bách lý trường không trước mặt mọi người nữa tuy anh nói thật nhưng bách lý trường không lại cảm thấy vô cùng mỉa mai cậu chán sống rồi bách lý trường không lập tức nổi giận khí thế đáng sợ lan ra từ người lão ta bao trùm lấy dương thanh bách lý trường không Đỗ Trọng lập tức biến sắc, chắn trước Dương Thanh, tức giận quát, ông định làm gì? Rõ ràng sau cùng, ông ta vẫn lựa chọn Dương Thanh. Tuy võ minh cần cao thủ của gia tộc cổ võ chấn giữ, nhưng Bách Lý Trường không còn chưa đủ tư cách. Cũng như Dương Thanh nói, hồi nãy khi đánh với Aoki Yamato của nước Dương, vì không đánh lại đối phương, Bách Lý Trường không đã lấy huyết nộ đan ra để xin đối phương tha cho mình. Với loại người này, cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là kẻ hèn nhát, nếu trong trận chiến ngày mai, nước dương cử cao thủ mạnh hơn tới, có lẽ Bách Lý Trường không còn không dám lên sàn đấu nhỉ. Nếu vậy, sao lại phải giữ Bách Lý Trường không lại võ minh chứ? Quan trọng là Đỗ Trọng nhận ra, ông ta không nhìn thấu Dương Thanh, Dương Thanh có thể dễ dàng cướp lấy huyết nộ đan, nếu không tự tin về thực lực của mình, anh dám làm thế chắc. Ông ta biết huyết nộ đan quý giá đến mức nào? Nhưng ngay cả Aoki Yamato mà Bách Lý Trường không không đánh nổi cũng rời đi mà không cướp lại huyết nộ đan, chuyện này không bình thường chút nào thậm chí đỗ trọng hơi nghi ngờ hồi nãy ông ta có thể dễ dàng đánh bại bách lý trường không vì dương thanh âm thầm nhúng tay trong số người ở đây trừ bách lý trường không ra thực lực của ông ta mạnh nhất trong số nhiều cao thủ võ minh như thế chỉ mình dương thanh cho ông ta cảm giác không nhìn thấu thôi thế nên giữa bách lý trường không và dương thanh đỗ trọng dứt khoát chọn dương thanh thấy đỗ trọng chắn trước mình dương thanh cũng không định đánh với bách lý trường không còn khinh thường mỉa mai lão ta tiếc, tôi nói rồi, huyết nộ đan ở trong tay tôi, ông muốn thì tự tới mà lấy. Thấy anh tung hứng lọ sứ đựng huyết nộ đan, các cao thủ võ minh xung quanh đều khiếp vía sợ Dương Thanh lỡ tay ném lọ sứ xuống đất, phá hủy huyết nộ đan. Đỗ trọng chắn trước Dương Thanh, căm tức nhìn bách lý trường không, ra vẻ chỉ cần đối phương dám động vào Dương Thanh, ông ta sẽ liều mạng. Đinh Văn chắc thấy thế, lập tức cuống cả lên, vội khuyên, đỗ trọng, ông điên rồi à, ông định đối đầu với gia tộc bách lý vì một thằng quát tư. ông ta nói rồi sầm mặt nhìn dương thanh nghiến răng nghiến lợi này nhãi nếu cậu thức thời thì mau giao huyết nộ đan cho đại nhân bách lý bằng không chắc chắn cậu sẽ hối hận. ông ta bị dương thanh bẻ gãy cổ tay đã muốn giết anh từ lâu rồi. dương thanh híp mắt nhìn đinh văn trác cười lạnh nếu không muốn tay kia gãy nốt thì ông nên im miệng đi. cậu. lời dương thanh nói khiến đinh văn trác suýt tức chết nhưng nghĩ đến việc mình bị Dương Thanh bẻ gãy cổ tay, ông ta cũng không dám hó hé gì, chỉ có thể hung tợn nhìn Dương Thanh, thầm cầu nguyện Bách Lý Trường không mau ra tay với anh. Dương Thanh cũng không có hứng thăm dò nữa, xem ra đến giờ, ở võ minh này, trừ Bách Lý Trường không và Đinh Văn chắc ra, vẫn có thể kết giao với những người khác. Anh cất huyết nộ đan đi, bỗng bước lên trước, nhìn về phía Bách Lý Trường không, tôi có thủ với gia tộc Bách Lý, lúc đầu, nể tình ông cũng muốn đối phó với cao thủ nước Dương, tôi không định ra tay với ông nhưng bây giờ xem ra tôi nghĩ nhiều rồi huyết nộ đan ở trong tay tôi ông muốn á không có cửa đâu bây giờ tôi cho ông cơ hội sống sót rời đi trong một phút nếu ông không đi thì đừng đi nữa lời dương thanh nói khiến mọi người kinh hãi ai cũng nhìn dương thanh với vẻ không dám tin hình như không ngờ anh dám hống hách với bách lý trường không như vậy bách lý trường không là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong đến từ gia tộc cổ võ đấy chỉ mình đỗ trọng vừa lo lắng vừa mong chờ khi đánh với bách lý trường không hồi nãy ông ta dễ dàng đánh bại lão ta ông ta vốn đang nghi ngờ dương thanh đã âm thầm giúp mình giờ suy nghĩ này lại càng thêm mãnh liệt dương thanh cậu chán sống rồi chứ gì bách lý trường không vẫn chưa nói gì đinh văn trác đã nhảy ra tức giận nói cậu là cái thá gì chứ có tư cách uy hiếp đại nhân bách lý ư chẳng lẽ cậu không biết ông ấy đến từ gia tộc cổ võ họ bách lý à rốt cuộc cậu có biết ý nghĩa của gia tộc cổ võ ở chiêu châu không thế Dương Thanh không quan tâm đến Ninh Văn Trác, bình tĩnh giơ tay xem giờ, nói, đã được 45 giây, ông còn 15 giây nữa. Bách Lý Trường không tức giận bật cười, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, lạnh lùng nói, tôi cũng muốn xem xem một con sâu thế tục sẽ làm gì được tôi. Đỗ Trọng hơi lo lắng, Dương Thanh, hay để tôi lên thay nhé. Dương Thanh khẽ lắc đầu, nhìn về phía Bách Lý Trường không, đã hết một phút mà tôi cho ông. Ông chết được rồi. Bách Lý Trường không lập tức phá lên cười, hống hách nói sâu kiến thế tục đúng là ngu xuẩn chắc cậu chưa biết suốt cuộc cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mạnh đến mức nào đúng không? Đinh Văn chắc cũng ngùa theo đại nhân bách lý nếu tên nhãi này đã dám khiêu khích ông ông đừng nương tay tốt nhất là đánh gãy tay chân cậu ta ạ đối với một cao thủ võ thuật chắc biến thành kẻ vô dụng gãy hết tay chân mới là chuyện tàn nhẫn nhất đúng không? Trên mặt Đinh Văn chắc tràn ngập vẻ tàn nhẫn chỉ hận không thể tự đánh gãy tay chân Dương Thanh Đỗ Trọng tức giận quát. Đinh Văn Trác, ông cầm miệng cho tôi. Dám nói nhảm nữa, tôi sẽ đánh ông tàn tật trước đấy. Các cao thủ võ minh khác cũng tức giận nhìn Đinh Văn Trác. Bách Lý Trường không nói câu sâu kiến thế tục, chẳng những lão ta xem thường Dương Thanh mà còn khinh cả họ nữa. Dương Thanh không để tâm đến đám người, nhìn Bách Lý Trường không như nhìn người chết. Nhớ kiếp sau làm người cho tử tế. Dương Thanh chợt nói, sau khi anh dứt lời, khí thế đáng sợ bỗng bùng nổ từ người anh. ầm. Um, vào giây phút này, cả phòng tiệc rộng lớn đều bị khí thế từ Dương Thanh bao trùm, mọi người đều tròn mắt, có vẻ không dám tin. Bách Lý Trường không vẫn đang hống hách cũng biến sắc. Giữa cao thủ, không cần ra tay, chỉ từ khí thế cũng có thể đoán đại khái xem thực lực của đối phương đang ở cấp bậc nào rồi. Bách Lý Trường không là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, tuy Dương Thanh cũng là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng anh tu luyện công pháp mà cao thủ đế thôn đưa cho, lại có huyết mạch cuồng hóa, còn tu luyện được sức mạnh nguyên tố, cho dù không phát huy hết những thủ đoạn này, chỉ cần phóng khí thế ra là đã rất mạnh, ít nhất cũng đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cậu, cậu là cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Bách Lý Trường không bỗng run rẩy nói. Nghe thấy lão ta nói thế, các cao thủ võ minh mới nhận ra Dương Thanh mạnh như vậy, anh chưa đầy 30 tuổi mà đã bước vào bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi à. Dương Thanh cười lạnh, tôi giống ông, đều đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng tôi có thể giết ông bằng một chiêu. Bách Lý Trường không chỉ cảm thấy người lạnh toát, lão ta không hề nghi ngờ Dương Thanh, từ khí thế mà Dương Thanh phóng ra, lão ta có thể cảm nhận hai người tranh nhau tới mức nào. Đến giờ lão ta mới nhận ra, khó trách sau khi Dương Thanh cướp Huyết Nộ Đan đi, Aoki Yamato đã đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ lại không giành về mà còn rời đi. Thì ra Aoki Yamato không sợ người của Võ Minh mà kiêng rẻ Dương Thanh nên mới từ bỏ Huyết Nộ Đan. Lão ta không đỡ nổi một đòn của Aoki Yamato còn Dương Thanh lại là cao thủ mà ngay cả Aoki Yamato cũng e ngại, nếu Dương Thanh tung đòn sát thủ, lão ta còn đường sống chắc. Nghĩ tới đây, Bách Lý Trường không không hề do dự, bỗng dậm mạnh chân, nhanh chóng lùi lại. Cao thủ võ minh nhìn mà sững sờ, Bách Lý Trường không đang định chạy trốn ư. Họ vẫn chưa hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ khi thấy Bách Lý Trường không chạy trốn thì đã thấy Dương Thanh hóa thành bóng mờ, bắt kịp Bách Lý Trường không gần như trong nháy mắt. Xin cậu Thanh tha mạng, Bách Lý Trường không đang chạy không cần quay đầu lại cũng đã cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ đang nhắm vào mình, lập tức sợ hãi cầu khẩn. Dầm! Lão ta vừa dứt lời, Dương Thanh đã xuất hiện đằng sau lão ta, đá vào lưng lão ta. Tiếng động nặng nề vang lên, trước sự khiếp sợ của mọi người, Bách Lý Trường không lập tức bay ra xa. Sau khi rơi xuống đất, khóe miệng Bách Lý Trường không dỉ máu, cơ thể co quắp mấy lần rồi bất động, trợn trừng mắt, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và hối hận mãnh liệt chết không nhắm mắt. Tĩnh lặng, phòng tiệc rộng lớn lặng ngắt như tờ. Mọi người đều im lặng, không dám thở mạnh, nhìn về phía Dương Thanh với vẻ không dám tin. Một cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong lại bị Dương Thanh giết chỉ với một đòn. Trên đời này thực sự có thiên tài như thế chắc. Đinh Văn chắc đến từ nhà họ Đinh, một trong năm gia tộc lớn phía Bắc cũng sướng sờ, không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Ông ta nghĩ đến việc mình bị Dương Thanh bẻ gãy một tay trước đó, cảm thấy quá may mắn so với Bách Lý Trường Không. Nhưng hồi nãy ông ta đã bày tỏ sự trung thành với Bách Lý Trường Không, tuyên bố sẽ bảo Bách Lý Trường Không đánh Dương Thanh tàn phế, liệu Dương Thanh có giết ông ta vì việc này không? Đinh Văn chắc tôi đề nghị, không cần bàn bạc rồi lựa chọn minh chủ võ minh nữa, nên để cậu Thanh trở thành minh chủ võ minh đời thứ nhất luôn. Đinh Văn chắc chợt nói rồi vội nhìn về phía Dương Thanh, xin cậu Thanh đồng ý trở thành minh chủ võ minh đời thứ nhất. Nghe thấy Đinh Văn Trác nói thế, các cao thủ võ minh mới hoàn hồn, mọi người đều khinh bỉ nhìn Đinh Văn Trác. Xin cậu thanh đảm nhiệm chức minh chủ võ minh. Đỗ Trọng sướng sờ một lát rồi vội nói. Xin cậu thanh đảm nhiệm chức minh chủ võ minh. Xin cậu thanh đảm nhiệm chức minh chủ võ minh. Trong lúc nhất thời, tại phòng tiệc rộng rãi, các cao thủ võ minh đều nói lớn, ai cũng có vẻ kích động. Có cao thủ như Dương Thanh Trấn giữ võ minh, tương lai của võ minh sẽ không thể đo lường, quan trọng là ngày mai, khi đánh với cao thủ nước dương, họ cũng tự tin hơn. Bây giờ Đỗ Trọng có thể khẳng định, khi ông ta đánh với Bách Lý Trường không, chính Dương Thanh đã âm thầm ra tay giúp đỡ nên ông ta mới dễ dàng đánh bại Bách Lý Trường không được. Tuy ông ta cũng muốn đảm nhiệm chức minh chủ võ minh, nhưng sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Thanh, ông ta không còn ý định gì với chức minh chủ nữa. Bây giờ ông ta thật lòng muốn Dương Thanh làm minh chủ võ minh. Đinh Văn Trác nói lớn, cậu Thanh, trong số chúng tôi, trừ cậu ra không ai có tư cách trở thành minh chủ võ minh hết cậu đồng ý đi ạ à? rất nhiều người tỏ thái độ khinh thường hành vi của đinh văn trác trước đó đinh văn trác ỉ vào bách lý trường không nên hống hách vô cùng còn tuyên bố sẽ nhờ bách lý trường không đánh gãy tay chân dương thanh để dương thanh sống không bằng chết dương thanh nhìn đám người chợt nói tôi rất cảm ơn sự coi trọng của các vị với tôi nhưng để tôi làm minh chủ võ minh thì cũng không thích hợp lời anh nói khiến mọi người xôn xao Cậu Thanh, cậu là vương của Yến Đô, thực lực lại mạnh như vậy, nếu ngay cả cậu cũng không thích hợp thì còn ai phù hợp với chức minh chủ nữa. Đúng thế, sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của cậu, trong số chúng tôi, còn ai dám nói mình có tư cách đảm nhiệm chức minh chủ võ minh nữa đây? Cậu Thanh, cậu đừng từ chối, nếu cậu đảm nhiệm chức minh chủ thì chúng tôi đều phục. Đám người này nỉ. Dương Thanh lắc đầu, nói, cảm ơn các anh em đã cất nhắc. Nhưng tôi không thích hợp với vị trí minh chủ, tôi đề nghị ông Đỗ đảm nhiệm chức vị này. Trừ Bách Lý Trường không ra, Đỗ Trọng có thực lực mạnh nhất, cảnh giới đã đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, cũng là người đứng đầu ở thế tục rồi. Bây giờ Dương Thanh còn rất nhiều chuyện phải làm, cũng không có tâm trạng làm minh chủ võ minh, nếu làm thật, anh sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng. Ngoài ra, Dương Thanh cũng lo, bây giờ anh đã đắc tội với rất nhiều người, nếu trở thành minh chủ võ minh, có lẽ sẽ liên lụy võ minh mất. Thấy Dương Thanh đề cử mình làm minh chủ, Đỗ Trọng lập tức giật mình, vội nói, cậu Thanh, tôi chỉ là con kiến hôi trước mặt cậu thôi, chắc chắn tôi không thể đảm nhiệm chức minh chủ được. Dương Thanh nói, không giấu gì các vị, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, chưa bàn đến việc có thời gian ở võ minh không, chỉ với việc tôi giết Bách Lý Trường không hôm nay, chắc chắn gia tộc Bách Lý sẽ không bỏ qua cho tôi. Nếu tôi trở thành minh chủ võ minh, các vị nghĩ gia tộc Bách Lý sẽ tha cho võ minh à? Thật ra tôi không chỉ đắc tội với gia tộc Bách Lý mà còn có một số kẻ địch khác đều rất mạnh. Nếu tôi làm minh chủ võ minh thì chỉ mang họa tới cho võ minh thôi. Dương Thanh nói rất chân thành. Nghe anh nói xong, mọi người đều im lặng. mắt Đỗ Trọng lóe sáng như vừa hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: Cậu Thanh, cậu nói thế không khỏi quá coi thường anh em võ minh rồi nhỉ? Tuy thực lực của cao thủ hàng đầu võ minh chẳng ra sao, nhưng chúng tôi không phải kẻ hèn nhát. Bách Lý Trường không bị giết cũng do ông ta gieo gió gặt bão nếu tôi có thực lực giết ông ta tôi cũng muốn làm vậy võ minh mới thành lập đang cần cao thủ như cậu cho dù sau này võ minh bị gia tộc bách lý hay kẻ thù của cậu nhắm vào võ minh cũng không sợ đâu trông đỗ trọng rất nghiêm túc không giống đang nói láo sau khi ông ta nói xong xung quanh cũng nhốn nháo cả lên ông đỗ nói đúng anh em võ minh chúng tôi không phải kẻ hèn nhát không thể muốn mạnh mẽ hơn mà vẫn sợ đắc tội với cao thủ cổ võ được cậu thanh chúng tôi chỉ công nhận cậu là minh chủ thôi đúng thế anh em võ minh không phải kẻ hèn nhát chúng tôi không sợ gì cả cậu thanh cứ yên tâm cho dù sau này kẻ thù của cậu nhắm vào võ minh chúng tôi cũng không sợ hay hối hận cậu thanh xin cậu trở thành minh chủ võ minh cậu thanh xin cậu trở thành minh chủ võ minh trong lúc nhất thời đám người thi nhau nói ai cũng có vẻ kích động không sợ hãi chút nào dương thanh bỗng thấy cảm động và ấm áp hồi nãy anh còn lo võ minh sẽ trở thành gánh nặng của mình không ngờ anh em võ minh chẳng hề lo anh sẽ mang tai họa cho võ minh được dương thanh nói lớn mọi người đã nói đến mức đấy nếu tôi vẫn từ chối thì đúng là không biết điều tôi đồng ý đảm nhiệm chức minh chủ võ minh sau này tiến lùi cùng anh em võ minh nghe thấy thế mọi người đều có vẻ kích động minh chủ minh chủ trong phòng tiệc mọi người đều kích động hô to giữa đám người sắc mặt của đinh văn chắc hơi khó coi tuy ông ta là người đầu tiên đứng ra bảo dương thanh đảm nhiệm chức minh chủ nhưng ông ta cũng lo dương thanh sẽ tính sổ với mình để lấy lòng dương thanh ông ta mới cố tình đưa anh lên làm minh chủ võ minh ngoài ra ông ta cũng có ý đồ riêng nữa ông ta biết ở đây có rất nhiều cao thủ muốn trở thành minh chủ võ minh nếu ông ta đề cử dương thanh làm minh chủ chắc chắn sẽ có người phản đối nhưng điều khiến ông ta thất vọng chính là ngay cả đỗ trọng cũng chẳng muốn tranh chức minh chủ với dương thanh bây giờ dương thanh đồng ý trở thành minh chủ võ minh ông ta nên làm gì đúng lúc này đỗ trọng bỗng nhìn đinh văn trác rồi quay sang dương thanh minh chủ tôi đề nghị đuổi đinh văn trác khỏi võ minh ông ta là người của năm gia tộc lớn phía bắc sau nhà họ đinh là gia tộc bách lý nếu ông ta tiếp tục ở lại võ minh thì sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ có thể mang tai họa cho võ minh bất cứ lúc nào đỗ trọng vừa dứt lời đã có người nói ngay đúng thế người nhà họ đinh phải cút khỏi võ minh Tôi đã ngứa mắt với Đinh Văn Trác từ lâu, ỉ vào gia tộc cổ võ họ Bách Lý, hết sức hống hách, đừng nói là đuổi ông ta khỏi võ minh, cho dù giết đi thì cũng được. Đinh Văn Trác, cút khỏi võ minh. Đinh Văn Trác, cút khỏi võ minh. Trong lúc nhất thời, Đinh Văn Trác trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào, ai cũng tức giận quát. Đinh Văn Trác cuống cả lên, lập tức quỳ trước Dương Thanh, sợ hãi nói, Minh Chủ, cậu bớt giận. Tôi cũng bị gia tộc Bách Lý ép thôi, mọi chuyện đều không theo ý muốn của tôi mà. Xin minh chủ cho tôi ở lại Võ Minh, chắc chắn tôi sẽ không khiến cậu thất vọng đâu." Dương Thanh hơi híp mắt, nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Trác, "Ông muốn ở lại Võ Minh đến thế à?" Đinh Văn Trác vội gật đầu, "Vâng." Dương Thanh nói, "Được, nếu ông muốn ở lại Võ Minh, tôi sẽ cho ông một cơ hội nhé." Nghe thấy thế, Đinh Văn Trác vô cùng kích động, vội nói, "Cảm ơn minh chủ." "Cảm ơn minh chủ." Dương Thanh cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào ông ta, "Ông đừng vội cảm ơn tôi." chờ tôi nói xong cơ hội của ông rồi hãy quyết định xem có cảm ơn không. Đinh Văn Trác bỗng có linh cảm không lành, nhưng vẫn hỏi, Minh Chủ, cậu nói đi. Đinh Văn Trác lo lắng nhìn về phía Dương Thanh, những người khác cũng nhìn sang anh, muốn xem xem rốt cuộc Dương Thanh muốn thế nào thì mới bằng lòng cho Đinh Văn Trác cơ hội ở lại võ minh. Dương Thanh híp mắt nhìn chầm chầm vào Đinh Văn Trác, nói, ngày mai ông hãy tiên phong trong trận chiến với cao thủ đến từ thế gia võ thuật nước Dương, chỉ cần ông thắng được một trận, Tôi sẽ để ông ở lại võ minh tiếp Nghe thấy thế, Đinh Văn Chắc lập tức tái mặt Ông ta chỉ có thực lực siêu phàm lục cảnh đỉnh phong Còn cao thủ nước dương đã dám trắng trợn đến tới khiêu chiến cao thủ chiêu châu Chắc chắn sẽ mạnh vô cùng Chẳng hạn như Aoki Yamato vừa đến khiêu khích Cảnh giới đã đạt đến bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ Chắc chắn ông ta không phải người mạnh nhất Đinh Văn Chắc rất sợ hãi Thực lực siêu phàm lục cảnh đỉnh phong của ông ta chẳng là gì trong trận chiến này nếu ông ta lên sàn đấu đầu tiên thật chắc chắn cao thủ nước dương sẽ giết ông ta để ra oai với cao thủ chiêu châu mất thấy đinh văn trác không nói gì đỗ trọng dục đinh văn trác ông nói gì đi minh chủ đã cho ông cơ hội rốt cuộc ông có cần cơ hội này không thế mau nói đinh văn trác hay ông sợ chết không dám đánh trận đầu đinh văn trác dù gì ông cũng là người nhà họ đinh một trong năm gia tộc lớn phía bắc cũng là nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở phía Bắc, sao còn chưa đánh mà đã sợ vậy. Trong lúc nhất thời, các thành viên võ minh trong phòng tiệc thi nhau mỉa mai. Sắc mặt Đinh Văn Trác khó coi tới cực điểm, việc thành lập võ minh là do ông ta đưa ra, ông ta cứ tưởng có Bách Lý Trường không ở đây, chỉ cần Bách Lý Trường không trở thành minh chủ võ minh thì cũng như ông ta trở thành minh chủ. Với thân phận của Bách Lý Trường không, chắc chắn sẽ không ở võ minh mãi, khi đó mọi việc ở võ minh sẽ do ông ta quyết định. Nhưng ông ta không ngờ Bách Lý Trường không lại yếu đến thế, chẳng những không phải đối thủ của Aoki Yamato mà còn bị Dương Thanh giết với một đòn. Bây giờ, người quan trọng đã đề nghị thành lập võ minh như ông ta lại phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi võ minh. Đinh Văn Trác, tôi đã cho ông cơ hội, trân trọng hay không phải xem chính ông, bây giờ ông không cần trả lời tôi ngay, cứ đi đi. Nếu ngày mai ông lên sàn đấu đầu tiên, sau khi trận chiến giữa Chiêu Châu và cao thủ nước Dương kết thúc, tôi sẽ để ông gia nhập võ minh dương thanh nói rồi nhìn đám người mọi người còn muốn nói gì không nếu không thì hội nghị võ minh lần đầu tiên kết thúc ở đây nhé đám người đều lắc đầu đỗ trọng bước lên trước nói minh chủ ngày mai gặp ở võ thần quán nhé ừ dương thanh gật đầu rồi quay người rời đi sau khi dương thanh đi đỗ trọng nhìn về phía đinh văn trác hư lạnh đinh văn trác tôi biết ông muốn nắm giữ võ minh nhưng tôi phải nói cho ông biết ông đang nằm mơ đấy bây giờ đừng hòng mà sau này cũng vậy ông ta nói rồi cũng quay người rời đi những thành viên võ minh khác cũng lần lượt rời đi trước khi đi ai cũng khó chịu nhìn đinh văn trác đinh văn trác đứng một mình trong phòng tiệc nét mặt đã méo mó từ nãy siết chặt nắm tay người khẽ run rẩy vì tức giận dương thanh đinh văn trác nghiến răng nghiến lợi nếu cậu đã ép tôi đừng trách tôi không khách sáo ông ta nói rồi lấy điện thoại ra bấm số đối phương nhanh chóng bắt máy đinh văn trác vội nói đại nhân Bách Lý bị Dương Thanh ở Yến Đô giết rồi. Dương Thanh còn nói trong mắt cậu ta, gia tộc Bách Lý chính là rác rưởi. sau khi bước lên đỉnh cao võ thuật, chắc chắn cậu ta sẽ tự tay tiêu diệt gia tộc Bách Lý. Trong mắt ông ta tràn ngập vẻ điên cuồng. Sau khi cúp máy, Đinh Văn chắc nhếch môi, lẩm bẩm, Dương Thanh, tôi cũng muốn xem xem, cho dù cậu có thể một mình đánh bại cao thủ từ thế gia võ thuật nước Dương, cậu sẽ đối phó với cao thủ đỉnh cao của gia tộc Bách Lý kiểu gì chứ? cùng lúc đó ở gia tộc bách lý tại giới cổ võ nét mặt của một lão già tóc bạc mặt mũi hồng hào méo mó cả đi lão ta tức giận nói từ khi nào sâu kiến thế tục lại dám hống hách như vậy dám tuyên bố sẽ tiêu diệt gia tộc bách lý à lão ta nói rồi quát lớn gọi bách lý kinh vân đến gặp tôi vâng không thấy người đâu chỉ có tiếng trả lời chưa đầy hai phút sau một người trung niên đã xuất hiện trước mặt lão già ông ta hơi khom người nói bố bố tìm con ạ à lão già tóc bạc mặt hồng hào lạnh lùng nói con đến yến đô ở thế tục một chuyến để giết một người đi bách lý kinh vân tưởng mình nghe nhầm nói bố bảo con tới thế tục để giết một người ạ à. trong mắt ông ta cao thủ thế tục đều là sâu bọ không có tư cách để ông ta ra tay lão già tóc bạc mặt hồng hào nói đúng thế con hãy tới yến đô ở thế tục để giết một thanh niên tên dương thanh bách lý kinh vân càng khó hiểu hơn bèn nói bố một thanh niên thế tục mà cũng bảo con ra tay có phải hơi làm quá lên không ạ? Lão già hừ lạnh, nhìn về phía đối phương, hắn giết Bách Lý Trường không rồi. Sao cơ? Bách Lý Kinh Vân sững sờ, nếu đây không phải bố ông ta, thậm chí ông ta sẽ nghi ngờ đối phương đang đùa mình. Đừng nói là thế tục, cho dù là ở giới cổ võ, trong thế hệ trẻ cũng chẳng có mấy người giết được cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Bây giờ, một người thế tục là sâu bọ trong mắt họ, còn là một thanh niên lại giết được Bách Lý Trường không, người có thực lực bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Có thể tưởng tượng được sự khiếp sợ trong lòng Bách Lý Kinh Vân. Sao có thể chứ? Bách Lý Kinh Vân vẫn không tin nổi, không khỏi nói, Bách Lý Trường không là cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, cho dù gặp cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, chưa chắc ông ta đã thất bại. Sao một thanh niên thế tục có thể giết ông ta được chứ? Có phải tin tức sai rồi không? Lão già hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Kinh Vân, con tưởng người luyện võ thế tục đều là sâu kiến thật à. Trăm năm trước, từng có một cao thủ thế tục áp đảo hết các gia tộc cổ võ bằng sức mình. Thế tục cũng có cao thủ hàng đầu, hơn nữa rất nhiều người đã lánh đời rồi, bằng không, con nghĩ tại sao giới cổ võ luôn ở ẩn mà không vào thế tục chứ. Bởi vì cao thủ của giới cổ võ biết rõ, một khi giới cổ võ xâm phạm thế tục, chắc chắn một số lão, quái vật, núp ở thế tục sẽ ra tay với giới cổ võ ngay. Chưa bàn đến những cao thủ đang núp ở thế tục, chỉ riêng thủ hộ minh đã khó trêu rồi có họ trông chừng giới cổ võ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nghe thấy lão già nói thế bách lý kinh vân có vẻ nghiêm nghị ông ta là thiên tài của gia tộc bách lý nhưng chưa bao giờ ngờ thế tục cũng không đơn giản bách lý kinh vân nghiêm túc nói bố do con thiển cận rồi bố bảo con giết thanh niên kia con sẽ đích thân đi giết hắn sau khi rời đi dương thanh về dinh thự vân phong anh thanh tôi vừa nhận được tin gia tộc yoshida cử một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ tới tên yoshida kakeru là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương anh vừa quay lại dinh thự vân phong hoài lam đã nghiêm nghị nói nghe thấy thế dương thanh nhíu mày anh cứ tưởng lần này nước dương chỉ cử một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đến là cùng nào ngờ lại có thêm một cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nữa tuy dương thanh rất mạnh nhưng cũng không ngông cuồng đến mức nghĩ mình có thể giết hết cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ trên toàn thế giới với thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Bây giờ sức chiến đấu thực sự của anh chỉ đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ là cùng, đây đã là mức cực hạn của anh trong trạng thái tỉnh táo. Bởi vì anh chưa bao giờ thử xem huyết mạch cuồng hóa trong người anh có thể kích thích thực lực của anh đến mức nào. Bây giờ khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, tuy anh không nhanh chóng mất lý trí như hồi đầu, nhưng khi huyết mạch được kích hoạt đến mức độ nào đó, nếu tiếp tục anh sẽ dần mất lý trí, sau cùng mất ý thức hẳn. Bây giờ nếu dùng hết thủ đoạn, giữ trạng thái tỉnh táo, anh chỉ miễn cưỡng phát huy được thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thôi. Nó còn bao gồm cả việc anh đã tu luyện được sức mạnh nguyên tố. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ à. Một lúc lâu sau, Dương Thanh mới nói khẽ. Hoài Lam gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, anh Thanh, trận chiến ngày mai thực sự rất nguy hiểm đấy. Tuy đối phương mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng dù sao ông ta cũng là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương nếu không có bản lĩnh gì sao ông ta có thể ngồi vào vị trí đó chứ tốt nhất anh nên coi ông ta như cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nếu anh không thể đối phó cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ thì đừng tham gia trận chiến ngày mai dương thanh siết chặt nắm tay có vẻ không cam lòng hoài lam cũng không nói quá nếu yoshida kakeru đã là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương chắc chắn sẽ không phải cao thủ bình thường Thế nên tuy Yoshida Kakeru mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng có lẽ sẽ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Thế giới võ thuật rất lớn, không chỉ mình anh có thực lực giết địch vượt cấp. Hay nói cách khác, nếu không có cách đối phó cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nếu anh đối đầu với Yoshida Kakeru thì có lẽ chỉ còn con đường chết mà thôi. Đương nhiên, có lẽ anh sẽ không chết, thậm chí giết được Yoshida Kakeru, nhưng như vậy thì sẽ phải hoàn toàn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa trong người để mạnh đến mức đó. Nhưng hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, đó chính là Dương Thanh sẽ biến thành quái vật mất lý trí. Anh Thanh, anh đừng tham gia trận chiến ngày mai." Mã Siêu Nghiêm nghị nói. Anh em nhà họ Tống cũng nói, cậu Mã Siêu nói không sai, cậu Thanh, cậu đừng tham gia trận chiến ngày mai, tôi đã nghe nói về hiệp hội võ thuật nước Dương, đây là thế lực do người luyện võ nước Dương thành lập, nghe nói hội trưởng của họ còn mạnh hơn, đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi. Về phần phó hội trưởng Yoshida Kakeru Ông ta cũng lại yêu nghiệt có thiên phú cực cao, nghe nói mười mấy năm trước, ông ta đã bước vào siêu phàm cửu cảnh trung kỳ rồi, rất nhiều người trong giới võ thuật nói, với thiên phú của Yoshida Kakeru, không có lý nào lại không tiến thêm một bước trong mười mấy năm trời. Có người nghi ngờ, Yoshida Kakeru đã dùng cách gì đó để che giấu cảnh giới của mình, nên không ai biết thực lực thật sự của ông ta hết. Nghe thấy thế, sắc mặt Dương Thanh càng nghiêm nghị hơn. Cho dù Yoshida Kakeru chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì đã đủ để khiến anh đau đầu rồi, không ngờ thực lực của đối phương còn có thể mạnh hơn nữa. Tuy Phùng Giai Di rất ít nói, nhưng lúc này cũng lo lắng bảo, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Câu nói này đã cho thấy thái độ của cô ta. Tuy Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển không thuộc giới võ thuật, nhưng trong khoảng thời gian này, họ cũng biết rất nhiều chuyện của giới võ thuật nên vô cùng lo lắng cho Dương Thanh. Hoài Lam bỗng nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, em có cách nào giúp thực lực của anh Thanh tăng vọt trong thời gian ngắn không thế? Hoài Lam hiểu rõ Dương Thanh, với tính cách của Dương Thanh, anh không thể từ bỏ trận đấu ngày mai được. Nếu anh từ bỏ thật, anh cũng không còn là Dương Thanh nữa. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, anh Thanh có thể chất đặc thù, thủ đoạn tăng thực lực của em không còn tác dụng gì với anh ấy nữa. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng. Dương Thanh im lặng một lát rồi nói, Bây giờ, có lẽ chỉ có mấy gia tộc cổ võ lánh đời mới ngăn được cao thủ nước Dương, nhưng cao thủ hàng đầu của gia tộc cổ võ sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục. Bây giờ tất cả người luyện võ thế tục ở Chiêu Châu đã hợp sức, thành lập Võ Minh, cùng đối phó với cao thủ nước Dương, nhưng người mạnh nhất của Võ Minh mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nếu tôi không ra tay, thế tục Chiêu Châu sẽ bị cao thủ nước Dương đánh chiếm thật mất, ngay cả mạch máu kinh tế của Chiêu Châu cũng sẽ nằm trong tay tài phiệt nước Dương, đối với Chiêu Châu, đây là tai họa lớn. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, dù có chết, tôi cũng phải tham gia trận chiến ngày mai. Nghe thấy Dương Thanh nói thế, mọi người đều có vẻ lo lắng, họ biết không thể thuyết phục Dương Thanh từ bỏ việc này. Mã Siêu siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, nếu anh Thanh đã muốn đánh, vậy tính cả em, ngày mai em sẽ đối mặt với anh. Anh em nhà họ Tống cũng nói, cậu Thanh, tuy anh em chúng tôi không mạnh, nhưng nếu hợp sức thì cũng phát huy được thực lực ngang với siêu phàm lục cảnh, chúng tôi sẵn sàng đối mặt với cậu. Hoài Lam nói, tôi không định dội nước lạnh cho hai người, nhưng với thực lực của hai người, cho dù tham gia trận chiến thì cũng không giúp được gì cho anh Thanh, còn thành gánh nặng nữa. Lần này, cao thủ đằng sau ba tài phiệt lớn nước dương đều tới, theo tôi biết, trừ Yoshida Kakeru của tài phiệt Yoshida ra, còn có Aoki Yamato của tài phiệt Aoki có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Bên cạnh đó, Sendai Kabuto của gia tộc Sendai cũng có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nốt. Trước mặt cao thủ siêu phàm cửu cảnh, trừ khi có sức chiến đấu vượt xa cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong như anh Thanh, bằng không cũng chỉ là sâu bọ với họ thôi. Tuy lời Hoài Lam nói rất khó nghe, nhưng cô ta đang nói thật. Dương Thanh cũng nói, rõ ràng tài phiệt nước Dương đã chuẩn bị cho lần này, có lẽ đã nhắm vào Chiêu Châu từ lâu, chắc chắn họ sẽ chuẩn bị rất đầy đủ, cứ để tôi đối phó một mình. Đêm nay, mọi người rời khỏi Yến Đô ngay trong đêm đi. Biết Dương Thanh muốn để họ rời đi, đám người mã siêu lập tức biến sắc mã siêu không hề do dự nói ngay anh thanh em muốn ở lại giúp anh hai anh em nhà họ tống cũng nói cậu thanh tuy thực lực của anh em chúng tôi có hạn nhưng nếu ở lại thì cũng có thể làm mấy việc nhỏ giúp cậu chúng tôi sẵn lòng ở lại phùng tiểu Uyển cũng vội nói anh thanh em cũng muốn ở lại tuy em không biết phó công nhưng y thuật cũng tạm được có thể giúp anh ngay cả phùng giai di cũng nói tôi ở lại thấy thế dương thanh cảm thấy rất ấm áp nhưng anh hiểu nếu để họ ở lại bên anh thì cũng không giúp được gì. Nhất là bé Tĩnh An, con của Mã Siêu và Ngải Lâm còn chưa đầy một tuổi nữa. Dương Thanh nhìn đám người, nghiêm nghị nói, tôi biết mọi người đều muốn giúp tôi, nhưng lần này, kẻ địch mà tôi phải đối mặt rất mạnh, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đến từ thế gia võ thuật nước Dương. Mọi người ở lại thì cũng không giúp được gì cho tôi, nếu mọi người muốn giúp tôi thật thì hãy tạm thời rời khỏi Yến Đô, sau khi tôi đối phó với cao thủ nước Dương xong, chúng ta sẽ gặp lại. Nghe thấy thế, ai cũng có vẻ không cam lòng. Mã Siêu siết chặt nắm tay, chỉ hận mình đã hôn nguyên nửa năm dòng, bỏ lỡ cơ hội tu luyện rất lâu, bây giờ chỉ có thể trở thành gánh nặng của Dương Thanh. Hoài Lam cũng nói, anh Thanh nói không sai, kẻ địch lần này quá mạnh, mọi người ở lại cũng không giúp được gì cho anh ấy, còn có thể trở thành gánh nặng của anh Thanh. Cô ta nói rồi nhìn về phía Mã Siêu, nhất là anh Siêu, chắc chắn người nước Dương đã tìm hiểu kỹ quan hệ giữa anh và anh Thanh rồi cũng biết tình anh em giữa hai người rất sâu sắc, nếu tôi là người nước dương, định ra tay thật, chắc chắn sẽ bắt đầu từ chỗ anh, chị Lâm hay bé Tĩnh An đều là điểm yếu lớn nhất của anh đấy. Hoài Lam cũng không nói rõ hẳn ra, nhưng sau khi cô ta nói xong, Mã Siêu vẫn kinh hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh. Lần này, thế ra võ thuật phía sau ba tài phiệt lớn nước dương đều cử cao thủ siêu phàm cửu cảnh đến, sau khi Dương Thanh lên sàn đấu võ, đừng nói là siêu phàm cửu cảnh, ngay cả một cao thủ siêu phàm thất cảnh cũng có thể dễ dàng bắt ngài Lâm và bé Tĩnh An đi. Một khi ngài Lâm và bé Tĩnh An bị bắt, thậm chí không cần dùng mã siêu để uy hiếp Dương Thanh, Dương Thanh cũng đã nhận thua vì ngài Lâm và bé Tĩnh An rồi. Bây giờ ở Chiêu Châu, nếu Thế gia võ thuật không xuất hiện, có lẽ chỉ mình Dương Thanh mới có thể đẩy lùi cao thủ của Thế gia võ thuật nước Dương. Chỉ cần Dương Thanh nhận thua, chắc chắn tài phiệt nước Dương sẽ nhanh chóng tiến vào và mở rộng quy mô ở Chiêu Châu cho đến khi nắm giữ hết mạch máu kinh tế ở nơi này. Hoài Lam lại nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển, nói, "Còn cả em nữa, y thuật của em rất cao siêu, có lẽ đã bị một số kẻ nhắm đến rồi, em mới là người dễ gặp nguy hiểm nhất, tốt nhất em nên trốn đi, ít nhất cũng phải chờ anh thanh giải quyết xong phiền phức trước mắt." Đương nhiên đây cũng chỉ là tạm thời, bởi vì chắc chắn không chỉ mình thế gia võ thuật nước Dương chú ý đến em, mà còn có cả mấy gia tộc cổ võ ở Chiêu Châu nữa. Y thuật của em quá mạnh, thế lực võ thuật nào cũng cần người tài như em. Nghe Hoài Lam phân tích xong, ngay cả Dương Thanh cũng đổ mồ hôi lạnh. Ban đầu anh chỉ lo người bên cạnh anh sẽ bị người nước Dương bắt giữ để uy hiếp anh nhận thua. Bây giờ anh mới nhận ra tình cảnh của Phùng Tiểu Uyển nguy hiểm đến mức nào. Phùng Tiểu Uyển đang định nói gì đó cũng im lặng, cô ta biết Hoài Lam không nói quá, mà sự thật đúng là như thế. Bởi vì khi còn trên đời, ông nội cô ta cũng từng nói những lời như thế, một khi vào thế tục, cô ta phải cẩn thận nhiều hơn, không thể tiết lộ y thuật của mình. Cho dù lộ thì cũng phải giấu một số thứ. Nhưng từ khi đi theo Dương Thanh, cô ta như quên mất chuyện này, cũng không phải do cô ta quên thật, mà vì dưới sự bảo vệ của Dương Thanh, cô ta vẫn luôn không gặp phải cao thủ nhòm ngó y thuật của mình, nên cô ta mới chủ quan. Cô ta vào thế tục càng lâu thì càng hiểu rõ tình hình của thế tục, y thuật của cô ta bây giờ đúng là rất lợi hại, nhất là thuật luyện đan của cô ta, nghe nói ngay cả gia tộc cổ võ cũng không có luyện đan sư, nhưng đối với bất cứ người luyện võ nào đan dược cũng là bảo vật vô cùng quý giá nếu người của gia tộc cổ võ biết cô ta có thể luyện chế đan dược có thể tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao em đồng ý đi ạ à. một lúc lâu sau phùng tiểu huyền mới nói với đôi mắt đỏ hoe cô ta muốn ở cạnh dương thanh nhưng cô ta không muốn trở thành gánh nặng của anh dương thanh bước lên trước xoa đầu phùng tiểu huyền mỉm cười nói em yên tâm anh thanh của em đã trải qua nhiều chuyện như thế còn từng đánh với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nói gì đến cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ của nước dương chứ. Em cứ yên tâm rời đi một khoảng thời gian, sau khi bên anh ổn, em lại quay về giúp anh, hiện giờ tập đoàn Nhạn Thanh mới có chú nhan xương mà thôi, anh vẫn cần em nghiên cứu chế tạo thêm sản phẩm để đưa tập đoàn Nhạn Thanh lên đỉnh thế giới chứ. Trong mắt Dương Thanh, Phùng Tiểu Uyển không khác gì em gái, anh cũng không muốn làm hại em gái mình. Mắt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe, cô ta gật mạnh đầu, anh Thanh yên tâm, chắc chắn em sẽ giúp anh nghiên cứu nhiều sản phẩm hơn. Dương Thanh cười, gật đầu, nhìn về phía Mã Siêu, cậu phải nhớ, bây giờ cậu không chỉ có một mình mà còn vợ con, cho dù thế nào thì cũng phải đặt vợ con lên hàng đầu. Trước đó khi chị Lâm sinh bé Tĩnh An, cậu không ở bên chị ấy, đã rất áy náy với chị Lâm và bé Tĩnh An rồi, chẳng lẽ cậu vẫn muốn có lỗi với họ tiếp ư? Ngài Lâm nhìn Mã Siêu bằng đôi mắt đỏ hoe. Nghe Dương Thanh nói thế, Mã Siêu run rẩy, lúc này anh ta mới nhận ra mình cũng không phải người chồng, người bố xứng đáng. Mã Siêu nói với đôi mắt đỏ hoe, anh Thanh, em nghe anh, em đi ạ. À. Anh ta thấy rất không cam lòng, chỉ hận bây giờ mình quá yếu nên không thể giúp anh. thấy Mã Siêu cũng đồng ý rời đi, Dương Thanh mỉm cười, vỗ mạnh vai anh ta, nói, cứ yên tâm, anh Thanh của cậu không thua cao thủ nước Dương được đâu. dưới sự dục dã của Dương Thanh, đám người rời khỏi Yến Đô ngay trong đêm ai cũng hiểu, bây giờ chỉ có rời đi thì mới xem như giúp anh. Đám người mã siêu rời khỏi Yến Đô trong đêm với tâm trạng không cam lòng. Trong lúc nhất thời, ở dinh thự vân phong chỉ còn mình Dương Thanh. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn ánh trăng bên ngoài. Trăng đêm nay rất tròn, nhưng anh không thể đoàn tụ với người nhà, bây giờ tần thanh tâm, tiêu tiêu. Tần Y và bố vợ Tần Đại Dũng đã được anh đưa đi khỏi Yến Đô gần một năm. Chẳng biết bây giờ họ thế nào rồi. Anh chỉ biết tần y bỗng trở thành thánh nữ thánh cung, có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, hình như còn quên cả anh, chuyện này khiến anh rất lo lắng. Dương Thanh bỗng siết chặt nắm tay, nói với vẻ kiên định, trong trận chiến ngày mai, mình phải giải quyết hết tai họa ngầm. Đến lúc đi tìm thanh tâm và tiêu tiêu rồi. Bây giờ anh rất nhớ vợ con, không muốn rời xa họ nữa. Phía bên kia, Mã Siêu, Ngải Lâm, bé Tĩnh An, Phùng Tiểu Uyển, Hoài Lam, anh em nhà họ Tống và Phùng Giai Di đang rời đi đoàn người đi về hướng rời xa Yến Đô. Ngải Lâm đang bế bé Tĩnh An, bé Tĩnh An đã chìm vào giấc ngủ, ban ngày thằng bé quấy nhiều nên đêm ngủ từ rất sớm. Mã Siêu nhìn chằm chằm vào bé Tĩnh An trong lòng Ngải Lâm với vẻ lo lắng. Ngải Lâm nhìn Mã Siêu, cô ấy biết Mã Siêu đang lo lắng chuyện gì, cũng hiểu lòng anh ta. Mã Siêu và Dương Thanh là anh em cùng vào sinh ra tử trên chiến trường, bây giờ, anh em tốt của anh ta lại ở lại Yến Đô, đối phó với kẻ địch một mình, còn anh ta phải dẫn vợ con bỏ trốn, anh ta không cam tâm, rất không cam tâm. Phùng Tiểu Huyền cũng có vẻ lo lắng. Từ sau khi ông nội qua đời, cô ta đã coi Dương Thanh như người thân. Nếu Dương Thanh gặp bất chắc, cô ta chẳng biết mình có chịu nổi không nữa. Trong, ngài Lâm chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Lúc này Mã Siêu mới hoàn hồn, cười gượng, nhìn ngài Lâm, vợ, sao thế? Những người khác cũng nhìn về phía ngài Lâm, chỉ thấy mắt ngài Lâm đỏ hoe, cô ấy nhìn Mã Siêu em biết, nếu bảo anh cứ thế rời khỏi Dương Thanh, anh rất khó chịu, nhưng anh không thể bỏ em và con. Em biết tình anh em giữa anh và Dương Thanh sâu sắc đến mức nào, đối với anh, dù có chết anh cũng không muốn rời bỏ cậu ấy, nhưng giờ anh lại phải chịu nỗi đau sống không bằng chết vì em và con. Mã siêu lập tức run rẩy, nhìn nước mắt của Ngài Lâm, anh ta cuống cả lên, nói với đôi mắt đỏ hoe, vợ, em đừng nói nữa, anh hiểu ý em, bây giờ anh chỉ hận thực lực mình quá yếu, không giúp được anh Thanh cho dù bây giờ anh quay lại thì cũng không giúp được gì còn trở thành gánh nặng của anh ấy anh cũng tin chắc chắn anh thanh sẽ không sao chắc chắn anh ấy sẽ thuận lợi đối phó kẻ địch chắc chắn là như thế anh ta nói rồi ôm ngải lâm vào lòng nhìn cảnh tượng này anh em nhà họ tống đều xúc động tuy họ cũng muốn ở cạnh dương thanh nhưng kẻ địch lần này quá mạnh họ không giúp được gì còn trở thành gánh nặng nếu vậy thì cũng chỉ có thể rời đi cùng lúc đó ở dinh thự vân phong Dương Thanh lấy một cái lọ sứ trắng ra, trong lọ có một viên thuốc màu đen, chính là huyết nộ đan mà anh đã cướp từ tay Bách Lý Trường không ở hội nghị võ minh hồi sáng. Huyết nộ đan có thể tăng thực lực của cao thủ siêu phàm cửu cảnh trong khoảng thời gian ngắn, ngoài ra, huyết nộ đan còn có tác dụng khác, đó là có tỷ lệ nhất định giúp cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Bây giờ Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng cũng cách bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ không xa, nếu bây giờ uống đan dược, anh có tỷ lệ nhất định sẽ bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Một khi bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thực lực của anh sẽ tăng mạnh, không sợ cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nữa. Nhưng nếu bây giờ uống huyết nộ đan thì cũng chỉ có tỷ lệ nhất định giúp thực lực đột phá mà thôi. Nếu anh không thể đột phá thì sao? Chẳng phải sẽ lãng phí một viên huyết nộ đan à? Nếu anh uống huyết nộ đan trong trận chiến ngày mai, thực lực của Dương Thanh sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Nhưng vì anh phải chiến đấu nên không thể hấp thu năng lượng khổng lồ trong huyết nộ đan, cho dù đánh bại đối thủ, anh vẫn là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù không có tác dụng phụ, những đan dược có thể tăng thực lực trong thời gian ngắn đều sẽ ảnh hưởng đến việc tăng cảnh giới võ thuật. Dương Thanh cũng lo, nếu anh uống huyết nộ đan khi chiến đấu, liệu tác dụng tăng thực lực của huyết nộ đan có tạo thành ảnh hưởng nhất định đến nền tảng võ thuật của anh không? Bây giờ anh có thể dùng huyết nộ đan để tìm kiếm tỷ lệ đột phá nhất định kia cũng có thể đợi đến trận chiến ngày mai rồi mới uống, nên làm gì bây giờ? Từng giây từng phút trôi đi, Dương Thanh Mãi vẫn không quyết định được. Anh muốn củng cố nền tảng qua việc tu luyện, đột phá một cách ổn định, nhưng bây giờ anh đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, rất cần đột phá. Anh còn muốn đến Thánh cung cứu Tần Y, rồi đón Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu về sau khi mạnh lên. Còn phải đến hoàng tộc họ Phùng giúp Phùng Gia Di, báo thù hộ anh em nhà họ Tống hỗ trợ Mã Siêu đi tìm gia tộc Bách Lý để trả thù. Nghĩ đến những chuyện này, cuối cùng Dương Thanh cũng hạ quyết tâm, cầm huyết nộ đan rồi nuốt. Huyết nộ đan vừa vào miệng đã tan, hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng. Không hổ là đan dược cao cấp, huyết nộ đan vừa vào bụng, khí thế đáng sợ đã bùng nổ từ người Dương Thanh. Năng lượng này quá mạnh, thẩm thấu vào nội tạng anh và xương cốt. Cơ thể Dương Thanh như một miếng bọt biển khô, đang điên cuồng hấp thu năng lượng như nước cơn đau dữ dội lan ra từ trong người lan đến nội tạng và toàn thân vào giây phút này dương thanh chỉ muốn điên cuồng chiến đấu anh điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết luyện hóa năng lượng từ huyết nộ đan thậm chí anh còn kích hoạt cả huyết mạch cuồng hóa huyết nộ đan vốn là đan dược dành cho cao thủ bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ và siêu phàm cửu cảnh dương thanh lại cố luyện hóa huyết nộ đan với cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong nên dược hiệu của nó vô cùng mãnh liệt khắp sinh thự vân phong tràn ngập khí thế đáng sợ như muốn hủy diệt cả khu vực này. Trong một biệt thự cao cấp ở Yến Đô, một người đàn ông nước dương mặc kimono bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía dinh thự vân phong với vẻ nghiêm nghị. Ông ta không tin thế tục Chiêu Châu lại có người mạnh đến thế, ông ta nhắm mắt, lạnh lùng nói, cao thủ của gia tộc cổ võ ở Chiêu Châu cũng định nhúng tay vào chuyện thế tục ư. Ông ta cũng không biết cao thủ tạo ra động tính lớn như thế không phải cao thủ gia tộc cổ võ của Chiêu Châu, mà là cao thủ thế tục trong mắt họ. Lúc này ở dinh thự vân phong, mây đen kéo tới dày đặc trên bầu trời, sấm sét vang dội, chẳng khác gì địa ngục trần gian hết. Các cao thủ ở Yến Đô đều xôi trào, ai cũng nhìn về phía dinh thự vân phong với vẻ rung động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người sắp độ kiếp à? Độ kiếp, ông đang nằm mơ ư, trên đời này lấy đâu ra cao thủ độ kiếp chứ? Ông đúng là quê mùa, trong gia tộc cổ võ từng có cao thủ độ kiếp, nghe nói sau khi thực lực đạt tới thiên cảnh bậc chín, nếu muốn tiến bộ thì nhất định phải độ kiếp. Có rất nhiều người đang khiếp sợ. Rất nhiều người cũng tò mò, rốt cuộc là ai đang tu luyện mà lại dẫn đến hiện tượng đáng sợ như thế? Hình như đó là hướng của Dinh Thự Vân Phong, chẳng lẽ Vương của Yến Đô, Dương Thanh đang đột phá à? Không thể nào, tôi nghe nói cậu ta mới đến siêu phàm ngũ cảnh thôi, cho dù đột phá, một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh cũng chỉ lên tới siêu phàm lục cảnh, sao có thể tạo nên hiện tượng đáng sợ như thế chứ? chẳng lẽ Dương Thanh đã mời được cao thủ hàng đầu từ gia tộc cổ võ, giúp cậu ta đối phó với cao thủ nước Dương Ư? Cũng có thể. Không ai tin Dương Thanh đã tạo nên động tĩnh này, họ thà tin Dương Thanh mời người của gia tộc cổ võ đến giúp còn hơn. Lúc này, nét mặt của Dương Thanh đang ở trong dinh thự vân phong đã méo mó. Cơ thể anh đang trải qua cơn đau không sao chịu đựng nổi. Năng lượng khủng khiếp bùng nổ từ người anh, như muốn phá vỡ gân cốt anh. Anh điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết, cố gắng luyện hóa năng lượng trong người, nhưng năng lượng của huyết nộ đan quá khủng khiếp, cho dù anh đã rất nỗ lực, nhưng tốc độ luyện hóa vẫn không thể nhanh bằng tốc độ bành trướng của năng lượng huyết nộ đan trong cơ thể anh. Huyết mạch cuồng hóa đã được kích hoạt từ nãy, mắt anh đỏ ngầu, trông vô cùng dữ tợn. A, à, anh bỗng hét lên thê lương, như muốn chút hết đau đớn trong người ra ngoài. Từng giây từng phút trôi đi, năng lượng từ huyết nộ đan vẫn điên cuồng tàn phá trong người anh, Dương Thanh chỉ có thể cố chịu, Điều gì anh cũng phải vượt qua thử thách này. Hôm nay anh mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nhưng sáng sớm mai, anh sẽ phải đấu với cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, thậm chí có lẽ là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Trừ khi anh bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, có lẽ còn có khả năng đánh bại đối phương, bằng không anh chỉ còn con đường chết. Mình chưa đi tìm thanh tâm và tiêu tiêu, mình chưa cứu y khỏi thánh cung, mình chưa báo thủ gia tộc bách lý giúp mã siêu, sao mình có thể chết chứ? Mình không thể chết, mình phải chịu được, phải đột phá đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, chắc chắn mình sẽ thành công." Dương thanh niên cuồng hét lớn, vận chuyển chiến thần quyết, khí thế của anh tăng mạnh, như muốn khiến người anh vỡ tan. Anh có thể cảm nhận được, năng lượng từ huyết nộ đan đang liên tục gột rửa gân cốt anh, chỉ khi gân cốt anh mạnh mẽ hơn thì mới chịu được sức mạnh của siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Trên một chiếc xe công vụ đang rời khỏi Yến Đô, mọi người đều có vẻ lo lắng. Có tin tức Hoài Lam bỗng hô lên kinh hãi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong xe đều nhìn về phía cô ta. Cô ta đang cầm điện thoại, kích động nói: "Hướng của Dinh Thự Vân Phong xuất hiện hiện tượng rất mạnh mẽ, người ta nghi ngờ người có Thiên Phú Võ Thuật Yêu Nghiệt đang đột phá. Chắc chắn là anh Thanh rồi, chắc chắn anh ấy đang đột phá, bây giờ anh ấy đã có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi đang ở siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nếu đột phá đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thực lực của anh ấy sẽ tăng vọt." khi đó ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc đã là đối thủ của anh ấy. Anh em nhà họ Tống cũng có vẻ kích động. Tống tả kích động nói, không ngờ thiên phú của cậu Thanh lại mạnh đến mức này, tôi nhớ một năm trước, cậu ấy còn chưa đối phó nổi cao thủ siêu phàm thất cảnh. Mới qua một năm ngắn ngủi, cậu ấy đã mạnh đến thế, nếu lại đánh với cao thủ siêu phàm thất cảnh, cậu ấy có thể giết đối phương bằng một chiêu. Tống hữu gật đầu, cậu Thanh đã có thể giao chiến với cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ khi đang ở cảnh giới siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, nếu cậu ấy đột phá đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, chỉ cần cao thủ thiên cảnh không xuất hiện, cậu ấy sẽ vô địch. Mã Siêu cũng kích động siết chặt nắm tay, sau này tôi phải cố gắng hơn, bằng không sẽ ngày càng kém xa anh Thanh mất. Khác với những người khác, họ tin chắc cao thủ đang đột phá ở dinh thự vân phong chính là Dương Thanh. Chỉ Minh Phùng Tiểu Uyển lo lắng nói, chắc anh Thanh đã dùng huyết nộ đan, yêu cầu thấp nhất về thực lực khi dùng huyết nộ đan là phải đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Anh Thanh uống huyết nộ đan từ khi còn ở siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, rõ ràng đang liều, nếu anh ấy có thể đột phá thì là tốt nhất, bằng không, có lẽ việc này sẽ khiến cơ thể của anh ấy tổn thương nặng nề. Cô ta là người hiểu rõ đan dược nhất, lời cô ta nói như chậu nước lạnh rội lên đầu mọi người. Hoài Lam, cô chú ý sát sao tình hình ở dinh thự vân phong, có gì không ổn là nói ngay cho tôi nhé mã siêu bỗng nhìn về phía hoài lam nghiêm nghị nói năng lực tình báo của hoài lam rất mạnh tuy đã rời khỏi yến đô nhưng cô ta vẫn nắm rõ mọi chuyện ở đó nghe thấy thế hoài lam gật đầu anh yên tâm tôi sẽ liên tục chú ý tình hình ở dinh thự vân phong mặt khác mọi người cứ yên tâm nếu anh thanh đã dùng huyết nộ đan tức là tự tin có thể đột phá chúng ta phải tin anh ấy bây giờ chưa tin tưởng họ có làm được gì đâu sự kích động của đám người đã bị dập tắt bây giờ sốt ruột cũng không ăn thua, họ chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Dương Thanh qua được cửa ải này. Tại Dinh Thự Vân Phong ở Yến Đô, Dương Thanh vẫn đang tiếp nhận năng lượng khủng khiếp từ huyết nộ đan, bây giờ anh không thấy khá hơn mà càng thêm đau đớn. Anh chỉ muốn đánh với cao thủ đỉnh cao một trận, tiêu hao hết năng lượng thừa trong người mình. Đúng lúc này, khí thế đáng sợ bỗng dáng xuống Dinh Thự Vân Phong. Ngay sau đó, một bóng người trung niên xuất hiện trong phòng Dương Thanh như ma, nhìn về phía Dương Thanh với vẻ phức tạp. Ánh mắt đối phương vô cùng bình tĩnh, như đang lẩm bẩm, cũng như đang nói với Dương Thanh, không ngờ ở thế tục lại có yêu nghiệt như cậu, đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc. Dương Thanh đang trong thời khắc đột phá quan trọng, nào ngờ lại có một vị khách không mời mà đến. Trong lúc nhất thời, hơi thở của anh hơi rối loạn. Cậu yên tâm, Bách Lý Kinh Vân tôi không phải người chơi chẽn hèn hạ, tuy tôi tới giết cậu, nhưng bây giờ tôi sẽ không làm thế, sau khi cậu đột phá, tôi sẽ ra tay. Bách Lý Kinh Vân như cảm nhận được hơi thở rối loạn của Dương Thanh, bèn bình tĩnh nói. Ông ta nói rồi không ra tay mà ngồi xếp bằng ở bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Thế giới này rất lớn, hạng người gì cũng có, nhiều khi con người không phân chia theo tốt xấu, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Lời Bách Lý Kinh Vân nói khiến Dương Thanh, người đang định từ bỏ việc đột phá để ra tay thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đột phá, trên bầu trời của dinh thự Vân Phong, hiện tượng lạ vẫn tiếp diễn, khiến cả Yến Đô chấn động. Trong một khu biệt thự sang trọng ở Yến Đô, một người trung niên đeo kiếm nhật bên hông đang sầm mặt, nhìn chằm chằm về phía dinh thự Vân Phong. Người của Chiêu Châu không xứng dẫn đến dị tượng trời đất khủng khiếp như thế, chỉ người của nước dương ta mới có tư cách đó mà thôi. Cho dù là ai, mình cũng sẽ giết người đó. Người trung niên nói rồi tiến về phía dinh thự Vân Phong. Người trung niên tên Yoshida Kakeru, là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương cũng là cao thủ do thế gia võ thuật đằng sau tài phiệt Yoshida cử tới vì trận chiến với cao thủ Chiêu Châu lần này. 20 phút sau, trong một căn phòng ở dinh thự Vân Phong, Bách Lý Kinh Vân đang tu luyện bỗng ngừng lại, mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông ta nhìn Dương Thanh vẫn đang tu luyện, nhíu mày, lạnh lùng nói, xem ra dị tượng mà cậu dẫn đến đã khiến một số người không kìm lòng được, định tới giết cậu. Ông ta nói rồi đi ra ngoài. Chuyện này khiến Dương Thanh vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Bách Lý Kinh Vân định ra ngoài trận sát thủ giúp anh ư? Tuy Dương Thanh rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó, anh lại tu luyện tiếp, bây giờ anh đã sắp đột phá siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, đang trong giai đoạn quan trọng nhất, phải dốc hết sức để đối phó, một khi thất bại, có lẽ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngày mai chính là ngày diễn ra trận chiến, không bàn đến trận chiến giữa anh và Bách Lý Kinh Vân, mai là cuộc so đấu giữa cao thủ Chiêu Châu và nước Dương, anh nhất định phải thắng. Lúc này, Bách Lý Kinh Vân đã đi ra sân, ông ta vừa ra ngoài thì thấy một người trung niên đeo kiếm nhật đang lạnh lùng nhìn mình. Người nước dương, thấy cách ăn mặc của đối phương, Bách Lý Kinh Vân nhíu chặt mày. Tuy ông ta là người của gia tộc cổ võ, nhưng cũng biết rõ mối thủ giữa người Chiêu Châu và nước dương, cũng chẳng có thiện cảm gì với người nước dương cả. Đối phương nói bằng tiếng Chiêu Châu ngắc ngứ, quả nhiên không phải dương thanh, chắc ông đã gây ra dị tượng đột phá hồi nãy à. Quả nhiên là người nước dương. Sát khí trong mắt Bách Lý Kinh Vân càng rõ hơn, ông ta không trả lời câu hỏi của đối phương mà lạnh lùng nói, đường đường là người của thế gia võ thuật nước dương mà lại đi khiêu chiến cao thủ thế tục của Chiêu Châu, nếu các người có bản lĩnh thì nên đến Thiên Sơn để khiêu chiến gia tộc cổ võ của Chiêu Châu mới đúng. Sở dĩ ông ta muốn ra tay sau khi Dương Thanh đột phá, trừ vì đạo nghĩa giang hồ mà ông ta luôn giữ gìn ra, còn có một lý do vô cùng quan trọng khác, đó chính là Dương Thanh sẽ đại diện cao thủ thế tục của Chiêu Châu để nghinh chiến cao thủ từ thế ra võ thuật nước Dương vào ngày mai. Bách Lý Kinh Vân vốn không có thiện cảm với người nước Dương, đương nhiên lúc này sẽ không khách sáo. Đồ ngu! Đối phương lập tức nổi giận, ông chán sống rồi. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế siêu phàm cửu cảnh trung kỳ lập tức lan ra từ người ông ta. Bách Lý Kinh Vân khinh thường hư lạnh, vừa hay tôi cũng có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, tôi cũng muốn xem xem, rốt cuộc cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đến từ thế gia võ thuật nước dương sẽ mạnh đến mức nào đấy. Cao thủ trung niên nước dương này không phải ai khác, chính là Yoshida Kakeru. Khốn kiếp! Yoshida Kakeru cảm nhận được sự sỉ nhục của Bách Lý Kinh Vân, lập tức nổi giận, xông tới chỗ ông ta. Bách Lý Kinh Vân đứng chắp tay, không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn Yoshida Kakeru xông về phía mình. Những năm gần đây, ông ta luôn tu luyện ở thiên sơn sau giới cổ võ, tuy ông ta đã rèn luyện rất nhiều nhưng chưa gặp cao thủ nước dương bao giờ, đây là lần đầu tiên. Thấy đòn tấn công của Yoshida Kakeru sắp sáng xuống, đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này, Bách Lý Kinh Vân bỗng hành động, dậm mạnh xuống đất, xông về phía đối diện nhanh như chớp. Dầm, tiếng va chạm đáng sợ vang lên, Yoshida Kakeru với khí thế mãnh liệt lùi bảy, tám bước còn Bách Lý Kinh Vân mà Yoshida Kakeru sắp xông đến trước mặt chỉ lùi ba bước mà thôi. Có lẽ hai bên chỉ định thăm dò nhau, lần ra tay đầu tiên cũng không dùng thủ đoạn gì, chỉ dựa vào cơ thể. Một lần va chạm lập tức cho thấy thắng thua. Chưa bàn đến việc sau khi đánh xong, ai thắng ai thua, nhưng bây giờ cơ thể của Bách Lý Kinh Vân đã mạnh hơn một bậc rồi. Ồ, oh, Bách Lý Kinh Vân cười lạnh, nhìn nét mặt u ám của Yoshida Kakeru, xem ra thuật rèn luyện cơ thể của cao thủ nước dương cũng chẳng ra gì, cơ thể của ông và tôi chênh nhau quá. Đây không phải nói quá mà là sự thật. Hai người đều có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, Yoshida Kakeru là cao thủ của thế gia võ thuật đằng sau tài phiệt Yoshida nước dương, còn là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương, vốn là người nổi bật trong số những người cùng cảnh giới. Nhưng hồi nãy, khi so cơ thể với Bách Lý Kinh Vân, ông ta đã thua, thậm chí thua thảm dù sao ông ta cũng là người xông tới chỗ Bách Lý Kinh Vân, còn có khí thế mạnh mẽ, vậy mà lại bị Bách Lý Kinh Vân đẩy lùi 7-8 bước, còn Bách Lý Kinh Vân chỉ lùi hai bước mà thôi. Soảng, tiếng kim loại bỗng vang lên, Yoshida Kakeru rút kiếm ra, nghiến răng nghiến lợi với vẻ dữ tợn, cho dù cơ thể ông mạnh hơn thì cũng chịu được kiếm trong tay tôi chắc. Thấy đối phương rút vũ khí ra, Bách Lý Kinh Vân lập tức sầm mặt, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt, lạnh lùng nói, nếu ông vội chết như thế, tôi sẽ lấy mạng ông. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế của ông ta lập tức tăng vọt, đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đỉnh phong, nếu bước thêm bước nữa thì chính là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Yoshida Kakeru hét lớn, cầm kiếm nhật xông tới chỗ Bách Lý Kinh Vân. Hừ, Bách Lý Kinh Vân hừ lạnh, tiện tay bẻ một nhánh cây trên một cây cổ thụ để đón đỡ kiếm nhật trong tay Yoshida Kakeru. Lúc này Dương Thanh vẫn đang tu luyện trong phòng, không có thời gian để ý đến những gì xảy ra bên ngoài khi yoshida kakeru xuất hiện dị tượng trên bầu trời dinh thự vân phong đã biến mất khí thế của dương thanh đã rất gần với siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ tuy anh chưa thực sự bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nhưng khí thế đó đã sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi quan trọng là khí thế của anh vẫn đang không ngừng mạnh lên bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ là vấn đề thời gian thôi ở sân dinh thự vân phong yoshida kakeru cầm kiếm nhật đã đánh với bách lý kinh vân đang cầm nhánh cây hai người đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng Yoshida Kakeru lại liên tục lùi lại, không phải đối thủ của Bách Lý Kinh Vân. Keng! Bách Lý Kinh Vân bỗng bước đến, vung nhánh cây trong tay lên, nhánh cây đập vào kiếm của Yoshida Kakeru, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lần va chạm này khiến mũi kiếm của Yoshida Kakeru rung mạnh, nó lập tức rời tay ông ta, rơi xuống đất. Yoshida Kakeru lập tức biến sắc, đối với một cao thủ, nếu mất cả vũ khí thì thắng thua đã rõ rồi. Dầm. Nhánh cây trong tay Bách Lý Kinh Vân quất mạnh vào ngực Yoshida Kakeru, ông ta bay ra xa, ngã lăn ra đất. Ngay khi Yoshida Kakeru ngã xuống đất, Bách Lý Kinh Vân đã hóa thành bóng mờ, lập tức xuất hiện bên cạnh Yoshida Kakeru, mũi nhọn của nhánh cây trong tay ông ta chĩa vào giữa lông mày Yoshida Kakeru, chỉ cần nhích về phía trước chút nữa là sẽ đâm thủng đầu Yoshida Kakeru. Yoshida Kakeru mở to mắt với vẻ không dám tin, không ngờ ông ta lại thua, còn thua dứt khoát như thế lần này ông ta đại diện cao thủ nước dương dẫn cao thủ nước dương tới yến đô để khiêu chiến cao thủ chiêu châu nhưng bây giờ lại có một cao thủ chiêu châu đánh bại ông ta rồi nếu bách lý kinh vân định giết ông ta chỉ cần hơi mạnh tay ông ta sẽ chết ra đây đi đúng lúc này bách lý kinh vân bỗng lạnh lùng nói sau khi ông ta dứt lời có hai người đàn ông trung niên mặc trang phục luyện võ bước ra khỏi bóng tối thấy hai người này yoshida kakeru nhíu chặt mày bởi vì người tới không phải ai khác, chính là Aoki Yamato của gia tộc Aoki và Sendai Kabuto của gia tộc Sendai. Ba người lần lượt là cao thủ của thế gia võ thuật đằng sau ba tài phiệt lớn nước dương, phụ trách đội ngũ cao thủ đến yến đô của từng gia tộc. Yoshida Kakeru đang bị Bách Lý Kinh Vân chọc nhánh cây vào đầu, lại bị Sendai Kabuto và Aoki Yamato nhìn thấy, có thể tưởng tượng được ông ta mất mặt đến mức nào. Nhưng Sendai Kabuto và Aoki Yamato cũng không định mỉa mai ông ta, hai người đều nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Bách Lý Kinh Vân. Họ đã tới từ nãy, vẫn luôn núp trong bóng tối để quan sát trận chiến, sau khi tận mắt thấy sự mạnh mẽ của Bách Lý Kinh Vân, họ biết nếu ngày mai người tham dự cuộc chiến là Bách Lý Kinh Vân, cao thủ nước dương chỉ có một kết quả là thua trận. Ông là người của gia tộc cổ võ Chiêu Châu à? Sendai Kabuto nhìn về phía Bách Lý Kinh Vân, chợt nói. Bách Lý Kinh Vân lạnh lùng nhìn đối phương, nói, cho các người một cơ hội, cùng lên đi với tư cách là thiên tài của gia tộc bách lý ông ta không hề coi những cao thủ nước dương này ra gì cho dù phải đối mặt với ba cao thủ siêu phàm cửu cảnh ông ta cũng không sợ hãi sắc mặt của ba cao thủ nước dương vô cùng khó coi bách lý kinh vân đang nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường đối với họ chuyện này chính là sỉ nhục yoshida kakeru càng thấy nhục nhã hơn nét mặt méo mó vì hận thù ông ta nghiến răng nghiến lợi mai mới là thời điểm giao chiến giữa hai bên ông dám đấu lại ngày mai không nghe thấy thế Sendai Kabuto và Aoki Yamato đều nhìn về phía bách lý kinh vân tuy họ có ba người nhưng cho dù hợp sức thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của bách lý kinh vân nếu bây giờ có thể rời đi có lẽ còn cơ hội mời cao thủ mạnh hơn từ nước dương đến còn nếu đánh bây giờ không biết ai sẽ thắng ai bách lý kinh vân không quan tâm đến yoshida kakeru ông ta nhíu mày im lặng một lát bỗng lấy nhánh cây đang chĩa vào đầu yoshida kakeru ra lạnh lùng nói các người vẫn chưa có tư cách để tôi nghênh chiến, nhưng sẽ có người đánh với các người, các người cút đi. Nghe thấy thế, ba cao thủ nước dương đều sướng sờ, Bách Lý Kinh Vân tha cho họ thật hả? Không sai, họ đang nghĩ Bách Lý Kinh Vân tha cho mình. Yoshida Kakeru cầm kiếm nhật vốn là người mạnh nhất trong số họ, ngay cả ông ta cũng không phải đối thủ của Bách Lý Kinh Vân, nói gì đến Aoki Yamato và Sendai Kabuto chứ? Cho dù ba người hợp sức thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Bách Lý Kinh Vân. Trong trận chiến ngày mai, từng người chỉ có thể lần lượt lên sàn đấu, nếu Bách Lý Kinh Vân xuất hiện, chắc chắn cao thủ nước Dương sẽ thua. Nhưng hồi nãy Bách Lý Kinh Vân lại nói, ba người bọn họ vẫn chưa có tư cách giao chiến với ông ta, tức là Bách Lý Kinh Vân sẽ không tham gia trận chiến ngày mai hả? Hừ, Yoshida Kakeru bỗng hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Kinh Vân, tôi nhớ kỹ mối nhục hôm nay rồi. Sau khi để lại câu đe dọa, Yoshida Kakeru vội quay người rời đi. Sendai Kabuto và Aoki Yamato thấy thế, cũng vội rời đi nốt. Trong lúc nhất thời, dinh thự vân phong lại yên ắng như cũ. Lúc này, khí thế của Dương Thanh đã dần ổn định, anh ra ngoài, đứng đối diện Bách Lý Kinh Vân, vô cùng bình tĩnh. Bách Lý Kinh Vân cũng nhìn về phía Dương Thanh, phóng khí thế ra, hình như đang dò xét cảnh giới của anh. Nhưng điều khiến ông ta kinh ngạc chính là ông ta không tìm được cảnh giới của Dương Thanh. Thông thường, cao thủ cảnh giới cao có thể dễ dàng thăm dò cảnh giới của cao thủ yếu hơn, trừ khi cảnh giới của đối phương cao hơn mình thì mới không biết được. Nhưng trước đó, rõ ràng Dương Thanh mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong, cho dù anh đột phá thì cũng chỉ tới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ là cùng, còn Bách Lý Kinh Vân có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, đã bước nửa bước vào cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, sao lại không biết được cảnh giới của Dương Thanh chứ? Bách Lý Kinh Vân hỏi, cậu đột phá rồi à? Nào ngờ Dương Thanh lại lắc đầu, bình tĩnh nói, sắp thôi. Câu trả lời này khiến Bách Lý Kinh Vân hơi thất vọng. Bách Lý Kinh Vân nhíu mày, chẳng biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nghiêm nghị nói, tôi định giết cậu hôm nay, nhưng sau khi biết một mình cậu phải nghinh chiến cao thủ nước dương, tôi quyết định tạm tha cho cậu. Ngày mai, nếu cậu thắng cao thủ nước dương, tôi sẽ giết cậu. Còn nếu cậu chết dưới tay người nước dương, tôi sẽ đích thân ra tay, giết hết cao thủ nước dương ở Yến Đô. Ông ta nói rồi quay người rời đi, lập tức biến mất khỏi tầm mắt Dương Thanh. Dương Thanh nhìn theo hướng Bách Lý Kinh Vân rời đi, hơi nhếch môi, thú vị thật. Anh nói rồi về phòng, tu luyện tiếp. Sau khi uống huyết nộ đan xong, anh vẫn chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh, nhưng cũng đã tới bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ rồi. Anh cứ cảm thấy mình không vượt qua lần danh này vì đang thiếu gì đó, nhưng anh nghĩ mãi vẫn không biết cửu cảnh thiếu thứ gì. Có lẽ trong một năm gần đây, mình đột phá quá nhanh nên nền tảng không ổn định. Dương Thanh suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không biết tại sao, đành thở dài, tu luyện tiếp. Tuy anh chưa đột phá siêu phàm cửu cảnh, nhưng với thực lực của anh bây giờ, đối phó với Yoshida Kakeru không phải vấn đề nữa. Trước đó khi Bách Lý Kinh Vân đánh với Yoshida Kakeru, tuy anh không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đã áng chừng được thực lực mạnh nhất của Yoshida Kakeru khi họ giao chiến. Cho dù Dương Thanh không giết được đối phương thì cũng không thua dưới tay ông ta, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nước dương không cử thêm cao thủ mạnh hơn tới. Dù sao Yoshida Kakeru cũng đã thua Bách Lý Kinh Vân, không ai dám chắc ông ta sẽ không báo gia tộc Yoshida cử cao thủ có thực lực mạnh hơn tới. Phía bên kia, sau khi rời khỏi dinh thự Vân Phong, ba người Yoshida Kakeru đến chỗ ở của Yoshida Kakeru. Trong phòng, ba người ngồi quỳ, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Trận chiến hồi nãy ở dinh thự Vân Phong đã khiến họ cảm nhận được áp lực nặng nề, cho dù ba người hợp sức thì có lẽ cũng không phải đối thủ của Bách Lý Kinh Vân, chưa kể trận chiến ngày mai lại theo hình thức một đấu một nữa. Chúng ta phải tìm cứu binh, bằng không trong trận chiến ngày mai, chắc chắn chúng ta sẽ thua mất. Sau khi quay về, ba người vẫn luôn im lặng, mãi đến khi Sendai Kabuto mở lời trước. Trong lúc nhất thời, Yoshida Kakeru và Aoki Yamato đều nhìn về phía Sendai Kabuto. Sendai Kabuto nói tiếp, các vị đã thấy thực lực của người kia rồi đấy, chắc chắn đối phương là đến từ gia tộc cổ võ ở Chiêu Châu, chắc hẳn ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Phó hội trưởng Yoshida đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ cũng không phải đối thủ của ông ta, nói gì đến chúng tôi chứ, thế nên chúng ta phải tìm sự hỗ trợ, chắc hai vị đều biết trận chiến ngày mai quan trọng với chúng ta đến mức nào. Aoki Yamato hít mắt nhìn chầm chầm vào Sendai Kabuto, ông nói không sai, chỉ dựa vào chúng ta thì đúng là không thể đánh bại người Chiêu Châu, nếu vậy chúng ta đành phải nhờ gia tộc cử cao thủ mạnh hơn đến yoshida kakeru lạnh lùng nói hai người định để cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tiến vào chiêu châu à hai người nhất thời im lặng nhưng im lặng đã là câu trả lời rồi nếu cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ không ra tay trong trận chiến ngày mai họ sẽ thua mất yoshida kakeru lạnh lùng nói hai người tưởng tôi không muốn nhờ cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ư nhưng dù sao đây cũng là chiêu châu thế tục chiêu châu không có nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh nhưng gia tộc cổ võ của chiêu châu lại có vô số cao thủ siêu phàm cửu cảnh thậm chí có cả cao thủ thiên cảnh nữa bên cạnh đó chiêu châu còn có thủ hộ minh chúng ta chủ động khiêu chiến đã là cực hạn rồi nếu mời cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tới đây có lẽ sẽ khiến kế hoạch của chúng ta gặp phiền phức rất lớn một khi cao thủ của gia tộc cổ võ chiêu châu nhúng tay kế hoạch liệu nguyên của nước dương chúng ta còn chưa bắt đầu sẽ thất bại lần này ba người họ đại diện cho ba tài phiệt lớn nước dương đến chiêu châu để khiêu chiến cao thủ chiêu châu nhưng thật ra họ còn có nhiệm vụ nữa nghe thấy yoshida kakeru nói thế sendai kabuto nhíu mày lạnh lùng nói theo như ông nói trong trận chiến ngày mai chúng ta nên đối phó thế nào đây aoki yamato cũng nói phó hội trưởng yoshida trong trận chiến ngày mai chúng ta nhất định phải thắng một khi thua kế hoạch của chúng ta cũng thất bại cho dù chúng ta mời cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ từ nước dương đến, chưa chắc sẽ khiến gia tộc cổ võ chiêu châu và thủ hộ minh chú ý đâu, tệ nhất thì bị họ phát hiện là cùng. Tôi đề nghị vẫn nhờ gia tộc đằng sau chúng ta giúp đỡ, đương nhiên, chúng ta chỉ cần một người có thể giải quyết cao thủ chiêu châu hồi nãy là được, nếu có nhiều cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đến giúp quá thì sẽ khiến gia tộc cổ võ chiêu châu và thủ hộ minh chú ý. Yoshida Kakeru lập tức im lặng, như đang suy nghĩ gì đó. Aoki Yamato và Sendai Kabuto cũng nhìn Yoshida Kakeru, ba người đều là cao thủ do các gia tộc cử tới, tuy thực lực có khoảng cách nhưng nhiệm vụ và địa vị khi tới Chiêu Châu giống nhau, họ phải thương lượng về chuyện này. Một lúc lâu sau, Yoshida Kakeru nói, nếu vậy thì xin sự hỗ trợ từ nước dương cũng được, nhưng chúng ta mời cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ nào đây? Có vẻ Aoki Yamato đã nghĩ xong từ nãy, ông ta chậm rãi mở miệng, Kitano Takeshi. Nghe thấy thế, Sendai Kabuto và Yoshida Kakeru đều giật mình. Kitano Takeshi là hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương, xem như cấp trên của Yoshida Kakeru. Aoki Yamato nói tiếp, hiệp hội võ thuật nước Dương vốn là thế lực do ba gia tộc chúng ta cùng nâng đỡ, bây giờ mời Kitano Takeshi ra tay là thích hợp nhất rồi. Kitano Takeshi là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nghe nói ông ta đã chạm đến danh giới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nếu ông ta ra tay thì sẽ không có sai sót. Yoshida Kakeru và Sendai Kabuto không còn lý do gì để phản đối, như Aoki Yamato đã nói, hiệp hội võ thuật nước Dương là thế lực do ba gia tộc họ cùng nâng đỡ. Đương nhiên, Kitano Takeshi cũng không phải cao thủ do ba gia tộc bồi dưỡng, mà là một cao thủ có bối cảnh vô cùng đơn giản ở nước Dương, cũng không thuộc về gia tộc nào. Mà trong hiệp hội võ thuật nước Dương, gia tộc đằng sau ba tài phiệt lớn nước Dương đều cử cao thủ tham gia vào đó. Chẳng hạn như Yoshida Kakeru chính là cao thủ được gia tộc Yoshida cử đến hiệp hội võ thuật nước Dương. Gia tộc Aoki và gia tộc Sendai cũng cử cao thủ đến, nhưng người của họ không mạnh bằng Yoshida Kakeru. Tôi đồng ý. Một lúc lâu sau, Sendai Kabuto chờ nói. Yoshida Kakeru ngẩng đầu nhìn hai người, nói, "Đã vậy, chúng ta chỉ có thể mời Kitano Takeshi đến yến đô một chuyến, chúng ta phải thắng trận chiến ngày mai." yoshida kakeru nói rồi lấy điện thoại ra bấm số kitano takeshi ông ta là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật ông ta gọi là thích hợp nhất ở dinh thự vân phong dương thanh vẫn đang tu luyện lúc này anh bỗng rơi vào trạng thái vô cùng kỳ diệu nếu bách lý kinh vân ở đây chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc trên người dương thanh không có khí thế gì như hòa thượng đã viên tịch thần thánh vô cùng ngày hôm sau trời lại nắng đẹp sáng sớm ở cửa võ thần quán ở Yến Đô đã chật kín người. Hôm nay là thời điểm cao thủ nước dương khiêu chiến cao thủ Chiêu Châu, võ thần quán chính là nơi hai bên sẽ chiến đấu. Nhưng khán phòng của võ thần quán có hạn, chỉ ông lớn của các thế lực mới có tư cách vào trong xem trận chiến mà thôi. 8 rưỡi sáng, đợt cao thủ đầu tiên tới. Là cao thủ của nhà họ Lục, một trong năm gia tộc lớn ở phía bắc Chiêu Châu, Lục Hồng Bá. Nghe nói thực lực của ông ta đã đạt đến siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, là người mạnh hàng đầu trong số các cao thủ của năm gia tộc lớn phía bắc. Có người nhận ra người tới, lập tức hô lên kinh ngạc. Cao thủ của ba gia tộc lớn ở phía tây Chiêu Châu cũng tới, hình như người dẫn đầu là cao thủ nhà họ Thái, Thái Chính Dương. Nghe đồn từ 5 năm trước, ông ta đã đạt đến siêu phàm lục cảnh đỉnh phong, có lẽ bây giờ đã bước vào siêu phàm thất cảnh từ lâu rồi. Người của bốn gia tộc lớn ở phía nam cũng tới. Cao thủ của năm gia tộc lớn ở phía đông cũng đến kìa. Trong lúc nhất thời, người chiêu châu thi nhau hô lên kinh ngạc, thường ngày những gia tộc này rất huynh hoang, thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện võ thuật lớn nên rất nổi tiếng ở chiêu châu. Chỉ có điều, tuy thực lực của những người này vô cùng mạnh mẽ đối với người bình thường, nhưng vẫn kém xa cao thủ thực thụ. Trong số cao thủ của các gia tộc này, người mạnh nhất mới đến siêu phàm thất cảnh sơ kỳ mà thôi. Dù vậy, sự xuất hiện của những cao thủ này vẫn khiến xung quanh sôi trào, rất nhiều người đang lớn tiếng gọi tên các cao thủ này, Thậm chí có cả người hâm mộ cuồng nhiệt xông đến, định nhờ các cao thủ này ký tên cho. 8 giờ 50 phút, lại có thêm một nhóm cao thủ Chiêu Châu xuất hiện. Những người này là ai? Sao tôi chưa bao giờ thấy họ thế? Trông đông quá, chẳng lẽ là thế lực nào đó mà chúng ta không biết à? Tại sao tôi lại có cảm giác cao thủ dẫn đầu còn mạnh hơn cả đám người Thái Chính Dương và Lục Hồng Bá chứ? Ông đùa gì thế, đám người Thái Chính Dương và Lục Hồng Bá đều là cao thủ có tiếng tăm lừng lẫy ở Chiêu Châu. Chắc họ có thể đại diện cho sức mạnh cao nhất ở thế tục Chiêu Châu rồi, còn ai mạnh hơn họ được. Đám người đứng xem ở cửa Võ Thần quán thì nhau nói, có rất ít người tin thực lực của đợt cao thủ này sẽ mạnh hơn đám người Thái Chính Dương. Ông Đỗ, ông tới rồi. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra, Thái Chính Dương, người được họ tôn sùng là cao thủ mạnh nhất thế tục Chiêu Châu và đám người lục hồng bá đích thân ra cửa Võ Thần quán để đón đợt cao thủ này. Sao có thể chứ? trước mặt tiền bối kia, ngay cả Thái Chính Dương đã đạt đến siêu phàm thất cảnh sơ kỳ cũng phải khúm núm à. Tôi nghe Thái Chính Dương gọi tiền bối kia là ông Đỗ, tức là thực lực của tiền bối ấy còn mạnh hơn đám người Thái Chính Dương ư. Chắc chắn rồi, trong giới võ thuật, ai được gọi là ông đều có thân phận và thực lực cực cao. Người ngoài vẫn đang bàn tán sôi nổi, còn đám người Thái Chính Dương đã đưa Đỗ Trọng vào võ thần quán. Ông Đỗ không phải ai khác, chính là Đỗ Trọng của võ Minh, có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Tuy ông ta chưa bước vào siêu phàm cửu cảnh, nhưng dù sao ông ta cũng là người tu luyện tự do, không có bất cứ gia thế gì, có được thực lực mạnh đến thế đã là hiếm có lắm rồi. Sau khi tiến vào võ thần quán, đám người Thái Chính Dương đều vây quanh Đỗ Trọng. Một cao thủ của năm gia tộc lớn phía Bắc Nịnh Nọt, ông Đỗ, ông là bậc tiền bối, hôm nay phải nhờ ông làm nhân vật then chốt trong trận chiến giữa chúng ta và cao thủ nước Dương rồi. Đúng thế, ông Đỗ là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, chúng tôi sẽ đánh trận đầu cho ông Đỗ, đến khi chúng tôi không đối phó được, phải nhờ ông Đỗ giành lại thể diện giúp chúng tôi. Chào ông Đỗ, tôi là người của nhà họ thân, một trong ba gia tộc lớn phía Tây, tên thân quân hạo, tôi thay mặt nhà họ thân mời ông đến đấy làm khách, chắc chắn chủ gia tộc chúng tôi sẽ rất chào đón ông. Quanh Đỗ trọng đầy các cao thủ, ông ta không hề kiêu ngạo vì mình là phó môn chủ của võ minh, trò chuyện với mọi người một cách khiêm tốn. Các vị nâng đỡ tôi quá rồi, hôm nay người đóng vai trò quyết định không phải tôi đâu sau khi đám người im lặng đỗ trọng mới cười ha hả ông đỗ ông có thực lực mạnh nhất trong số cao thủ thế tục chúng ta chẳng lẽ thế tục vẫn còn người mạnh hơn à hay lương tâm của gia tộc cổ võ bỗng trỗi dậy cử cao thủ đỉnh cao đến giúp chúng ta đối phó với cao thủ nước dương sao có thể chứ người của gia tộc cổ võ chỉ mong cao thủ thế tục chết hết sao lại giúp chúng ta được cả đám cao thủ đều vô cùng khó hiểu không phải tất cả cao thủ thế tục đều có thiện cảm với gia tộc Cổ Võ, đối với phần lớn cao thủ thế tục, chẳng những họ không có thiện cảm gì mà còn vô cùng căm thù. Gia tộc Cổ Võ cứ chiếm mãi nơi có linh khí dư thừa, việc tu luyện của họ cũng tiến triển cực nhanh, còn cao thủ thế tục chỉ có thể tu luyện bằng linh khí mỏng manh. Chính vì lẽ này, giữa gia tộc Cổ Võ và cao thủ thế tục vẫn luôn có ân oán rất sâu sắc. Đỗ Trọng mỉm cười lắc đầu, tự hào nói, "Cậu Thanh không phải người của gia tộc Cổ Võ, mà đến từ thế tục." hôm qua cậu ấy đã trở thành minh chủ của võ minh chúng tôi, có cậu ấy ở đây, trong trận đấu võ này, cao thủ nước dương chỉ còn đường thua thảm. Nghe thấy thế, mọi người đều kinh ngạc. Ông Đỗ, võ minh là thế lực gì thế? Sao tôi chưa nghe nói đến bao giờ? Mà cậu Thanh ông nói là ai? Chẳng lẽ cậu ấy đã bước vào siêu phàm cửu cảnh rồi hả? Có người kinh ngạc hỏi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn Đỗ Trọng. Đỗ Trọng giải thích, Võ Minh là một thế lực mới thành lập hôm qua, phần lớn cao thủ trong đó đều không có ra thế gì, mọi người thành lập thế lực này để cùng đối phó với cao thủ nước dương. Về phần cậu Thanh, chắc chắn mọi người cũng nghe qua tên cậu ấy rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ mạnh hơn tôi, mọi người cứ yên tâm, có cậu ấy ở đây, cao thủ nước dương đừng hòng ước hiếp cao thủ chiêu châu chúng ta. Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, mọi người đều có vẻ kích động, nhưng vẫn rất ngờ vực. Ông Đỗ, rốt cuộc cậu Thanh này là ai? sao tôi chưa bao giờ nghe nói đến việc ở Chiêu Châu có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh tên cậu Thanh Thế. Hơn nữa còn là cao thủ thế tục. Có người không nhịn được, hỏi ngay. Đỗ Trọng cười ha hả, nói với vẻ bí ẩn, mọi người đừng vội, trận đấu sắp bắt đầu rồi, chờ cậu Thanh tới, mọi người sẽ biết ngay. Đỗ Trọng cũng không nói cho đám người biết suốt của cậu Thanh là ai, bởi vì ông ta biết rõ, cho dù ông ta nói, chưa chắc họ đã tin, dù sao Dương Thanh còn quá trẻ, mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mà đã có thể giết Bách Lý Trường không với thực lực bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ trong một chiêu rồi. Vào 8 giờ 55, chỉ còn cách thời điểm đấu võ là 9 giờ đúng 5 phút. Đúng lúc này, một đám người mặc trang phục võ thuật nước dương xuất hiện ở lối vào. Cao thủ nước dương tới. Một cao thủ bên cạnh đỗ trọng nghiêm nghị nhìn về phía lối vào, trầm giọng nói. Lần này, Do thế gia võ thuật nước Dương đã âm thầm tung tin nên trận chiến giữa cao thủ nước Dương và cao thủ Chiêu Châu đã thu hút người luyện võ từ mọi thế lực. Hôm nay, trong võ thần quán, bên cạnh cao thủ của Chiêu Châu và nước Dương thì còn có cả cao thủ của phe khác đến xem. Ở hiện trường có rất nhiều phóng viên đang phát sóng trực tiếp, định lan truyền trận đấu ngày hôm nay đến cả thế giới. Kitano Takeshi kia, không ngờ ông ta cũng tới đây. Có người bỗng hô lên kinh ngạc khiếp sợ nhìn về phía một ông già tóc bạc vừa ngồi xuống bên phía cao thủ nước dương. Kitano Takeshi là ai thế? Ông không biết cả Kitano Takeshi à? Ông ta là hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương, nghe nói ông ta không đến từ thế gia võ thuật mà trưởng thành từ tầng đáy, ông ta có danh vọng rất cao trong giới võ thuật nước dương. Nghe đồn ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ á, ông chắc chắn ông ta không phải cao thủ do thế gia võ thuật hàng đầu nước dương cử đến ư. Cho dù đúng thật thì sao chứ, cũng không ai quy định cao thủ của thế gia võ thuật không được ra tay trong trận chiến hôm nay. Sự xuất hiện của Kitano Takeshi khiến xung quanh hoàn toàn sôi trào, trong một phút ngắn ngủi, hầu hết mọi người đều biết thân phận của Kitano Takeshi. Ngay cả Đỗ Trọng cũng nghiêm nghị hẳn. Ông ta chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, đã được xem như cao thủ hàng đầu bên Chiêu Châu, bây giờ nước dương lại cử cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đến. Biết đánh kiểu gì bây giờ? Cho dù dương thanh mạnh hơn nữa thì cũng mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong mà thôi, tuy anh giết được Bách Lý Trường không có thực lực bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ bằng một chiêu, nhưng bên nước dương, cao thủ mạnh nhất đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đấy. Đội hình lần này của cao thủ nước dương đúng là rất mạnh. Cho dù không có Kitano Takeshi, đội hình của họ vẫn rất mạnh mẽ, người bên cạnh Kitano Takeshi là Yoshida Kakeru, phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương, nghe nói ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Còn người bên phải Kitano Takeshi là Aoki Yamato và Sendai Kabuto, họ đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ là ít nhất, chỉ với ba người này, hoàn toàn có thể áp đảo cao thủ Chiêu Châu. Có vẻ đến giờ, cao thủ mạnh nhất bên Chiêu Châu mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà thôi, còn đánh gì nữa. Cao thủ nước dương đúng là chơi chẽn, biết rõ gia tộc cổ võ của Chiêu Châu sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục, nếu họ giỏi thật, sao không đi khiêu chiến gia tộc cổ võ của Chiêu Châu đi. Các cao thủ bên đỗ trọng đều tức giận nói, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Họ không sợ chiến đấu, nhưng đội hình bên nước dương đúng là quá mạnh, chỉ với họ thì không thể là đối thủ. Nước dương có khoảng 4 cao thủ siêu phàm cửu cảnh, có lẽ bất cứ ai trong số họ cũng có thể áp đảo hết cao thủ Chiêu Châu. Sau khi xuất hiện, Kitano Takeshi ngồi vào chỗ của mình, khoanh tay trước ngực, nhắm nghiền mắt, như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến ông ta. Rõ ràng, Kitano Takeshi xuất hiện không phải vì muốn tham gia trận đấu, theo ông ta thấy, ở thế tục chiêu châu không có ai đủ tư cách để khiến ông ta ra tay. Lúc này, một cao thủ đến từ năm gia tộc lớn phía Bắc đứng cạnh đỗ trọng căng thẳng hỏi, "Ông đỗ, rốt cuộc cậu thanh mà ông vừa nhắc đến là ai? Cậu ấy được ông sùng bái như thế, chắc chắn sẽ rất mạnh." có thể đối phó Kitano Takeshi nhỉ? Sắc mặt đỗ trọng hơi khó coi, bỗng không biết nói thế nào. Ông ta vô cùng tin tưởng Dương Thanh, thậm chí tin sức chiến đấu của Dương Thanh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ, nhưng bây giờ, nước Dương lại cử một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ tới. Cho dù Dương Thanh mạnh thì cũng không thể là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đúng không? Hừ, đúng lúc này, một tiếng hử lạnh vang lên, mọi người thi nhau nhìn sang đó là Đinh Văn Trác, cao thủ số một của nhà họ Đinh thuộc một trong năm gia tộc lớn phía Bắc. Ông ta cười lạnh, cậu thanh chó má gì chứ? Mọi người bị Đỗ Trọng lừa rồi. Đỗ Trọng lập tức sầm mặt, nhìn về phía Đinh Văn Trác với vẻ không vui, ông nói hưu nói vượn gì đấy. Đinh Văn Trác lạnh lùng nói, một thanh niên chưa đầy 30 tuổi cũng xứng được chúng tôi gọi là cậu Thanh à. Nghe thấy thế, các cao thủ chiêu châu bên cạnh Đỗ Trọng đều biến sắc. Có người chất vấn, Đinh Văn Trác, ông có ý gì? Đinh Văn Chắc nói, cậu Thanh mà Đỗ Trọng nhắc đến chính là Dương Thanh, người tự xưng là vương của Yến Đô, cậu ta đắc tội với người của gia tộc cổ võ họ Bách Lý, nếu tôi không đoán sai, có lẽ tối qua cậu ta đã bị cao thủ của gia tộc Bách Lý giết rồi. Mọi người đừng nghĩ nhiều nữa, trận chiến giữa cao thủ Chiêu Châu và nước Dương hôm nay chỉ có thể dựa vào những người đang có mặt ở đây thôi. Nghe thấy thế, Đỗ Trọng cũng biến sắc, căm tức nhìn Đinh Văn Trác, quát lớn, ông nói linh tinh gì đấy, Đồ vô dụng như ông cũng có tư cách nói bậy về cậu Thanh à? Mấy cao thủ võ minh bên cạnh Đỗ Trọng cũng căm tức nhìn Đinh Văn Trác. Ông Đỗ, rốt cuộc là thế nào? Đinh Văn Trác nói có thật không? Chẳng lẽ cậu Thanh mà ông nhắc đến lại là Dương Thanh, vương của Yến Đô à? Tôi đã nghe nói về Dương Thanh rồi, nghe đồn một năm trước, cậu ta mới đạt đến siêu phàm ngũ cảnh, nhờ tính chất đặc biệt của Yến Đô và quy định cao thủ vương tộc, hoàng tộc không được bước vào đây, cậu ta mới trở thành vương của Yến Đô. Tuy cậu ta chỉ có thực lực siêu phàm ngũ cảnh, nhưng có thể đạt được thành tựu cao như thế khi chưa đầy 30, đúng là thiên phú của cậu ta rất yêu nghiệt, nhưng trận chiến ngày hôm nay không dựa vào thiên phú mà dựa vào sức chiến đấu, cho dù thiên phú của cậu ta cao hơn nữa, chẳng lẽ có thể đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh của nước Dương Ư? Trong lúc nhất thời, cao thủ các phe vừa ra sức nịnh nọt đỗ trọng đều bàn tán ẩm ý, có ý chỉ trích đỗ trọng không biết nhìn người. Đinh Văn Chắc liên tục cười lạnh. Ông ta thừa cơ nói, các vị, Võ Minh vốn do tôi thành lập để tập hợp cao thủ các thế lực ở Chiêu Châu lại, cùng đối phó với cao thủ nước Dương, nào ngờ đỗ trọng lại thiên vị, kéo Dương Thanh vào Võ Minh, còn cho cậu ta làm chủ Võ Minh nữa. Tôi nghĩ Võ Minh nên là của mọi cao thủ Chiêu Châu, chứ không phải của đỗ trọng, do đó tôi đề nghị, cao thủ các thế lực ở Chiêu Châu cũng có thể gia nhập Võ Minh, cũng tiện cho cao thủ thế tục chúng ta gặp nhau sau này, cùng giải quyết chuyện trong giới võ thuật. Đinh Văn Chắc cao giọng nói với thái độ đầy chính nghĩa. Nghe thấy thế, Cao thủ các thế lực lập tức sáng mắt lên, nếu võ minh có thể tập hợp cao thủ giải rác ở thế tục chiêu châu lại, đúng là sẽ rất mạnh. Làm gì có gia tộc nào không nhòm ngó sức mạnh khổng lồ như thế chứ? Rõ ràng đinh văn chắc cố ý, có một câu ông ta không nói sai, đúng là võ minh do ông ta thành lập, nhưng cũng không đơn giản như bề ngoài. Ông ta thành lập võ minh trước chính là vì bồi dưỡng một thế lực mạnh mẽ cho nhà họ đinh. Vì thế ông ta còn mời cả bách lý trường không có thực lực bán bộ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ từ gia tộc cổ võ họ bách lý đằng sau nhà họ đinh tới nhưng ông ta không ngờ bách lý trường không lại rác rưởi như thế bị dương thanh giết bằng một đòn bây giờ dương thanh đã trở thành minh chủ võ minh đỗ trọng cũng có quan hệ mật thiết với dương thanh nhà họ đinh gần như không còn bất kỳ hy vọng gì để nắm giữ võ minh nữa nếu đã thế chi bằng phá tung nó lên để các thế lực lớn của chiêu châu vào cuộc đến khi đó nếu nội bộ Võ Minh rối loạn, có lẽ nhà họ Đinh sẽ kiếm được vài lợi ích. Sắc mặt Đỗ Trọng lập tức u ám tới cực điểm, lời Đinh Văn Trác nói đã khiến Võ Minh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quả nhiên, khi nhìn Đỗ Trọng, ánh mắt của những người vừa nịnh nọt ông ta từ các thế lực khác đều lóe lên vẻ tham lam. Tôi nghĩ Đinh Văn Trác nói không sai, Chiêu Châu nên thành lập Võ Minh, tập hợp hết cao thủ của thế tục Chiêu Châu lại, như thế thì chúng ta mới không bị động giống hôm nay. Người của một thế gia võ thuật phía Tây Trần nói. Tôi cũng đồng ý với Đinh Văn Trác, Chiêu Châu nên thành lập một liên minh từ người luyện võ từ lâu rồi, chỉ khi võ minh chúng ta mạnh mẽ thì mới có ưu thế khi đối mặt với thế lực nước ngoài. Cũng như lần này, nếu võ minh được thành lập sớm, các thế lực chúng ta hợp sức với nhau, cho dù không tìm được cao thủ siêu phàm cửu cảnh, nhưng chúng ta cũng có thể liên hệ với người của gia tộc cổ võ đằng sau chúng ta, để họ cử cao thủ mạnh hơn gia nhập võ minh, cùng chống lại kẻ địch mạnh. Ông Đỗ, võ minh là của tất cả cao thủ chiêu châu chúng ta, cậu thanh mà ông nhắc đến chỉ là một thằng nhãi danh có tí thiên phú mà thôi, không đủ tư cách trở thành minh chủ võ minh, chỉ bằng chúng ta chọn lại một cao thủ có đủ danh vọng và thực lực để đảm nhiệm chức minh chủ võ minh nhé. Trong lúc nhất thời, các cao thủ chiêu châu bên cạnh đỗ trọng thi nhau nói. Thậm chí ngay cả một số cao thủ của võ minh cũng hùa với cao thủ các thế lực, muốn chọn lại minh chủ. Sắc mặt đỗ trọng hết sức khó coi, trong tình huống cao thủ nước dương và truyền thông đều ở đây, Cao thủ Chiêu Châu lại đấu đá nội bộ, muốn được chia lợi ích từ Võ Minh. Sau khi chú ý tới tình huống bên này, các phóng viên thi nhau lấy máy quay ra, nhắm về phía cao thủ Chiêu Châu, điên cuồng quay chụp và thuyết minh. Rất nhiều người nhìn cao thủ Chiêu Châu với vẻ mặt dí dỏm. Bên bàn tiệc của cao thủ nước Dương, Yoshida Kakeru nhìn cảnh tượng phía đối diện, nhếch miệng cười trêu ngươi, lạnh lùng nói, khó trách võ thuật Chiêu Châu ngày càng suy yếu, chỉ vì một lợi ích cực nhỏ, các thế lực có thể đấu đá đến mức đầu rơi máu chảy. Sendai Kabuto bên cạnh cũng cười nói, cao thủ chiêu châu chẳng có gì đáng sợ, có lẽ trận đấu hôm nay còn không cần chúng ta ra tay. Aoki Yamato lại có vẻ nghiêm nghị, các ông đừng quên gia tộc cổ võ của chiêu châu, nếu không phải vì gia tộc cổ võ chiêu châu không muốn nhúng tay vào chuyện thế tục, bất cứ cao thủ hàng đầu nào cũng không phải người mà chúng ta có thể đối phó, chẳng hạn như cao thủ của gia tộc cổ võ mà chúng ta gặp ở Dinh Thự Vân Phong tối qua. Nghe thấy thế, Sendai Kabuto và Yoshida Kakeru đều sầm mặt, họ biết rõ bách lý kinh vân mà họ gặp tối qua rất mạnh cho dù hôm nay đã có kitano takeshi ở đây rồi họ vẫn vô cùng bất an hội trưởng nếu cao thủ của gia tộc cổ võ chiêu châu xuất hiện khi đó phiền ông ra tay nhé yoshida kakeru bỗng nhìn về phía kitano takeshi đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế chính nói kitano takeshi chậm rãi mở mắt ra lạnh nhạt nói chỉ cần gia tộc cổ võ chiêu châu dám ra tay tôi đảm bảo sẽ khiến họ không sống nổi ba giây Nhìn dáng vẻ tự tin của ông ta, đám người Yoshida Kakeru yên tâm hẳn, Kitano Takeshi đã dám nói năng ngông cuồng như thế, tức là rất tự tin về thực lực của mình. Cao thủ Chiêu Châu vẫn đang tranh luận về chuyện của Võ Minh, giờ đấu võ mà hai bên quyết định, 9 giờ đã đến. Trọng tài mặc trang phục luyện võ nước dương bước lên sàn đấu trong võ thần quán, cao giọng nói, mời các vị trật tự một chút ạ. Nhưng sau khi ông ta dứt lời, xung quanh vẫn chưa im ắng ngay, cao thủ Chiêu Châu vẫn đang tranh luận, Ai cũng kích động, chỉ thiếu điều đánh nhau. Trọng tài nước Dương nhíu mày, nói lớn với cao thủ Chiêu Châu, mời cao thủ Chiêu Châu giữ trật tự. Bây giờ trận đấu giữa cao thủ nước Dương và cao thủ Chiêu Châu sẽ chính thức bắt đầu. Lúc này, cao thủ Chiêu Châu mới hoàn hồn. Đỗ Trọng giận run người, tất cả im lặng cho tôi. Nếu muốn làm minh chủ Võ Minh, sau khi trận đấu giữa chúng ta và cao thủ nước Dương kết thúc thì tính tiếp. Ông ta vô cùng tức giận bây giờ không chỉ mình ai đó mất mặt mà là tất cả các cao thủ chiêu châu. Cảnh họ tranh luận hồi nãy đã bị truyền thông quay được, chắc chắn những video này sẽ bị lan truyền khắp thế giới. Trừ khi cao thủ chiêu châu giành được thắng lợi cuối cùng, bằng không sau này, cao thủ chiêu châu sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới. Thấy đỗ trọng nổi giận, các cao thủ mới bình tĩnh lại. Trọng tài nói tiếp, đầu tiên, tôi sẽ phổ biến một số quy tắc của trận đấu. Những người đang có mặt đều giữ im lặng trọng tài hắng giọng nói lớn người của bên nào thắng cuối cùng trong trận đấu hôm nay thì bên đó sẽ chiến thắng về quy tắc của trận đấu rất đơn giản đó là tiến hành theo hình thức một đấu một cao thủ chiến thắng cuối cùng thuộc về thế lực bên nào thì bên đó chính là bên thắng hôm nay hai bên có vấn đề gì không ạ yoshida kakeru đại diện cho cao thủ nước dương lạnh lùng nói không có bên chiêu châu đều im lặng những cao thủ vừa đòi trở thành minh chủ võ minh đều không dám nói tiếp nữa nếu đánh đông có lẽ họ còn dám mở miệng, nhưng quy tắc lại là đấu theo hình thức một, một, hay nói cách khác, nếu muốn thể hiện trong trận đấu này, bắt buộc phải lên sàn đấu để đánh với cao thủ nước dương. Tuy họ tự thấy mình rất mạnh, nhưng cũng biết tình hình cao thủ nước dương, Kitano Takeshi dẫn đầu là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, ngoài ra còn có ba cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ và sơ kỳ nữa. Cho dù họ mạnh đến mấy thì cũng không thể là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Đỗ Trọng thấy mọi người im lặng, Tức giận nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải hồi nãy các người đều rất ngông cuồng, muốn thay mặt Võ Minh cho cao thủ nước Dương đẹp mặt ư? Sao giờ lại ỉu xìu hết thế? Vô dụng, rác rưởi. Ông ta nói rồi nhìn về phía trọng tài trong Võ Thần quán, nói lớn, bên Chiêu Châu không có vấn đề gì. Trọng tài nhìn quanh, cao giọng nói, nếu vậy, trận chiến giữa cao thủ nước Dương và cao thủ Chiêu Châu chính thức bắt đầu. Mời mỗi bên cử một cao thủ lên sàn đấu. Nghe thấy trọng tài nói thế, bên phía nước Dương Yoshida Kakeru nhìn về phía một cao thủ siêu phàm ngũ cảnh cạnh mình, lạnh lùng nói, Yamamura Kazuya, ông lên trước đi, đừng khiến tôi thất vọng. Một cao thủ trung niên mặc đồng phục của Hiệp hội Võ thuật nước dương vội đứng dậy, Phó hội trưởng yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không khiến ông thất vọng. Ông ta nói rồi bỗng chạy, khi cách sàn đấu mười mấy bước thì đột một tăng tốc, dậm mạnh chân, bật lên cao như bọ ngựa. Dầm, Yamamura Kazuya vững vàng đáp xuống sàn đấu, chiêu này khiến mọi người trầm trồ cao thủ nước dương lập tức tiếng hoan hô bầu không khí cũng sôi trào bên chiêu châu cả đám cao thủ đều có vẻ nghiêm nghị các cao thủ đến từ bốn gia tộc phía đông tây nam bắc cũng không tích cực như khi tranh giành vị trí minh chủ võ minh nữa ai cũng im ri sợ đỗ trọng gọi họ lên sàn đấu đầu tiên từ cách lên sàn của yamamura kazuya có thể thấy ông ta cũng không yếu đỗ trọng nhìn các cao thủ chiêu châu lập tức ngừng ở đinh văn trác lạnh lùng nói đinh văn trác Hôm qua Minh chủ đã nói, có thể cho ông thêm một cơ hội ở lại võ minh, nhưng trong trận đấu hôm nay, ông phải đánh trận đấu. Ông có thực lực siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, còn cao thủ nước Dương kia mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong thôi, ông không định nắm lấy cơ hội ở lại võ minh này hả? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn Đinh Văn Trác. Sắc mặt Đinh Văn Trác lập tức trở nên hơi khó coi, tuy ông ta là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, nhưng cũng chỉ là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ bình thường thôi. Yamamura Kazuya được cử lên sàn đấu đầu tiên, cho dù cảnh giới của ông ta mới tới siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, nhưng chắc chắn sức chiến đấu sẽ vượt xa siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong rồi. Ông ta có thể ra tay đấy, nhưng với thực lực siêu phàm lục cảnh sơ kỳ của ông ta, nhớ thua dưới tay Yamamura Kazuya mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong thì chẳng phải càng thêm mất mặt à. Hừ, Đinh Văn chắc thoáng suy tư rồi hừ lạnh, tôi không hề đồng ý với Dương Thanh rằng sẽ đánh trận đầu, cậu ta tự nói thế thôi. Đỗ trọng hơi hít mắt, sao thế? Ông không định ở lại võ minh ngà. Đinh Văn chắc cười lạnh, võ minh do tôi thành lập trước, Dương Thanh lấy tư cách gì để đảm nhiệm chức minh chủ võ minh? Hơn nữa, hôm nay cao thủ của các thế lực ở thế tục chiêu châu đều ở đây, chẳng lẽ Dương Thanh vẫn định giữ vị trí minh chủ à? Cậu ta có tư cách chắc. Cho dù muốn đuổi tôi khỏi võ minh, cũng phải do minh chủ võ minh thực sự quyết định, bây giờ trận đấu giữa chúng ta và cao thủ nước Dương vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa biết ai có thể đảm nhiệm chức minh chủ võ minh của Chiêu Châu. Nghe thấy Đinh Văn Trác nói thế, có cao thủ đến từ gia tộc lớn mở miệng, ông Đinh nói không sai, Dương Thanh còn chưa có tư cách quyết định xem sẽ đuổi ai khỏi võ minh, chưa bàn đến việc cậu ta có tư cách trở thành minh chủ võ minh không, cho dù cậu ta có tư cách thật, cũng không thể đuổi người ta khỏi võ minh chỉ với một câu chứ. Thấy có người nói giúp mình, Đinh Văn Trác vô cùng đắc ý, cười híp mắt, nhìn chăm chăm vào đỗ trọng, đỗ trọng, thật ra tôi cũng hơi tò mò, trận chiến giữa cao thủ nước dương và chiêu châu đã bắt đầu rồi sao dương thanh vẫn chưa xuất hiện thế hay cậu ta biết hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương là kitano Takeshi tới nên sợ mất mật rồi đỗ trọng lập tức nổi giận quát ông nói nhảm ít thôi người khác không biết cậu thanh mạnh bao nhiêu chẳng lẽ ông cũng không rõ à ngay cả bách lý trường không có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong cũng bị cậu ấy giết bằng một đòn ông nói đi cậu ấy sẽ sợ cao thủ nước dương chắc đinh văn chắc cười ha hả nếu không sợ, sao cậu ta lại biến mất vào lúc quan trọng này đây? Trong lúc nhất thời, các cao thủ Chiêu Châu khác đều nhìn Đỗ Trọng. Ngay cả rất nhiều người đã gia nhập Võ Minh hôm qua cũng có vẻ ngờ vực. Dù sao họ cũng mới gặp Dương Thanh hôm qua, cũng không rõ cách làm người của Dương Thanh lắm, nên họ nghi ngờ Dương Thanh sợ cũng rất đối bình thường. Đỗ Trọng giận run người, ông ta khẳng định Dương Thanh không bao giờ sợ chiến đấu nên không dám xuất hiện, chắc chắn anh đang vướng chuyện gì đó thôi. Đúng lúc này, trọng tài bất mãn nói, mời chiêu châu cử cao thủ lên sàn đấu. Cho mọi người một phút, nếu vẫn không có ai lên đánh thì xem như chiêu châu thua trận đấu ngày hôm nay. Nghe thấy thế, các cao thủ chiêu châu mới hoàn hồn. Tuy rất nhiều người có ý đồ khác, nhưng cũng có không ít cao thủ tới vì danh dự của chiêu châu. Có người nói ngay, các vị, không nên tranh cãi nữa, người của các thế lực đều đang nhìn, giờ trận đấu vừa bắt đầu, chúng ta lại không có cao thủ nào dám nghênh chiến, chẳng phải đang tự làm bẽ mặt mình ư. Tôi hy vọng nếu các vị có ân oán gì thì có thể tranh cái tiếp sau khi trận đấu kết thúc, tiếp đến, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cùng đối phó cao thủ nước dương. Chẳng phải có rất nhiều người muốn làm minh chủ võ minh à. Chỉ bằng chúng ta quyết định thế này đi, ai giúp Chiêu Châu giành được thắng lợi cuối cùng thì sẽ là minh chủ võ minh nhé. Tôi đồng ý, tôi cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời, cao thủ Chiêu Châu thi nhau nói. Đỗ Trọng biết bây giờ chỉ có thể thế này, thấy thời hạn một phút sắp hết đỗ trọng nhìn về phía một cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ trầm giọng nói vương trung ông đánh trận đầu nhé ừ một người đàn ông trung niên vạm vỡ vội bước về phía sàn đấu yamamura kazuya như không thấy vương trung đang bước về phía sàn đấu nhắm nghiền mắt như đã ngủ thiếp đi thấy hành động của đối phương vương trung vô cùng tức giận nghiến răng tôi là vương trung xin chỉ giáo lúc này mới yamamura kazuya mới mở mắt ra khinh thường nhìn vương trung lạnh lùng nói, tôi cho ông cơ hội ra tay trước, bằng không đến lúc tôi ra tay, ông không có cơ hội đánh đâu. Vương Trung lập tức bị chọc giận, hét lớn, đồ khốn, ông chán sống rồi. Ông ta nói rồi hơi nhích chân, lao về phía Yamamura Kazuya. Còn chưa xông tới trước mặt Yamamura Kazuya, ông ta đã giờ nắm đấm lên, định đánh bại đối phương chỉ với một đòn. Trong mắt Yamamura Kazuya bỗng lóe lên ánh sáng sắc bén, đúng lúc nắm đấm của vương trung sắp giáng xuống ông ta hành động dầm một tiếng động lớn vang lên cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ xảy ra vương trung xông về phía yamamura kazuya trước bay lên cao lao về phía cao thủ chiêu châu đám người còn chưa hoàn hồn tiếng va chạm nặng nề đã vang lên vương trung rơi xuống đất cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi ai cũng trợn tròn mắt với vẻ không dám tin nhất là các cao thủ chiêu châu lại càng thêm kinh hãi Vương Trung là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ, lại bị đối phương đánh bại trong một giây. Quan trọng là Yamamura Kazuya mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong, lẽ ra không phải đối thủ của Vương Trung mới đúng. Audio điện tử võ tấn bền Cao thủ nước dương, Yamamura Kazuya thắng. Trọng tài bước lên trước, lớn tiếng tuyên bố. Lúc này đám người mới hoàn hồn, bầu không khí bên phía cao thủ nước dương đã sôi trào từ nãy. Trong võ thần quán tràn ngập tiếng hoan hô của cao thủ nước Dương. Còn sắc mặt của cao thủ Chiêu Châu thì trắng bệch, trận đấu vừa bắt đầu, Chiêu Châu đã thua ván đầu tiên, tuy trận đấu lần này không so sánh việc bên nào thắng nhiều hơn, mà xét xem bên nào có người mạnh nhất, nhưng ván đầu sẽ cổ vũ sĩ khí, bên nào thắng thì sĩ khí của bên đó cũng cao hơn. Lúc này, sĩ khí của cao thủ nước Dương tăng vọt, còn sĩ khí của cao thủ Chiêu Châu bỗng thấp hẳn, mới hồi nãy, họ còn đang nghĩ phải thắng ván đầu sắc mặt đỗ trọng khó coi tới cực điểm nhìn vương trung bị người ta đưa đi siết chặt nắm tay tuy vương trung mới lên sàn đấu có một giây nhưng đã bị đối phương đánh chúng đan điền tu vi võ thuật cũng mất đến giờ ông ta vẫn đang hôn mê đối với bất cứ cao thủ nào mất đi võ công cũng là cú sốc tàn nhẫn nhất họ thà chết trên chiến trường chứ không muốn biến thành kẻ tàn phế chẳng biết sau khi tỉnh lại phát hiện võ công đã mất vương trung có chấp nhận nổi sự thật này không xem ra tranh lệch giữa cao thủ nước dương chúng ta và chiêu châu rất lớn yamamura kazuya mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong mà đã đánh bại được cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ bằng một đòn ha 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 yoshida kakeru cười lớn cao thủ của hiệp hội võ thuật nước dương cạnh ông ta cũng thi nhau gieo hò chuyện này khiến cao thủ chiêu châu cảm thấy vô cùng nhục nhã đây vốn là địa bàn của họ giờ chẳng khác gì địa bàn của người ta trọng tài nhìn về phía yamamura kazuya hỏi Ông Yamamura Kazuya cho hỏi ông có định nhận lời khiêu chiến tiếp không? Hay nghỉ ngơi một lát rồi mới nhận lời khiêu chiến từ cao thủ Chiêu Châu thế? Theo quy tắc, bên chiến thắng sẽ phải ở lại sàn đấu, nhưng sau khi một ván kết thúc, người thắng có thể lựa chọn nghỉ ngơi 10 phút rồi mới nhận lời khiêu chiến tiếp. Yamamura Kazuya cười khẩy, lạnh lùng nói, tôi đã đánh bại cao thủ siêu phàm Lục Cảnh Sơ Kỳ với thực lực siêu phàm Ngũ Cảnh Đỉnh Phong, ông nghĩ tôi cần nghỉ ngơi à? Nghe thấy thế, cao thủ bên nước Dương thi nhau hò reo. Yamamura Kazuya, tốt lắm. Không hổ là cao thủ nước Dương chúng ta, đúng là lợi hại. Ngay cả cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ của Chiêu Châu cũng bị Yamamura Kazuya đánh bại trong một đòn, nếu cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ không ra tay, chắc không ai là đối thủ của Yamamura Kazuya mất. Cao thủ siêu phàm cảnh Chiêu Châu và cao thủ siêu phàm cảnh nước Dương chúng ta tranh nhau nhiều lắm không chừng chiêu châu phải cử cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ ra thì mới đánh bại được Yamamura Kazuya. Cao thủ nước dương bàn tán ẩm ý, ai cũng có vẻ trêu ngươi, giọng điệu sặc mùi mỉa mai. Chuyện này khiến cao thủ chiêu châu càng thêm nhục nhã. Ai cũng siết chặt nắm tay, ngay cả các cao thủ đỉnh cao đến từ những gia tộc lớn muốn tranh giành chức minh chủ võ minh trước đó cũng vô cùng tức giận. Nước dương đang sỉ nhục cao thủ chiêu châu, nhưng đúng là cao thủ siêu phàm lục cảnh sơ kỳ của Chiêu Châu đã thua cao thủ siêu phàm ngũ cảnh của nước Dương, hơn nữa còn bị đối phương đánh bại bằng một đòn. Cho dù cao thủ Chiêu Châu muốn phản bác thì cũng không có cớ. Sắc mặt Đỗ Trọng u ám tới cực điểm, ông ta nhìn cao thủ Chiêu Châu, lạnh lùng nói, các vị cũng thấy khó chịu đúng không? Bây giờ không phải lúc chúng ta đấu đá nhau, tôi hy vọng mọi người sẽ bỏ qua lợi ích, chủ động đứng ra theo thực lực của bản thân, khiêu chiến cao thủ nước Dương. Sau khi ông ta dứt lời, một cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ bước ra, nghiến răng nghiến lợi, tôi tên Tần Hảo, có thực lực siêu phàm lục cảnh trung kỳ, ván tiếp theo để tôi đánh đi, trừ khi tôi chết, bằng không chắc chắn tôi sẽ không thua. Đỗ Trọng gật đầu, vỗ vai Tần Hảo, tốt lắm. Ván này ông lên đi. Tần Hảo gật mạnh đầu, bước lên sàn đấu. Thấy cao thủ chiêu châu lên sàn đấu, Trọng Tài lập tức tuyên bố, ván thứ hai bắt đầu. Yamamura Kazuya hít mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hạo rồi lại nhắm nghiền mắt, cũng có vẻ khinh thường như khi đánh với Vương Trung, hình như không coi Tần Hạo ra gì. Trong mắt Tần Hạo lóe lên sát khí, ông ta cắn răng, ông sẽ phải trả giá đắt vì sự ngông cuồng của mình. Sau khi Tần Hạo dứt lời, khí thế siêu phàm lục cảnh trung kỳ bỗng bùng nổ từ người ông ta. Rốt cuộc Yamamura Kazuya cũng mở mắt ra, trong mắt có vẻ nghiêm nghị. Rõ ràng ông ta cũng nhận thấy thực lực của đối thủ lần này hơn xa Vương Trung. Hừ, Yamamura Kazuya cười lạnh, người chiêu châu đúng là chưa chẽn tôi mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong mà các người lại cử cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ khiêu chiến tôi hơn tôi hẳn hai cảnh giới cơ đấy nhưng không sao tôi sẽ dùng thực lực để tát mạnh vào mặt cao thủ chiêu châu các người để cao thủ chiêu châu biết trước thực lực tuyệt đối âm mưu thủ đoạn gì cũng vô dụng thôi câu nói này khiến cao thủ chiêu châu vô cùng tức giận đồ khốn tân hạo đánh tên khốn nước dương này mạnh vào cho ông ta biết không được phép xỉ nhục cao thủ chiêu châu Đúng thế, đánh ông ta mạnh vào, đánh đến mức mẹ ông ta cũng không nhận ra ấy. Tên khốn này đúng là khinh người quá đáng. Cao thủ chiêu châu đều tức điên. Tần hạo lạnh lùng nhìn Yamamura Kazuya, nói, tôi tấn công đây, ông chuẩn bị xong rồi chứ. Nhưng ông ta vừa dứt lời, Yamamura Kazuya đã lao đến chỗ ông ta trước. Tần hạo lập tức biến sắc, bỗng đấm về phía trước. Dầm, một tiếng động rất lớn vang lên, nắm đấm của Tần Hạo và Yamamura Kazuya va mạnh vào nhau, Tần Hạo lập tức lùi năm, sáu bước, suýt ngã khỏi sàn đấu. Cẩn thận, cao thủ Chiêu Châu đều sững sờ. Tần Hạo là cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ mà cũng sắp thua ư. Tuy ván đấu vừa bắt đầu, nhưng chưa gì Tần Hạo đã bị Yamamura Kazuya dồn đến rìa sàn đấu rồi. Sĩ khí bên cao thủ nước dương tăng vọt, bắt đầu hoan hô. Yamamura Kazuya, cố lên. Yamamura Kazuya, đừng nương tay, đánh ông ta mạnh vào, cho cao thủ chiêu châu biết họ đều là đồ vô dụng không chịu nổi một đòn. Cao thủ nước Dương ra sức hò hét, xung quanh nhốn nháo cả lên. Phóng viên bên dưới đều dơ máy quay, điên cuồng quay chụp cảnh tượng này. Trên sàn đấu, Yamamura Kazuya như giã thú đang bùng nổ, điên cuồng tấn công Tần Hạo. Tần Hạo bị đối phương đánh cho trở tay không kịp, liên tục lùi ra sau, có mấy lần suýt ngã khỏi sàn đấu thấy tần hạo lùi lại liên tục cao thủ chiêu châu cảm thấy hết sức nặng nề yamamura kazuya là cao thủ hàng đầu của nước dương tuy ông ta mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong có thể đánh bại vương trung hơn một cảnh giới nhỏ cũng không phải chuyện quá đáng kinh ngạc đừng nói là cao thủ có thiên phú hàng đầu của nước dương ngay cả một số cao thủ có thiên phú cực kỳ xuất chúng của chiêu châu cũng làm được điều đó nhưng tần hạo là cao thủ siêu phàm lục cảnh trung kỳ đấy yamamura kazuya thua ông ta tận hai cảnh giới nhỏ nếu Tần Hạo thua nốt, chẳng phải thiên phú của Yamamura Kazuya quá mức đáng sợ ư. Tần Hạo cũng nhận thấy sự mạnh mẽ của đối thủ, nét mặt hết sức nghiêm nghị, ông ta biết nếu cứ thế này, chắc chắn ông ta cũng sẽ thua. Dầm, khí thế khủng khiếp bỗng bùng nổ từ người Tần Hạo. Trước sự khiếp sợ của mọi người, mắt ông ta biến thành màu đen, ngay cả lòng trắng ở mắt cũng đen xì, trông ông ta hết sức đáng sợ, như ác quỷ đến từ địa ngục. Thực lực của ông ta cũng tăng mạnh. Hồi nãy ông ta mới đến siêu phàm lục cảnh trung kỳ, nhưng bây giờ quanh người ông ta đã tràn ngập khí thế của siêu phàm lục cảnh hậu kỳ rồi. Đây là bí pháp không truyền cho người ngoài của nhà họ Tần, sau khi sử dụng thì sẽ khiến thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn, không ngờ Tần Hạo đã học được bí pháp này. Sau khi nhìn thấy sự biến đổi trên người Tần Hạo, có cao thủ Chiêu Châu với kiến thức sâu rộng mở miệng phân tích. Quả nhiên sau khi dùng bí pháp, thực lực của Tần Hạo lập tức tăng vọt, tốc độ cũng nhanh hẳn xuất hiện trước mặt Yamamura Kazuya như thuần di. Yamamura Kazuya cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm nghị, không hề do dự, giơ tay đấm một phát. Đòn tấn công của Yamamura Kazuya vẫn chậm. đúng lúc ông ta giơ nắm đấm, Tần Hạo đã đấm mạnh vào ngực Yamamura Kazuya. Rầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Yamamura Kazuya liên tục lùi ra sau. ông ta muốn đứng vững nhưng không sao ngừng lại nổi. Khi ông ta sắp lùi đến rìa sàn đấu, đòn tấn công của Tần Hạo lại ập tới. Lần này, Yamamura Kazuya không có cả cơ hội đánh trả, bị Tần Hạo đấm trúng ngực, bay lên cao rồi rơi khỏi sàn đấu. Tần Hạo thắng. Xung quanh lặng ngắt, ai cũng kinh ngạc nhìn Tần Hạo trên sàn đấu. Cuối cùng Yamamura Kazuya cũng thua rồi ư? Tốt lắm. Tiếng hoan hô mừng rỡ bỗng vang lên từ bên chiêu châu, rồi trở thành tiếng hò reo dữ dội sĩ khí của bên chiêu châu đạt đến trạng thái cao nhất tất cả cao thủ chiêu châu đang có mặt đều gieo hò khiến không gian xung quanh như rung chuyển đỗ trọng mừng rỡ cười lớn tân hạo tốt lắm tiếp đến phải dạy dỗ cao thủ nước dương cho tử tế để họ biết cao thủ chiêu châu chúng ta cũng không phải loại vô dụng nhưng chuyện khiến cao thủ chiêu châu bất mãn nhanh chóng xảy ra ván tiếp theo nên bắt đầu nhưng mãi mà nước dương vẫn không cử cao thủ tiếp theo lên sàn đấu không những thế trọng tài cũng lấy cớ đi vệ sinh Đám khốn kiếp nước dương này đúng là hèn hạ chơ chẽn, họ biết Tần Hạo dùng bí pháp, bí pháp có thời hạn nên cố tình kéo dài thời gian để chờ bí pháp của Tần Hạo hết hiệu lực. Đỗ Trọng tức giận nói, tôi biết ngay người nước dương sẽ không đàng hoàng khi đấu võ mà, tôi còn nghi ngờ Yamamura Kazuya đã dùng chất cấm gì đó nên mới mạnh như vậy, bằng không, sao ông ta có thể suýt đánh bại Tần Hạo đã đạt đến siêu phàm lục cảnh trung kỳ bằng thực lực siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong chứ. Một cao thủ chiêu châu nhíu mày, lạnh lùng nói. Đỗ Trọng nhìn về phía đối phương, nói: "Trận đấu này vốn xuất phát từ nước Dương, trọng tài cũng là người của họ, hơn nữa trước khi đánh cũng không đặt ra quy tắc gì, cho dù Yamamura Kazuya dùng chất cấm thì cũng không tính là phạm quy." Theo quy tắc của giới võ thuật Chiêu Châu, khi đấu võ, cao thủ chỉ có thể dùng bí pháp để tăng thực lực lên, những thủ đoạn dùng ngoại vật để tăng thực lực đều phạm quy hết. Nhưng quy tắc của trận đấu này không phải do cao thủ Chiêu Châu chỉ định. Nhưng cái đã hết 10 phút, trọng tài mới xuất hiện. Còn chơi chẽn giải thích, xin lỗi nhé, tôi bị tiêu chảy, làm mất một ít thời gian, tiếp đến, trận đấu sẽ tiếp tục. Mời cao thủ nước dương lên sàn đấu. Lúc này, màu đen trong mắt tần hảo đã biến mất hơn nửa, tức là hiệu quả của bí pháp mà ông ta dùng sắp hết rồi. Đỗ trọng siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, người nước dương đúng là quá hèn. Những bí pháp giúp tăng thực lực trong thời gian ngắn đều có tác dụng phụ rất lớn, sau khi hiệu quả của bí pháp biến mất, người dùng sẽ bị bí pháp cắn trả thực lực giảm mạnh, thậm chí kém xa thực lực của bản thân. Lần này, một cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ bước thẳng lên sàn đấu. Đối phương nhìn về phía Tần Hạo bằng ánh mắt hết sức khinh thường, tuy bây giờ Tần Hạo cũng có thực lực siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, nhưng lại dùng bí pháp, còn cao thủ nước dương này đã có thực lực siêu phàm lục cảnh hậu kỳ sẵn rồi. Ván đấu bắt đầu. Sau hiệu lệnh của trọng tài, cao thủ nước dương này xông thẳng đến chỗ Tần Hạo. Tần Hạo cố chịu tác dụng phụ sau khi hết bí pháp, đỡ đòn. Dầm. Sau một tiếng động rất lớn, Tần Hạo bị đối phương đánh bay ra xa. Dầm. Ngay sau đó, Tần Hạo rơi xuống giữa các cao thủ chiêu châu, hộp máu, hôn mê bất tỉnh. Cao thủ nước dương kia ngạo nghễ nhìn về phía cao thủ chiêu châu, dưới siêu phàm thất cảnh, tôi vô địch, các người cứ lên đi. Thái độ của đối phương hết sức ngông cuồng, mới đến siêu phàm lục cảnh hậu kỳ mà đã dám nhận mình vô địch dưới siêu phàm thất cảnh. Hay nói cách khác, cho dù Chiêu Châu cử cao thủ bán bộ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ ra, ông ta cũng tự tin sẽ đánh bại người đó. Tên khốn này quá ngông cuồng, để tôi dạy dỗ ông ta. Một cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ của Chiêu Châu xông thẳng lên sàn đấu. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cao thủ Chiêu Châu hoàn toàn tuyệt vọng. Năm cao thủ dưới siêu phàm thất cảnh liên tục thua dưới tay cao thủ nước Dương này, thậm chí còn có một cao thủ bán bộ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ và hai cao thủ siêu phàm lục cảnh đỉnh phong Đối với cao thủ Chiêu Châu, đây đúng là sự sỉ nhục lớn nhất, nhưng đúng là đối phương rất mạnh, như ông ta đã nói, ông ta vô địch dưới siêu phàm thất cảnh. Ông Đỗ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể cử cao thủ siêu phàm thất cảnh lên đánh với cao thủ nước dương này chứ. Một cao thủ Chiêu Châu nhìn về phía Đỗ Trọng, tức giận hỏi, tại sao trận đấu đã bắt đầu lâu như thế mà cậu Thanh Ông nói vẫn chưa xuất hiện, hay cậu ta sợ hết hồn trước đội hình mạnh mẽ của cao thủ nước dương rồi nên không dám ra mặt nghe thấy cao thủ chiêu châu kia chất vấn sắc mặt đỗ trọng hết sức khó coi bởi vì trận đấu đã bắt đầu rất lâu nhưng dương thanh mãi vẫn chưa xuất hiện người khác suy đoán lung tung cũng bình thường đúng thế chẳng phải hồi nãy ông đỗ còn nói thanh niên tên dương thanh kia rất mạnh có thực lực trên cả ông đỗ ư sao giờ cậu ta vẫn chưa xuất hiện chứ ông đỗ hay dương thanh có bối cảnh là gia tộc cổ võ mạnh mẽ nào đó nên ông mới cố tình tâm bốc cậu ta trong lúc nhất thời cao thủ chiêu châu liên tục chất vấn đỗ trọng đinh văn trác cũng có trong số đó trên mặt ông ta đầy ý cười ông ta đang cần kết quả này chẳng phải đỗ trọng nói dương thanh rất mạnh ư vậy để cao thủ chiêu châu chất vấn tất cả im lặng cho tôi đỗ trọng tức giận quát bây giờ là lúc quan trọng nhất của trận đấu ai dám nói nhảm nữa đừng trách tôi không khách sáo ông ta nói rồi nhìn về phía thái chính dương trầm giọng nói thái chính dương ông đánh ván tiếp theo nhé Thái Chính Dương là cao thủ của một trong ba gia tộc lớn phía Tây Chiêu Châu, là cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ hàng thật giá thật. Bây giờ, bên Chiêu Châu không còn mấy ai có thực lực siêu phàm thất cảnh nữa, trừ Đỗ Trọng đã đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ ra thì còn hai cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Tiếp đến chính là Thái Chính Dương và hai cao thủ siêu phàm thất cảnh khác. Nhưng Thái Chính Dương chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ, còn hai cao thủ kia đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong cao thủ trên sàn đấu của nước dương mới đến siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, nếu chiêu châu cử cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong lên thật thì đúng là quá vô lý. Nếu không phải vì cao thủ siêu phàm lục cảnh đỉnh phong đều không đánh lại cao thủ nước dương siêu phàm lục cảnh hậu kỳ kia, đỗ trọng cũng chẳng muốn chịu nhục, bảo cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ như Thái Chính Dương ra tay. Sắc mặt Thái Chính Dương hơi khó coi, ông ta lạnh lùng nói, ông đỗ, ông coi thường tôi quá rồi đấy. Một cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ cũng đáng để tôi ra tay ư ông ta cũng có niềm kiêu ngạo riêng tuy biết thực lực của cao thủ nước dương trên sàn đấu rất mạnh nhưng dù sao ông ta cũng là cao thủ của nhà họ thái một trong ba gia tộc lớn phía tây nếu ông ta ra tay thật cho dù đánh bại đối phương thì cũng không thấy vui khi chiến thắng ông ta dùng thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ để đánh bại cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ của nước dương có gì đáng tự hào đỗ trọng trầm giọng nói không phải tôi coi thường ông mà bên chiêu châu không có mấy ai ở trên siêu phàm thất cảnh sơ kỳ chúng ta cũng không thể để cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đi khiêu chiến cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ của nước Dương chứ. Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, Thái Chính Dương nhìn các cao thủ chiêu châu, lúc này ông ta mới nhận ra không còn nhiều cao thủ siêu phàm thất cảnh và siêu phàm bát cảnh nữa. Trong số những người này, cảnh giới của ông ta thấp nhất, ông ta ra tay là thích hợp nhất rồi. Cao thủ dưới siêu phàm thất cảnh đã thua cao thủ nước Dương trên sàn đấu hết. Nhưng với tư cách là cao thủ hàng đầu của gia tộc lớn, ông ta rất kiêu ngạo, không sao chấp nhận nổi chuyện mình lại dùng thực lực siêu phàm thất cảnh để đánh với cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ của nước Dương. Nhưng nếu ông ta không ra tay thì ai ra tay chứ? Cuối cùng Thái Chính Dương cũng hạ quyết tâm, ông ta nghiến răng nghiến lợi, ông Đỗ, xem như tôi nể mặt ông, hy vọng ông đừng khiến tôi thất vọng. Đương nhiên Đỗ Trọng hiểu ý Thái Chính Dương, trong số các cao thủ Chiêu Châu, Đỗ Trọng mạnh nhất, mà hồi nãy, cao thủ Chiêu Châu vừa gãi nhau, ai cũng muốn trở thành minh chủ võ minh. Sau cùng, cao thủ chiêu châu thống nhất với nhau, hôm nay ai lập được công lao lớn nhất cho chiêu châu thì sẽ đảm nhiệm vị trí đó. Đỗ Trọng có hy vọng trở thành minh chủ võ minh nhất, Thái Chính Dương tự biết mình không đủ thực lực, nếu định tranh giành vị trí minh chủ võ minh, cho dù không có Đỗ Trọng ở đây, vẫn còn mấy cao thủ có thực lực hơn xa ông ta, đã không thể trở thành minh chủ võ minh, chỉ bằng khiến lần ra tay của mình có giá trị. Đỗ Trọng nghiêm nghị nói, tôi cam đoan với ông, tôi sẽ không bạc đãi những cao thủ chiến đấu vì chiêu châu hôm nay có câu nói này của ông là đủ rồi. Thái chính Dương chăm chú nhìn Đỗ Trọng rồi bước lên sàn đấu. Cao thủ nước Dương trên sàn đấu nhìn Thái chính Dương, cười lạnh, rốt cuộc chiêu châu cũng cử cao thủ siêu phàm thất cảnh ra rồi à. Nhưng không sao, cao thủ nước Dương tôi rất rộng lược, sẽ không so đo chuyện nhỏ này với các người, cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ mà thôi, trước mặt cao thủ nước Dương cũng là đồ vô dụng hết. Thái chính Dương lập tức nổi giận, với tư cách là cao thủ hàng đầu của một trong ba gia tộc lớn phía tây chiêu châu ông ta đã bao giờ bị sỉ nhục như thế đâu cơ chứ ông chán sống rồi ông ta giận dữ nhích chân lao đến chỗ đối phương tuy cao thủ nước dương trên sàn đấu nói những câu sỉ nhục nhưng khi đánh với thái chính dương trong mắt ông ta không hề có vẻ khinh thường ông ta có thể đánh bại hết cao thủ dưới siêu phàm thất cảnh của chiêu châu bằng cảnh giới siêu phàm lục cảnh hậu kỳ đã là phi thường lắm rồi Lần này phải đối phó với cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ hàng thật giá thật, ông ta không nắm chắc lắm. Cho dù không nắm chắc, ông ta cũng phải dốc toàn lực, khiến cao thủ Chiêu Châu mất hết thể diện. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, hai người va vào nhau. Tất cả những ai đang có mặt đều mở to mắt, khiếp sợ nhìn trận chiến bùng nổ trên sàn đấu, đúng là đã mắt, hai người đều không dùng chiêu thức hoa lệ nào mà chọn cách giết người đơn giản đầy bạo lực. Thái Chính Dương vốn đang khinh thường cao thủ nước Dương trên sàn đấu, lúc này mới nhận ra sự mạnh mẽ của đối phương. Thì ra hồi nãy, khi giao chiến, đối phương vẫn chưa dốc toàn lực. Bằng không, sao đối phương có thể phát huy sức chiến đấu ngang với siêu phàm thất cảnh sơ kỳ ở cảnh giới siêu phàm lục cảnh hậu kỳ chứ? Trận chiến càng kéo dài, Thái Chính Dương càng khiếp sợ hơn. Ông ta dần thấy hơi lực bất tòng tâm, sức chiến đấu của đối phương quá mạnh, hơn hẳn sức chiến đấu mà siêu phàm lục cảnh hậu kỳ có thể phát huy. Dầm. Sau một đòn tấn công mãnh liệt, hai người đứng ở hai phía, đều thờ hồn hền, trận chiến vừa rồi đã khiến họ tiêu hao rất nhiều. Cao thủ nước dương trên sàn đấu cũng có vẻ nghiêm nghị, thái chính dương lực bất tòng tâm, ông ta cũng không dễ chịu cho lắm. Thái chính dương nhìn chằm chằm vào đối phương, nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn thực lực của ông không chỉ ở mức siêu phàm lục cảnh hậu kỳ. Đối phương lập tức giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười khẩy, sao nào không thua nổi nên nghĩ thực lực của tôi ở trên siêu phàm lục cảnh hậu kỳ ư. Thái Chính Dương lạnh lùng nói, cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ không thể phát huy được thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ. Tôi đã cảm nhận được khí thế rất mạnh trên người ông, đó không phải khí thế của siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, mà là của siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Nghe thấy thế, mọi người xôn xao. Xung quanh hoàn toàn sôi trào vì câu nói này của Thái Chính Dương. Ryosuke Nakasu, cũng chính là cao thủ siêu phàm lục cảnh Hậu Kỳ đang đánh với Thái Chính Dương trên sàn đấu không hề bối rối. Ông ta cười khẩy, nhìn về phía Thái Chính Dương, chuyện gì cũng cần chứng cứ, nếu ông đã nói tôi không phải cao thủ siêu phàm lục cảnh Hậu Kỳ, vậy chứng cứ đâu? Nếu không lấy ra chứng cứ được, ông nói mấy lời nhảm nhí này làm gì chứ? Hơn nữa, cao thủ nước Dương chúng tôi cũng không nói sẽ cử cao thủ cùng cảnh giới lên đấu với cao thủ Chiêu Châu, mà cao thủ giành thắng lợi cuối cùng mới là người chiến thắng. Thái Chính Dương lập tức nghẹn lời, ông ta chỉ có thể cảm nhận được, chắc chắn thực lực của Ryosuke Nakasu không phải siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, nhưng lại không có chứng cứ. Quan trọng nhất, cũng không có quy định rằng trận chiến giữa hai bên phải diễn ra giữa cao thủ cùng cảnh giới, mà phải tìm ra người thắng cuối cùng, người đó ở phe nào thì xem như phe đó thắng. Cao thủ Chiêu Châu không theo nổi hả? Nếu không theo nổi thì để cao thủ có thực lực mạnh hơn lên sàn đấu đi, không ngờ cao thủ của cường quốc chiêu châu rộng lớn lại hèn hạ chơi chẽn như thế, rõ ràng các người đã cử cao thủ siêu phàm thất cảnh đấu với cao thủ siêu phàm lục cảnh nước dương, giờ còn cắn ngược, nói cao thủ nước dương cố tình che giấu thực lực. Theo tôi thấy, cao thủ chiêu châu cứ nhận thua luôn thì hơn, tránh cho mất mặt tiếp. Trong lúc nhất thời, xung quanh xôn xao, ngay cả rất nhiều người ngoài đang quan sát trận đấu cũng chỉ trích cao thủ chiêu châu. Sắc mặt của các cao thủ chiêu châu hết sức khó coi. Đinh Văn Trác cười lạnh, nhìn về phía Đỗ Trọng, ông Đỗ, trận đấu hôm nay đã bị các người làm dối tung lên rồi, sau này, danh dự của cao thủ Chiêu Châu chúng ta cũng mất hết. Nếu ông đã muốn đưa Dương Thanh lên làm minh chủ võ minh, vậy có phải cậu ta nên chịu trách nhiệm trước chuyện này không? Đỗ Trọng nhíu mày, khí lạnh lan ra từ người ông ta, ông ta nhìn chầm chầm vào Đinh Văn Trác, nếu ông dám nói thêm câu nữa, bây giờ tôi sẽ giết ông. Đinh Văn Trác dùng mình, nhìn Đỗ Trọng bằng ánh mắt sợ hãi ông ta có thể cảm nhận được đỗ trọng định giết ông ta thật ông ta vội vàng ngậm miệng không dám nói thêm câu nào sai về dương thanh nữa thái chính dương trên sàn đấu cũng có vẻ tức giận ông ta biết rõ đối phương đã che giấu cảnh giới thật nhưng không có chứng cứ còn để đối phương dùng cảnh giới siêu phàm lục cảnh hậu kỳ đánh ngang tay với cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ hàng thật giá thật như ông ta đồ khốn tôi liều mạng với ông thái chính dương lập tức nổi giận xông tới chỗ ryosuke nakasu Ryosuke Nakasu khinh thường nhìn Thái Chính Dương đang xông về phía mình, nở nụ cười như ý muốn vì đạt được âm mưu. Qua quá trình chiến đấu hồi nãy, ông ta đã biết sự chênh lệch giữa mình và Thái Chính Dương, nếu cứ kéo dài, chắc chắn ông ta sẽ thất bại. Nhưng nếu có thể quấy rối tâm trạng của Thái Chính Dương, ông ta sẽ có hy vọng giành chiến thắng. Quả nhiên, tâm trạng của Thái Chính Dương đang giận dữ đã loạn, chiêu thức cũng dối theo. Ryosuke Nakasu vừa nhìn đã nhận ra vấn đề trong chiêu thức của Thái Chính Dương, ông ta hơi nhếch môi, mỉm cười trêu ngươi, ngay sau đó, ông ta hơi nhích chân, nghiêng người, vừa hay né được một đòn toàn lực của Thái Chính Dương. Đúng lúc né đòn tấn công của Thái Chính Dương, Ryosuke Nakasu bỗng xoay khuỷu tay, huyết mạnh vào lưng Thái Chính Dương. Dầm! Khuỷu tay Ryosuke Nakasu thúc mạnh vào lưng Thái Chính Dương, Thái Chính Dương kêu đau, bay lên cao rồi rơi khỏi sàn đấu xung quanh lặng ngắt như tờ cao thủ chiêu châu đều choáng váng ngay cả thái chính dương có thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ cũng thua ryosuke nakasu còn đấu kiểu gì nữa cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ nước dương này đã liên tục chiến đấu đồng thời đánh bại mấy cao thủ chiêu châu có cảnh giới hơn xa ông ta rồi tốt lắm bên phía nước dương yoshida kakeru kích động hét lớn ông ta đứng dậy ngạo nghễ nhìn về phía cao thủ chiêu châu không ngờ sức chiến đấu của cao thủ Chiêu Châu lại yếu như vậy, thậm chí cao thủ hàng đầu của nước Dương tôi còn chẳng cần ra tay, chỉ cần cử một cao thủ có thực lực tầm trung ra là đủ để áp đảo hết cao thủ Chiêu Châu rồi. Nghe thấy thế, cao thủ Chiêu Châu đều trợn trừng mắt, nhưng không sao phản bác nổi. Cho dù Thái Chính Dương đã nói thực lực của Ryosuke Nakasu không chỉ là siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, nhưng nếu không có chứng cứ thì nói gì cũng vô ích. Thực lực của Thái Chính Dương đã thuộc top 6 trong số các cao thủ Chiêu Châu, ngay cả ông ta cũng thua, sao năm cao thủ còn lại của Chiêu Châu có thể đánh bại cả đám cao thủ hàng đầu của nước Dương chứ? Bây giờ, bên Chiêu Châu chỉ còn hai cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh Sơ Kỳ và Đỗ Trọng đã đạt đến siêu phàm bát cảnh Hậu Kỳ. Còn bên nước Dương, chưa bàn đến các cao thủ khác, chỉ riêng về Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính, nghe nói ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh Hậu Kỳ rồi, ngoài ra còn có Yoshida Kakeru với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh Trung Kỳ. Sendai Kabuto và Aoki Yamato đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, tổng cộng là 4 cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Người mạnh nhất bên Chiêu Châu là Đỗ Trọng mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, còn đánh thế nào nữa? Đỗ Trọng hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên sàn đấu. Ông Đỗ, ông định làm gì? Một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ lập tức ngăn cản Đỗ Trọng, kinh ngạc hỏi. Đỗ Trọng trầm giọng nói, không nhất thiết phải làm mất thời gian của người khác nữa, rõ ràng cao thủ nước dương trên sàn đấu kia cũng không phải cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ ngay cả thái chính dương cũng thua nếu cứ cử thêm người lên có lẽ cũng chỉ tự chúc nhục đã như vậy chi bằng để tôi lên sàn đấu luôn thì hơn nghe thấy thế đám người đều im lặng đỗ trọng nói không sai nếu cứ cử người lên sàn đấu thì cũng là tặng chiến thắng cho cao thủ nước dương mà thôi còn khiến cao thủ chiêu châu chịu nhục nhiều hơn nữa chi bằng từ bỏ những ván đấu khác cử người mạnh nhất lên luôn nếu ngay cả đỗ trọng cũng thua trong trận chiến hôm nay chiêu châu không còn phần thắng gì nữa ông đỗ cẩn thận cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ kia nghiêm nghị nói nhường đường đỗ trọng gật nhẹ đầu bước thẳng lên sàn đấu thấy ông ta lên sàn đấu người xem đều vô cùng kinh ngạc dù sao theo họ thấy đỗ trọng đã là người mạnh nhất bên chiêu châu rồi ryosuke nakasu trên sàn đấu mới đến siêu phàm lục cảnh hậu kỳ còn đỗ trọng lại có cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đỗ trọng đang định dùng ưu thế hơn hai cảnh giới lớn để khiêu chiến ryosuke nakasu à thấy đỗ trọng bước lên sàn đấu cao thủ nước dương cũng nhíu mày kitano takeshi đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế chính cũng mở mắt nhìn về phía đỗ trọng trên sàn đấu cao thủ chiêu châu vội kết thúc trận đấu thế ư yoshida kakeru lạnh lùng nhìn đỗ trọng trên sàn đấu mở miệng nói sendai kabuto cười lạnh không thể không nói cao thủ chiêu châu yếu thật chắc cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ này đã là người mạnh nhất bên họ rồi đúng không? Aoki Yamato nói, hai người đừng quên chuyện xảy ra tối qua ở dinh thự vân phong đấy. Nghe thấy thế, sắc mặt của Yoshida Kakeru và Sendai Kabuto đều vô cùng khó coi. Chẳng phải họ mời Kitano Takeshi từ nước dương đến đây để đối phó với Bách Lý Kinh Vân à? Trên sàn đấu, Đỗ Trọng đứng chắp tay sau lưng, nhìn Ryosuke Nakasu ở phía đối diện mình, thản nhiên nói, ông ra tay trước đi, bằng không đến khi tôi ra tay, ông không còn cơ hội đâu. Nghe thấy thế, sắc mặt Ryosuke Nakasu khó coi tới cực điểm. Sao ông ta lại không cảm nhận được áp lực từ Đỗ Trọng chứ? Cho dù ông ta che giấu cảnh giới thực sự thì vẫn không phải đối thủ của Đỗ Trọng, ông ta không hề nghi ngờ, nếu Đỗ Trọng ra tay, chắc chắn ông ta sẽ bị giết chỉ với một đòn mất. Chiêu châu hết người rồi à? Đường đường là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà lại đánh với cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ như tôi, ông còn cần thể diện không thế. Ryosuke Nakasu căm tức nhìn Đỗ Trọng, lớn tiếng chất vấn. Đỗ Trọng thản nhiên nói, nếu tôi không nhớ nhầm, ông vừa nói, cho dù ông che giấu thực lực thì đã sao. Trận đấu hôm nay là để tìm ra bên thắng cuối cùng, đã vậy, tôi dùng cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ để khiêu chiến cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ như ông thì có vấn đề gì chứ? Đương nhiên, nếu không dám đánh với tôi ông có thể nhận thua rồi cút khỏi sàn đấu sắc mặt ryosuke nakasu càng u ám hơn ông ta cũng nhận thấy sự đe dọa của đỗ trọng nếu ông ta không nhận thua có lẽ đỗ trọng sẽ ra tay độc ác dù sao trận đấu này cũng không đặt ra quy tắc để ràng buộc hai bên mà chỉ có một quy tắc hết sức đơn giản đó chính là cao thủ chiến thắng cuối cùng thuộc bên nào thì xem như bên đó thắng hồi nãy ryosuke nakasu cũng ra tay độc ác với cao thủ chiêu châu khiêu chiến ông ta nhẹ thì họ bị thương nặng, còn nặng thì mất hết phó công. Chắc chắn Đỗ Trọng sẽ không dễ dàng tha cho ông ta. Nhưng nếu bây giờ ông ta nhận thua thì sẽ làm mất mặt cao thủ nước dương, bên nước dương cũng không dễ dàng tha cho ông ta mất. Cho dù lựa chọn thế nào, tình cảnh của ông ta cũng hết sức không ổn. Cao thủ chiêu châu đúng là hèn hạ chơi chén, trước đó các người cử cao thủ siêu phàm thất cảnh lên đánh với cao thủ siêu phàm lục cảnh của nước dương chúng tôi, chúng tôi đã chấp nhận rồi, không ngờ lần này, các người còn cử cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ đi khiêu chiến cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ nữa. Cao thủ chiêu châu, hết người rồi à, có giỏi thì để cao thủ siêu phàm lục cảnh lên sàn đấu đi. Nếu các người sợ, cùng lắm tất cả cao thủ siêu phàm lục cảnh của các người cùng lên, chỉ cần một cao thủ siêu phàm lục cảnh của nước dương chúng tôi là đủ để đánh bại hết cao thủ siêu phàm lục cảnh bên các người rồi. Cao thủ chiêu châu, các người dám khiêu chiến cùng cảnh giới không? nếu không dám thì mau nhận thua đi cho lành trong lúc nhất thời cao thủ nước dương đều kích động quát sắc mặt của cao thủ chiêu châu hết sức khó coi nhưng không phản bác nổi tuy có vẻ ryosuke nakasu mới đến siêu phàm lục cảnh hậu kỳ nhưng đã đánh bại cả cao thủ siêu phàm thất cảnh sơ kỳ của chiêu châu ngay cả thái chính dương cũng thua nói gì đến những cao thủ khác hơn nữa còn là cao thủ siêu phàm lục cảnh đỗ trọng đứng trên sàn đấu thản nhiên nhận những lời nói từ cao thủ nước dương bình tĩnh nhìn về phía trọng tài, trọng tài, có thể bắt đầu ván này chưa? Trọng tài thấy không kéo dài được nữa, bèn nhìn đỗ trọng với vẻ không vui, nói lớn, trận đấu tiếp tục. Đỗ trọng nhìn Ryosuke Nakasu đang đứng im, lạnh lùng nói, cho ông 10 giây, nếu trong 10 giây, ông không ra tay với tôi, tôi không thể làm gì khác ngoài việc ra tay trước. Nghe thấy đỗ trọng nói thế, Ryosuke Nakasu chỉ cảm thấy áp lực hơn, ông ta khẳng định chỉ cần bây giờ ông ta ra tay, Đỗ Trọng sẽ đánh rất ác. Nhưng không ra tay cũng không được. Khi 10 giây sắp hết, rốt cuộc Ryosuke Nakasu cũng hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi, tôi liều mạng với ông. Ông ta nói rồi lao đến chỗ Đỗ Trọng. Đúng lúc này, trong mắt Đỗ Trọng bỗng lóe lên vẻ lạnh lùng mãnh liệt, ông ta lập tức dậm mạnh chân. Dầm, một tiếng động rất lớn vang lên, cả sàn đấu như rung chuyển. Bóng dáng Đỗ Trọng cũng biến mất. Dầm, ngay sau đó trước sự khiếp sợ của người xem đỗ trọng đánh trúng ngực ryosuke nakasu ryosuke nakasu vừa đánh bại mấy cao thủ chiêu châu với phong thái vô địch lập tức hộc máu bay ra xa dầm lại có thêm một tiếng động rất lớn vang lên ryosuke nakasu nặng nề ngã xuống đất sau khi chạm đất ryosuke nakasu không sao bò dậy nổi máu tươi ổng ộc tuôn ra khỏi miệng sau mấy giây ngắn ngủi ông ta đã nằm im không nhúc nhích chết rồi à có người khiếp sợ hô lên. Ryosuke Nakasu quá mạnh, sự mạnh mẽ mà ông ta thể hiện với đám đông trước đó khiến người khác không ngờ đến việc bây giờ ông ta đã bỏ mạng. Chẳng riêng gì cao thủ nước dương, cao thủ chiêu châu cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng khác với cao thủ nước dương, phần lớn sự kinh ngạc của cao thủ chiêu châu là do đỗ trọng đã ra tay tàn nhẫn. Tuy trước đó Ryosuke Nakasu đánh cho cao thủ chiêu châu tàn phế hoặc bị thương nặng, nhưng cũng không giết người, còn đỗ trọng vừa ra tay đã giết Ryosuke Nakasu luôn chẳng lẽ ông ta không sợ chết hả bây giờ ông ta giết ryosuke nakasu cao thủ nước dương khiêu chiến ván sau sẽ bỏ qua cho ông ta chắc đỗ trọng ông điên rồi à nếu ông muốn chết thì đừng kéo chúng tôi theo lúc này bên chiêu châu đinh văn trác bỗng gào lên ông có biết nếu ông làm thế thì sẽ mang phiền phức lớn tới mức nào cho cao thủ chiêu châu sắp khiêu chiến không hả đỗ trọng nhíu mày nhìn chằm chằm vào đinh văn trác bằng ánh mắt sắc bén ông nghĩ việc các cao thủ khác của Chiêu Châu lên khiêu chiến tiếp có ý nghĩa à? Hay ông định lên sàn đấu sau khi tôi thua? Nghe thấy thế, Đinh Văn chắc im ngay. Ông ta có điên thì mới lên sàn đấu sau khi đỗ trọng thua trận. Lúc này, bên phía nước dương, Yoshida Kakeru chậm rãi đứng dậy, nói với vẻ mặt dữ tợn: nếu cao thủ Chiêu Châu đã ác với cao thủ nước dương như thế, đừng trách cao thủ nước dương tôi độc ác. Đỗ trọng, ông đã thành công chọc giận tôi. Lúc này, trên mặt Yoshida Kakeru tràn ngập vẻ tức giận, khí thế đáng sợ cũng lan ra từ người ông ta. Trong lúc nhất thời, khắp phó thần quán tràn ngập khí thế mạnh mẽ, khiến ai cũng cảm nhận được áp lực, nhất là mấy cao thủ có tu vi thấp, dưới áp lực này, họ run rẩy một cách không kiểm soát nổi. Đây chính là sự áp đảo của cao thủ hàng đầu với cao thủ có cảnh giới thấp, những cao thủ có thực lực cực mạnh chỉ cần phóng khí thế ra là đã đủ để trấn áp một cao thủ có cảnh giới kém họ rất nhiều rồi rõ ràng đỗ trọng đang đứng giữa sàn đấu cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ này nét mặt ông ta hết sức nghiêm nghị nhưng dù vậy ánh mắt ông ta vẫn kiên định không hề có ý lùi bước đỗ trọng mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ nhưng yoshida kakeru đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ hai người tranh nhau một trời một vực đúng lúc này kitano takeshi vẫn im lặng bỗng mở mắt ra nói chỉ là một cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà thôi vẫn chưa có tư cách khiến Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật nước dương chúng ta ra tay. Nghe thấy Kitano Takeshi nói thế, Yoshida Kakeru lập tức khựng lại, tuy ông ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết đỗ trọng, nhưng không thể bỏ qua lời Kitano Takeshi nói. Kitano Takeshi bỗng nhìn một cao thủ nước dương, ta cao, ông lên đi. Vâng, cao thủ nước dương tên ta cao vội không người, đáp. Ta cao là một cao thủ trung niên, cũng là thành viên của Hiệp hội Võ thuật nước dương, có cảnh giới siêu phàm bát cảnh hậu kỳ ngang với Đỗ Trọng. Chuyện này khiến Đỗ Trọng thầm thở phào nhẹ nhóm, chỉ cần đối thủ không phải Yoshida Kakeru thì ông ta vẫn còn chút hy vọng. Tuy ông ta chủ động lên sàn đấu, nhưng không có nghĩa là ông ta muốn buổi đấu kết thúc nhanh, ông ta ra mặt nhanh như vậy vì không muốn cao thủ chiêu châu lần lượt ngã xuống trước cao thủ nước dương. Nếu được, ông ta hy vọng mình sẽ chịu được mấy ván, vì ông ta vẫn tin Dương Thanh sẽ xuất hiện, bây giờ anh chưa đến vì vướng chuyện gì đó mà thôi. Chỉ cần ông ta kéo dài thêm một chút thời gian, hy vọng Dương Thanh sẽ đến kịp cũng càng lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt ông ta càng thêm kiên định. Bắt đầu đi." Đỗ Trọng nhìn Ta Cao, chợt nói. Ông ta đã cảm nhận được áp lực cực lớn từ đối phương, vì chưa đánh nên ông ta cũng không rõ Ta Cao có che giấu cảnh giới như Ryosuke Nakasu trước đó không nữa. Đỗ Trọng nói rồi lao tới chỗ Ta Cao. Vừa ra tay, ông ta đã dốc toàn lực. Đúng lúc ông ta ra tay, Ta Cao cũng hành động hai cao thủ gần như ra tay cùng một lúc, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã xông tới chỗ nhau rồi. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, người đỗ trọng và ta cao va vào nhau, chẳng biết có phải họ định thăm dò nhau hay không, cả hai đều không dùng chiêu thức giết người mà đâm vào nhau bằng cơ thể. Sau cú va chạm, họ đồng loạt lùi ra sau. Hai người nhanh chóng đứng lại, đỗ trọng lùi 5 bước, còn ta cao chỉ lùi 3 bước. Mới dùng sức mạnh cơ thể mà đã phân rõ cao thấp rồi xung quanh thoáng im lặng rồi hoàn toàn sôi trào đương nhiên bên sôi trào là cao thủ nước dương còn các cao thủ chiêu châu thì ủ rũ trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng chỉ một cú va chạm bằng cơ thể đã cho thấy tranh lệch thực lực giữa hai người vẻ u sầu trên mặt đỗ trọng càng rõ hơn ông ta hiểu nếu chỉ phát huy chút thực lực ấy thì có lẽ không thể là đối thủ của ta cao được nếu muốn đánh bại ta cao phải thay đổi cách đánh nhưng sàn đấu lớn như thế hai người đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ việc so chiêu giữa cao thủ chỉ diễn ra trong trước mắt chưa dùng thực lực của bản thân còn cách nào nữa đâu ta cao chợt hỏi ông là người mạnh nhất trong các cao thủ chiêu châu à trên mặt ông ta có vẻ khinh thường hình như cũng hơi coi thường đỗ trọng đỗ trọng nhìn chằm chằm vào ta cao lạnh lùng nói ông tưởng ông mạnh lắm ư nếu không phải do gia tộc cổ võ của chiêu châu lánh đời không ra mặt cao thủ nước dương các người dám đến chiêu châu ra oai chắc bất kỳ cao thủ hàng đầu nào trong gia tộc cổ võ cũng có thực lực hơn xa tôi. Ta cao hừ lạnh, trong trận đấu này, cao thủ hàng đầu của nước dương tôi cũng không ra mặt. Đỗ trọng lạnh lùng nói, nếu đúng như ông nói, trận đấu giữa hai bên chúng ta hôm nay nên diễn ra giữa cao thủ cùng cảnh giới, chẳng hạn như tôi và ông, đều là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, vậy mới công bằng. Ta cao nhíu mày, ý ông là gì? Đỗ trọng thoáng im lặng, chợt nói, ông dám cược với tôi không? Ta cao hỏi, Ông định cược thế nào?" Đỗ Trọng nói, "Các người đều nghĩ tôi là cao thủ mạnh nhất bên Chiêu Châu, mà tôi chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, ông cũng đã đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, chỉ bằng dùng kết quả trận đánh giữa tôi và ông để quyết định thắng thua buổi đấu giữa hai bên, ông dám cược không?" Nghe thấy thế, ta cao lập tức sầm mặt. "Sao ông ta lại không hiểu ý Đỗ Trọng chứ?" Đỗ Trọng đã là cao thủ mạnh nhất bên Chiêu Châu, nhưng bên nước Dương vẫn còn 4 cao thủ siêu phàm cửu cảnh trong đó còn có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Cho dù Đỗ Trọng thắng được Ta Cao thì cũng không bao giờ là đối thủ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Ta Cao cười lạnh, ông tưởng tôi ngu chắc, tuy tôi tự tin sẽ đánh bại ông, nhưng vẫn không đồng ý cược với ông, vì không nhất thiết phải vậy. Đỗ Trọng cười khẩy, xem ra ông cũng là đồ nhát chết, các người tự nghĩ thiên phú của cao thủ nước dương rất mạnh, nhưng lại không dám đánh một trận với cao thủ cùng cảnh giới, đúng là hèn. Ta Cao lập tức bị chọc giận, Quát lớn, khốn kiếp. Ông chán sống rồi." Đỗ Trọng thản nhiên nói, "Nếu không dám đánh cược, chúng ta cứ tiếp tục thôi, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa." Ta Cao tức run người, ông ta bỗng nhìn về phía Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính bên cao thủ nước Dương, "Hội trưởng, tôi xin được đánh một trận sống còn với cao thủ Chiêu Châu này, ai thắng thì phe người đó cũng là bên chiến thắng." Thấy Ta Cao nói với Kitano Takeshi như thế, Đỗ Trọng cười nhạt, bất kể Kitano Takeshi có đồng ý hay không ít nhất ông ta cũng đã kéo dài được một chút thời gian nếu có thể kéo dài thêm tí nữa không chừng dương thanh sẽ đến kịp thế nên mục đích thật sự của ông ta khi nói khích takao không phải là khiến nước dương đồng ý dùng kết quả trận đánh giữa ông ta và takao để quyết định thắng thua buổi đấu hôm nay mà nhằm kéo dài thời gian trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía Kitano Takeshi bên nước dương ai cũng biết Kitano Takeshi mới là người quyết định bên nước dương chỉ khi ông ta gật đầu đồng ý, đề nghị của Takao mới có hiệu lực. Kitano Takeshi cũng không trả lời Takao, ông ta hít mắt nhìn chầm chầm vào đỗ trọng, bỗng cười khẩy, một cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà cũng dám ăn nói bừa bãi trước mặt tôi á. Ông là cái thá gì, cũng xứng đại diện cho tất cả cao thủ chiêu châu đánh cược với cao thủ nước dương chúng tôi ư. Lời ông ta nói khiến mọi người kinh hãi. Tuy thực lực của đỗ trọng kém xa Kitano Takeshi, nhưng cũng là người có cảnh giới cao nhất bên chiêu châu. Nhưng bây giờ, Kitano Takeshi lại sỉ nhục Đỗ Trọng không có tư cách trước mặt mọi người. Đỗ Trọng siết chặt nắm tay, trong mắt hừng hực lửa giận, nhưng ông ta cũng biết mình quá yếu, chẳng là cái thá gì với Kitano Takeshi. Nếu Kitano Takeshi muốn thì chỉ cần cử một cao thủ siêu phàm cửu cảnh lên là đủ để giết Đỗ Trọng rồi. Sau khi nói xong, Kitano Takeshi lại nhắm mắt, như thể câu vừa rồi không phải do ông ta nói. Đám người Yoshida Kakeru nhìn nhau, Yoshida Kakeru đứng dậy, nhìn về phía Takao với vẻ không vui, ông tự tin sẽ đánh bại đối thủ là chuyện tốt, nhưng phải nhớ thân phận của mình, nếu ông muốn lập công vì nước dương thật, hãy dùng thực lực mạnh nhất để cho mọi người thấy, cao thủ mạnh nhất bên Chiêu Châu cũng thua dưới tay ông. Nghe thấy thế, Takao kinh hãi đến mức người đầm đìa mồ hôi lạnh, lúc này ông ta mới nhận ra lời mình vừa nói đã khiến mấy ông lớn kia bất mãn. Ông ta vội đáp, vâng. Ông ta nói rồi nhìn về phía đỗ trọng, nói với vẻ dữ tợt tôi sẽ đánh cho răng ông rơi đầy đất, để chiêu châu các người biết, người chiêu châu vĩnh viễn thua kém người nước dương. Đỗ Trọng hoàn toàn nổi giận, quát lớn, ông chán sống rồi. Ông ta là người chiêu châu, sao có thể chịu được sự sỉ nhục của người nước dương chứ? Chẳng riêng gì Đỗ Trọng, tất cả cao thủ chiêu châu đang có mặt đều bị ta cao chọc giận. Ông Đỗ, giết tên khốn này, cho ông ta biết kết cục của việc sỉ nhục chiêu châu. Đúng thế, giết tên giặc nước dương này, người nước dương đúng là quá hống hách, đang ở địa bàn của chiêu châu chúng ta mà vẫn dám hoanh hoang như thế, đúng là chán sống mà. Thái độ của Kitano Takeshi trước đó và lời ta cao nói đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận của người chiêu châu. Trước chuyện này, cao thủ nước dương đều có vẻ khinh thường, không hề bị ảnh hưởng, theo họ thấy, cao thủ mạnh nhất bên chiêu châu mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ mà thôi. Cho dù các cao thủ khác của Chiêu Châu hợp sức với nhau thì sao chứ, bên nước dương cử mấy cao thủ siêu phàm cửu cảnh ra là đủ để áp đảo hết cao thủ chiêu châu ở đây rồi. Đỗ trọng hít sâu một hơi, cố gắng nén giận. Ông ta biết, cho dù bây giờ tức giận thì cũng phải kiềm chế, Dương Thanh vẫn chưa đến, bây giờ ông ta kéo dài được dây nào thì đều là đang tranh thủ thời gian cho Dương Thanh. Ông ta tin chắc Dương Thanh sẽ tới. Ông ta nhìn chầm chầm vào ta cao, nghiến răng nghiến lợi, nếu hội trưởng của các người đã không dám đánh cược, chúng ta cược một ván, ông dám không? Ta Cao nhíu mày, lạnh lùng nhìn Đỗ Trọng, ông muốn cược gì? Đỗ Trọng nghiến răng nghiến lợi, cược xem hôm nay bên thắng là Chiêu Châu hay nước Dương. Ha 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 ha. Ta Cao không khỏi phá lên cười, ông nghĩ cao thủ Chiêu Châu vẫn còn phần thắng chắc. Ông ngẩng đầu nhìn bên nước Dương chúng tôi đi, ít nhất vẫn còn người cao thủ mạnh hơn tôi nhiều. Nhưng bên Chiêu Châu các người thì sao? Ông đã là người có thực lực mạnh nhất rồi, vẫn cần cược chắc. Đỗ Trọng cắn răng, đương nhiên phải cược tóm lại ông có dám không ta cao cười lạnh nếu ông đã muốn cược vậy tôi giúp ông ông định cược thế nào đỗ trọng nói nếu chiêu châu thua tôi sẽ đại diện cả chiêu châu xin lỗi cao thủ nước dương nếu sau cùng nước dương thua ông đại diện cao thủ nước dương xin lỗi tôi ta cao nhếch môi mỉm cười độc ác ván cược này nhỏ quá chúng ta thêm một ít đi đỗ trọng lạnh lùng nhìn đối phương ta cao nói nếu chiêu châu thua ông phải quỳ xuống bỏ qua giữa hai chân tôi đồng thời hô to, cao thủ chiêu châu đều là đồ vô dụng, không thể là đối thủ của cao thủ nước dương. Đỗ trọng nghiến răng nghiến lợi, nếu nước dương thua thì sao? Ta cao ngạo nghẽ nói, nước dương không thua được. Đỗ trọng kiên trì, nếu thua thì sao? Đúng lúc này, Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính bên nước dương chợt nói, nếu nước dương thua, tất cả cao thủ nước dương đang có mặt sẽ quỳ xuống, xin lỗi cao thủ chiêu châu. Được, đỗ trọng lập tức vui mừng, vội nói, mọi người đã nghe hết rồi, hy vọng lúc đó các người đừng quyệt nợ nhé. Kitano Takeshi lạnh lùng nói, đương nhiên Kitano Takeshi tôi sẽ nói được làm được, nhưng nếu Chiêu Châu thua, tôi muốn tất cả cao thủ Chiêu Châu đang có mặt quỳ xuống xin lỗi cao thủ nước dương. Đỗ Trọng đang định đồng ý, có cao thủ giận dữ nói, Đỗ Trọng, ông tự đánh cược chứ không liên quan gì đến những cao thủ khác như chúng tôi, ông muốn mất mặt thì cũng đừng kéo chúng tôi theo chứ. Đúng thế, ông muốn bẽ mặt thì đừng kéo chúng tôi theo, hơn nữa sao chúng tôi có thể là đối thủ của cao thủ nước Dương được? Cao thủ siêu phàm cửu cảnh bên họ vẫn chưa ra tay đâu đấy. Đỗ Trọng, có chuyện gì thì ông tự chịu, đừng kéo chúng tôi vào, tôi từ chối. Đám cao thủ do Đinh Văn Trác dẫn đầu thi nhau nói, hết sức kích động. Ngay cả rất nhiều cao thủ võ minh ủng hộ Đỗ Trọng cũng có vẻ bất mãn. Họ khâm phục sự dũng cảm của Đỗ Trọng, nhưng Đỗ Trọng chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, sao đánh bại nổi cao thủ nước Dương? biết chắc sẽ thua mà vẫn đánh cược với cao thủ nước dương, chẳng phải là đang tự chuốc nhục à. Đương nhiên Đỗ Trọng biết rõ sự bất mãn của cao thủ Chiêu Châu với ông ta, nhưng ông ta không quan tâm, nếu bên Chiêu Châu thua, chẳng lẽ cao thủ Chiêu Châu sẽ không mất mặt chắc. Ông ta đã lường trước việc mình đánh cược sẽ khiến cao thủ Chiêu Châu bất mãn, nhưng không sao cả, ông ta chỉ muốn kéo dài thời gian. Ông ta cũng tin chỉ cần Dương Thanh tới, chắc chắn Kitano Takeshi sẽ hối hận vì đã đồng ý đánh cược. Mọi người đều nhìn Đỗ Trọng, chờ ông ta trả lời. Đỗ Trọng không nói gì, hình như đang nghĩ xem có đồng ý không. Từng giây từng phút trôi đi, đã qua thêm một phút, nhưng Dương Thanh vẫn chưa xuất hiện. Aoki Yamato bên cạnh Kitano Takeshi hít mắt nhìn chầm chầm vào Đỗ Trọng, không hiểu sao, ông ta cứ thấy hành động của Đỗ Trọng hơi khác thường. Rõ ràng Đỗ Trọng là người mạnh nhất bên Chiêu Châu, ông ta biết chắc sẽ thua, sao lại chủ động đề nghị đánh cược để tự chuốc nhục chứ, Aoki Yamato bỗng nhớ đến bách lý kinh vân mà mình gặp ở dinh thự vân phong tối qua ông ta nhìn về phía chiêu châu phát hiện không hề có bách lý kinh vân lập tức hiểu ngay hoảng sợ nói ông ta đang kéo dài thời gian nghe thấy Aoki Yamato nói thế mọi người đều nhìn sang ngay cả Kitano Takeshi cũng nhìn Aoki Yamato với vẻ khó hiểu theo Kitano Takeshi thấy đỗ trọng chỉ là một cao thủ siêu phàm bát cảnh không làm được trò chống gì sao phải kéo dài thời gian chứ cho dù đỗ trọng đang kéo dài thời gian thật thì sao bên nước dương có ông ta chấn giữ ông ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ trừ khi cao thủ hàng đầu của gia tộc cổ võ chiêu châu ra tay bằng không không ai là đối thủ của ông ta hết ông ta còn biết người của gia tộc cổ võ chiêu châu sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục aoki yamato cũng chú ý tới ánh mắt bất mãn của kitano takeshi nhưng không biết nên giải thích thế nào nếu ông ta để lộ chuyện hôm qua Bách Lý Kinh Vân đã đánh bại Yoshida Kakeru chỉ với một đòn, chẳng những khiến Yoshida Kakeru mất mặt mà cũng làm bẽ mặt cả cao thủ nước dương. Nhưng nếu không nói, để mặc đỗ trọng tiếp tục kéo dài thời gian, nhớ Bách Lý Kinh Vân tới thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, ông ta không để ý được nhiều nữa, vội nói nhỏ với Kitano Takeshi, hội trưởng, tối qua. Ông ta kể lại chuyện với Bách Lý Kinh Vân, nghe ông ta nói xong, Kitano Takeshi vẫn hết sức thản nhiên, cũng không để ý đến Aoki Yamato mà nhìn về phía đỗ trọng giữa sàn đấu, lạnh lùng nói, ông nghĩ kéo dài thêm chút thời gian thì sẽ thay đổi kết cục thua trận của Chiêu Châu à. Sắc mặt của đỗ trọng đang đứng giữa sàn đấu cũng vô cùng khó coi, ông ta cứ tưởng mình sẽ kéo dài được thêm thời gian, nào ngờ lại bị nhận ra. Rất nhiều người xem không biết rõ chân tướng, đều bàn tán ẩm ý. Đỗ trọng ngẩng đầu nhìn về phía Kitano Takeshi, lạnh lùng nói, tôi đang đàm phán việc đánh cược sau khi thua trận với ông, nếu ông cứ nghĩ tôi đang kéo dài thời gian, cũng không sao cả, dù sao trong mắt người nước Dương, cao thủ Chiêu Châu chúng tôi vẫn luôn thua kém. Nhưng các người cũng biết rõ, cao thủ hàng đầu thực sự của Chiêu Châu không phải chúng tôi, mà là gia tộc cổ võ Lánh đời, còn các người đã là cao thủ của thế gia võ thuật nước Dương. Nếu các người đủ can đảm, sao không khiêu chiến cao thủ của gia tộc cổ võ Chiêu Châu chứ? Thế nên người nước Dương cũng chỉ là hạng mềm nắn rắn buông mà thôi cứ cao thủ đứng đầu nước Dương đi khiêu chiến cao thủ thế tục bình thường của chiêu châu, cho dù sau cùng các người thắng thì sao nào? lời Đỗ Trọng nói khiến cao thủ chiêu châu hết sức phấn khích. ông Đỗ nói rất đúng, người nước Dương quá hèn hạ, chơi chẽn, dùng sức mạnh cả nước để ức hiếp cao thủ thế tục bình thường của chiêu châu. cao thủ mạnh nhất của chiêu châu chúng tôi ở gia tộc cổ võ cơ, các người có giỏi thì đi khiêu chiến cao thủ của gia tộc cổ võ ấy. đám giác rời nước Dương, chắc chắn các người không dám khiêu chiến cao thủ của gia tộc cổ võ chiêu châu cũng biết cao thủ của gia tộc cổ võ sẽ không nhúng tay vào chuyện thế tục nên mới dám hống hách thế chứ gì. Các người đúng là đáng khinh bỉ, đừng tưởng chúng tôi không biết ý đồ hiểm ác của các người. Xung quanh hoàn toàn sôi trào. Lời đỗ trọng nói khiến người xem đang có mặt nhận ra, cao thủ thực sự của Chiêu Châu đều ở gia tộc cổ võ. Những người tham gia trận đấu hôm nay chỉ là cao thủ của thế tục Chiêu Châu thôi, tuy họ cũng rất mạnh nhưng không thể đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của Chiêu Châu được sắc mặt của cao thủ nước dương hết sức khó coi. Nhìn dáng vẻ kích động của khán giả Chiêu Châu đang có mặt, đỗ trọng vui mừng hẳn. Sắc mặt của cao thủ nước dương hết sức u ám, nhất là cao thủ đến từ thế gia võ thuật nước dương đang ngồi trên ghế chính, nét mặt càng xa sầm hơn. Trong đôi mắt lạnh lùng của Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính lóe lên sát khí mãnh liệt, ông ta hạ giọng, đỗ trọng này đáng chết. Ông ta nói rồi nhắm mắt lại, Yoshida Kakeru đang ngồi cạnh hiểu ý Kitano Takeshi ngay vội quát lớn với Takao trên sàn đấu Takao giết ông ta Takao vội đáp vâng ạ nét mặt đỗ trọng nghiêm nghị hẳn lên ông ta biết cao thủ nước dương đã hết kiên nhẫn thế nên mới ra lệnh cho Takao giết ông ta chết dưới tay tôi ông cũng không lỗ Takao hít mắt nhìn chằm chằm vào đỗ trọng sau khi ông ta dứt lời khí thế cuồng bạo cũng lan ra từ người ông ta đỗ trọng đứng phía đối diện ông ta cảm nhận rõ khí thế của đối phương đã mạnh hơn hồi nãy đỗ trọng hít sâu một hơi khí thế bỗng bùng nổ từ người đỗ trọng điều khiến ta cao khiếp sợ chính là khí thế của đỗ trọng lại ngang ngửa với ông ta rõ ràng hồi nãy đỗ trọng cũng có chỗ giấu giếm bây giờ mới là trận chiến thực sự giữa hai người muốn giết tôi á chỉ bằng ông thì chưa đủ đâu đỗ trọng bỗng quát lớn ngay sau đó khí thế của ông ta lại tăng vọt sau tiếng quát giận dữ này không ngờ khí thế của Đỗ Trọng mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ bỗng tăng mạnh, đột phá luôn rào cản ở siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, bước vào siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. "Ông, ông đột phá ư?" Ta cao trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Ông ta chưa bao giờ thấy cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ nào đột phá siêu phàm bát cảnh đỉnh phong chỉ trong chớp mắt hết, chuyện này đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của ông ta. Nếu muốn đột phá thì cần một quá trình để tích tụ khí thế, quá trình này ngắn thì 10 phút, lâu thì vài tiếng. Nghe nói khi cao thủ thiên cảnh đột phá còn cần tận mấy ngày. Nhưng Đỗ Trọng lại đột phá trong chớp mắt ngay trước mặt ông ta. Lúc này, quanh người Đỗ Trọng tản ra khí thế mạnh mẽ, đã vượt xa ta cao rồi. Ông Đỗ đột phá rồi, ha 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 ha, trời không tuyệt đường người, ông Đỗ đột phá rồi. Ông Đỗ, giết chết tên nước Dương này đi, chẳng phải họ vừa tuyên bố sẽ giết ông à? Bây giờ ông đừng nương tay, cứ chơi chết ông ta. Đúng thế, ông Đỗ cố lên đánh chết tên giặc nước dương này đi. Thấy đỗ trọng đột phá, cao thủ bên chiêu châu đều kích động gào lên, hình như đã quên bên nước dương vẫn còn cao thủ siêu phàm cửu cảnh, còn đỗ trọng mới đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Bên nước dương, sắc mặt của đám người Yoshida Kakeru cũng rất khó coi, họ cứ tưởng đã nắm chắc thắng lợi, nào ngờ đỗ trọng lại đột phá. Giết! Đỗ trọng bóng hơi nhích chân, biến mất. Ta cao lập tức cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ, sắc mặt trắng bệch, trước đỗ trọng với thực lực đã vượt xa ông ta, ông ta không hề có phần thắng. Cho dù không có phần thắng, ông ta vẫn phải liều mạng một phen, nếu dám bỏ cuộc, kể cả bây giờ sống được, Hiệp hội Võ thuật nước Dương cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Trong nháy mắt, đỗ trọng đã xông tới trước mặt ta cao, giơ tay đấm một phát. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, ta cao bay lên cao, sắp rơi khỏi sàn đấu. Tốt lắm, bên Chiêu Châu, có cao thủ kích động kêu lên. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Trọng lại hơi nhích chân, xông tới rìa sàn đấu, bỗng chộp lấy cổ chân ta cao rồi kéo mạnh. Dầm, ta cao ngã mạnh xuống sàn đấu chứ không rơi khỏi sàn đấu. Trong khoảnh khắc ta cao rơi xuống, cả sàn đấu như rung chuyển. Người đang xem trận đấu đều sướng sờ. Nhất là người xem bên Chiêu Châu, ai cũng kích động hô lớn. Còn người xem bên nước dương thì tái mặt, rõ ràng hồi nãy đỗ trọng suýt đánh cho ta cao rơi khỏi sàn đấu, nhưng đúng lúc ta cao sắp rơi xuống, Đỗ Trọng lại nắm cổ chân ta cao, kéo mạnh ông ta về. Rõ ràng Đỗ Trọng không định dễ dàng tha cho ta cao, nếu hồi nãy ta cao ngã khỏi sàn đấu thì sẽ thua nhưng không đến mức chết. Chỉ cần không để ta cao ngã khỏi sàn đấu, ông ta vẫn còn cơ hội giết ta cao. Đương nhiên đây không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng là chỉ cần ta cao không nhận thua, ông ta có thể kiểm soát ván đấu này, dùng nó để kéo dài thời gian. Ông ta muốn chờ Dương Thanh xuất hiện, Bây giờ chỉ mình Dương Thanh mới có cơ hội đánh bại đám người Kitano Takeshi. Thế nên ông ta không thể nhanh chóng kết thúc ván đấu này như thế, mà phải chơi từ từ. Ta Cao nằm dạt ra đất, trên mặt tràn ngập vẻ nhục nhã và tức giận. Khốn kiếp, ông ta lồm cồm bò dậy, hét lớn, mặt đầm đìa máu tươi, nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn ông sẽ hối hận. Chắc chắn ông sẽ hối hận. Hừ. Đỗ Trọng hừ lạnh, không nói nhảm, hơi nhích chân, lại xông đến chỗ Ta Cao dầm lại một tiếng động rất lớn vang lên ta cao rơi bịch xuống đất dầm 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 tiếp đến là lúc đỗ trọng thể hiện ta cao không có sức đánh trả cứ đứng dậy là lại bị đỗ trọng đánh bại sĩ khí của cao thủ bên chiêu châu lên đến đỉnh điểm tiếng hoan hô vang vọng khắp hội trường cao thủ nước dương đều có vẻ mặt u ám nhưng không thể thay đổi tình trạng này ta cao không rơi khỏi sàn đấu cũng không nhận thua hay chết ván đấu vẫn phải tiếp tục nếu cho ta cao nhận thua thì sẽ làm mất thể diện của cao thủ nước dương đám cao thủ hàng đầu nước dương ngạo mạn thà để ta cao chết chứ cũng không cho phép ông ta nhận thua ta cao cũng hiểu rõ điều này nếu chết thì còn giành được ít lợi ích cho người nhà nhưng nếu ông ta nhận thua cho dù bây giờ giữ được mạng hiệp hội võ thuật nước dương cũng sẽ không để ông ta sống sót quay về nước dương đủ rồi đúng lúc này một tiếng quát giận giữ vang vọng khắp võ thần quán là aoki yamato ông ta chậm rãi đứng dậy hít mắt nhìn chầm chầm vào đỗ trọng, tôi biết ông đang kéo dài thời gian, ông tưởng cứ dây dưa như thế là sẽ đợi được người mà ông muốn đợi ư. Nếu bây giờ ông cho ta cao nhận thua, tôi sẽ xem như không xảy ra chuyện gì, bằng không, ván tiếp theo, tôi sẽ đích thân lên sàn đấu, để ông trải nghiệm những gì mà ta cao phải chịu đấy. Đỗ trọng cười lạnh, khinh thường nhìn Aoki Yamato, dẫm lên ngực ta cao. Chỉ thấy ông ta ngạo nghễ nhìn Aoki Yamato bên nước dương, cười khẩy, nhận thua á sao phải cho nhận thua? Chẳng lẽ ông mù, không thấy người đang chiếm ưu thế tuyệt đối là tôi à? Aoki Yamato tức giận nhìn chằm chằm vào đỗ trọng, quát lớn, ông là cái thá gì chứ? Dám nói thế với tôi ư, có tin bây giờ tôi giết ông không hả? Đỗ trọng cười khẩy, lắc đầu, không tin. Ông chán sống rồi. Aoki Yamato lập tức nổi giận, hơi nhích chân, nhảy thẳng xuống từ tầng 2 của khán đài, xông tới chỗ đỗ trọng. Đỗ Trọng cũng không ngờ Aoki Yamato lại bất chấp cả quy tắc của buổi đấu, ra tay với ông ta. Ông ta biết nếu Aoki Yamato ra tay, ông ta không còn đường sống nữa. Vậy để ta cao sống tiếp cũng không có nghĩa lý gì. Giác, ông ta bỗng nhấn mạnh bên chân đang dẫm lên ngực ta cao, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, ta cao bị giết. Ông muốn chết à? Lúc này, Aoki Yamato đã lao đến, thấy ta cao bị giết, ông ta lập tức giận giữ đấm vào đầu đỗ trọng. Đỗ Trọng không thể tránh nổi. Dù sao đối phương cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ hàng thật giá thật, hơn nữa còn rất gần với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Cậu Thanh, tôi không chờ cậu được nữa. Đỗ Trọng không hề sợ hãi, nhỏ giọng lầm bẩm. Đúng lúc nắm đấm của Aoki Yamato sắp sáng vào đầu Đỗ Trọng, trong khoảnh khắc nhìn cân treo sợi tóc này, một thanh niên bỗng chắn trước Đỗ Trọng. Dầm! Ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên, trước sự khiếp sợ của mọi người, Aoki Yamato hộc máu bay ra xa dầm sau đó lại có thêm một tiếng động rất lớn vang lên Aoki Yamato nặng nề rơi xuống trước mặt Aoki Yamato bên nước dương xung quanh lập tức lặng ngắt mọi người đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên đang chắn trước đỗ trọng đỗ trọng nhìn bóng lưng trước mặt chỉ thấy hết sức quen thuộc tuy ông ta không thấy mặt đối phương nhưng lại cảm nhận được khí thế rất quen từ người đối phương cao thủ bên chiêu châu cũng mở to mắt nhìn người này sao người này có thể đánh bay aoki yamato đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chứ sao có thể họ thấy như đang mơ cao thủ bên nước dương cũng khiếp sợ có lẽ cao thủ chiêu châu không rõ thực lực của aoki yamato nhưng với tư cách là cao thủ nước dương họ lại biết rất rõ tuy aoki yamato chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nhưng thực lực có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ ngoài ra aoki yamato còn có một thân phận rất cao khác ông ta là người của gia tộc Aoki, một trong các thế gia võ thuật hàng đầu nước dương. Nhưng bây giờ, Aoki Yamato lại thua một thanh niên có vẻ chưa đầy 30 tuổi, hơn nữa còn bị anh đánh bay chỉ với một đòn. Kitano Takeshi đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng mở mắt ra, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Nhưng giữa sát khí này cũng có vẻ kinh hãi. Dương, Dương Thanh. Yoshida Kakeru nhìn chầm chầm vào thanh niên kia một lúc lâu rồi mới kinh hãi nói, vì ông ta sợ nên giọng cũng run rẩy. Dương Thanh có thể đánh bại Aoki Yamato chỉ với một đòn, tức là Dương Thanh cũng có thể đánh bại phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương như ông ta chỉ với một đòn. Bây giờ, bên nước Dương chỉ còn một người có hy vọng đánh bại Dương Thanh, đó chính là Kitano Takeshi. Lúc này Đỗ Trọng cũng nhận ra Dương Thanh, mắt lập tức đỏ hoe, ông ta nhìn người thanh niên đang chắn trước mình, cảm thấy mọi nỗ lực trước đó đều đáng giá. Vào giây phút này, khí thế mạnh mẽ của Đỗ Trọng trước đó lập tức tiêu tan như thủy triều rút trông ông ta hết sức huệ hoài. Ông đỗ, Dương Thanh không quan tâm đến cao thủ nước Dương, vội quay người lại, dảo bước đến, đỡ lấy đỗ trọng đang lảo đảo. Mắt đỗ trọng rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn mỉm cười ôn hòa, ông ta nói, tôi không sao, tôi vừa dùng bí pháp để tăng thực lực, giờ bí pháp hết hiệu quả mà thôi, may mà cuối cùng cũng chờ được cậu rồi. Nghe thấy thế, người xem mới hiểu tại sao rõ ràng đỗ trọng chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, mà lại đột phá siêu phàm bát cảnh đỉnh phong chỉ trong chớp mắt, thì ra không phải ông ta đột phá, mà đã dùng bí pháp để tăng thực lực lên. Nhưng 99% những bí pháp tăng thực lực lên trong thời gian ngắn đều có tác dụng phụ rất lớn, thậm chí một số bí pháp còn tạo thành tổn thương nghiêm trọng với nền tảng võ thuật của người sử dụng. Dương Thanh không biết bí pháp mà Đỗ Trọng dùng có ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật không, anh lấy một viên thuốc ra, nói với Đỗ Trọng, ông Đỗ, ông uống đan dược này trước đã. Đỗ Trọng không hề do dự, nuốt viên thuốc mà Dương Thanh đưa cho mình. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ngay, hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng ông ta. Năng lượng hồi phục mạnh mẽ lan ra từ trong người ông ta, Đỗ Trọng cảm thấy có một dòng nước ấm đang chảy xuôi khắp cơ thể mình. Ông ta cứ tưởng mình sẽ bị thương nặng, nhưng dưới năng lượng hồi phục mạnh mẽ này, vết thương lại chậm rãi lành, chuyện này khiến Đỗ Trọng vô cùng kinh hãi. Với tư cách là cao thủ siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, ông ta hiểu rõ, viên thuốc mà Dương Thanh vừa cho ông ta uống quý giá đến mức nào, nếu mang vào hội đấu giá chắc chắn sẽ bán được với giá trên trời, nhưng Dương Thanh lại đưa ngay cho ông ta. Nghĩ tới đây, trên mặt Đỗ Trọng tràn ngập vẻ cảm kích. "Ông Đỗ, ông xuống trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi." Thấy sắc mặt Đỗ Trọng khá hơn hẳn sau khi uống đan dược, Dương Thanh mới nói. Đỗ Trọng nhìn về phía nước Dương, trầm giọng nói, "Lần này, cao thủ trấn giữ bên nước Dương là hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương, Kitano Takeshi, nghe nói thực lực của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ." cậu phải cẩn thận. Ông ta dặn Dương Thanh rồi mới quay người rời đi. Lúc này, sắc mặt của cao thủ nước Dương u ám đến cực điểm, Aoki Yamato là cao thủ của thế gia võ thuật nước Dương mà lại bị Dương Thanh đánh bay chỉ với một đòn, đối với nước Dương, đây đúng là sự sỉ nhục. Từ sau khi Dương Thanh xuất hiện, Kitano Takeshi không nhắm mắt nữa, mà nhìn chằm chằm vào Dương Thanh bằng ánh mắt tàn nhẫn. Yoshida Kakeru cũng không hống hách như hồi nãy nữa, trong lòng tràn ngập sự kinh hãi. Tuy biết Dương Thanh rất mạnh, nhưng ông ta không ngờ Dương Thanh lại mạnh đến mức đánh bại Aoki Yamato chỉ với một đòn. Sắc mặt Sendai Kabuto cũng trắng bệch, ông ta bỗng hơi nghi ngờ, rốt cuộc người gây ra động tính tối qua ở dinh thự Vân Phong có phải Bách Lý Kinh Vân không thế? Với sự hiểu biết của họ, Dương Thanh miễn cưỡng đạt đến siêu phàm bát cảnh đỉnh phong đã là cực hạn rồi. Nhưng nếu Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm bát cảnh đỉnh phong thật, sao anh có thể đánh bại aoki yamato đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ với một đòn chữ thế nên người đột phá ở dinh thự vân phong tối qua là thanh niên này chứ không phải bách lý kinh vân à đương nhiên họ cũng chỉ nghi ngờ thôi tối qua yoshida kakeru cũng đã đánh với bách lý kinh vân trước mặt bách lý kinh vân yoshida kakeru không hề có phần thắng sau cùng ba người bắt buộc phải rời đi còn bên chiêu châu thấy dương thanh vừa xuất hiện đã đánh bại aoki yamato cao thủ võ minh đều vô cùng kích động. Chỉ mình Ninh Văn Chắc có sắc mặt tái mét. Ông ta không quên, Dương Thanh đã bảo ông ta phải đánh trận đầu ngày hôm nay thì mới đồng ý cho ông ta gia nhập võ minh. Ông ta cứ tưởng Dương Thanh sợ nên không dám xuất hiện. Giờ thấy Dương Thanh lên sàn với phương thức mạnh mẽ như thế, ông ta sợ thật rồi. Hồi nãy ông ta còn bôi nhọ Dương Thanh với mọi người, lần này Dương Thanh sẽ dễ dàng tha cho ông ta chắc. Hình như hồi nãy, cao thủ nước Dương hống hách lắm nhỉ. Dương Thanh nhìn về phía Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính bên nước Dương, lạnh lùng nói, tôi cũng muốn xem xem cao thủ nước Dương còn hống hách được đến bao giờ đấy. Kitano Takeshi nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người ông ta, phóng về phía Dương Thanh. Nhưng trước áp lực từ Kitano Takeshi, Dương Thanh vẫn không bị ảnh hưởng, đứng vững, đối mặt với ông ta. Trông thấy thế, Yoshida Kakeru và Sendai Kabuto bên cạnh Kitano Takeshi đều có vẻ kinh ngạc. Nếu họ chịu áp lực từ Kitano Takeshi thì cũng không thể thản nhiên như thế. Về phần cao thủ nước Dương khác, họ còn không dám thở mạnh, ngay cả Aoki Yamato cũng bị Dương Thanh đánh bại với một đòn, nói gì tới họ đây. Lúc này, Aoki Yamato lồm cồm bò dậy, nét mặt hết sức dữ tợn, hồi nãy, không ngờ ông ta lại hôn mê, đến cả ai đã đánh bay ông ta, ông ta cũng không biết. Mãi đến khi thấy rõ mặt Dương Thanh, ông ta mới kinh ngạc thốt lên, là cậu so với yoshida kakeru và sendai kabuto ông ta hiểu rõ thực lực của dương thanh hơn nhưng ông ta không ngờ dương thanh lại mạnh đến mức đánh ngất ông ta chỉ với một đòn chẳng lẽ người đột phá ở dinh thự vân phong tối qua là dương thanh ư ông ta cũng nghĩ như yoshida kakeru và sendai kabuto thấy bên nước dương không có cao thủ nào dám lên sàn đấu cao thủ chiêu châu đều kích động gieo hò bầu không khí lập tức đạt đến mức cao nhất sau khi uống đàn dược mà dương thanh đưa cho vết thương của Đỗ Trọng đã ổn định, ông ta nhìn sang bên nước dương, lạnh lùng nói, hồi nãy, hai bên chúng tôi đã cược với nhau, nếu bên nước dương thua, tất cả cao thủ nước dương có mặt hôm nay sẽ quỷ xuống, xin lỗi cao thủ Chiêu Châu. Đương nhiên, nếu bên Chiêu Châu chúng ta thua, tất cả cao thủ Chiêu Châu có mặt hôm nay cũng sẽ quỷ xuống xin lỗi cao thủ nước dương. Rõ ràng ông ta đang nói cho Dương Thanh nghe, dù sao hồi nãy, khi ông ta nói những câu này thì Dương Thanh không có mặt. Dương Thanh hơi nhếch môi, Ngạo Nghễ nhìn về phía cao thủ nước Dương, lạnh lùng nói, tiếp đến, ai lên tìm cái chết đây? Kitano Takeshi chậm rãi đứng dậy, nói, nếu cậu muốn chết, tôi sẽ giúp cậu. Thấy Kitano Takeshi đứng dậy, mọi người đều có vẻ kinh hãi, chẳng lẽ Kitano Takeshi định đích thân ra tay ư? Nhưng nghĩ đến biểu hiện của Dương Thanh hồi nãy, đánh bại Aoki Yamato chỉ với một chiêu, người xem lại hiểu tại sao Kitano Takeshi định đích thân ra tay. Aoki Yamato là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ sức chiến đấu có thể sánh ngang với siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nhưng vẫn bị dương thanh đánh bại có thể tưởng tượng được dương thanh mạnh đến mức nào đúng lúc Kitano Takeshi định bước ra Yoshida Kakeru cạnh ông ta bỗng đứng dậy hội trưởng để tôi lên đi Kitano Takeshi ngừng lại quay đầu nhìn chằm chằm vào Yoshida Kakeru một lúc lâu rồi mới nói ván này cậu ta phải chết Yoshida Kakeru nói tôi hiểu mà ông ta nói rồi không hề do dự bước thẳng về phía sàn đấu vào lúc này người xem hoàn toàn sôi trào yoshida kakeru là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương dương thanh là vương của yến đô cả hai đều là người nổi bật bên phe mình dương thanh đứng chắp tay sau lưng bình tĩnh nhìn về phía yoshida kakeru đang bước lên sàn đấu không ngờ cậu giấu kỹ như thế ngay cả aoki yamato cũng thua dưới tay cậu yoshida kakeru bước lên sàn đấu lạnh lùng nhìn dương thanh Dương Thanh lạnh nhạt nhìn đối phương, có lời chăng chối gì thì nói đi, bằng không ông không còn cơ hội đâu đấy. Khốn kiếp! Yoshida Kakeru lập tức giận dữ, cậu yên tâm, tôi không giết cậu đâu, đối với một cao thủ, nhất là thiên tài võ thuật như cậu, không sợ chết, điều khiến cậu tuyệt vọng thực sự là mất hết võ công. Tôi muốn cho tất cả cao thủ chiêu châu biết, không thể khiêu khích huy nghiêm của cao thủ nước dương, để họ biết nếu dám chọc vào cao thủ nước dương thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Sau này, khi thấy người nước dương, cho dù đó chỉ là người nước dương bình thường, cao thủ chiêu châu cũng sẽ phải run rẩy. Nghe thấy Yoshida Kakeru nói thế, khí thế bên nước dương lập tức tăng vọt. Phó hội trưởng Yoshida, tuyệt lắm, giết cao thủ chiêu châu này, để họ biết sự mạnh mẽ của cao thủ nước dương chúng ta đi. Phó hội trưởng Yoshida vạn tuế, cao thủ nước dương vạn tuế. Tất cả cao thủ nước dương đang có mặt đều gieo hò, giọng họ khiến không gian như rung chuyển còn cao thủ chiêu châu thì đều có sắc mặt nghiêm nghị. Tuy hồi nãy, Dương Thanh vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc, đánh bại Aoki Yamato chỉ với một đòn, nhưng sau cùng, Aoki Yamato mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ mà thôi, còn Yoshida Kakeru là phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương, cũng là cao thủ có thực lực gần với Kitano Takeshi nhất trong số cao thủ nước Dương tham gia đấu võ với cao thủ chiêu châu lần này. Tuy Yoshida Kakeru mới đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, nhưng không ai nghi ngờ gì về việc sức chiến đấu của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hết. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của cao thủ nước dương. Bên Chiêu Châu, Đỗ Trọng nhìn chằm chằm vào người thanh niên trên sàn đấu với vẻ nghiêm nghị. Ông ta vẫn luôn vững tin rằng Dương Thanh là người duy nhất có thể cứu cao thủ Chiêu Châu, thậm chí sẵn sàng dùng cả bí pháp có tác dụng phụ rất lớn với cơ thể để kéo dài thời gian, chờ Dương Thanh đến. Nhưng bây giờ Dương Thanh đã đến, ông ta lại bắt đầu lo cho Dương Thanh dù sao Dương Thanh cũng còn rất trẻ, chưa đầy 30 tuổi mà đã có thực lực đánh bại Aoki Yamato trong nháy mắt, có thể tưởng tượng được thiên phú của Dương Thanh mạnh đến mức nào, nếu cho anh 10 năm nữa, trong số những cao thủ nước Dương đang có mặt, còn ai là đối thủ của anh? Có lẽ chẳng cần 10 năm, Dương Thanh cũng làm được điều đó. Nhưng bây giờ, Dương Thanh vẫn còn trẻ, còn bên nước Dương lại có Kitano Takeshi chấn giữ. Cho dù Dương Thanh đánh bại Yoshida Kakeru thì vẫn còn Kitano Takeshi một khi Dương Thanh gặp bất chắc, Chiêu Châu sẽ mất một thanh niên có thiên phú nghịch thiên. Lúc này, trên sàn đấu, Dương Thanh bình tĩnh nhìn về phía Yoshida Kakeru, nói nhảm xong chưa? Xong rồi thì bắt đầu đi. Sau khi anh dứt lời, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người anh. Ha 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 ha. Sau khi cảm nhận được khí thế của Dương Thanh, Yoshida Kakeru vốn đang hơi căng thẳng không khỏi phá lên cười. Siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ cậu chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ mà dám bảo tôi trăng trối á? Yoshida Kakeru cười lớn, xem ra chiêu châu thực sự không còn ai nữa, phải gửi gắm hết hy vọng vào một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Nghe thấy Yoshida Kakeru nói thế, cao thủ nước Dương cũng phá lên cười, như thể nghe được chuyện gì hài hước lắm. Chiêu châu đúng là không còn ai nữa, lại để một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ khiêu chiến phó hội trưởng Yoshida, cậu ta vội đi chết thế hả? Phó hội trưởng Yoshida, giết chết tên nhãi này, thể hiện uy thế của nước dương ta đi. Cao thủ nước dương hống hách đến cực điểm, như đã thấy dương thanh thua dưới tay Yoshida Kakeru, thậm chí họ còn quên, chính cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ trong mắt họ vừa đánh bại Aoki Yamato đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ với một chiêu. Sắc mặt cao thủ chiêu châu sám quét, chẳng lẽ dương thanh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thôi à? Đỗ Trọng cũng biết cao thủ Chiêu Châu đang lo lắng, ông ta nói lớn, cho dù cậu Thanh chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thì sao chứ? Chẳng phải cậu ấy vẫn đánh bại Aoki Yamato đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chỉ với một chiêu ư? Chắc chắn cậu Thanh sẽ thắng. Đỗ Trọng nói lớn. Nghe thấy thế, người xem đang có mặt mới nhận ra, đúng là Dương Thanh đã dùng một chiêu để đánh bại Aoki Yamato có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Chắc chắn cậu Thanh sẽ thắng. Chắc chắn cậu Thanh sẽ thắng. Cao thủ chiêu châu đang có mặt đều gieo hò, trong lúc nhất thời, khí thế bên chiêu châu tăng vọt. Dương Thanh đang đứng giữa sàn đấu lạnh lùng nhìn Yoshida Kakeru, bắt đầu đi. Yoshida Kakeru cười lạnh, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, quỳ xuống xin tôi tha mạng, tôi có thể bỏ qua cho cậu. Không những thế, tôi còn có thể đại diện nước Dương, bỏ qua ván cực hồi nãy giữa hai bên, không bắt cao thủ chiêu châu quỳ xuống xin lỗi nữa, sao nào. Dương Thanh nhíu mày, hồi nãy anh đã biết ván cược giữa hai bên từ lời đỗ trọng, Đối với anh Aoki Yamato hay Yoshida Kakeru cũng thế đều là người mà anh phải đánh bại anh chỉ lo lời Yoshida Kakeru nói sẽ khiến một số cao thủ chiêu châu không rõ sự thật bị mê hoặc làm bẽ mặt tất cả cao thủ chiêu châu quả nhiên Yoshida Kakeru vừa dứt lời bên chiêu châu đinh văn trác là người đầu tiên đứng dậy nói lớn dương thanh cậu mau quỳ xuống xin lỗi đi cậu chán sống thì cũng đừng liên lụy chúng tôi ván cược này là do đỗ trọng bày ra để kéo dài thời gian chờ cậu hai người muốn thì quỳ xuống mà xin lỗi đừng liên lụy người vô tội không ai ngờ đinh văn trác lại nói thế trước mặt mọi người ngay cả cao thủ nước dương cũng hết sức bất ngờ đỗ trọng lập tức nổi giận nhìn đinh văn trác bằng ánh mắt đằng đằng sát khí quát đinh văn trác ông biết mình đang nói gì không cao thủ chiêu châu khác cũng nhìn đinh văn trác với vẻ mặt không mấy thân thiện tuy có vẻ đinh văn trác đang nghĩ cho cao thủ chiêu châu nhưng ai cũng nhận ra, Đinh Văn chắc có ân oán với Dương Thanh và Đỗ Trọng nên mới cố tình nói thế. Tuy cũng có cao thủ chiêu châu thầm đồng ý với Đinh Văn chắc nhưng cũng hiểu tình hình bây giờ, không dám nói ra, nhưng Đinh Văn chắc lại chối bỏ hết trách nhiệm ngay trước đám đông, đẩy cho Dương Thanh và Đỗ Trọng, đúng là hèn hạ trơ chẽn. Cảm nhận được sát khí của Đỗ Trọng, trong mắt Đinh Văn chắc có vẻ sợ hãi, nhưng ông ta vẫn hùng hồn nói, tôi chỉ nói thật thôi, sao nào? Ông Đỗ không nhịn được, định giết tôi hả? Đỗ Trọng cố kìm nén ý định giết Đinh Văn Trác, ông ta hiểu cho dù muốn ra tay với Đinh Văn Trác thật thì cũng không phải bây giờ. Trong võ thần quán, bên cạnh cao thủ Chiêu Châu và nước Dương, còn rất nhiều phóng viên đến từ khắp nơi trên thế giới đang phát sóng trực tiếp, nếu ông ta giết Đinh Văn Trác, cả thế giới sẽ biết chuyện này, ông ta cũng không sợ nhà họ Đinh, nhưng làm vậy không khác gì bôi nhỏ cao thủ Chiêu Châu hết. Thấy Đỗ Trọng im lặng, Đinh Văn Trác càng hống hách hơn, ông ta nhìn các cao thủ Chiêu Châu, nói lớn, các vị đừng mốc ngách thế nữa. Dương Thanh không thể là đối thủ của cao thủ hàng đầu nước Dương đâu, chắc chắn cậu ta sẽ thất bại. Sở dĩ Dương Thanh xuất hiện muộn như vậy, vì Đỗ Trọng đã bàn trước với cậu ta, họ không quan tâm đến thắng thua của trận đấu hôm nay, mà chỉ quan tâm đến trước Minh Chủ võ Minh. Trước đó Đỗ Trọng đã nói, hôm nay ai có công lớn nhất với Chiêu Châu thì sẽ là Minh Chủ võ Minh. Ông ta biết chắc hôm nay Chiêu Châu sẽ thua, nên mới cố tình nói thế, còn giúp Dương Thanh kéo dài thời gian như vậy, cho dù Dương Thanh thua, Dương Thanh cũng sẽ trở thành minh chủ võ minh. Nếu Dương Thanh thua, tất cả cao thủ Chiêu Châu đang có mặt sẽ phải quỳ xuống xin lỗi cao thủ nước Dương theo cậu ta, cho dù mất mặt thì cũng là tất cả cao thủ Chiêu Châu mất mặt, chứ không riêng gì cậu ta. Nghe thấy Đinh Văn Chắc nói thế, trong mắt cao thủ Chiêu Châu tràn ngập vẻ kinh ngạc, họ không ngờ chuyện lại phức tạp đến thế, nhưng đúng như Đinh Văn Chắc nói ư. Đỗ Trọng tức giận nghiến răng, ông ta cũng lo lời Đinh Văn Chắc nói sẽ mê hoặc cao thủ Chiêu Châu, bèn nói lớn, các vị cứ yên tâm, chắc chắn Dương Thanh sẽ giúp Chiêu Châu chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng, nếu không làm được, cậu ấy cũng không có tư cách trở thành minh chủ võ minh đời thứ nhất. Nghe thấy Đỗ Trọng nói thế, sắc mặt cao thủ Chiêu Châu dễ coi hẳn. Đinh Văn Trác đang định nói tiếp, Đỗ Trọng đã giận dữ nói, nếu ông dám ăn nói sằng bậy nữa, tôi sẽ giết ông ngay. Ông ta nói rồi phóng khí thế siêu phàm bát cảnh hậu kỳ ra, áp lực khủng khiếp lập tức bao phủ Đinh Văn Trác. Đinh Văn Trác run rẩy, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, tuy ông ta vẫn muốn mê hoặc cao thủ Chiêu Châu, nhưng sau khi cảm nhận được sát khí của Đỗ Trọng với mình, ông ta sợ rồi, không dám nói lung tung nữa. Lúc này, giữa sàn đấu, Yoshida Kakeru cười lạnh, nhìn về phía Dương Thanh, xem ra địa vị của cậu trong lòng cao thủ Chiêu Châu cũng chẳng ra gì. Ông ta đang ám chỉ rằng cao thủ Chiêu Châu không đoàn kết. Dương Thanh thản nhiên nhìn Yoshida Kakeru, "Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi." đừng nói là cảnh giới của anh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ cho dù không đột phá nếu dốc hết sức anh vẫn tự tin sẽ đánh bại yoshida kakeru bây giờ anh đã đột phá còn sợ gì khi đối mặt yoshida kakeru nữa yoshida kakeru biết không bao giờ bắt dương thanh quỳ xuống xin lỗi được ông ta không nói nhảm nữa khí thế mạnh mẽ lan ra từ người ông ta chỉ trong nháy mắt khí thế của ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ hay nói đúng hơn là siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đỉnh phong, cách siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ không xa lắm. Cảm nhận được khí thế của Yoshida Kakeru, Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính bên phe nước Dương lặng lẽ nhíu mày. Yoshida Kakeru híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, bây giờ cậu hối hận vẫn kịp đấy, cậu chắc chắn rằng sẽ không quỳ xuống xin lỗi rồi nhận thua à? Nói lắm quá. Dương Thanh nói rồi hơi nhích chân, lao thẳng về phía Yoshida Kakeru. Anh vừa di chuyển Khí thế cũng lan ra từ người anh, phần lớn người đang có mặt đều là người luyện võ, họ biết ngay đúng là thực lực của Dương Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ có thể đánh một trận với cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thật ư? Tuy trước đó Dương Thanh đã dùng một chiêu để đánh bại Aoki Yamato có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng trong mắt cao thủ đang có mặt, cho dù sức chiến đấu của anh mạnh hơn nữa, cảnh giới vẫn thua Yoshida Kakeru nếu muốn lấy thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ để đánh bại cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, anh không hề có phần thắng. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của họ thôi, ngay sau đó, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Dầm, hai người va vào nhau, chỉ thấy sàn đấu dưới chân họ lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Dầm, ngay sau đó, một tiếng động rất lớn vang lên, sàn đấu hoàn toàn sụp đổ, đá bay bốn phía. Chỉ một đòn đã đánh sập sàn đấu, Cao thủ đang có mặt đều trợn tròn mắt, ai cũng có vẻ không dám tin, con người có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp đến thế à? Bên nước Dương, trong mắt Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính cũng có vẻ kinh hãi. Việc Yoshida Kakeru sắp đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã nằm ngoài dự đoán của ông ta, nào ngờ một cao thủ chiêu châu còn trẻ như thế, hơn nữa chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ lại có thể đối đầu với Yoshida Kakeru bằng sức mạnh cơ thể. Tuy Dương Thanh lùi về sau 7, 8 bước, nhưng Yoshida Kakeru cũng lùi 5, 6 bước. Một đòn này đã khiến ông ta nhận ra rất nhiều thông tin. Cường độ cơ thể của Dương Thanh ngang với Yoshida Kakeru. Quan trọng là Yoshida Kakeru có thiên phú cực kỳ xuất chúng trong số người luyện võ, có thực lực vượt cảnh giới để đánh bại kẻ địch. Bây giờ, Dương Thanh thấp hơn Yoshida Kakeru một cảnh giới nhỏ lại có sức mạnh ngang với Yoshida Kakeru, vậy sức chiến đấu thực tế của Dương Thanh khủng khiếp đến mức nào chứ? Yoshida Kakeru cũng vô cùng kinh hãi, với tư cách là cao thủ trực tiếp chiến đấu với Dương Thanh, ông ta hiểu rõ sức chiến đấu thực sự của anh nhất. Dương Thanh không hề nhụt chí trước kết quả này, còn tự tin hẳn lên. Bởi vì anh cũng chưa dốc toàn lực trong chiêu hồi nãy, thậm chí còn chưa kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, phải biết rằng sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa xong, sức chiến đấu của anh sẽ tăng vọt. Bên nước Dương còn Kitano Takeshi với thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chấn giữ, nếu anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa từ khi đối đầu với Yoshida Kakeru mới đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ thì không nhất thiết phải đánh với Kitano Takeshi nữa. Thế nên anh định không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa khi đánh với Yoshida Kakeru. Đương nhiên, nếu muốn đánh bại Yoshida Kakeru khi không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, anh cũng phải dốc toàn lực, đối thủ lần này cũng không phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ bình thường. Sàn đấu sập rồi, tiếp đến phải phân thắng bại kiểu gì đây? Dương Thanh nhìn về phía Yoshida Kakeru, hỏi. Yoshida Kakeru híp mắt nhìn chầm chầm vào Dương Thanh, nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí, sàn đấu sập rồi, chúng ta cũng không cần quy tắc gì nữa, quy tắc tiếp theo chỉ có một, đó là phân rõ sống chết thôi. Được. Dương Thanh dứt khoát đồng ý. Rầm. Anh nói rồi bỗng rậm mạnh xuống đất, lao về phía Yoshida Kakeru. Yoshida Kakeru cũng lập tức hành động. Dầm dầm rầm. Hai người điên cuồng chiến đấu, sàn đấu đã trở thành đá vụn dương thanh và yoshida kakeru hoàn toàn đánh trên đá vụn mỗi khi hai người ra tay thì sẽ khiến một phần đất rộng rạn nứt dưới chân hai người không còn chỗ nào hoàn hảo người xem nhìn mà sững sờ đúng là đã mắt mạnh quá đây là sức chiến đấu của con người thật ư nói nhảm nếu không phải người chẳng lẽ là thần chắc họ là cao thủ siêu phàm cửu cảnh phát huy được thực lực khủng khiếp như thế cũng không bất ngờ chút nào Tôi nghe nói thực lực của cao thủ thiên cảnh càng đáng sợ hơn, giơ tay lên có thể gọi gió hô mưa, rời non lấp biển đấy. Phần lớn người xem đang có mặt đều là người luyện võ, thấy trận đấu dữ dội này, ai cũng có vẻ hướng tới. Siêu phàm cửu cảnh là cảnh giới mà cao thủ nào cũng tha thiết ước mơ, rất nhiều người đã mất cả đời để đạt được nó, đừng nói là siêu phàm cửu cảnh, cho dù chỉ từng gặp cao thủ siêu phàm cửu cảnh thôi cũng có rất ít người. Đỗ Trọng siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng tuy trận chiến giữa dương thanh và yoshida kakeru vừa bắt đầu nhưng có thể thấy được sự mạnh yếu của hai người dù sao yoshida kakeru cũng hơn dương thanh một cảnh giới nhỏ tuy có vẻ dương thanh và yoshida kakeru đánh ngang tay nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy dương thanh vẫn hơi luống cuống còn động tác của yoshida kakeru thì rất trôi chảy chiều nào cũng hết sức tàn nhẫn chỉ cần đánh trúng dương thanh thì sẽ tạo thành vết thương rất lớn đinh văn chắc cười lạnh rõ ràng thực lực của Dương Thanh không bằng Yoshida Kakeru, nếu không đánh bại nổi Yoshida Kakeru thì cậu ta còn không có cả cơ hội giao chiến với Kitano Takeshi, cậu ta thua, cao thủ chiêu châu chúng ta cũng mất mặt. Ông ta nói rồi nhìn Đỗ Trọng, lạnh lùng hỏi, Đỗ Trọng, đây chính là người mà ông kéo dài thời gian để chờ đấy, phán cửa cũng do ông đồng ý, nếu cậu ta thua, các người phải chịu trách nhiệm. Đỗ Trọng nhíu mày, lặng lẽ nhìn Ninh Văn Trác, lạnh lùng nói, cho dù không có Dương Thanh, Ông nghĩ Chiêu Châu thắng được à? Hừ, Đinh Văn chắc lạnh lùng nói, nếu không có Dương Thanh, ít nhất chúng ta không cần chịu nhục sau khi cậu ta thất bại. Đỗ Trọng đốt lại, nếu không có Dương Thanh, một khi chúng ta thua, ông nghĩ cao thủ nước Dương sẽ dễ dàng tha cho chúng ta chắc. Lần này họ rầm rộ khiêu chiến cao thủ Chiêu Châu vì lẽ gì? Để sỉ nhục cao thủ Chiêu Châu rồi mạnh mẽ tiến vào Chiêu Châu. Cho dù đây là một trận đấu chắc chắn thua, chúng ta cũng phải đối mặt cho dù thất bại, chúng ta cũng phải chiến đấu. Bây giờ trận đấu vẫn chưa kết thúc, ông luôn mồm bảo sẽ khiến chúng tôi trả giá đắt, ông không nghĩ nếu Dương Thanh thắng thì sao à? Đinh Văn Chắc cười lạnh, ông đùa gì thế? Cậu ta chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, sao là đối thủ của siêu phàm cửu cảnh trung kỳ được? Cho dù cậu ta đánh bại Yoshida Kakeru thì sao chứ? Chẳng lẽ cậu ta có thể đánh bại cả Kitano Takeshi ư? Đỗ Trọng lạnh lùng nói, nếu cậu ấy làm được thật thì sao? Đinh Văn Chắc khinh thường cười lạnh, nếu cậu ta đánh bại Kitano Takeshi thật, tôi sẽ dập đầu xin lỗi cậu ta, rồi lấy cái chết để chuộc tội. Đỗ Trọng tức giận nói, được, chính ông nói đấy nhé, nếu cậu ấy làm được mà ông dám nuốt lời, tôi sẽ đích thân tiến ông lên đường. Trong lúc Đỗ Trọng và Đinh Văn Chắc nói chuyện, một tiếng rầm vang lên, hai người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Dương Thanh vừa bị Yoshida Kakeru đánh trúng, bay xa mấy mét. Thấy cảnh này, Đinh Văn Trác vừa hơi lo lắng không khỏi phá lên cười, đắc ý nhìn về phía Đỗ Trọng, Đỗ Trọng, đây chính là người có thể thắng Kitano Takeshi mà ông nói ư. Ngay cả một phó hội trưởng dưới trướng Kitano Takeshi cũng có thể đánh bại cậu ta, còn cần Kitano Takeshi ra tay à. Thấy Dương Thanh bị Yoshida Kakeru đánh bay, sắc mặt Đỗ Trọng vô cùng khó coi, đúng như Đinh Văn Trác nói, Dương Thanh có thể là đối thủ của Kitano Takeshi à có lẽ anh còn không thắng nổi Yoshida Kakeru, đến khi đó có lẽ không có cả cơ hội đánh với Kitano Takeshi ấy chứ. Đinh Văn Trác nhìn Đỗ Trọng với vẻ mặt hài hước, nói, Đỗ Trọng, tôi có thể đồng ý với ông, nếu Dương Thanh đánh bại Kitano Takeshi thật, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu ta, nhưng... Nói đến đây, ông ta bỗng ngừng lại. Đỗ Trọng nhìn Đinh Văn Trác, lạnh lùng nói, nhưng sao? Đinh Văn Trác cười, nếu Dương Thanh thua thì nên làm gì? đỗ trọng lập tức nhướng mày ông muốn thế nào đinh văn trác cười nói tôi cũng không làm khó ông cũng như tôi thôi nếu dương thanh thua kitano takeshi ông quỳ xuống xin lỗi tôi rồi đề cử tôi làm minh chủ võ minh ông dám cược chứ nghe thấy đinh văn trác nói thế sắc mặt của cao thủ chiêu châu hết sức khó coi đinh văn trác ông muốn làm minh chủ phát điên rồi à cho dù dương thanh thua ông có tư cách gì để đảm nhiệm chức minh chủ võ minh chứ ông mạnh lắm à hay ông thấy nhà họ đinh phía sau ông mạnh lắm, mạnh đến mức cả võ minh phải ngưỡng vọng ư. Những cao thủ chiêu châu bên cạnh đinh văn chắc tức giận nói. Đinh văn chắc không buồn ngó tới những người này, trong mắt ông ta, chỉ có mấy cao thủ siêu phàm bát cảnh uy hiếp được ông ta, về phần những người khác, ông ta không coi ra gì. Chỉ cần đỗ trọng đồng ý với ông ta, lại thêm sự nâng đỡ âm thầm của nhà họ đinh, ông ta có thể ngồi vững trên ghế minh chủ võ minh. Sắc mặt đỗ trọng rất u ám, ông ta hít mắt nhìn chằm chằm vào Đinh Văn Trác, ông chơi chẽn thật, bây giờ là lúc cao thủ Chiêu Châu hợp sức đối phó cao thủ nước Dương, ông vẫn nhỏ ngó vị trí minh chủ võ minh. Đinh Văn Trác cười lạnh, "Đỗ Trọng, đừng nói nhảm nữa, người không vì mình trời chu đất diệt. Võ minh vốn do tôi đề nghị thành lập, chính các người định cướp thành quả của tôi, để tôi đảm nhiệm chức minh chủ võ minh là danh chính ngôn thuận rồi." Ông cứ nói đi, có dám cược với tôi không? Nếu không dám thì đừng nói nhảm nữa, nếu dám, vậy xem như thay mặt cao thủ chiêu châu đồng ý đánh cược với tôi. Cao thủ chiêu châu xung quanh thi nhau khuyên, ông đỗ, ông đừng đồng ý với tên khốn này, nếu để ông ta làm minh chủ thật, tôi thà không gia nhập võ minh. Không sai, tên khốn này là kẻ tiểu nhân dậu đổ bìm leo, quốc gia đứng trước nguy nan, ông ta vẫn đang mưu cầu lợi ích cho mình, đúng là mối nhục của cao thủ chiêu châu, ông đừng để ông ta lừa. Ông đỗ, đừng đồng ý với ông ta. Cao thủ chiêu châu thi nhau khuyên hành động và lời lẽ của đinh văn trác đã khiến cao thủ chiêu châu tức giận trước cơn giận của đám đông đinh văn trác có vẻ không quan tâm cười lạnh đỗ trọng không giấu gì ông tôi đã liên lạc với gia tộc rồi gia tộc đã cử cao thủ đến yến đô chắc ông cũng biết phía sau nhà họ đinh tôi là gia tộc cổ võ họ bách lý nếu bây giờ ông đồng ý đánh cược với tôi tôi sẽ đàng hoàng cược với ông một ván nhưng nếu ông không dám sau khi cao thủ nhà họ đinh tới ông có muốn cược tôi cũng không đồng ý đâu Nghe thấy thế, đám người càng thêm tức giận. Sắc mặt đỗ trọng u ám tới cực điểm, ông ta nhìn chầm chầm vào Đinh Văn Trác, Đinh Văn Trác, ông sẽ phải trả giá đắt vì chuyện này. Được, nếu ông muốn cược, tôi sẽ tin cậu Thanh một lần, cược với ông. Đinh Văn Trác lập tức cười lớn, các vị, mọi người nghe rồi đấy, đỗ trọng đồng ý đánh cược với tôi, nếu Dương Thanh thua Kitano Takeshi, đỗ trọng sẽ phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi. Đồ tiểu nhân chơi chén hèn hạ, nếu không có gia tộc cổ võ họ Bách Lý, nhà họ Đinh là cái thá gì chứ? Chắc chắn nhà họ Đinh sẽ phải trả giá đắt. Tất cả cao thủ Chiêu Châu đều nổi giận. Lúc này, trên sàn đấu, nói đúng hơn, phải là trong võ thần quán, vì sàn đấu đã nát vụn khi Dương Thanh đánh với Yoshida Kakeru, bây giờ chỉ có một quy tắc, đó chính là một bên chết thì mới xem như phân rõ thắng thua. Dương Thanh bị Yoshida Kakeru đánh trúng, bay thẳng ra xa, đòn này khiến Dương Thanh thấy nội tạng mình như lệch đi, anh lồm cồm bò dậy, nhìn Yoshida Kakeru ở phía đối diện. Yoshida Kakeru cũng thở hổn hển, người đầy vết thương, rõ ràng tình trạng của ông ta cũng không ổn. Trận đấu vừa rồi đã khiến cả hai tiêu hao rất nhiều. "Dương Thanh, cậu rất mạnh." Yoshida Kakeru chợt nói, trong mắt lóe lên sát khí, ông ta nghiến răng nghiến lợi, "Nhưng cho dù cậu mạnh hơn thì cũng không thoát chết đâu, tôi sẽ giết cậu ở nơi này." Dương Thanh lau máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu anh nhìn chằm chằm vào yoshida kakeru nếu thực lực của ông chỉ có thế tôi khuyên ông nên thu hồi câu vừa rồi tránh cho ông chết ở đây rồi khiến tất cả cao thủ nước dương mất mặt yoshida kakeru lập tức phá lên cười cười chán rồi mới nhìn dương thanh cậu tưởng mình vô địch thật à với trạng thái của cậu bây giờ còn dám to mồm như thế da mặt cậu đúng là dày hơn cả tường thành tôi cũng muốn xem xem cậu khiến tôi chết ở đây kiểu gì đấy dương thanh cười lạnh ông sẽ thấy ngay thôi vậy để tôi xem cậu còn giữ lại mấy phần thực lực yoshida kakeru bỗng hét lớn dầm một tiếng mặt đất dưới chân ông ta nứt toác ông ta lập tức lao tới chỗ dương thanh dương thanh vững vàng đáp đất điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết vẫn không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa yoshida kakeru rất mạnh nhưng vẫn không thể ép dương thanh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa chết đi cho tôi ngay sau đó Yoshida Kakeru đã xông tới trước mặt Dương Thanh, đánh mạnh một đòn. Trong mắt Dương Thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đòn tấn công của đối phương sắp sáng xuống. Trong khoảnh khắc này, Dương Thanh dùng chân trái làm trụ, bỗng quay 360 độ, dồn hết sức mạnh vào chân phải, đạp mạnh về phía Yoshida Kakeru đang lao tới chỗ anh. Dầm! Chân phải Dương Thanh đá mạnh vào ngực Yoshida Kakeru, theo tiếng gãy xương, Yoshida Kakeru bay xa mười mấy mét. Dầm tiếng nữa, Yoshida Kakeru nặng nề ngã xuống giữa cao thủ nước dương, rơi lên cái bản trước mặt Kitano Takeshi, cái bản đó lập tức vỡ nát. Đám người còn thấy một nửa chân bàn đâm từ sau lưng Yoshida Kakeru ra trước, mũi nhọn của chân bàn đã bị máu Yoshida Kakeru nhuộm đỏ. Yoshida Kakeru trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều tròn mắt nhìn xác Yoshida Kakeru. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức yoshida kakeru đã chết mà người xem vẫn đang khiếp sợ mãi đến lúc một giọng nói không phù hợp với bầu không khí vang lên phạm quy dương thanh phạm quy rồi giọng nói này là của sendai kabuto bên nước dương lúc này mắt sendai kabuto đỏ ngầu căm tức nhìn dương thanh hét lớn dương thanh đồ hèn hạ cho chẽn không ngờ cậu dám dùng ám khí để giết yoshida kakeru cậu thua rồi dương thanh lạnh lùng nhìn sendai kabuto ám khí Tôi dùng ám khí gì? Sendai Kabuto lập tức nghẹn lời, ông ta chỉ đoán Dương Thanh dùng ám khí thôi. Theo ông ta thấy, hồi nãy Dương Thanh sắp thua Yoshida Kakeru, tự dưng Yoshida Kakeru lại bị Dương Thanh đá bay, rơi xuống cái bàn trước mặt Kitano Takeshi, còn bị chân bàn gãy đâm xuyên qua người nữa. Chắc chắn là có vấn đề, bằng không, sao Dương Thanh, người sắp thua Yoshida Kakeru có thể phát huy sức mạnh lớn thế chứ? Dương Thanh cười khẩy, nhìn Sendai Kabuto như đang nhìn đồ đần rồi quay sang Kitano Takeshi. Kitano Takeshi cũng đang nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Dương Thanh chợt nói, Kitano Takeshi, người khác không rõ tôi có dùng ám khí không, nhưng chắc ông biết rõ, đương nhiên, nếu các người cứ khăng khăng là tôi đã dùng ám khí, cứ việc gọi người của tổ chữa trị đến kiểm tra, cũng để khán giả biết tôi có dùng ám khí không. Kitano Takeshi vẫn im lặng, Sendai Kabuto kích động hét lớn, chắc chắn cậu đã dùng ám khí rồi, bằng không, sao phó hội trưởng Yoshida lại chết chứ? Dương Thanh, tốt nhất cậu nên thành thật khai báo xem đã dùng ám khí gì, không thì đừng trách cao thủ nước Dương không khách sáo với cậu. Nhảm nhí, bên Chiêu Châu, Đỗ Trọng lập tức quát lớn, cao thủ nước Dương không thua được à? Các người nghĩ chắc chắn Yoshida Kakeru sẽ không thua cậu Thanh ư? Mà trước khi cậu Thanh xuất hiện, cao thủ nước Dương các người đã cố tình kìm nén cảnh giới, khiến cao thủ chiêu châu tổn thất nặng nề, các người có nhớ mình đã nói gì lúc đấy không? Các người nói trận chiến này chỉ có một quy tắc, đó chính là cao thủ bên nào thắng thì thắng lợi ngày hôm nay cũng thuộc về bên đó, các người còn nói cho dù cao thủ nước dương kìm nén cảnh giới thì cũng không tính là phạm quy. Theo cách nói của các người, cho dù cậu Thanh dùng ám khí đánh bại Yoshida Kakeru thì cũng đúng quy tắc, hơn nữa cậu Thanh vốn không dùng ám khí, nếu các người khăng khăng là cậu Thanh dùng ám khí thì lấy chứng cứ ra đi không có chứng cứ mà đòi vu khống cao thủ chiêu châu cao thủ chiêu châu chúng tôi không đồng ý đỗ trọng hết sức kích động căm thức nhìn sendai kabuto nói lớn ông đỗ nói không sai các người định vu khống cậu thanh cao thủ chiêu châu chúng tôi không đồng ý chúng tôi không đồng ý cao thủ chiêu châu đều cao giọng hô họ cứ tưởng chắc chắn hôm nay chiêu châu sẽ thua dù sao dương thanh cũng còn rất trẻ cảnh giới lại thấp hơn yoshida kakeru Dương Thanh không thể là đối thủ của Yoshida Kakeru được. Nhưng sau khi thấy Dương Thanh giết Yoshida Kakeru, họ lại tự tin hẳn. Kitano Takeshi rất mạnh, nhưng thế thì sao chứ? Thực lực mà Dương Thanh thể hiện ra cũng không yếu, anh đã có thể giết Yoshida Kakeru đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ bằng cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, vậy chắc chắn cũng có thể tạo ra thêm kỳ tích, dùng cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ để giết Kitano Takeshi cao hơn mình hai cảnh giới sĩ khí của cao thủ chiêu châu tăng vọt còn sắc mặt của cao thủ nước dương hết sức khó coi nhất là kitano takeshi ông ta cố nén giận nhìn chằm chằm vào dương thanh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí dương thanh đá bay yoshida kakeru để ông ta chết trước mặt kitano takeshi rõ ràng anh cố ý đối với kitano takeshi đây đúng là sỉ nhục dương thanh tôi cho cậu một cơ hội phục tùng tôi nếu cậu chịu gia nhập hiệp hội võ thuật nước dương Tôi sẽ để cậu thay thế Yoshida Kakeru trở thành phó hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương. Kitano Takeshi nhìn chằm chằm vào Dương Thanh một lúc lâu, chợt nói. Ông ta hết sức bình tĩnh, thậm chí còn không đứng dậy, ngồi ở bàn, ngạo mạn nhìn Dương Thanh. Sự mời chào của ông ta với Dương Thanh cũng khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng nghĩ đến thực lực mạnh mẽ mà Dương Thanh thể hiện, họ cũng hiểu được thôi, anh chưa đầy 30 tuổi mà đã có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thậm chí giết cả Yoshida Kakeru đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ nữa. Cho dù ở đâu, người thanh niên này cũng là thiên tài võ thuật. Nếu cho anh thêm mấy năm, anh sẽ mạnh đến mức nào chứ? Có lẽ thiên cảnh mới là điểm xuất phát của anh. Lúc này, cao thủ Chiêu Châu vô cùng căng thẳng, sợ Dương Thanh đồng ý. Sendai Kabuto nói ngay, hội trưởng, Dương Thanh vừa giết phó hội trưởng Yoshida, sao ông có thể để cậu ta gia nhập hiệp hội võ thuật chứ? còn cho phép cậu ta thay thế phó hội trưởng Yoshida. Kitano Takeshi không quan tâm đến Sendai Kabuto, vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Aoki Yamato căm thù nhìn Dương Thanh, cũng quay sang Yoshida Kakeru, hội trưởng, gia tộc Aoki không đồng ý để cậu ta gia nhập hiệp hội võ thuật đâu. Tuy trên thực tế, hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương là Kitano Takeshi, nhưng gia tộc Yoshida, gia tộc Aoki và gia tộc Sendai mới là bên nắm quyền. Aoki Yamato có tư cách nói câu đó. Sendai Kabuto cũng vội nói, gia tộc Sendai chúng tôi cũng không đồng ý. Kitano Takeshi lập tức nhíu mày, vẫn kệ họ. Dương Thanh bỗng cười, nhìn Kitano Takeshi với vẻ mặt hài hước, "Được. Bảo tôi gia nhập hiệp hội võ thuật nước Dương cũng được thôi. Nhưng ông phải đồng ý yêu cầu này của tôi." Nghe thấy thế, mọi người đều sững sờ, Dương Thanh định đồng ý thật hả? Đỗ Trọng cuống cả lên, vội nói, "Cậu Thanh Cậu đừng tin đám giặc nước Dương này. Cho dù cậu gia nhập hiệp hội võ thuật nước Dương, họ cũng không dễ dàng tha cho cậu đâu. Dương Thanh không quan tâm đến đỗ trọng, cười ha hả, nhìn Kitano Takeshi. Kitano Takeshi bình tĩnh hỏi, cậu muốn tôi đồng ý gì với cậu? Dương Thanh hơi nhếch môi, Lies Sendai Kabuto và Aoki Yamato đang đứng cạnh Kitano Takeshi, cười nói, chỉ cần ông giết Sendai Kabuto và Aoki Yamato, tôi có thể cân nhắc gia nhập hiệp hội võ thuật nước Dương. Reaction, Phạm Hải. Nghe thấy thế, mọi người đều tròn mắt, Dương Thanh lại bảo Kitano Takeshi giết Sendai Kabuto và Aoki Yamato ư? Anh điên rồi à? Sao Kitano Takeshi có thể đồng ý chứ? Mọi người nhanh chóng phản ứng lại, Dương Thanh cố tình nói thế. Đỗ Trọng vừa vô cùng lo lắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông ta lại lo cho Dương Thanh, lời Dương Thanh nói chỉ chọc giận Kitano Takeshi thôi. Tuy Dương Thanh giết Yoshida Kakeru nhưng cũng tốn rất nhiều công sức, còn Kitano Takeshi lại là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ hàng thật giá thật, Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, cho dù dùng thứ khác thì có lẽ cũng rất khó san bằng chênh lệch giữa hai cảnh giới. Sendai Kabuto giận dữ nói, Dương Thanh, cậu chán sống rồi. Aoki Yamato cũng nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí, cậu tưởng hội trưởng Kitano là kẻ ngu ư. Sao ông ấy lại giết chúng tôi chứ? Cậu dám khiêu khích hội trưởng Kitano, chắc chắn cậu sẽ hối hận. Kitano Takeshi chậm rãi đứng dậy, vừa đi về phía Dương Thanh, vừa nói, lâu lắm rồi không ai dám khiêu khích tôi như thế, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc khiêu khích tôi là gì. Nụ cười của Dương Thanh biến mất, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm nghị, đương nhiên anh biết Kitano Takeshi mạnh đến mức nào. Cho dù anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa trong người thì vẫn khó đánh bại Kitano Takeshi như trước. Tranh lệch hai cảnh giới nhỏ thực sự không nhỏ đâu. Sau khi đạt đến siêu phàm bát cảnh, các cảnh giới nhỏ chênh nhau rất nhiều, nếu muốn giết địch vượt cảnh giới thì rất khó, chỉ cao thủ có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt mới làm được thôi. Sau khi đạt đến siêu phàm cửu cảnh, tranh lệch giữa các cảnh giới nhỏ lại càng lớn. Trong nháy mắt, Kitano Takeshi đã bước tới trước mặt Dương Thanh, hai người chỉ cách nhau 4, 5 mét. Nói thật lòng, tôi rất tán thưởng cậu, nếu cậu đồng ý gia nhập Hiệp hội Võ thuật nước Dương, tôi sẽ rất vui lòng, thậm chí thương lượng với gia tộc Yoshida vì cậu, dù sao cậu cũng đã giết Yoshida Kakeru, gia tộc Yoshida sẽ không bỏ qua cho cậu đâu." Kitano Takeshi bình tĩnh nhìn Dương Thanh, nói tiếp, "Tán thưởng thì tán thưởng, chuyện này không thể trở thành lý do để tôi tha thứ cho cậu, cậu sẵn sàng chết chưa?" Không tức giận nhưng vẫn uy nghiêm. Kitano Takeshi vẫn chưa phóng khí thế ra, Dương Thanh đã cảm nhận được áp lực rất lớn. Anh biết rõ, Kitano Takeshi không phóng khí thế ra, mà do cảnh giới của Kitano Takeshi quá cao cảnh giới của họ chênh nhau quá nhiều, cho dù Kitano Takeshi không ra sức phóng khí thế thì cũng bất giác khiến Dương Thanh cảm nhận được áp lực. Nói đơn giản hơn, đây là sự áp đảo tuyệt đối về cảnh giới. Giữa hai cao thủ chênh nhau rất nhiều, cao thủ có cảnh giới cao không cần phóng khí thế ra cũng khiến cao thủ có cảnh giới thấp cảm nhận được áp lực. Sau khi cao thủ có cảnh giới cao phóng khí thế ra, áp lực này còn mạnh hơn, cực kỳ ảnh hưởng đến thực lực của cao thủ có cảnh giới thấp. Thế nên nếu Dương Thanh muốn đánh bại Kitano Takeshi đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bằng cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thì rất khó, theo người ngoài thấy, hy vọng chiến thắng của Dương Thanh gần như bằng không. Không riêng gì Dương Thanh, vào khoảnh khắc Kitano Takeshi xuất hiện trong võ thần quán, mọi người cũng cảm nhận được áp lực vô hình, nhất là cao thủ chiêu châu, cảm giác này càng mạnh mẽ hơn. Dương Thanh không dám chủ quan, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi, tôi không biết ông có thể khiến tôi trả giá đắt không, nhưng tôi có thể khẳng định, trong lúc muốn khiến tôi trả giá đắt, ông cũng phải trả giá nặng nề." "Ồ." Oh, Kitano Takeshi cười, nhìn Dương Thanh, đúng là ngé mới sinh không sợ hổ, trước thực lực tuyệt đối, thứ gì cũng vô dụng. "Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, có thể đánh bại Yoshida Kakeru, khiến tôi hết sức kinh ngạc, nhưng nếu cậu nghĩ cậu đánh bại Yoshida Kakeru rồi sẽ có tư cách đánh với tôi một trận, tôi nghiêm túc nói cho cậu biết." nếu cậu không có thực lực giết Yoshida Kakeru chỉ với một đòn thì không tạo được áp lực gì với tôi đâu. Được rồi, nói nhảm thế thôi, ván đấu cuối cùng bắt đầu. Tôi cho cậu cơ hội ra tay trước. Kitano Takeshi nói rồi không nói gì thêm nữa, bình tĩnh nhìn về phía Dương Thanh như người lớn đang nhìn trẻ con. Theo Kitano Takeshi thấy thì đúng là như thế, tuổi của ông ta đủ để làm ông nội Dương Thanh rồi, huống hồ cảnh giới của ông ta vốn vượt xa Dương Thanh. Dương Thanh hít sâu một hơi, Trước Kitano Takeshi, anh không dám chủ quan, nếu đối phương đã cho anh cơ hội ra tay trước, chắc chắn không thể phí phạm. Anh không do dự nữa, lập tức kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, khác với trước đó, lần này anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa với cường độ cao hơn. Chiến thần quyết điên cuồng vận chuyển trong người anh, khí thế đáng sợ bùng nổ từ người anh. Vào lúc này, các cao thủ đang có mặt đều cảm nhận được áp lực từ Dương Thanh. Ngay cả vẻ khinh thường trong mắt Kitano Takeshi cũng biến mất trong mắt ông ta tràn ngập vẻ nghiêm nghị đến giờ ông ta mới nhận ra trước khi giao chiến với mình thanh niên này không hề dốc toàn lực chỉ với khí thế mà anh phóng ra cho dù không giết yoshida kakeru trong một chiêu được thì cũng dễ dàng đánh bại ông ta như trở bàn tay dù vậy kitano takeshi cũng chỉ kinh ngạc thôi chứ không nghĩ mình sẽ thua vì dương thanh phát huy thực lực hơn xa trước đó đương nhiên thủ đoạn của dương thanh cũng không chỉ có huyết mạch cuồng hóa nếu chỉ có chút thủ đoạn này thật muốn dùng thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ để giết Kitano Takeshi với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, đúng là chuyện nhìn lẻ một đêm. Khí thế của Dương Thanh vẫn không ngừng tăng lên, lúc này đã vượt xa giới hạn của siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Tất cả cao thủ đang có mặt đều hết sức khiếp sợ. Sao, sao có thể chứ? Bên nước Dương, trên mặt Aoki Yamato tràn ngập vẻ không dám tin. Ánh mắt Sendai Kabuto cũng đỡ đấn, Chuyện Dương Thanh giết Yoshida Kakeru đã khiến ông ta không chấp nhận nổi rồi, nhưng bây giờ, khí thế của Dương Thanh đã vượt xa họ. Nếu hồi nãy Dương Thanh phát huy thực lực mạnh nhất khi đánh với Yoshida Kakeru, Yoshida Kakeru sẽ chết nhanh hơn nhỉ. Đỗ trọng hết sức kích động, siết chặt nắm tay, mọi người thấy chưa? Đây mới là niềm kiêu ngạo của cao thủ chiêu châu chúng ta, cậu ấy còn trẻ mà đã mạnh đến thế, nếu cho cậu ấy 10 năm nữa, còn ai có tư cách đánh với cậu ấy một trận đây? mặt đinh văn chắc trắng bệch, có vẻ không dám tin, không thể nào. Cậu ta chỉ là một thằng nhãi danh thôi, sao lại mạnh thế? Kitano Takeshi hết sức nghiêm túc, không còn vẻ khinh thường trước đó, ông ta biết bây giờ Dương Thanh hoàn toàn có tư cách đánh một trận với ông ta. Dầm, một tiếng động rất lớn vang lên, mặt đất dưới chân Dương Thanh trực tiếp vỡ nát, ngay sau đó, Dương Thanh đã biến mất. Gần như trong nháy mắt, anh đã xông tới trước mặt Kitano Takeshi. Nếu Kitano Takeshi đã muốn cho anh ra tay trước, đương nhiên anh sẽ không phí phạm. Dầm. Ngay sau đó, nắm đấm của Dương Thanh giáng mạnh xuống. Trong khoảnh khắc đó, Kitano Takeshi chỉ vươn một cánh tay ra, nắm đấm của Dương Thanh đập vào lòng bàn tay Kitano Takeshi. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Kitano Takeshi lui về sau ba bước. Tuy chỉ có ba bước, nhưng đã cho thấy vấn đề, Dương Thanh đã mạnh đến mức đánh lùi Kitano Takeshi với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chỉ bằng một cú đấm, cho dù Kitano Takeshi không tấn công, chỉ phòng ngự, cú đấm này của Dương Thanh cũng đã chứng minh sự mạnh mẽ của anh. Tất cả cao thủ đang có mặt đều đứng dậy, có vẻ không dám tin. Dương Thanh đẩy lùi Kitano Takeshi bằng một cú đấm ư. Sao, sao có thể chứ? Chẳng lẽ Dương Thanh cũng che giấu cảnh giới? Thật ra cậu ta cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ ư. Vớ vẩn, ông không thấy cậu ta bao nhiêu tuổi à? Có lẽ cậu ta còn chưa đầy 30, trẻ như vậy, sao có thể có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ chứ? Nếu không thể, vậy ông nói cho tôi biết, cậu ta đánh lui Kitano Takeshi với thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bằng một cú đấm kiểu gì? Các cao thủ đang có mặt đều cảm thấy khó tin, Kitano Takeshi là cao thủ hàng đầu ở nước Dương, giờ lại bị một cao thủ chiêu châu chưa đầy 30 tuổi đánh lùi, mặc dù ông ta chỉ lùi ba bước, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Được lắm! Đỗ trọng kích động hét lớn, cao thủ chiêu châu bên cạnh ông ta cũng thi nhau gieo hò, rốt cuộc sự mạnh mẽ của Dương Thanh đã khiến họ thấy được hy vọng chiến thắng. Trong cuộc chiến sau đó, Dương Thanh vẫn điên cuồng tấn công, còn Kitano Takeshi không đánh trả, vẫn luôn phòng ngự. Dầm, lại một đòn tấn công mạnh giáng xuống, Kitano Takeshi bị đánh lui. Lần này, Dương Thanh cũng ngừng tấn công, nét mặt càng thêm nghiêm nghị. Tuy anh đã kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, nhưng trong trận đấu hồi nãy, anh chỉ có thể khiến Kitano Takeshi lùi về sau mười mấy bước, chứ không tạo thành vết thương nào. Hay nói cách khác, nếu anh muốn đánh bại Kitano Takeshi với trạng thái bây giờ thì hết sức xa vời. Dù sao từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, Kitano Takeshi chưa tấn công lần nào, chỉ phòng ngự. Một khi Kitano Takeshi nghiêm túc, Dương Thanh còn sức đánh trả ư? Kitano Takeshi lạnh lùng nhìn Dương Thanh, nếu cậu chỉ có chút thực lực ấy, tôi có thể nói luôn cho cậu biết cậu nhận thua đi, bằng không, cậu sẽ chết đấy. Dương Thanh biết Kitano Takeshi cũng không nói khoác, sự thật đúng là như vậy. Hai người vốn tranh nhau hai cảnh giới, Kitano Takeshi lại là hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương, có sức chiến đấu đỉnh cao trong số những người cùng cảnh giới. Dưới sự tranh lệch khổng lồ như vậy, Dương Thanh gần như không có bất kỳ phần thắng nào để đánh bại Kitano Takeshi. Nhưng cao thủ đang có mặt đều không rõ điều này, cao thủ chiêu châu đang điên cuồng gieo hò, cổ vũ Dương Thanh. Dương Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía Kitano Takeshi, tôi biết cảnh giới và thực lực của mình đều kém xa ông, nhưng tôi là cao thủ chiêu châu, nếu tôi thua, bên chiêu châu sẽ bại. Dù có chết, tôi cũng không thỏa hiệp với ông, tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết, cao thủ chiêu châu không bao giờ cúi đầu. Tới đi, phát huy thực lực thực sự của ông, để tôi cảm nhận xem rốt cuộc sức chiến đấu mạnh nhất của cao thủ thế tục nước Dương đến đâu sau khi anh dứt lời khí thế cuồng bạo cũng bùng nổ từ người anh anh cắn chặt răng cố gắng giữ ý thức khỏi sự bào mòn của huyết mạch cuồng hóa từ sau khi bước vào siêu phàm bát cảnh anh không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa đến mức này nữa nhưng lần này đối thủ quá mạnh anh phải lấy được sức mạnh lớn hơn nữa từ huyết mạch cuồng hóa khi anh cảm nhận được ý thức của anh sắp bị ăn mòn thì tức là có khả năng huyết mạch cuồng hóa đã được kích hoạt đến mức cao nhất nếu để huyết mạch cuồng hóa cuồng bạo hơn nữa Nhẹ thì mất ý thức, nặng thì anh sẽ nổ tung. Kitano Takeshi cảm nhận được khí thế của Dương Thanh vẫn đang tăng lên, lập tức nhíu mày, ông ta cứ tưởng Dương Thanh đã thể hiện trạng thái mạnh nhất rồi, nào ngờ Dương Thanh vẫn có thể mạnh hơn nữa. Lúc này, khí thế của Dương Thanh đã sánh ngang với cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bình thường rồi. Kitano Takeshi chợt nói, bất ngờ thật đấy, một cao thủ chiêu châu chưa đầy 30 tuổi lại có sức chiến đấu của siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ sau khi ông ta dứt lời khí thế mạnh mẽ lập tức bùng nổ từ người ông ta dầm mặt đất dưới chân ông ta lập tức vỡ nát khí thế đáng sợ lấy ông ta làm trung tâm lan ra bốn phía dầm 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 mặt đất quanh ông ta không ngừng nổ tung như đang trong vùng rông bão bụi đất bay tứ tung võ thần quán như hóa thành chiến trường khí thế đáng sợ bao trùm khắp nơi những người đang có mặt đều cảm nhận được nỗi sợ đến từ sâu trong linh hồn ngay cả các cao thủ siêu phàm bát cảnh cũng thấy khó mà chịu nổi áp lực loảng xoảng thủy tinh trong võ thần quán cũng vỡ theo không chịu nổi khí thế từ kitano takeshi chuyện này vô số người kinh hãi xung quanh hoàn toàn nhốn nháo trừ cao thủ siêu phàm thất cảnh và bát cảnh vẫn miễn cưỡng ở lại võ thần quán cao thủ dưới siêu phàm thất cảnh không thể chịu nổi áp lực khủng khiếp này đều chạy như điên khỏi võ thần quán nếu nán lại nữa họ cảm thấy người mình sẽ nổ tung cậu Thanh đang gặp nguy hiểm. Đỗ Trọng nghiêm nghị nói. Khí thế của Kitano Takeshi quá mức đáng sợ, cho dù có người bảo ông ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng không ai nghi ngờ hết. Dương Thanh đứng cách Kitano Takeshi chưa đầy 10 mét, nét mặt hết sức nghiêm nghị, sự mạnh mẽ của Kitano Takeshi nằm ngoài tưởng tượng của anh. Trước đó khi ở Hoài Thành, anh đã tiếp xúc với thành chủ Hoài Thành có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cảm nhận được sự đáng sợ của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Bây giờ, trước Kitano Takeshi, anh có cảm giác đang đối mặt với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Bây giờ, anh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, trước Kitano Takeshi mạnh mẽ như thế, anh còn sức đánh một trận ư? Lần đầu tiên Dương Thanh nghi ngờ về sức chiến đấu của mình. Cậu có thể ép tôi dốc toàn lực, đây là vinh hạnh của cậu. Kitano Takeshi chợt nói, khí thế của ông ta cũng ngừng tăng. Giờ Dương Thanh mới biết Kitano Takeshi dốc toàn lực khó trách ông ta có khí thế đáng sợ như thế. Tiếp chiêu đi. Kitano Takeshi bỗng hét lớn, dầm một tiếng, mặt đất dưới chân ông ta lập tức nổ tung. Ngay sau đó, ông ta đã xông tới trước mặt Dương Thanh, Dương Thanh lập tức biến sắc, không hề do dự, đưa ra phán đoán từ khi Kitano Takeshi di chuyển, hơi nhích chân, định rời khỏi vị trí đó. Tiếc rằng động tác của Kitano Takeshi càng nhanh hơn, đúng lúc Dương Thanh định rời đi, ông ta đã lao đến rồi. Dầm, một cú đấm mạnh dáng vào bụng Dương Thanh, Dương Thanh bay ra xa. Khi rơi xuống đất, anh không sao đứng dậy nổi, cú đấm của Kitano Takeshi khiến bụng dưới anh bị chuột rút trong thời gian ngắn, cơn đau này khiến Dương Thanh có cảm giác bụng dưới như rách ra. Sau khi đấm bay Dương Thanh, Kitano Takeshi cũng ngừng tấn công. Người kiêu ngạo như ông ta sẽ dốc hết sức ngay từ khi vừa ra tay, nếu đòn vừa rồi không đánh bại nổi một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thì đó là thất bại của ông ta. Cậu Thanh, Đỗ Trọng lập tức hô lớn, mặt tái mét. Những cao thủ siêu phàm bát cảnh và thất cảnh còn nán lại võ thần quán cũng biến sắc, Dương Thanh không chịu nổi một đòn từ Kitano Takeshi ư. Còn cao thủ nước Dương lại kích động hò hét. Sendai Kabuto và Aoki Yamato cũng có vẻ nhẹ nhõm, cho dù thực lực Dương Thanh mạnh hơn nữa thì cũng không thể là đối thủ của Kitano Takeshi. Hai người này hoàn toàn không cùng cấp bậc, Dương Thanh chịu được một đòn toàn lực của Kitano Takeshi mà không chết đã là lợi hại lắm. Sendai Kabuto và Aoki Yamato tự thấy, nếu họ ở vị trí của Dương Thanh, sau khi Kitano Takeshi tấn công đòn này xong, họ đã chết rồi. Chúng ta tìm đến hội trưởng Kitano đúng là lựa chọn sáng suốt. Sendai Kabuto cười ha hả, nhìn Aoki Yamato. Aoki Yamato gật nhẹ đầu, bỗng nghĩ đến Bách Lý Kinh Vân mà họ gặp phải ở Dinh Thự Vân Phong tối qua, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, ông ta trầm giọng nói, chiêu châu ngòa hổ tàng long, không ai biết còn cao thủ hàng đầu nào chưa xuất hiện không. Sendai Kabuto cười lạnh, ông đang nhắc đến cao thủ chiêu châu mà chúng ta gặp phải tối qua đúng không? Tuy ông ta dễ dàng đánh bại Yoshida Kakeru nhưng chỉ đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ là cùng, cho dù mạnh thì cũng tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ là hết rồi chứ. Nếu đánh với hội trưởng Kitano, ông ta cũng chỉ có đường chết thôi. Aoki Yamato khẽ lắc đầu, tôi cũng không nói ông ta. Đừng quên đến giờ, bên Chiêu Châu vẫn chưa có cao thủ nào đến từ gia tộc cổ võ của Chiêu Châu. Nếu có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong âm thầm ẩn náu, ngay cả hội trưởng Kitano cũng chưa chắc thắng nhỉ. Sendai Kabuto cười khẩy, ông cứ yên tâm, đúng là gia tộc cổ võ Chiêu Châu rất mạnh, cũng là thế lực của Chiêu Châu, nhưng trên thực tế, họ không qua lại gì với thế tục Chiêu Châu, cũng có thể nói họ thuộc về hai thế lực, chỉ là đều ở Chiêu Châu mà thôi. Aoki Yamato biết Sendai Kabuto vẫn luôn xem thường cao thủ chiêu châu nên không nói gì nữa nhìn ra giữa võ thần quán Kitano Takeshi đứng chắp tay sau lưng lạnh nhạt nhìn về phía dương thanh vừa bị ông ta đánh bay mười mấy mét còn dương thanh thì nằm trên đất người run khe khẽ như định đứng dậy nhưng không đứng dậy nổi cao thủ chiêu châu đều siết chặt nắm tay nhìn chằm chằm vào dương thanh thầm lo lắng cho anh họ biết sự mạnh mẽ của Kitano Takeshi sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Dương Thanh, họ cứ tưởng đã thấy hy vọng, nào ngờ Dương Thanh lại thua Kitano Takeshi nhanh như thế, còn không chịu nổi một đòn từ đối phương. Đỗ Trọng run rẩy nói, cậu Thanh, cố lên, đứng dậy, đứng dậy đi. Dương Thanh có quắp trên mặt đất, cơn đau từ bụng dưới lan khắp toàn thân. Đến giờ anh mới nhận ra, Kitano Takeshi đã nói dốc toàn lực, tức là cú đấm này không đơn giản như bề ngoài, mà ẩn chứa sức mạnh hủy diệt khổng lồ vào khoảnh khắc đánh trúng bụng dưới của anh, sức mạnh hủy diệt khổng lồ này đã lấy bụng của anh làm trung tâm rồi lan khắp cơ thể. Anh rất quen với sức mạnh này, đây là sức mạnh nguyên tố. Từ sau khi tu luyện được sức mạnh nguyên tố, anh đã tìm hiểu về hệ thống sức mạnh nguyên tố, cũng đọc về sức mạnh hủy diệt trong sách cổ. Sức mạnh hủy diệt là một loại sức mạnh nguyên tố vô cùng mạnh mẽ, nhất là sau khi cao thủ cảnh giới thấp bị cao thủ cảnh giới cao đánh trúng, nó sẽ tạo thành vết thương nặng nề cho cơ thể. Lúc này, Dương Thanh đang chịu ảnh hưởng từ sức mạnh hủy diệt với vết thương của anh. Anh cảm nhận rõ sức mạnh hủy diệt đang hoành hành trong người mình. Anh cố gắng xóa bỏ sức mạnh hủy diệt trong người, nhưng cấp bậc sức mạnh hủy diệt của là đối phương quá cao, với cảnh giới bây giờ, anh không xóa bỏ nổi nó. Trừ khi, Dương Thanh chợt nhớ ra, trong quá trình tìm hiểu về sức mạnh nguyên tố, anh còn biết về một loại sức mạnh nguyên tố vô cùng mạnh mẽ, là sức mạnh thủ hộ. Sức mạnh thủ hộ là sức mạnh nguyên tố có tính tự lành. Khi một cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ mạnh mẽ đến một mức nhất định thì sẽ gần như bất tử. Sức mạnh thủ hộ có thể bảo vệ người luyện võ khỏi tổn thương từ bên ngoài, chính vì thế, sức mạnh thủ hộ còn được gọi là sức mạnh sinh mệnh. Cảnh giới của Dương Thanh vốn thấp hơn Kitano Takeshi nhiều, lúc này lại trúng sức mạnh hủy diệt của đối phương, trừ khi anh lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ thì mới xóa bỏ được tổn thương mà sức mạnh hủy diệt tạo thành cho cơ thể mình. Nhưng sao có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố trong thời gian ngắn như thế chứ? huống hồ là sức mạnh thủ hộ. Dương Thanh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa trong người đến mức cao nhất mà mình chịu được, định dùng nó để chống lại sức mạnh hủy diệt khổng lồ kia. Nhưng sau cùng, huyết mạch cuồng hóa chỉ là một loại huyết mạch, có thể khiến thực lực của anh mạnh hơn, nhưng không thể ngăn cản tổn thương mà sức mạnh hủy diệt liên tục tạo thành. Không có hy vọng gì trong việc hóa giải sức mạnh hủy diệt bằng huyết mạch cuồng hóa. Dương Thanh điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết, chiến thần quyết là công pháp mà cao thủ đế thiên thần bí của đế thôn giao cho anh tu luyện cũng chính vì có chiến thần quyết thực lực của dương thanh mới nhanh chóng tăng lên nhưng vẫn không có tác dụng gì chiến thần quyết có thể giúp anh tu luyện có thể giúp anh nhanh chóng hồi phục nhưng không thể ngăn cản sức mạnh hủy diệt cậu thanh đứng dậy đi cậu nhất định phải đứng dậy cậu là hy vọng của cao thủ chiêu châu nếu cậu ngã xuống ai bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ chiêu châu chứ cậu thanh xin cậu đứng dậy chúng ta không thể thua, không thể thua đám giặc nước dương ghê tởm này. Những cao thủ còn trong võ thần quán đều kích động, trên mặt tràn ngập vẻ cầu khẩn, họ thực sự không thể dễ dàng bỏ qua cảm giác bị cao thủ nước dương dẫm dưới chân. Nếu dương thanh thua, tất cả cao thủ chiêu châu có mặt hôm nay sẽ phải dập đầu xin lỗi, đây sẽ là nỗi nhục không thể xóa bỏ của cao thủ chiêu châu. Audio điện tử võ tấn bền Lúc này Dương Thanh có quắp trên mặt đất, nét mặt méo mó vì đau, sức mạnh hủy diệt vẫn đang liên tục hoành hành trong người anh, khiến anh sống không bằng chết. Cao thủ Chiêu Châu đều đang lo cho anh, người nào cũng siết chặt nắm tay, nếu không phải do thực lực quá yếu, họ đã xông lên đánh hội đồng Kitano Takeshi rồi. Kitano Takeshi đứng chắp tay giữa võ thần quán, lạnh lùng nhìn Dương Thanh. Cậu trúng sức mạnh nguyên tố hủy diệt của tôi rồi, với cảnh giới của cậu, cậu không chống nổi sức mạnh hủy diệt mà tôi phóng ra đâu. Kitano Takeshi bỗng lên tiếng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, chỉ cần cậu xin tôi tha cho, đồng thời hứa sau này sẽ phục tùng tôi, tôi có thể cho cậu một con đường sống, về phần ván cược giữa chúng ta trước đó, nó cũng có thể hết hiệu lực. Thì ra Kitano Takeshi vẫn đang muốn Dương Thanh gia nhập hiệp hội võ thuật nước Dương, khó trách ông ta mãi vẫn không chịu giết Dương Thanh. Dương Thanh cắn chặt răng, phát huy huyết mạch cuồng hóa đến cực hạn, cũng đang không ngừng vận chuyển chiến thần quyết, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập vẻ không cam lòng. Anh ra sức chống lại sự tàn phá của sức mạnh hủy diệt với cơ thể mình, nhưng không ăn thua, anh hiểu rõ, nếu cứ để mặc sức mạnh hủy diệt hoành hành tiếp, có lẽ anh không chịu được lâu mà sẽ chết vì nội tạng suy kiệt. Bây giờ anh thấy như có vô số con kiến đang cắn xé trong người mình, cơn đau dữ dội khiến anh gần như hôn mê. Nhưng anh vẫn không thỏa hiệp với Kitano Takeshi, nghiến răng nghiến lợi, dù có chết, tôi cũng không gia nhập hiệp hội võ thuật nước Dương đâu. Hừ, Kitano Takeshi lạnh lùng nói đúng là điếc không sợ súng, nếu cậu đã không đồng ý trở thành chó của tôi, vậy tiếp tục chịu cơn đau từ sức mạnh hủy diệt đi. Tôi sẽ không giết cậu, mà chờ cậu đau đến chết. Nghe thấy Kitano Takeshi nói thế, sắc mặt cao thủ chiêu châu trắng bệch. Sức mạnh hủy diệt, Kitano Takeshi đã lĩnh ngộ được sức mạnh hủy diệt với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, Dương Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, sao chịu nổi sức mạnh hủy diệt chứ? Mặt đỗ trọng sắm ngoét, trên mặt tràn ngập vẻ đau khổ. Ông ta bỗng thấy hơi hối hận, kéo dài thời gian lâu như thế mới chờ được Dương Thanh, nếu ông ta không kéo dài thời gian, trận so tài giữa cao thủ Chiêu Châu và nước Dương đã kết thúc lâu rồi nhỉ. Dương Thanh còn trẻ như thế mà đã bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, đúng là thiên tài trong số các thiên tài, cũng là hy vọng của cao thủ Chiêu Châu, nhưng bây giờ, anh lại phải gánh trách nhiệm mà anh không nên chịu. Đỗ Trọng nói với đôi mắt đỏ hoe, "Cậu Thanh, tôi có lỗi với cậu." Cao thủ nước Dương đều có vẻ mỉa mai hình như đang cười nhạo Dương Thanh không biết tự lượng sức mình. Aoki Yamato nhìn dáng vẻ đau đớn của Dương Thanh, cười tươi roi rói, dám khiêu khích hội trưởng Kitano, đúng là không biết sống chết. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với cao thủ nước Dương. Sendai Kabuto cười nói, không hổ là hội trưởng Kitano, đúng là lợi hại. Chỉ một chiêu đã khiến Dương Thanh sống không bằng chết rồi. sắc mặt của Dương Thanh đang co quắp giữa võ thần quán tái nhật, sức mạnh hủy diệt gần như khiến anh sụp đổ. Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, dù đau đến mấy cũng không kêu rên. Anh cũng đang suy tư phải làm thế nào để lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ. Sức mạnh hủy diệt mang tính phá hoại, sẽ cố gắng phá hủy nội tạng của người chịu trong quá trình tiêu diệt sức sống của người đó, giáng một đòn vào xương cốt và kinh mạch toàn thân, thậm chí là huyết mạch để đạt được mục tiêu hủy hoại cơ thể người chịu sức mạnh nguyên tố thủy mà anh lĩnh ngộ được là sức mạnh phù hợp với nguyên tố thủy của bản thân, từ đó kiểm soát tất cả chất lỏng trong một phạm vi, gây ra tổn thương cho mục tiêu. Còn sức mạnh thời gian mà anh lĩnh ngộ được thì giúp anh nắm giữ quy tắc thời gian trong chấp nhoáng, chính khoảnh khắc này sẽ đặt đối thủ vào quy tắc thời gian của anh. Trong quy tắc thời gian, anh là vị thần nắm giữ thời gian, có thể tăng tốc hoặc giảm tốc thời gian khi đó. Anh đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy khi rơi vào bước đường cùng, lúc đối mặt với thành chủ Hoài Thành có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong trên sông Hoài ở Hoài Thành. Về sức mạnh thời gian, anh bỗng cảm nhận được quy tắc thời gian trong khoảnh khắc sắp bị Hoài chấn giết, tốc độ tấn công của lão ta bỗng chậm đi vô số lần, từ đó anh mới thuận lợi né đòn chí mạng. Vậy làm thế nào để lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ đây? Chẳng lẽ anh cũng phải rơi vào bước đường cùng, cần sức mạnh thủ hộ nhất thì mới lĩnh ngộ được à? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Dương Thanh phủ nhận ngay, nếu lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố dễ thế thì đã có rất nhiều cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố rồi nhưng trên thực tế trong đời thực hầu hết cao thủ lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố chỉ có cơ hội lĩnh ngộ sau khi đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong hơn nữa cũng chỉ có cơ hội mà thôi chứ không phải cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nào cũng nắm giữ sức mạnh nguyên tố làm gì có cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong nào không trải qua cửu tử nhất sinh thế nên cách lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố cũng không phải là rơi vào bước đường cùng nhưng có thể khẳng định khi rơi vào bước đường cùng xác suất lĩnh ngộ được sức mạnh nguyên tố sẽ lớn hơn nếu muốn phát huy khả năng tiềm ẩn phải rơi vào bước đường cùng thì mới có hy vọng trong đầu dương thanh bỗng xuất hiện một từ quan trọng quy tắc đúng thế chính là quy tắc khi lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy anh đang ở trên sông hoài bị cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cản đường rơi vào đường cùng anh đã cảm nhận được quy tắc nguyên tố thủy như hòa vào sông hoài Chính vì hiểu được quy tắc nguyên tố thủy nên anh mới lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy. Khi lĩnh ngộ sức mạnh thời gian cũng giống thế, anh nhận ra mình không tránh nổi đòn chí mạng đó, phải thay đổi thời gian thì mới làm được. Anh cũng hiểu quy tắc thời gian, từ đó lĩnh ngộ sức mạnh thời gian. Bây giờ, anh phải hiểu được quy tắc thủ hộ thì mới lĩnh ngộ được sức mạnh thủ hộ. Nhưng quy tắc thủ hộ là gì chứ? Làm thế nào mới hiểu được quy tắc thủ hộ đây? Sức mạnh hủy diệt vẫn đang điên cuồng hoành hành trong cơ thể nội tạng dương thanh đã bắt đầu suy kiệt có lẽ anh chỉ còn mấy phút cuối đời nếu trong mấy phút này vẫn không lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ anh sẽ phải chết mình không thể chết nếu mình chết ai bảo vệ vợ con mình nếu mình chết ai bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ chiêu châu nếu mình chết ai bảo vệ tập đoàn nhãn thanh mình hiểu rồi quy tắc thủ hộ chính là bảo vệ tất cả những gì mình sở hữu dương thanh sực hiểu sức hồi phục mạnh mẽ bùng nổ trong người anh nội tạng đã suy kiệt chậm rãi khôi phục sức sống dưới sức hồi phục mạnh mẽ này vết thương của anh cũng đang không ngừng hồi phục chỉ với một ý nghĩ dương thanh đã lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ sức hồi phục khổng lồ bùng nổ trong người anh sức mạnh hủy diệt vẫn đang hoành hành trong người anh lập tức biến mất thì ra sức mạnh thủ hộ là khắc tinh của sức mạnh hủy diệt bằng không dương thanh vừa lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ thôi sao sức mạnh hủy diệt trong người anh lại biến mất ngay chứ cao thủ chiêu châu vẫn đang cổ vũ dương thanh cao thủ nước dương mỉa mai dương thanh không biết tự lượng sức mình, không ai phát hiện thay đổi ở dương thanh cả. Hừm, chỉ mình Kitano Takeshi cảm thấy sai sai, ông ta cảm nhận rõ sức mạnh hủy diệt trong người dương thanh bỗng dương biến mất. Không những thế, ông ta còn cảm nhận được, hình như có một luồng sức mạnh đang thức tỉnh trong người dương thanh. Nhưng ông ta không nghĩ đến sức mạnh thủ hộ. Người luyện võ đều biết rõ, chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới có khả năng lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố, Kitano Takeshi lĩnh ngộ được sức mạnh hủy diệt với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã là lợi hại lắm rồi. Ông ta không tin một cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh lại có thể lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố. Cậu Thanh, cố lên, mau đứng dậy đi, cậu là hy vọng của cao thủ Chiêu Châu, không thể nằm đó mãi như thế. Cậu Thanh, chúng tôi cần cậu bảo vệ, nếu cậu ngã xuống, chúng tôi nên làm gì đây? Cậu mau đứng dậy đi. Những cao thủ Chiêu Châu đang có mặt đều kích động hò hét ai cũng thật lòng cầu nguyện cho Dương Thanh, mong anh đứng dậy, đánh tiếp trận nữa với Kitano Takeshi, cho dù họ biết rõ hy vọng hết sức xa vời, nhưng họ vẫn sẵn lòng tin Dương Thanh sẽ mang lại kỳ tích. Cậu Thanh cử động kia. Một cao thủ kinh ngạc hô lên, trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Cậu Thanh cử động, cậu ấy cử động thật, tôi cũng thấy cậu ấy đang cố gắng đứng dậy. Các anh em, chúng ta cùng cổ vũ cho cậu Thanh, chắc chắn cậu ấy có thể tạo ra kỳ tích. Cậu Thanh, cố lên cậu thanh, cố lên. Tiếng hoan hô xung quanh lại lên đến cao trào, cao thủ chiêu châu đều kích động hét lớn. Kitano Takeshi nhíu chặt mày, vì ông ta cũng phát hiện Dương Thanh vừa không động đậy nổi đang cử động, còn thử đứng lên. Ông ta biết rõ sự mạnh mẽ của sức mạnh hủy diệt hơn bất cứ ai, đừng nói là cao thủ mới bước vào siêu phàm cửu cảnh, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ cũng không chịu được sức mạnh hủy diệt của ông ta lâu như thế. Dương Thanh đã trúng sức mạnh hủy diệt được 5 phút, Năm phút này không dài cũng không ngắn, nhưng trong khoảng thời gian này, sức mạnh hủy diệt có thể phá hoại mọi thứ trong người Dương Thanh. Nhưng bây giờ, Kitano Takeshi lại phát hiện, chẳng những Dương Thanh không chết mà còn thử đứng lên nữa. Đứng lên, cậu Thanh đứng lên, tốt quá, rốt của cậu Thanh cũng đứng lên rồi. Cậu Thanh đã tạo ra kỳ tích, cậu ấy đứng lên sau khi chúng sức mạnh hủy diệt của Kitano Takeshi. Cậu Thanh là niềm kiêu ngạo của cao thủ chiêu châu chúng ta. Cậu ấy đã đứng dậy chắc chắn vẫn còn sức đánh tiếp, hãy đánh bại Kitano Takeshi, để tất cả cao thủ nước dương biết, cho dù cao thủ của gia tộc cổ võ Chiêu Châu không ra tay, cao thủ thế tục cũng có thể đánh bại cao thủ hàng đầu của họ rồi. Đúng lúc này, Dương Thanh bỗng đứng dậy, cao thủ Chiêu Châu hoàn toàn sôi trào. Sắc mặt Kitano Takeshi lập tức trở nên hết sức khó coi. Sao có thể, cậu chỉ có cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thôi, sao chịu được sức mạnh hủy diệt của tôi chứ? Không thể nào, trên mặt Kitano Takeshi tràn ngập vẻ không dám tin, ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, chất vấn, rốt cuộc cậu đã dùng cách gì để khiến sức mạnh hủy diệt trong người cậu biến mất. Ông ta không tin Dương Thanh đã xóa bỏ sức mạnh hủy diệt trong người bằng cách lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ. Bởi vì theo ông ta thấy, đây là chuyện không có khả năng. Với sự hiểu biết của ông ta, 99% người muốn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố đều là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, cho dù thiên phú mạnh hơn nữa, có thể lính ngộ sức mạnh nguyên tố ở cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã là thiên tài rồi. Về phần cao thủ lính ngộ sức mạnh nguyên tố dưới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, ông ta chưa bao giờ thấy hay nghe nói đến. Dương Thanh đừng im, nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi bằng đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng, tôi chỉ có thể nói cho ông biết, ở chỗ tôi, sức mạnh hủy diệt không có tác dụng. Sau khi anh dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người anh. Trong khoảnh khắc này, huyết mạch cuồng hóa được anh kích hoạt hoàn toàn, Sức mạnh huyết mạch khổng lồ điên cuồng tuôn ra từ người anh. Chiến thần quyết cũng điên cuồng vận chuyển, dường như năng lượng xung quanh cũng tập hợp về phía anh. Kitano Takeshi lập tức trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin, sao? Sao có thể chứ? Cho dù sức mạnh hủy diệt trong người cậu biến mất, nhưng hồi nãy, cậu cũng đã chịu sức mạnh hủy diệt ít nhất 5 phút, cậu vẫn đứng dậy đã là kỳ tích rồi, sao còn phát huy được sức mạnh khổng lồ thế kia? Vào lúc này, Kitano Takeshi cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Ông ta biết rất rõ ông ta đã phải trả giá thế nào để đi từng bước từ tầng chót cho đến ngày hôm nay. Ông ta cứ tưởng với thực lực của ông ta bây giờ, nếu đánh với cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong thì cũng có phần thắng rất lớn. Nào ngờ hôm nay, ông ta lại gặp một thanh niên mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ mà phát huy được sức mạnh khổng lồ như vậy. Có lẽ khí thế của Dương Thanh đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi nhỉ? Cậu đáng chết! Mắt Kitano Takeshi dần đỏ ngầu, gần như cắn răng khi nói ba chữ này ông ta vốn khinh thường việc nghiêm túc với một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ vì theo ông ta thấy đối phương không có tư cách để ông ta ra tay thế nên vừa ra tay ông ta đã dùng sức mạnh hủy diệt ngay định dùng một đòn để khiến đối phương thua trận nào ngờ dương thanh lại đứng dậy còn đánh một trận với ông ta giết kitano takeshi bỗng hành động lần này ông ta buông bỏ sự kiêu ngạo chủ động tấn công ông ta biến thành một bóng mờ những nơi ông ta đi qua mặt đất liên tục sụp đổ. Dương Thanh như không phát hiện Kitano Takeshi đang xông về phía mình, chỉ thấy anh đứng im, nhìn chằm chằm về phía trước, trên tay phải anh xuất hiện một sức mạnh hết sức đáng sợ, như thể anh sẽ đánh bại Kitano Takeshi bằng cú đấm này. Cậu Thanh, mau tránh ra. Đỗ trọng sốt ruột đến mức quát lên, ông ta rất khẳng định, nếu Dương Thanh không né nổi đòn này, chắc chắn anh sẽ phải chết. Lúc này Dương Thanh vẫn đứng im, nhìn chằm chằm về phía trước sau khi chịu một đòn của kitano takeshi anh đã nhận ra với cảnh giới bây giờ anh gần như không có hy vọng gì trong việc đánh bại ông ta hy vọng duy nhất chính là ra tay bất ngờ đánh trọng thương kitano takeshi trước rồi mới có cơ hội mà cơ hội duy nhất chính là anh đã lĩnh ngộ sức mạnh thời gian nhưng về việc vận dụng sức mạnh thời gian từ khi lĩnh ngộ đến giờ anh mới dùng nó một lần sau này cũng định dùng nhưng đều thất bại lần này anh quyết định đặt cược bằng mạng sống của mình cược rằng anh sẽ dùng được sức mạnh thời gian khi đối diện với cái chết chết cho tôi ngay sau đó kitano takeshi đã xông tới trước mặt anh giơ tay đấm mạnh vào đầu anh sức mạnh hủy diệt ngưng tụ trên nắm đấm của kitano takeshi nắm đấm đó còn chưa giáng xuống dương thanh đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của sức mạnh hủy diệt rồi gần như trong nháy mắt sức mạnh thủ hộ trong người anh tự kích hoạt như định đón đỡ sức mạnh hủy diệt cậu thanh đỗ trọng thấy thế lập tức tuyệt vọng hét lên xé lòng. Ông ta không sao hiểu nổi, rõ ràng Dương Thanh đã đứng dậy rồi, tại sao vẫn ở yên đó, chờ Kitano Takeshi giết anh chứ? Chắc chắn đòn tấn công này của Kitano Takeshi mạnh hơn trước đó nhỉ? Sao Dương Thanh đỡ nổi đây? Bây giờ, nắm đấm của Kitano Takeshi sắp sáng vào đầu Dương Thanh rồi, Dương Thanh vẫn không có dấu hiệu né tránh gì, còn trốn được chắc. Đòn đánh trước đó mới trúng ngực Dương Thanh mà đã khiến Dương Thanh gần như mất mạng rồi, Cú đấm lần này nhắm vào đầu anh, nếu đánh trúng, có lẽ đầu Dương Thanh sẽ nổ tung ngay nhỉ. Dương Thanh vẫn đứng im, trơ mắt nhìn nắm đấm của Kitano Takeshi đến gần đầu mình. Khi nắm đấm đó chỉ còn cách đầu anh 10 cm, trong khoảnh khắc đó, Dương Thanh cảm nhận được tốc độ của dòng chảy thời gian bỗng thay đổi, cú đấm nhanh như chớp chậm đi mấy lần. Chính là lúc này, Dương Thanh thầm hét, bàn tay phải đã dùng sức từ nãy bỗng vung lên, đánh vào đầu Kitano Takeshi. Rầm! một tiếng động rất lớn vang lên, một bóng người bay thẳng ra xa như diều đứt dây. Xung quanh lặng ngắt, mọi người đều tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Chuyện mà họ tưởng tượng cũng không xảy ra, người bay ra xa không phải Dương Thanh mà là Kitano Takeshi. Sau khi đánh xong, Dương Thanh cũng bị đẩy lùi bẩy, tám bước mới đứng vững, nắm tay anh đã nứt ra, trên mặt còn có máu chảy. Nhưng không biết đó là máu anh hay máu Kitano Takeshi, hoặc là máu của cả hai người. Anh đứng im, thở hồn hền, anh đã dồn hết sức mạnh vào cú đấm vừa rồi, nó gần như rút hết sức lực của anh. Sau khi bị Dương Thanh đánh trúng đầu, Kitano Takeshi bay ra xa, nặng nề rơi xuống chỗ cách đó 10 mét. Thắng rồi à? Một lúc lâu sau, mới có cao thủ Chiêu Châu khiếp sợ nói. Thắng, ha ha, cậu Thanh thắng rồi. Ngay sau đó, Đỗ Trọng cũng hoàn hồn, cười lớn, còn rơi nước mắt vì kích động. Tất cả cao thủ Chiêu Châu cũng hoàn hồn, thậm chí họ còn thấy như đang mơ, họ không sao tưởng tượng nổi Dương Thanh đã đấm cú cuối cùng như thế nào. Rõ ràng Kitano Takeshi cao hơn anh hai cảnh giới nhỏ đã xông tới trước mặt anh, nắm đấm của ông ta cũng sắp giáng xuống đầu anh rồi. Anh vốn không thể tránh nổi cú đấm này, nhưng khi cú đấm mạnh mẽ đó giáng xuống, nó lại không đánh trúng Dương Thanh, mà Kitano Takeshi bị Dương Thanh đấm trúng. Họ không thấy rốt cuộc Dương Thanh đã ra đòn thế nào, như dùng ma thuật Rõ ràng nắm đấm của Dương Thanh còn chưa vung lên, nhưng trong nháy mắt, anh đã đấm trúng mặt Kitano Takeshi rồi. Họ không thấy Dương Thanh ra tay, chỉ thấy nắm đấm của Dương Thanh bỗng đập vào mặt Kitano Takeshi, tiếp đến, Kitano Takeshi bay ra xa. Tất cả cao thủ nước Dương đều đứng dậy. Sendai Kabuto và Aoki Yamato trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Sao có thể chứ? Hội trưởng Kitano là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, còn lĩnh ngộ sức mạnh hủy diệt sao lại thua một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ sendai kabuto đờ đẫn nói ông ta không chấp nhận nổi sự thật trước mắt mình aoki yamato cũng hết sức khiếp sợ siết chặt nắm tay nghiến răng nghiến lợi không phải dương thanh chắc chắn người vừa đánh trúng hội trưởng kitano không phải cậu ta chắc chắn có cao thủ hàng đầu của gia tộc cổ võ chiêu châu thậm chí là cao thủ thiên cảnh đang núp trong bóng tối chỉ khi cao thủ thiên cảnh ra tay thì chúng ta mới không phát hiện ra bằng không Dương Thanh chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, sao đánh bay nổi hội trưởng Kitano chứ? Nghe thấy Aoki Yamato nói thế, vẻ kinh hãi trên mặt Sendai Kabuto mới bớt đi, nhưng ông ta vẫn hết sức nghiêm nghị, nhìn xung quanh, định tìm ra cao thủ thiên cảnh đến từ gia tộc cổ võ Chiêu Châu mà Aoki Yamato nhắc đến. Nhưng vốn không có người đó, sao họ tìm được? Cao thủ Chiêu Châu hèn hạ chơ chẽn, không ngờ lại nhờ người khác giúp. Sendai Kabuto bỗng nhìn về phía Dương Thanh giữa võ thần quán, hét lớn, vô cùng tức giận, Dương Thanh, cậu đừng tưởng chúng tôi không biết, chắc chắn có cao thủ thiên cảnh Chiêu Châu đang núp trong bóng tối, hồi nãy người đó đã ra tay đánh bay hội trưởng Kitano. Aoki Yamato cũng cuốn quỷ nói, không sai, hội trưởng Kitano là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã lĩnh ngộ sức mạnh hủy diệt, ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong bình thường cũng không phải đối thủ của ông ấy sao cao thủ mạnh như thế lại bị một tên nhãi mới bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ như cậu đánh bay được nghe thấy sendai kabuto và aoki yamato nói thế cao thủ nước dương đang có mặt đều ổ lên cao thủ chiêu châu hèn hạ trơ chẽn có giỏi thì lên sàn đấu dựa vào thực lực mạnh mẽ đi chứ đánh lén hội trưởng kitano của chúng tôi thì tính là cao thủ gì dương thanh cậu chỉ là sâu kiến mới bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ mà thôi sao có thể đánh bại hội trưởng kitano của chúng tôi chứ cao thủ chiêu châu, các người đúng là đồ vô dụng hèn hạ chơi chẽn nhất. Có giỏi thì quang minh chính đại đánh với hội trưởng Kitano của chúng tôi một trận đi. Nhìn cao thủ nước Dương đang kích động, Dương Thanh cũng không giải thích gì. Cao thủ chiêu châu cũng hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ hồi nãy có cao thủ thiên cảnh chiêu châu ra tay đánh bại Kitano Takeshi thật ư? Đúng lúc này, Kitano Takeshi vừa bị Dương Thanh đánh bay bỗng bỏ dậy. Trên mặt ông ta đầm đìa máu, nét mặt dữ tợn khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Dương Thanh, Kitano Takeshi nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, cậu dám khiến tôi bị thương, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Lúc này, trên mặt Kitano Takeshi đầm điểm máu, khí thế tăng vọt, trong chớp mắt, ông ta đã gần như đạt tới siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Dương Thanh thầm kinh hãi, anh đã dồn toàn lực vào cú đấm vừa rồi, nhưng chỉ khiến đối phương bị thương nhẹ mà thôi, chẳng những không khiến thực lực của đối phương suy yếu mà còn hoàn toàn chọc giận Kitano Takeshi, chắc Kitano Takeshi đã phát huy trạng thái mạnh nhất rồi. Tôi sẽ nghiền nát xương cậu, nghiền từng miếng một, cho cậu chịu tổn thương không thể cứu vãn, khiến cậu nằm ngắc ngoài trên giường bệnh cả đời. Kitano Takeshi nghiến răng nghiến lợi, nét mặt hết sức dữ tợn, khiến người ta sởn gai ốc. Sắc mặt của mấy cao thủ bên Chiêu Châu đều nghiêm nghị đến cực điểm, sự mạnh mẽ của Kitano Takeshi bây giờ nằm ngoài dự đoán của họ, áp lực khổng lồ mà ông ta phóng ra khiến họ không thở nổi. Cậu Thanh, cẩn thận. Đỗ trọng lớn tiếng nhắc nhở, khó khăn lắm mới thấy Dương Thanh có hy vọng đánh bại Kitano Takeshi, nhưng sự mạnh mẽ của Kitano Takeshi lại khiến hy vọng này mong manh vô cùng. Dương Thanh nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi, suy nghĩ thay đổi liên tục, anh vốn định ra tay bất ngờ, cho Kitano Takeshi một đòn chí mạng trước, chỉ cần đối thủ bị thương nặng là anh sẽ có hy vọng chiến thắng nhưng đòn vừa rồi cũng không gây ra vết thương chí mạng cho Takeshi Kitano Takeshi, chỉ khiến ông ta trông khá thê thảm mà thôi. Nếu dùng thủ đoạn hồi nãy để tấn công Kitano Takeshi tiếp, chắc chắn sẽ thất bại. Đúng là đường cùng. Tranh lệch hai cảnh giới không dễ san bằng đến thế. Dầm. Một tiếng động rất lớn vang lên, mặt đất dưới chân Kitano Takeshi lập tức nứt toác, còn Kitano Takeshi thì biến mất. Dương Thanh không dám chủ quan, điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết, cũng kích hoạt huyết mạch cuồng hóa đến mức tối đa mà anh có thể chịu, bây giờ phải dốc toàn lực thì mới có hy vọng đỡ được đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương. Dầm, Dương Thanh còn không có cơ hội né tránh, đòn đánh của Kitano Takeshi đã giáng lên người anh, đòn tấn công đáng sợ mang theo sức mạnh hủy diệt điên cuồng tràn vào người Dương Thanh, muốn phá hủy cơ thể anh. Nhưng Kitano Takeshi không biết Dương Thanh của bây giờ đã lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ, khắc tinh của sức mạnh hủy diệt. Tuy sức mạnh hủy diệt hết sức mạnh mẽ, nhưng đối với Dương Thanh đã lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ, đòn tấn công này chỉ có sức lực lớn mà thôi, còn sức mạnh hủy diệt đã bị sức mạnh thủ hộ của anh xóa bỏ hoàn toàn rồi. Hay nói đúng hơn, sức mạnh thủ hộ đã bảo vệ cơ thể anh, sức mạnh hủy diệt không thể tiến vào người anh được. Vào khoảnh khắc bị Kitano Takeshi đánh trúng, Dương Thanh bay ra xa như diều đứt dây. Nhưng Kitano Takeshi cũng không định cho Dương Thanh bất cứ cơ hội nào, Dương Thanh còn chưa rơi xuống đất, Kitano Takeshi đã xuất hiện trước mặt Dương Thanh dầm 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 những đòn đánh ồ ạt khiến dương thanh không chống trả nổi tuy anh đã lĩnh ngộ sức mạnh thủ hộ có thể tránh được sự tàn phá của sức mạnh hủy diệt đối với cơ thể nhưng dù sao nhưng đối phương cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đây vẫn là đợt tấn công không thể chống cự với dương thanh cậu thanh thấy dương thanh bị kitano takeshi điên cuồng tấn công như một quả bóng ra đám người đỗ trọng vừa lo lắng vừa bất lực nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn dương thanh bị hành hạ ha ha đánh hay lắm Aoki Yamato vô cùng đắc ý, cười lớn, không hổ là hội trưởng Kitano, không ngờ ông ấy đã mạnh đến mức này, tôi muốn xem xem lần này Dương Thanh còn cách gì để chờ mình đấy. Sendai Kabuto cười lạnh, chờ mình á? Ông đùa gì vậy, sâu kiến mới bước vào siêu phàm cửu cảnh mà thôi, trước mặt hội trưởng Kitano đã dốc toàn lực, cậu ta không có cơ hội chờ mình gì hết. Ông ta không nhận ra rằng sâu kiến mà ông ta nhắc đến có thể giết ông ta chỉ với một đòn. Aoki Yamato vô cùng vui vẻ cười lớn lỡ lời tôi lỡ lời thôi trước mặt hội trưởng Kitano dương thanh chỉ còn con đường chết trước đó dương thanh vừa lên sàn đấu đã đánh bay ông ta chỉ với một chiêu thậm chí khiến ông ta hôn mê một lúc lâu đối với ông ta đây đúng là mối nhục lớn nhất giờ thấy dương thanh bị Kitano Takeshi điên cuồng tấn công như thế ông ta hết sức vui mừng như thể người ra tay là ông ta dầm một tiếng động lớn nữa vang lên Kitano Takeshi đánh mạnh một đòn rồi không ra tay nữa. Dương Thanh nặng nề ngã xuống vị trí cách đó mười mấy mét, người đầy vết thương, hơi thở cũng rất yếu. Bây giờ trông anh thê thảm hơn Kitano Takeshi nhiều. Cậu Thanh, đỗ trọng hét lớn, nhìn dáng vẻ thê thảm của Dương Thanh, siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Cao thủ Chiêu Châu cũng có vẻ tức giận, không ngờ Kitano Takeshi với thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lại ra tay ác độc với Dương Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ như thế. Tuy tức giận, nhưng họ cũng biết đây là trận chiến giữa hai bên, đừng nói Kitano Takeshi chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, cho dù ông ta là cao thủ thiên cảnh thì cũng không tính là phạm quy. Dù sao khi khiêu chiến chiêu châu, cao thủ nước Dương cũng không quy định rõ về thực lực của cao thủ hai bên. Tương tự, nếu bên chiêu châu có cao thủ thiên cảnh ra tay thì cao thủ nước Dương cũng hết cách. Tuy Dương Thanh trông rất thê thảm, nhưng Kitano Takeshi cũng không thoải mái gì. Đợt tấn công điên cuồng vừa rồi đã khiến ông ta tiêu hao rất nhiều. Ông ta thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, ngay cả khí thế cũng hơi bất ổn. Đây là phản ứng của một cao thủ sau khi tiêu hao cường độ cao. Bởi vậy có thể thấy, Kitano Takeshi cũng đã đến giới hạn. Nếu Dương Thanh vẫn có thể phát huy sức chiến đấu trước đó thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Dương Thanh ngã ra đất, người đầm đìa máu, thở hổn hển, có vẻ đã hấp hối rồi ha ha lần này dương thanh chết chắc aoki yamato đứng lên nhìn quanh nói lớn chiêu châu không còn ai à nếu không có ai có thể tuyên bố chiêu châu thua không cao thủ nước dương đều ngạo nghễ nhìn cao thủ chiêu châu trong mắt tràn ngập vẻ chiêu tức cao thủ chiêu châu siết chặt nắm tay trên mặt tràn ngập vẻ tức giận và không cam lòng họ muốn chiến đấu nhưng họ còn chưa đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ đánh kiểu gì đây dương thanh nằm trên nền đất lạnh lẽo anh thấy xương cốt trong người gần như gãy hết, sức mạnh thủ hộ đang bảo vệ sức sống cuối cùng của anh. Anh thấy nhịp thở của mình ngày càng dồn dập, hay nói đúng hơn, anh ít vào ít nhưng thở ra rất nhiều. Đầu óc anh rất mê muội, ý thức cũng yếu đi. Anh định dùng huyết mạch cuồng hóa để khôi phục cơ thể, nhưng vết thương quá nặng, không thể hồi phục nổi. Sau khi bị thương nặng, hình như các năng lực đã vô dụng hết. Hơi thở của Dương Thanh ngày càng yếu, như đến giây phút hấp hối rồi bịch 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 kitano takeshi bước từng bước tới chỗ dương thanh nhìn dương thanh từ trên cao như đang nhìn một cái xác lạnh lùng nói cậu là người đầu tiên nhưng cũng là người cuối cùng có thể khiến tôi bị thương với thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ khí thế trên người ông ta đã hoàn toàn biến mất theo ông ta thấy dương thanh sắp chết không hề có uy hiếp với ông ta cao thủ chiêu châu hết sức tuyệt vọng cậu thanh sẽ phải chết thật à một cao thủ siêu phàm bắt cảnh trung kỳ bên cạnh Đỗ Trọng nói với vẻ không cam lòng. Đỗ Trọng siết chặt nắm tay, nói với đôi mắt đỏ hoe, "Tôi đã hại cậu Thanh, nếu tôi không kéo dài thời gian để chờ cậu ấy, sao cậu ấy lại chết? Tôi có lỗi với cậu ấy." "Ông Đỗ, đây cũng không phải lỗi của ông, ông cũng vì tôn nghiêm của cao thủ Chiêu Châu thôi, tuy cậu Thanh sắp chết, nhưng cậu ấy đã bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ Chiêu Châu, chúng tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy." "Đúng thế, chúng tôi sẽ không bao giờ quên" từng có một cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ chưa đầy 30 tuổi đã bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ Chiêu Châu bằng sức của mình, cậu ấy đã dùng thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ để ép cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ dốc toàn lực. Cậu Thanh là minh chủ đời thứ nhất của Võ Minh, cũng là anh hùng trong trái tim của tất cả cao thủ Chiêu Châu. Các cao thủ Chiêu Châu nói lớn, tuy Dương Thanh thua nhưng không mất mặt. Nếu tin tức này được lan truyền, người đời chỉ nghĩ cao thủ nước Dương hèn hạ cho chén không ngờ cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ lại dốc toàn lực để giết cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Đúng lúc này, Aoki Yamato bên nước dương bỗng nhìn về phía cao thủ Chiêu Châu, cười lạnh, dương thanh sắp chết, bên Chiêu Châu cũng hoàn toàn thua, có phải các người nên thực hiện lời hứa, để tất cả cao thủ Chiêu Châu có mặt hôm nay quỳ xuống, dập đầu xin lỗi cao thủ nước dương không nhỉ. Cao thủ Chiêu Châu vô cùng tức giận, đỗ trọng nhìn chằm chằm vào Aoki Yamato, nghiến răng nghiến lợi, ông cứ yên tâm, cao thủ chiêu châu sẽ thực hiện vụ đánh cược này. Aoki Yamato cười nói, ha ha, nếu đã sẵn lòng thực hiện vụ đánh cược, vậy mau gọi các cao thủ chiêu châu đã chạy khỏi võ thần quán vào đây, cùng quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Sendai Kabuto cũng cười nói, tôi chưa bao giờ thấy cảnh hơn trăm cao thủ chiêu châu cùng quỳ xuống trước mặt cao thủ nước dương, dập đầu xin lỗi, nghĩ thôi đã thấy kiêu ngạo rồi. Chẳng những gọi hết cao thủ chiêu châu vào, mà còn phải gọi cả giới truyền thông cũng chạy ra khỏi võ thần quán vào nữa, để họ dùng máy quay quay lại cảnh tượng này rồi chiếu trên toàn thế giới đúng thế chúng ta phải cho cả thế giới biết sự mạnh mẽ của cao thủ nước dương phải cho cả thế giới biết trước mặt cao thủ nước dương cao thủ chiêu châu chỉ là sâu kiến cao thủ chiêu châu là loại vô dụng bao nhiêu người mà không ai đánh được nếu hội trưởng kitano không nương tay cao thủ chiêu châu đã chết hết từ nãy rồi trong lúc nhất thời cao thủ nước dương đang có mặt thi nhau hò hét trận chiến giữa kitano takeshi và dương thanh trước đó mang lại áp lực quá lớn trừ cao thủ trên siêu phàm bát cảnh vẫn chịu được áp lực nên ở lại võ thần quán những người khác đều đã chạy ra ngoài trái với cao thủ nước dương đang vô cùng phấn khích các cao thủ chiêu châu đều chìm trong nỗi đau thương rằng dương thanh sắp chết về việc phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi nó chẳng là gì so với chuyện dương thanh sắp chết cả nếu có thể khiến dương thanh đứng lên một lần nữa cho dù bảo họ quỳ xuống dập đầu xin lỗi đến mức vỡ đầu họ cũng cam lòng. Nhưng vết thương của Dương Thanh quá nghiêm trọng, đã đến lúc hấp hối, giờ chỉ chờ chết. Kitano Takeshi chăm chú nhìn Dương Thanh, lạnh lùng nói, không thể không thừa nhận, cậu là một đối thủ đáng kính, nếu cậu không chết, chỉ cần 5 năm, à không, 3 năm, một mình cậu có thể áp đảo mọi cao thủ nước Dương. Tiếc rằng ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của cậu. Ông ta nói rồi bỗng bước lên mấy bước, đến trước mặt Dương Thanh, nhấc chân dẫm lên ngực anh, chỉ cần ông ta hơi dùng sức là sẽ giết được Dương Thanh ngay tức khắc. Cậu Thanh, cao thủ chiêu châu tức giận tới cực điểm, ai cũng chừng mắt nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi, chỉ hận không thể xông lên giết ông ta, nhưng thực lực của họ quá yếu, cho dù mọi người hợp sức thì cũng không phải đối thủ của Kitano Takeshi. Hơn nữa, quy tắc của trận đấu giữa Dương Thanh và Kitano Takeshi chính là nếu chưa phân rõ sống chết thì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Ông oai quá nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Ai đấy? Cao thủ nước dương bắt đầu tìm người vừa lên tiếng, nhưng không thấy được. Sau khi nghe thấy giọng nói này xong, Aoki Yamato và Sendai Kabuto vừa hống hách vô cùng đều biến sắc. Là ông ta. Họ rất quen với giọng nói này, vì mới tối qua, họ đã tiếp xúc với chủ nhân của giọng nói đó. Họ đã quên mất cao thủ ở dinh thự vân phong tối qua vì mải phấn khích khi Kitano Takeshi sắp giết Dương Thanh. Ông là ai? Kitano Takeshi nhíu mày nhìn người tới, trong mắt xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Ông ta đã cảm nhận được áp lực rất lớn từ bên kia. Bách Lý Kinh Vân chậm rãi bước ra, không trả lời Kitano Takeshi, mà nhìn Dương Thanh với ánh mắt phức tạp. Lần này ông ta đến Yến Đô theo mệnh lệnh, định giết Dương Thanh, nhưng không ngờ ông ta còn chưa kịp ra tay, Dương Thanh đã hấp hối rồi. Takeshi Kitano hỏi lại, rốt cuộc ông là ai? Giọng ông ta có vẻ tức giận. Bách Lý Kinh Vân vừa đi vừa nói, Bách Lý Kinh Vân. Nghe thấy cái tên này, Kitano Takeshi lập tức biến sắc, với tư cách hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương, sao ông ta lại không biết về gia tộc cổ võ Chiêu Châu được. Trong số gia tộc cổ võ Chiêu Châu, có một gia tộc họ Bách Lý. Người đàn ông trung niên trước mặt họ Bách Lý, có thực lực mạnh mẽ, thân phận của ông ta đã lộ rõ rồi. Là người của gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Cao thủ Chiêu Châu càng biết rõ họ này hơn, lập tức hoảng sợ nói. Đỗ Trọng nhìn Bách Lý Kinh Vân với vẻ mặt phức tạp, ông ta không biết ý đồ của đối phương, nhưng ông ta biết mấy ngày trước, Dương Thanh vừa giết một cao thủ tên Bách Lý Trường không đến từ gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Kitano Takeshi lạnh lùng hỏi, ông tới đây làm gì? Bách Lý Kinh Vân thản nhiên nói, tôi đã đồng ý với cậu ta, nếu cậu ta chết, tôi sẽ đánh một trận vì cao thủ Chiêu Châu thay cậu ta. Nghe thấy thế, cao thủ Chiêu Châu hết sức kích động. Tốt quá, có cao thủ của gia tộc Bách Lý ra tay, chúng ta thắng chắc. Đại nhân Bách Lý, cao thủ nước dương sỉ nhục thế tục chiêu châu không có người, ỉ mạnh hiếp yếu, còn đánh cậu thanh trọng thương, ngài đừng nương tay, để đám giặc nước dương này biết, không phải chiêu châu không có người, mà là cao thủ hàng đầu của chiêu châu không thèm đánh với họ. Cao thủ chiêu châu thi nhau cầu khẩn, sự xuất hiện của Bách Lý Kinh Vân đã cho họ thấy hy vọng. Nghe thấy Bách Lý Kinh Vân nói thế, Kitano Takeshi hừ lạnh, ông là cái thá gì chứ, bảo tôi thả cậu ta thì tôi phải thả ư. Ông ta nói rồi dẫm lên ngực Dương Thanh. Mặt Dương Thanh càng tái hơn, trợn trừng mắt, có vẻ sắp tắt thở. Bách Lý Kinh Vân nhíu mày, hít mắt nhìn chầm chầm vào Kitano Takeshi, cậu ta đã hết sức rồi, sao phải tra tấn như thế? Tha cho cậu ta đi, tôi và ông đánh một trận công bằng. Ha ha, Kitano Takeshi nói với vẻ ngạo mạn, ai có thể ngăn tôi làm những việc tôi muốn chứ? Ông không cho tôi tra tấn cậu ta, tôi càng phải tra tấn cậu ta. Ông ta bỗng dậm mạnh hơn, di chân trên ngực Dương Thanh. Sự lạnh lùng trong mắt Bách Lý Kinh Vân càng rõ hơn, ông ta hít mắt nhìn chầm chầm vào Kitano Takeshi, trong mắt lóe lên sát khí. Cậu Thanh, mấy cao thủ chiêu châu vẫn ở võ thần quán hô lớn, siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Không ngờ Kitano Takeshi lại điên rồ đến mức này, Dương Thanh đang hấp hối rồi mà vẫn bị tra tấn như thế. Bách Lý Kinh Vân bỗng nhìn về phía Dương Thanh đang bị Kitano Takeshi dẫm lên, bình tĩnh nói, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ Chiêu Châu thay cậu, hôm nay, các cao thủ nước Dương đang có mặt ở đây đều sẽ chết. Giọng ông ta không có chút cảm xúc nào, lạnh lùng tới cực điểm. Chỉ một câu này đã khiến các cao thủ nước Dương đang có mặt cảm nhận được sự lạnh lẽo cùng cực, họ có cảm giác, Bách Lý Kinh Vân cũng không mạnh miệng, mà thực sự có thể làm được điều đó. Khi đánh với Dương Thanh, Kitano Takeshi cũng đã tiêu hao rất nhiều, còn bị thương, bây giờ chắc chắn ông ta không thể duy trì trạng thái đỉnh cao được nữa. Không cao thủ nào ở đây biết rốt cuộc Bách Lý Kinh Vân mạnh đến mức nào, chỉ biết ông ta rất mạnh, mang lại áp lực khổng lồ cho tất cả mọi người. Đương nhiên Kitano Takeshi cũng nhận ra điều này, nét mặt bớt kiêu ngạo, trở nên nghiêm nghị hơn. Lúc này, Dương Thanh đã bị Kitano Takeshi đạp gãy mấy cái xương sườn. Dù bị thương nặng như thế, anh vẫn không từ bỏ việc tự cứu mình vào lúc này dường như cả chiến thần quyết lẫn huyết mạch cuồng hóa đều đã vô dụng anh có thể cảm nhận rõ sức sống trong cơ thể đang dần biến mất hai bóng người quen thuộc bỗng như xuất hiện trước mắt anh tần thanh tâm đang dắt tiêu tiêu chạy về phía anh phía sau tần thanh tâm và tiêu tiêu là tần y tần đại dũng mã siêu chị lâm còn có cả phùng tiểu huyền và hoài lam đều là người thân thiết với anh nhất dương thanh vươn một tay về phía đám người này họ cách anh rất gần nhưng làm thế nào cũng không thể bước tới trước mặt anh. Là ảo giác à? Dương Thanh bỗng nhận ra điều gì đó, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, anh không muốn chết, cũng không thể chết, nếu anh chết, ai sẽ bảo vệ Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu? Anh cắn mạnh vào đầu lưỡi, bây giờ anh chỉ có thể giữ tỉnh táo bằng cơn đau nhói này. A! À. Dương Thanh bỗng hét lớn, không biết lấy đâu ra sức, ôm chân Kitano Takeshi rồi dùng lực. Kitano Takeshi không ngờ Dương Thanh vẫn còn sức không hề đề phòng gì, dưới sức lực mạnh mẽ này, ông ta lảo đảo, liên tục lùi ra sau, suýt ngã nhào xuống đất. Phụt, trong khoảnh khắc này, Dương Thanh bỗng hộp máu. Hai thanh kiếm máu to bằng ngón cái đâm về phía mắt Kitano Takeshi. Lúc này, Kitano Takeshi vẫn đang lùi, chưa đứng vững. Chính là lúc này, phập, phập, kiếm máu mà Dương Thanh phun ra đâm vào mắt Kitano Takeshi gần như cùng một lúc. Những chuyện này xảy ra quá đột ngột đến mức kiếm máu đã đâm vào mắt Kitano Takeshi mà mọi người đang có mặt vẫn chưa kịp phản ứng. A, à, mắt của tôi, mắt của tôi. Mãi đến khi Kitano Takeshi hét lên đau đớn, mọi người mới hoàn hồn. Ai cũng có vẻ mặt không dám tin, Dương Thanh đang hấp hối lại hộc máu ra, chọc mù mắt Kitano Takeshi á. Sao có thể? Lúc này, Dương Thanh đã đứng dậy, người lảo đảo, sắc mặt tái mét, khóe miệng dỉ máu tươi. Bách Lý Kinh Vân cũng sướng sờ, Kinh ngạc nói, là sức mạnh nguyên tố thủy. Không ngờ cậu đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, chẳng những lĩnh ngộ mà còn có thể thay đổi hình dạng của nó nữa. Cậu mới bước vào siêu phàm cửu cảnh thôi, sao có thể? Ngay cả bách lý kinh vân biết nhiều hiểu rộng cũng không thể tưởng tượng được Dương Thanh đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, còn dùng nó để chọc mù mắt Kitano Takeshi. Lời bách lý kinh vân nói giúp các cao thủ đang khiếp sợ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, là kiếm máu do sức mạnh nguyên tố thủy ngưng tụ. Dương Thanh không quan tâm đến người khác, cố gắng đứng vững bằng sức mạnh ý chí, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt. Anh lại cắn mạnh vào đầu lưỡi, cảm giác đau nhói không ngừng kích thích, giúp anh giữ được sự tỉnh táo cuối cùng. Giết! Anh tức giận quát, hơi nhích chân, lao về phía Kitano Takeshi. Cậu Thanh! Cao thủ chiêu Châu đều sướng sờ, Dương Thanh vẫn ra tay được hả? Bách Lý Kinh Vân đứng im, không ra tay, nhìn Dương Thanh lao về phía Kitano Takeshi. Lúc này, Dương Thanh đã xông tới trước mặt Kitano Takeshi. Chẳng biết từ khi nào, một con dao găm đã xuất hiện trong tay anh. Phập, con dao đâm mạnh vào tim Kitano Takeshi. Kitano Takeshi với nét mặt đau đớn ngừng vặn người, đôi mắt đầy máu bỗng nhìn về phía Dương Thanh, chỉ thấy nắm đấm của ông ta cử động, hình như định ra tay với Dương Thanh, nhưng ông ta không nhấc tay lên nổi. Con dao găm này chính là dao găm linh khí mà Miêu Thành chủ đưa cho Dương Thanh khi anh định đến Hoài Thành. Nó đã giúp chuyến đi đến Hoài Thành của Dương Thanh thuận lợi hơn hẳn. Nhưng mỗi khi sử dụng dao gam linh khí, cơ thể anh sẽ phải chịu sự cắn trả nặng nề, trừ khi là giây phút sống còn, bằng không anh cũng không dùng dao gam linh khí. Bây giờ, anh đã đến lúc nào mạnh hết đà, thậm chí có thể nói là chỉ còn hơi tàn để đứng đấy, anh không thể đảm bảo mình có chết ngay sau đó không. Đòn chí mạng này là sự chuẩn bị cuối cùng của anh, phải ra tay bất ngờ thì mới thành công được. Rất may là anh đã thành công xung quanh lặng ngắt, mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn Kitano Takeshi chậm rãi ngã xuống đất. Một lúc lâu sau, một cao thủ chiêu châu chợt nói, cậu Thanh. Thắng rồi à? Đỗ Trọng kích động nói, đúng thế, cậu Thanh thắng, cậu ấy làm được rồi. Cậu Thanh thắng rồi, cậu ấy đã bảo vệ tôn nghiêm của mọi cao thủ chiêu châu. Cậu ấy là niềm tự hào của cao thủ chiêu châu. Cậu Thanh vạn tuế. Cao thủ chiêu châu kích động gieo hò. Ngược lại, Mặt cao thủ nước Dương sám nguét, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin, Kitano Takeshi, cao thủ như thần trong mắt họ chết rồi, còn bị một cao thủ chiêu trâu với cảnh giới thấp hơn nhiều giết nữa. Bách Lý Kinh Vân có vẻ nghiêm nghị, ông ta bỗng lo cho gia tộc Bách Lý. Dương Thanh còn trẻ như thế mà đã bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, ngay cả gia tộc Bách Lý cũng không có cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ trẻ đến vậy. Điều khiến ông ta kinh hãi nhất là Dương Thanh đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố đồng thời vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy hết sức nhuần nhuyễn, đến mức có thể biến máu thành kiếm, ngay cả một số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã lĩnh ngộ một ít sức mạnh nguyên tố thủy, đồng thời nổi tiếng từ lâu cũng chưa chắc đã vận dụng sức mạnh này thành thạo như Dương Thanh. Ngoài ra, điều khiến ông ta khiếp sợ chính là Dương Thanh có linh khí, linh khí cũng là thần binh mà chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới kiểm soát được. Dương Thanh có thể dùng dao găm linh khí để giết Kitano Takeshi, tức là anh đã thành công luyện hóa nó chắc chắn người thanh niên với thiên phú xuất sắc như thế sẽ có lai lịch hết sức khó lường nhỉ. Gia tộc Bách Lý đã ra lệnh cho ông ta giết Dương Thanh, rốt cuộc ông ta có nên giết không? Nếu muốn giết, bây giờ là cơ hội ra tay tốt nhất, một khi bỏ qua cơ hội này, sau khi Dương Thanh hồi phục, nếu ông ta lại muốn giết Dương Thanh, có lẽ cả đời sẽ không còn cơ hội nữa. Bách Lý Kinh Vân hết sức đấu tranh, không thể để người như Dương Thanh trở thành kẻ địch được, nhưng bây giờ, đúng là giữa gia tộc Bách Lý và Dương Thanh có ân oán rất sâu sắc, Bách Lý Trường không đã bị Dương Thanh giết. Có thể nói, Dương Thanh và gia tộc Bách Lý có nợ máu, gần như không có hy vọng hòa giải. Hồi nãy Dương Thanh giết được Kitano Takeshi, cũng không phải vì anh có thực lực giết Kitano Takeshi, mà Kitano Takeshi đã khinh thường anh, không ngờ Dương Thanh vẫn còn sức chiến đấu trong lúc hấp hối. Không những thế, anh còn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, đồng thời vận dụng rất thành thạo lĩnh mộ sức mạnh nguyên tố thủy thì cũng thôi anh còn có dao gam linh khí sau khi bị kiếm máu chọc mù mắt kitano takeshi bị dương thanh giết bằng dao gam linh khí cũng chẳng có gì bất ngờ nếu bây giờ bách lý kinh vân muốn giết dương thanh thì dễ như trở bàn tay nhưng sau khi làm thế chắc chắn sẽ đắc tội với thế lực đằng sau anh với thực lực bây giờ của gia tộc bách lý liệu họ có đối phó được với thế lực đằng sau dương thanh không thế bách lý kinh vân khẳng định đằng sau dương thanh có một thế lực mạnh mẽ cậu thanh đúng lúc này một tiếng hô kinh hãi bỗng vang lên đỗ trọng dẫn mấy cao thủ chiêu châu xông tới còn dương thanh đã ngã ra đất không rõ sống chết thôi vậy bách lý kinh vân bỗng thở dài nhìn về phía dương thanh đã ngã xuống trầm giọng nói tôi không phải kẻ tiểu nhân dậu đổ bìm leo nếu cậu sống sót được tôi sẽ chờ thực lực của cậu khôi phục bình thường rồi đánh một trận sống còn với cậu ông ta nói rồi ngẩng đầu nhìn về phía cao thủ nước dương Sendai Kabuto và Aoki Yamato cảm nhận được sát khí trong mắt bách lý kinh vân đều biến sắc vội nói lần này nước dương chúng tôi thua giờ chúng tôi sẽ rời khỏi chiêu châu ngay cả đời này không bước vào chiêu châu nữa bách lý kinh vân không nói gì Sendai Kabuto và Aoki Yamato lập tức dẫn cao thủ nước dương rời khỏi võ thần quán mang theo xác Kitano Takeshi cũng không ai nhắc đến vụ đánh cược trước đó nữa dương thanh đã ngã xuống không rõ sống chết cao thủ Chiêu Châu đều đang lo cho anh. Bách Lý Kinh Vân lại chăm chú nhìn về phía Dương Thanh rồi quay người rời đi, cũng không ai chú ý đến sự rời đi của ông ta. Dưới sự sắp xếp của Đỗ Trọng, Dương Thanh được đưa đến trụ sở chính của Võ Minh để chữa trị. Tin Kitano Takeshi chết nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, Dương Thanh cũng nổi tiếng nhờ trận chiến này, cả thế giới đều biết Chiêu Châu có một người thanh niên mới 28 tuổi, đã giết Kitano Takeshi, hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương có thực lực siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Tất cả cao thủ chiêu châu đều tự hào về điều này. Nhưng không ai biết lúc này, Dương Thanh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ba ngày sau trận đánh với cao thủ nước dương, Dương Thanh vẫn chìm trong hôn mê. Trong một phòng bệnh riêng ở trụ sở chính của võ minh tại Yến Đô, Dương Thanh đang nằm trên giường bệnh, quanh người là các trang thiết bị y tế khác nhau để giám sát dấu hiệu sinh tồn của anh. Lúc này, trước giường bệnh của Dương Thanh còn có mấy chuyên gia y tế mặc áo blau trắng, đang tiến hành kiểm tra toàn diện cho anh. 10 phút sau, một nhóm chuyên gia y tế ra khỏi phòng bệnh, đỗ trọng vội bước tới, nhìn ông lão đi đầu, ông Hoàng, cậu Thanh sao rồi? Ông Hoàng khẽ lắc đầu, thở dài, nói, ông Đỗ, vết thương của cậu Thanh quá nặng, trong ba ngày này, dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy cũng ngày càng yếu đi, chúng tôi đã dùng mọi cách chữa trị có thể nhưng vẫn không ăn thua, mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Nghe thấy thế, sắc mặt đỗ trọng trắng bệch, mấy cao thủ cạnh ông ta cũng biến sắc. Ông Hoàng, thực sự không còn cách nào ư, dù sao cậu Thanh cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, thể chất cậu ấy khác với người bình thường. Đỗ trọng lo lắng nắm lấy tay ông Hoàng, kích động nói, khi đánh với Kitano Takeshi, hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương. Cậu ấy vẫn sống sót, sao lại chết dễ dàng thế được? Ông Hoàng thở dài, "Ông Đỗ, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, ông nên mời người khác đi." Ông Hoàng nói rồi dẫn người rời đi. "Không phải ông ta không muốn chữa, cũng không phải ông ta không tận tình trị liệu, mà vết thương của Dương Thanh quá nặng, đã điều trị 3 ngày rồi mà dấu hiệu sinh tồn vẫn không hồi phục, trái lại còn yếu đi." Nếu không nhờ thân phận của Dương Thanh, đội ngũ y tế của ông Hoàng đã tuyên bố Dương Thanh tử vong từ lâu rồi. Sau khi đội ngũ y tế rời đi, Đỗ trọng đến phòng bệnh của Dương Thanh nhìn Dương Thanh nằm trên giường bệnh với vẻ tự trách và ái náy. Cậu Thanh, thực xin lỗi, tôi đã hại cậu rồi. Nếu tôi không cố bảo vệ thể diện của cao thủ Chiêu Châu, cũng không cố tình kéo dài thời gian, nếu cậu không đến thì sẽ không phải đánh với Kitano Takeshi rồi thành ra thế này, tôi có lỗi với cậu. Mặt đỗ trọng đầy nước mắt ái náy, các cao thủ Chiêu Châu đã trở thành thành viên chính thức của võ minh cũng có vẻ xúc động. Ba ngày trước, những gì dương thanh thể hiện trong trận đánh với kitano takeshi đáng để họ kính trọng có thể nói dương thanh thành ra thế này vì bảo vệ thể diện của cao thủ chiêu châu nếu có thể đảo ngược thời gian họ thà để cao thủ chiêu châu chịu nhục chứ cũng không muốn dương thanh bị thương nặng tuy họ thắng nước dương nhưng nếu dương thanh chết cho dù họ thắng thì sao chứ với bản chất của cao thủ nước dương một ngày nào đó họ sẽ quay lại khi đó ai sẽ bảo vệ thể diện của cao thủ chiêu châu đây Ông Đỗ, chúng ta không thể từ bỏ cậu Thanh, chỉ cậu ấy mới có tư cách dẫn dắt cao thủ thế tục chiêu châu chúng ta giành lấy vinh quang trước thế giới." Một cao thủ Võ Minh bỗng nói với vẻ kiên định. Ngay sau đó, một cao thủ khác cũng lên tiếng, "Không sai. Cho dù ông Hoàng đã nói không cứu nổi cậu Thanh nữa, chúng ta cũng không được từ bỏ cậu Thanh, cậu Thanh là lãnh tụ tinh thần của Võ Minh chúng ta, cậu ấy không thể chết." "Ông Đỗ, tôi nghe nói ở mấy gia tộc cổ võ có đan dược cứu mạng." chỉ cần chúng ta lấy được loại đan dược cứu mạng này, chắc chắn có thể giúp cậu Thanh hồi phục. Nghe thấy thế, Đỗ Trọng bỗng sáng mắt lên, kích động nói, mọi người nói không sai, chúng ta không thể từ bỏ cậu Thanh, đúng là trong gia tộc cổ võ có đan dược cứu mạng, tôi nhớ có một loại đan dược của tên hồi hồn đan, vô cùng quý giá, cho dù là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nếu uống một viên hồi hồn đan khi sắp chết thì sẽ giữ được tính mạng. Tôi biết nơi nào có hồi hồn đan, giờ tôi sẽ lên đường đi hỏi xin đan dược ngay, mấy ngày tới, mọi người phải bảo đảm an toàn cho cậu Thanh nhé. Nghe thấy thế, cao thủ võ minh đều kích động nói, ông Đỗ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu Thanh thật tốt, ông cứ yên tâm đi đi. Trong lúc mọi người đang kích động, một cao thủ bỗng nghiêm nghị nói, hồi hồn đan có giá trị trên trời, cho dù là ở gia tộc cổ võ thì cũng là báu vật hết sức quý giá, gia tộc nào sẵn lòng tặng hồi hồn đan cho người khác đây. Đỗ trọng nhìn Dương Thanh đang nằm im trên giường bệnh, siết chặt nắm tay. Một lúc lâu sau, ông ta nói, mọi người chỉ cần bảo vệ cậu Thanh, cứ giao việc về hồi hồn đan cho tôi. Nhưng, một cao thủ đang định lên tiếng thì bị đỗ trọng ngắt lời, tôi quyết định rồi, mấy ngày tới, cậu Thanh xem như nhờ vào mọi người. Đỗ trọng nói rồi quay người rời đi. Các thành viên võ minh đều thở dài. Họ hiểu rõ giá trị của hồi hồn đan, khắp chiêu châu, có lẽ chỉ gia tộc cổ võ mới có đan dược cao cấp thế này. Cho dù có gia tộc cổ võ sẵn lòng lấy hồi hồn đan ra, có lẽ Đỗ Trọng cũng sẽ phải trả giá rất đắt, bằng không, tại sao đối phương phải đưa hồi hồn đan có giá trị không nhỏ cho Đỗ Trọng. Cùng lúc đó, ở dinh thự Vân Phong. Từ 3 ngày trước, sau khi Dương Thanh giết Kitano Takeshi, tin tức đã lan truyền khắp chiêu Châu, sau khi biết tin, đám người Mã Siêu cũng về yến đâu ngay tức khắc. Nhưng đã 3 ngày, họ vẫn không tìm thấy Dương Thanh. Mã Siêu vô cùng lo lắng, đã 3 ngày rồi, sao vẫn chưa có tin gì về anh Thanh. Trong phòng trừ gia đình mã siêu ra còn có phùng tiểu uyển hoài lam anh em nhà họ tống và phùng giai di phùng tiểu uyển tự an ủi mình hay anh thanh gặp phiền phức gì nên tạm thời không tiện xuất hiện không thể nào mã siêu phản bác ngay nói với đôi mắt đỏ hoe chắc chắn anh thanh biết chúng ta rất lo cho anh ấy cho dù không tiện anh ấy cũng không quên chúng ta hơn nữa đã ba ngày rồi nếu anh thanh gặp phiền phức thật có lẽ chúng ta cũng đã gặp rắc rối anh ấy chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ nhưng lại đánh bại Kitano Takeshi, hội trưởng hiệp hội võ thuật nước dương. Nghe nói Kitano Takeshi là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, anh Thanh đã giết ông ta, chắc chắn cũng sẽ bị thương nặng. Anh ấy đã mất liên lạc 3 ngày, tức là trong mấy ngày này, chắc chắn anh Thanh đã hôn mê vì bị thương nặng, bằng không, anh ấy đã liên lạc với chúng ta. Nghe thấy thế, những người khác đều cuống lên. Anh đừng nói linh tinh, chắc chắn Dương Thanh đang bận chuyện gì nên mới tạm thời không liên lạc với chúng ta thôi. Ngài Lâm chừng mắt nhìn Mã Siêu. Cô ấy là người tinh tế, đã nhận ra sau khi Mã Siêu nói rất có thể Dương Thanh đã gặp chuyện, Phùng Tiểu Uyển và Hoài Lam đều biến sắc. Mã Siêu đang định nói gì đó, bị Ngài Lâm chừng mắt nhìn nên mới thôi, nhưng trên mặt anh ta vẫn tràn ngập vẻ lo lắng, đi đi lại lại trong phòng. Ngài Lâm nhìn quanh, nói, mọi người đừng lo lắng quá, chắc chắn Dương Thanh không gặp chuyện gì đâu, nếu cậu ấy gặp chuyện thật, với tính cách của người nước Dương, họ đã rêu rao khắp thế giới từ lâu rồi, nhưng họ không làm gì, tức là Dương Thanh không sao. Không chừng cậu ấy bị thương, sợ chúng ta lo lắng nên mới không liên lạc với chúng ta, sau khi vết thương khá lên, chắc chắn cậu ấy sẽ về. Mọi người đều im lặng, thật ra họ hiểu, trận đấu đã kết thúc 3 ngày, Dương Thanh không bao giờ biến mất vô cớ, chắc chắn anh đã gặp chuyện, cũng như Mã Siêu nói, chắc chắn Dương Thanh đã bị thương rất nặng, vẫn đang hôn mê nên không thể liên lạc với họ. Hoài Lam đứng dậy, nhìn mọi người, nói: cho dù anh Thanh mất liên lạc với chúng ta vì lý do gì, chúng ta cũng phải bình tĩnh, không được gây thêm rắc rối. Theo tình báo của tôi, ba ngày trước, anh Thanh đã giết Kitano Takeshi bằng sức của mình, đúng là Kitano Takeshi rất mạnh, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, nhưng ông ta vẫn chết dưới tay anh Thanh. Theo video anh Thanh giết Kitano Takeshi, có thể khẳng định đúng là anh Thanh đã thắng, như chị Lâm nói, trận đấu này là do cao thủ nước dương rực lên, nếu anh Thanh gặp chuyện thật, họ đã trắng trợn rêu rao từ lâu rồi, còn nếu không có, vậy chắc chắn anh Thanh còn sống. Nghe thấy Hoài Lam nói thế, sắc mặt mọi người dễ coi hẳn. Phùng Tiểu Uyển nhìn Hoài Lam bằng đôi mắt đỏ hoe, thế nên anh Thanh mất liên lạc vì có lẽ anh ấy bị thương nặng, vẫn đang hôn mê à. Hoài Lam nhìn Phùng Tiểu Uyển, bỗng không biết nói sao, cô ta hiểu rõ tình cảm của Phùng Tiểu Uyển với Dương Thanh. Phùng Tiểu Uyển nói với đôi mắt đỏ hoe, chị Lam, đừng lừa em, cứ yên tâm nói cho em biết, em có thể chịu được." Hoài Lam gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, "Theo chị được biết, từ 3 ngày trước, sau khi giết Kitano Takeshi ở võ thần quán xong, anh Thanh cũng biến mất khỏi võ thần quán, phóng viên bên ngoài cũng không quay chụp được anh Thanh." Kitano Takeshi là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, thực lực cực mạnh, anh Thanh mới đến siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, nhưng kết quả sau cùng lại là anh Thanh giết Kitano Takeshi. "Thế nên chị đoán anh thanh đã phải trả giá đắt để giết kitano takeshi chắc chắn bây giờ tình trạng của anh ấy rất không ổn nếu chị không đoán sai chắc anh ấy đã được người của võ minh đưa đi rồi phùng tiểu huyền lập tức rơi nước mắt lão đảo hoài lam đã chuẩn bị trước lập tức đỡ lấy phùng tiểu huyền an ủi tiểu huyền em đừng buồn quá đối với chúng ta quan trọng là nghĩ cách tìm được anh thanh rồi để em chữa trị cho anh ấy chị không tin tưởng khi anh thanh ở trong tay người khác chỉ tin em Mã siêu cũng vội nói, Hoài Lam nói không sai, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy anh Thanh, phải để tiểu huyền chữa cho anh Thanh thì chúng ta mới yên tâm được. Anh ta nói rồi nhìn về phía anh em nhà họ Tống, trầm giọng nói, hai vị tiền bối tả, hiểu, bây giờ chúng ta hãy đến võ minh đòi người. Anh em nhà họ Tống vội đứng dậy, Tống tả nói, được, giờ chúng ta đến võ minh ngay thôi. Mã siêu lại nhìn về phía Hoài Lam, Hoài Lam, bên này giao cho cô, có gì cứ liên lạc với chúng tôi nhé. Hoài Lam gật đầu, tôi cũng chỉ đoán thôi, có lẽ anh Thanh đã được người của Võ Minh đưa đi, sau khi gặp người của Võ Minh, mọi người khách sáo một chút, nếu tránh được xung đột thì tốt nhất đừng xung đột. Mã siêu gật đầu, cứ yên tâm, tôi sẽ có chừng mực. Ba người không trần trừ nữa, lập tức rời khỏi dinh thự vân phong. Sau khi đám người mã siêu rời đi, Hoài Lam nhìn Phùng Tiểu Uyển, Tiểu Uyển, bây giờ em đừng buồn nữa, phải chuẩn bị tinh thần rằng anh Thanh sẽ bị thương nặng, bình tĩnh lại, nghĩ xem nếu anh Thanh bị thương nặng, thậm chí ảnh hưởng đến nền tảng võ thuật thì em phải chứa kiểu gì để giúp anh ấy hồi phục với tốc độ nhanh nhất. Phùng Tiểu Uyển lau nước mắt trên mặt, gật mạnh đầu, chị Lam cứ yên tâm, em sẽ kiểm soát tâm trạng, sẵn sàng cứu chữa anh Thanh. Hoài Lam gật đầu, lại nhìn về phía Phùng Giai Di, Giai Di, cô cũng là cao thủ siêu phàm cảnh, được coi là cao thủ hàng đầu ở Yến Đô, cô cần chuẩn bị để chiến đấu bất cứ lúc nào, tôi lo sau khi đón anh Thanh về, kẻ thù của anh Thanh sẽ tìm tới đây. Lúc này, Hoài Lam đã phát huy hết khả năng lãnh đạo của mình, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Ngài Lâm vội hỏi, còn tôi thì sao? Hoài Lam mỉm cười, chị Lâm, chị cứ bảo vệ bé Tĩnh An đã là sự giúp đỡ lớn nhất với chúng tôi rồi. Tại trụ sở chính của Võ Minh ở Yến Đô. Đây là trụ sở chính của Võ Minh ở Yến Đô, sau khi rời đi, Đỗ Trọng đã giao việc của Võ Minh cho một cao thủ siêu phàm bát cảnh trung kỳ, tên Ninh Thiên Hòa. Trong phòng họp ở trụ sở chính của Võ Minh, Ninh Thiên Hòa ngồi ở ghế chính, mấy cao thủ siêu phàm bát cảnh khác ngồi hai bên. "Phó hội trưởng Ninh, chúng ta thực sự phải chuẩn bị gánh chịu một số hậu quả không thể chịu đựng nổi vì bảo vệ Dương Thanh à?" Một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ nhìn Ninh Thiên Hòa, hỏi. Những cao thủ khác cũng nhìn Ninh Thiên Hòa, rõ ràng cũng đang thắc mắc. Ninh Thiên Hòa nhìn quanh, trầm giọng nói: "Các vị, mọi người đừng quên, ai đã liều mạng đánh một trận để bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ Chiêu Châu, nếu không có cậu Thanh, bây giờ các vị còn cơ hội ngồi đây chắc?" Cao thủ siêu phàm Bát Cảnh Sơ Kỳ hồi nãy nghiêm nghị nói: "Phó hội trưởng Ninh, tôi nói thẳng, ông cũng đừng nóng, tôi nghĩ việc cao thủ nước Dương khiêu chiến cao thủ Chiêu Châu là chuyện của tất cả cao thủ Chiêu Châu, Dương Thanh cũng là một phần tử của cao thủ Chiêu Châu, có nghĩa vụ giữ gìn tôn nghiêm của cao thủ Chiêu Châu." Đương nhiên tôi cũng không phủ nhận sự xuất sắc của Dương Thanh, đúng là cậu ta đã bảo vệ tôn nghiêm của cao thủ Chiêu Châu, nhưng lần này cậu ta cũng bị thương rất nặng, cho dù cứu sống được thì cũng trở thành kẻ tàn phế. So với việc cứu sống một người rồi người đó biến thành kẻ tàn phế, tha từ bỏ việc chữa trị cho cậu ta, để cậu ta tự xoay sở, chắc chắn chuyện biến thành kẻ tàn phế sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết, nên từ bỏ việc điều trị cũng là tốt cho cậu ta thôi. Chẳng biết ông Đỗ sẽ phải trả giá đắt đến mức nào để tìm hồi hồn đan, tôi thấy việc nỗ lực nhiều như thế để cứu dương thanh không đáng nghe thấy thế ninh thiên hòa lập tức sầm mặt ngay sau đó một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ khác cũng nói phó hội trưởng ninh tôi cũng nghĩ việc trả giá đắt như thế để cứu dương thanh là không đáng bây giờ cậu ta đã thành ra như thế cho dù cứu sống thì sao chẳng phải cũng trở thành kẻ tàn phế à tôi nghĩ nếu biết hậu quả sau khi được cứu sống là trở thành kẻ tàn phế chắc chắn dương thanh cũng không muốn được cứu đâu chưa bàn đến việc ông Đỗ phải trả giá bao nhiêu để lấy được hồi hồn đan, thực lực mạnh mẽ mà Dương Thanh thể hiện lần này sẽ khiến cậu ta trở thành cái gai trong mắt cao thủ nước Dương, không chừng nước Dương đã cử cao thủ hàng đầu đến giết Dương Thanh rồi. Võ Minh chúng ta vừa thành lập, không phải đối thủ của cao thủ hàng đầu nước Dương, tôi nghĩ để Dương Thanh ở lại Võ Minh, chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ hết. Đương nhiên, không phải ai cũng phản đối, vẫn có người ủng hộ và bảo vệ Dương Thanh. Dầm, một ông lão để dâu dê vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, các người còn lương tâm không? Lần này cao thủ nước dương khiêu chiến cao thủ chiêu châu, các người tưởng họ chỉ muốn so tài thật à? Mục đích thực sự của họ là cả chiêu châu, họ định dùng trận chiến này để thể hiện sức mạnh của mình, từ đó thu hút cao thủ chiêu châu gia nhập phe mình, nếu để họ thành công, không ai cứu nổi tương lai của cao thủ chiêu châu hết. Cậu Thanh đã liều mạng đánh một trận, vượt cảnh giới để giết Kitano Takeshi, cậu ấy nên trở thành niềm tự hào của cao thủ Chiêu Châu. Sao chúng ta có thể chấp nhận cậu ấy gia nhập võ minh, thậm chí để cậu ấy trở thành minh chủ võ minh khi cần cậu ấy, rồi lại vứt bỏ cậu ấy khi cậu ấy cần chúng ta được. Nếu chúng ta vứt bỏ cậu thanh thật, vậy mục đích ban đầu khi thành lập võ minh cũng không có nghĩa lý gì hết. Hai cao thủ vừa phản đối việc giữ Dương Thanh lại võ minh lập tức im lặng, không phải họ không thích Dương Thanh, nhưng đứng ở góc độ của võ minh, chỉ có vứt bỏ Dương Thanh mới là lựa chọn tốt nhất nhưng về mặt đạo đức, nhất định phải giữ Dương Thanh lại. Ninh Thiên Hòa nói, ba ngày trước, khi chúng ta so đấu với cao thủ nước Dương, ông Đỗ đã nói ai lập công lớn nhất trong trận đấu thì sẽ trở thành minh chủ võ minh, huống hồ trước khi đi, ông Đỗ cũng đã dặn chúng ta phải bảo vệ cậu Thanh. Đã như vậy, chúng ta phải bảo vệ tốt cậu Thanh, trước khi ông Đỗ về, chúng ta phải tăng cảnh giác, đề phòng kẻ địch mạnh lèn vào rồi ra tay với cậu Thanh. Được rồi, cuộc họp kết thúc, tan họp đi. Hai cao thủ vừa đề nghị từ bỏ Dương Thanh cũng không nhắc lại việc này nữa. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng họp chỉ còn mình Ninh Thiên Hòa, trên mặt ông ta tràn ngập vẻ lo lắng, ông ta đứng dậy bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nói với vẻ lo âu, "Ông Đỗ, ông phải quay về mau lên. Tôi sợ ông về muộn rồi sẽ xảy ra chuyện lớn mất." Theo ký ức hồi nãy, tuy Ninh Thiên Hòa đã ra sức phản đối khi có người đề nghị vứt bỏ Dương Thanh, nhưng ông ta cũng hiểu bây giờ Dương Thanh chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Chắc chắn việc Dương Thanh giết Kitano Takeshi sẽ chọc giận thế gia võ thuật nước Dương, nhất là ba thế gia Sendai, Aoki và Yoshida, bởi hiệp hội võ thuật nước Dương là do ba thế gia lớn này cùng sáng lập. Kitano Takeshi cũng do ba thế gia lớn này cùng lựa chọn. Bây giờ Kitano Takeshi đã chết, rất khó để tìm thêm một hội trưởng hiệp hội võ thuật nước Dương không liên quan gì đến cả ba thế gia lớn như thế. Dương Thanh đã giết Kitano Takeshi Sao ba thế gia võ thuật lớn nước Dương có thể dễ dàng tha cho anh được? Bây giờ Dương Thanh bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, ông đỗ cũng đã rời đi để tìm hồi hồn đan cho Dương Thanh, nếu lúc này nước Dương cử sát thủ tới, sao những cao thủ chưa đến siêu phàm cửu cảnh như họ chống đỡ nổi? Đúng lúc này, một thành viên của võ minh vội bước vào phòng họp. Người đó nói, "Phó hội trưởng, có ba cao thủ tự xưng là bạn cậu Thanh, muốn gặp cậu Thanh." Ninh Thiên Hòa nhíu mày, im lặng một lát rồi nói, nói với họ rằng cậu Thanh không ở Võ Minh. Vâng, đối phương định rời đi. Ninh Thiên Hòa gọi đối phương lại, nói, trước khi ông đỗ về, cho dù là ai muốn gặp cậu Thanh thì cũng bảo cậu Thanh không ở Võ Minh. Bây giờ là giây phút quan trọng nhất, Ninh Thiên Hòa không dám cho bất cứ ai biết tin tức Dương Thanh đang ở Võ Minh, càng nhiều người biết thì tình cảnh của Dương Thanh càng nguy hiểm. Ở cửa trụ sở chính của Võ Minh tại Yến Đô, ba người đang chờ ở cửa ra vào. Cậu Siêu cậu nghĩ cậu Thanh sẽ ở đây à? Cao thủ lớn tuổi nhất trong ba người nhìn về phía cao thủ trẻ nhất, hỏi. Ba người này không phải ai khác, chính là Mã Siêu và anh em nhà họ Tống. Mã Siêu nghiêm nghị nói, Hoài Lam đã điều tra rõ, sau khi trận đấu ba ngày trước kết thúc, không ai thấy bóng dáng anh Thanh đâu. Sàn đấu võ thần quán hôm đó lại nằm dưới sự kiểm soát của võ Minh, nên chắc chắn anh Thanh đã bị người của võ Minh đưa đi rồi. Tôi tin chắc anh Thanh đang ở võ Minh, họ đã vào báo cáo rồi còn gì chúng ta chờ một lát có lẽ sẽ biết chân tướng trong lúc anh ta nói chuyện một cao thủ siêu phàm tam cảnh của võ minh bước ra nhìn về phía mã siêu cậu thanh không ở đây nghe thấy thế ba người mã siêu lập tức biến sắc sao có thể chứ mã siêu lập tức cuống lên vội nói ba ngày trước sau khi trận đấu kết thúc không ai thấy bóng dáng anh thanh võ thần quán lại nằm dưới sự kiểm soát của võ minh các người sao anh thanh lại không ở võ minh được tống tả cũng nói đúng thế chắc chắn cậu thanh đang ở võ minh chúng tôi là người thân thiết nhất với cậu ấy lão ta nói rồi chỉ vào mã siêu nói với cao thủ võ minh kia đây là anh em tốt nhất của cậu thanh mã siêu nếu không yên tâm về chúng tôi thì các người có thể điều tra sẽ rất dễ dàng điều tra được quan hệ giữa mã siêu và cậu thanh nghe thấy thế cao thủ võ minh kia lập tức có vẻ khó xử nếu những người này không liên quan gì đến dương thanh thì dễ xử lý thôi đuổi đi luôn là được nhưng nếu họ có quan hệ thân thiết với Dương Thanh thật, sau khi hồi phục, chắc chắn Dương Thanh sẽ trở thành minh chủ võ minh. Hôm nay ông ta đuổi người bên cạnh Dương Thanh đi, liệu sau này Dương Thanh có truy cứu trách nhiệm của ông ta sau khi trở thành minh chủ không thế? Nhưng Ninh Thiên Hòa vừa nói, cho dù là ai tìm Dương Thanh thì cũng nói Dương Thanh không ở đây. Nghĩ đến đây, ông ta cũng không quan tâm nhiều nữa, nhìn về phía Mã Siêu, rất xin lỗi, cậu Thanh thực sự không ở đây, sau khi trận đấu 3 ngày trước kết thúc cậu Thanh đã rời khỏi võ thần quán, chúng tôi cũng không biết cậu ấy đã đi đâu. Không thể nào. Thái độ của Mã Siêu rất kiên định, anh ta nói với đôi mắt đỏ hoe, chắc chắn anh Thanh đang ở đây. Ông có thể để chúng tôi vào gặp anh ấy một lần không? Chúng tôi cam đoan sẽ không gây thêm phiền phức cho ông. Cao thủ võ minh kia lắc đầu, rất xin lỗi, tôi không thể để các người vào được. Anh em nhà họ Tống lập tức nổi giận. Tống Hữu tức giận hỏi, tại sao không cho chúng tôi vào gặp cậu Thanh? ông biết quan hệ giữa chúng tôi và cậu Thanh không? Nếu cậu ấy biết ông chặn chúng tôi ở cửa, các người gánh nổi hậu quả à? Trên mặt cao thủ võ Minh tràn ngập vẻ cay đắng, ông ta không đắc tội nổi những người trước mặt này. Nhưng Ninh Thiên Hòa đã nói, không được phép tiết lộ tin Dương Thanh đang ở võ Minh. Bên nào ông ta cũng không đắc tội nổi. Thấy đối phương không nói gì, Tống Tả vội kéo Tống Hữu đang kích động, nhìn về phía đối phương, ông không để chúng tôi vào gặp cậu Thanh cũng được, nhưng có thể cho chúng tôi biết tình trạng bây giờ của cậu Thanh không? Có phải cậu ấy đã bị thương nặng trong trận chiến với Kitano Takeshi vào 3 ngày trước, nên giờ vẫn đang hôn mê không thế? Nghe thấy thế, cao thủ võ minh kia lập tức biến sắc, không ngờ lại bị người này đoán ra. Ông ta phủ nhận ngay, không có chuyện đó. Tống Tả hỏi tiếp, ông vừa bảo cậu Thanh không ở đây, sao biết cậu ấy không hôn mê vì bị thương? Tôi, cao thủ võ minh kia lập tức nghẹn lời, có vẻ bối rối ông ta không dám tiết lộ tin tức dương thanh đang ở đây nhưng tống tả đã đoán ra gần hết rồi thấy dáng vẻ bối rối của ông ta tống tả biết mình đã đoán đúng mã siêu lập tức nổi giận bước lên trước tóm lấy cổ áo đối phương anh thanh đang ở võ minh đúng không rốt cuộc võ minh định làm gì tại sao lại nhốt anh thanh ở đây lúc này mã siêu hết sức tức giận khí thế cũng bùng nổ bây giờ thực lực của anh ta đã đạt tới siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ không hề có áp lực gì khi đối mặt với cao thủ siêu phàm tam cảnh này. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Mã Siêu, cao thủ võ minh kia lập tức biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, vội nói: "Thưa cậu, xin cậu bớt giận." Cao thủ võ minh này thực sự sợ hãi, nhưng cũng hết sức kinh ngạc. Ông ta đã là cao thủ siêu phàm tam cảnh đỉnh phong, nhưng trước mặt Mã Siêu, ông ta chẳng khác gì sâu kiến, ông ta không hề nghi ngờ gì về việc Mã Siêu có thể dễ dàng giết mình. Quan trọng là Mã Siêu còn trẻ như thế, có lẽ còn trẻ hơn Dương Thanh mấy tuổi. Còn trẻ mà đã có thực lực mạnh mẽ đến thế ư? Dương Thanh có thiên phú yêu nghiệt thì cũng thôi, tại sao ngay cả một người anh em bên cạnh Dương Thanh cũng có thiên phú hơn người thế? Mã Siêu vô cùng kích động, nghiến răng nghiến lợi, "Tôi cho ông cơ hội cuối, nói cho tôi biết, rốt cuộc có dẫn chúng tôi đi gặp anh Thanh không? Tốt nhất ông nên nghĩ kỹ rồi trả lời tôi, nếu ông dám nói không, đừng trách tôi không khách sáo với ông đấy." lần này anh ta muốn giết cao thủ võ minh này thật hai anh em nhà họ tống đứng bên cạnh mã siêu cũng đằng đằng sát khí sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào cao thủ võ minh kia sợ đến mức suýt tè ra quần ông ta há miệng run rẩy không dám nói câu nào nếu cho mã siêu biết chân tướng ninh thiên hòa sẽ không bỏ qua cho ông ta nhưng nếu không dẫn mã siêu đi gặp dương thanh mã siêu cũng không tha cho ông ta đúng là khó xử đúng lúc này áp lực đáng sợ bỗng giáng xuống anh em nhà họ Tống lập tức biến sắc, cùng bước lên một bước, chắn trước mặt Mã Siêu. Mã Siêu cũng cảm nhận được áp lực này, nó quá mạnh, chắc chắn là do cao thủ siêu phàm bát cảnh phóng ra. Ai đang gây rối ở trụ sở chính của Võ Minh? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một ông lão mặc quần áo truyền thống chậm rãi bước ra, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Thấy người tới, cao thủ siêu phàm tam cảnh đỉnh phong bị Mã Siêu giữ lấy lập tức kích động hô lên, trưởng lão Trần, cứu mạng. Cậu Siêu, cẩn thận người này rất mạnh. Tống tả nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần với vẻ nghiêm nghị, bảo mã siêu. Tuy biết đối phương rất mạnh, nhưng hai anh em nhà họ Tống không hề định lùi bước. Mã siêu cũng ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão Trần, lạnh lùng nói, bây giờ đưa chúng tôi đi gặp anh thăng ngay, bằng không tôi sẽ giết người này. Trưởng lão Trần nhíu mày, lạnh lùng nhìn mã siêu, cậu biết mình đang nói gì không? Bây giờ tôi cho các người một cơ hội rời khỏi võ minh, trong 10 giây, cút khỏi nơi này, bằng không tự chịu hậu quả. Trưởng lão Trần là một trong bốn trưởng lão của hội trưởng lão Võ Minh, có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Bây giờ Võ Minh có một vị minh chủ là Dương Thanh. Ngoài minh chủ ra, còn có hai phó môn chủ là Đỗ Trọng và Ninh Thiên Hòa. Sau đó nữa là bốn trưởng lão với thực lực siêu phàm bát cảnh. Trưởng lão Trần trước mặt là một trong bốn vị trưởng lão đó. Tuy Võ Minh vừa được thành lập nhưng chuyện cao thủ nước Dương Khiêu chiến cao thủ Chiêu Châu đã khiến phần lớn cao thủ siêu phàm cảnh của Chiêu Châu tập trung ở Yến Đô, nhân cơ hội Dương Thanh đánh chết Kitano Takeshi, Võ Minh đã thu hút rất nhiều cao thủ siêu phàm cảnh. Ở Chiêu Châu bây giờ, nếu gia tộc cổ võ không xuất hiện, có lẽ không có thế lực nào đủ tư cách so đấu với Võ Minh. Mã Siêu nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần, lạnh lùng nói, chúng tôi chỉ muốn gặp anh Thanh, các người ngăn cản như thế, không thấy quá đáng à? Hừ trưởng lão Trần lạnh lùng nói, cậu là cái thá gì? Trước mặt tôi, cậu có tư cách nói câu đó chắc. Không phải ai cũng có tư cách gây rối ở võ minh, nể tình cậu còn trẻ mà đã đạt đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ, cũng không dễ dàng gì, tôi cho cậu cơ hội rời đi, cút khỏi đây ngay, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Mã siêu tức run người, nhưng cảnh giới của trưởng lão Trần quá cao, cho dù anh ta và anh em nhà họ tống hợp sức thì cũng không phải đối thủ của đối phương. Hơn nữa bây giờ, mới có trưởng lão Trần và cao thủ siêu phàm Tam cảnh đang bị anh ta nắm giữ sống chết xuất hiện, ở trụ sở chính của Võ Minh vẫn còn những cao thủ khác. Nhưng anh ta gần như có thể khẳng định, Dương Thanh đang ở trụ sở chính của Võ Minh, sắp gặp được Dương Thanh nhưng lại bị ngăn cản bên ngoài, anh ta vô cùng khó chịu. Mã siêu hít sâu một hơi, cố nén giận, nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần, tôi chỉ muốn biết một chuyện, rốt cuộc anh Thanh đã gặp chuyện gì? Bây giờ anh ấy có khỏe không? Cút. Trưởng lão Trần giận dữ quát: tiếng quát này mang theo khí thế đáng sợ, lao về phía mã siêu. Mã siêu chỉ thấy ngực mình như bị đánh mạnh, họng cũng ngòn ngọt, ngọt. Đây là sự đáng sợ của cao thủ siêu phàm bát cảnh ư. Chỉ là tiếng quát giận giữ ẩn chứa khí thế thôi mà đã có sức mạnh khổng lồ như thế rồi. Dù thế, anh em nhà họ Tống vẫn chắn trước mặt Mã Siêu, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào trưởng lão Trần. Chỉ cần Mã Siêu ra tay, họ cũng sẽ không do dự, cho dù không thắng nổi thì cũng phải đánh với trưởng lão Trần tiền bối tống tả hai người đi trước đi mã siêu trần nói